Chương 41, Mạch Khê mê mang suốt, đến lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ ba. Ánh nắng sớm ôn hòa nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tạo nên khung cảnh thật yên bình. Đôi mắt Mạch Khê lúc đầu như đang mê ly cảnh sắc dần chuyển mệt mỏi, từ hai thái dương truyền đến từng cơn đau nhức. Lúc này cô mới hoảng hốt nhận ra chỗ này không phải căn phòng quen thuộc mà là nơi tràn ngập vẻ lạnh lẽo, u tịch, mang đậm phong cách thưởng thức của đàn ông. Đây là phòng lôi giận ở bạc tuyết bảo. Cô tưng một tiếng, không biết rõ hiện tại đã là mấy giờ. Chỉ biết toàn thân không một chỗ nào là không đau nhất, cả khung xương tự như đang dần gãy nát, thường thường là sau khi tỉnh lại, trí nhớ sẽ ù về, đập thẳng vào ý thức con người. Khuôn mặt mạch khê như mất đi vài phần huyết sắc, trở nên tái nhật, cô không biết lôi giận cường bạo cô trong bao lâu, chỉ biết là cô hết một lần lại đến một lần bị hắn ép buộc phải thừa nhận trận lôi đình ấy, người đàn ông này thực sự quá nguy hiểm sự trừng phạt của hắn chỉ là dùng thể lực tối thiểu cũng đủ để bức cô đến gần chết đi. Đến đây, Mạch Khê không khỏi nhớ đến lời Thánh Trạch từng nói, cha nuôi của em không phải người bình thường, từ nhỏ ông ta đã sống chung với bầy sói, đến giờ khắc này thì cô hoàn toàn không còn hoài nghi lời nói này nữa. Mạch Khê vô lực cởi chiếc váy ngủ màu trắng mới phát hiện ra, dấu hôn không những không mất đi mà ngược lại còn tăng thêm không ít, loài sói thường thích lưu lại dấu vết trên lãnh địa của mình sao, cô tự dễu mà cười nhạt, trong lòng cha nuôi, cô có khi còn chẳng được coi như lãnh địa chính hắn cũng nói ra cô chẳng qua chỉ là thú cưng được hắn nuôi dưỡng nói trắng ra thì đúng là loạn luân không hơn không kém một người đàn ông từ nhỏ đã được sói nuôi thì lấy đâu ra tình cảm con người một chút cũng không hề có nó mới bị thương mà cô đã quan tâm như vậy nếu nó chết thật thì sao trong đầu mạch khê rối tinh rối mù đột nhiên lại vang lên tiếng nói của lôi giận thì rùng mình cô nén cơn đau đớn toàn thân đột ngột ngồi dậy, anh thiên luật, cha nuôi có thể hay không biết thiên luật không bị gì mà lại ra tay hãm hại anh. Ngay từ đầu cô thật sự cho rằng cha nuôi sẽ vì tình thân mà buông tha thiên luật, không ngờ tới hắn vẫn hạ thủ, nhất định là hắn làm, nếu không vì sao hắn một chút phản ứng cũng không có. Tâm mạch khê lúc này đã nguội lạnh, cô không nói hai lời chạy thẳng ra cửa, ngoài cửa, vài tên vệ sĩ mặc áo đen đang đứng nghiêm nghị. Nhìn thấy mạch khê mở cửa ra, một tên tiến lên cung kính nói, tiểu thư mạch khê không có sự cho phép của lôi tiên sinh cô không thể ra ngoài được trong ngực mạch khê nhói lên tránh ra giọng cô lạnh lùng đến cực điểm bọn vệ sĩ vẫn như không có chuyện gì xảy ra mạch khê tiểu thư chúng tôi chỉ là nghe theo sự phân phó của lôi tiên sinh mời cô về phòng cho tôi lặp lại lần nữa tránh ra mạch khê không nghĩ nhiều như vậy chỉ là cô phải về phòng thay quần áo để đến bệnh viện giờ khắc này điều làm cô lo lắng nhất là sự an nguy của thiên luật Thực xin lỗi Mạch Khê tiểu thư, Lôi Tiên Sinh đã lệnh cho chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn cho tiểu thư." Mạch Khê cười lạnh, "An toàn? Ở trong này, ngoài Lôi Tiên Sinh của các người ra thì còn có ai hận không thể ngay lập tức giết chết tôi." Nói xong cô phẫn nộ, xoay người bước nhanh đến cầm điện thoại lên, cô chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức này, ngay cả điện thoại cũng bị chặn đứt. Khốn nạn, lửa giận trong lòng Mạch Khê lại như bị châm lên, một lần nữa chạy đến chỗ cửa, tránh ra. "Các người, khốn nạn!" ra thì cũng phải để cho cô được liên lạc qua điện thoại chứ tại sao người đàn ông kia lại có thể diệt đi tia hy vọng cuối cùng của cô vệ sĩ lập tức ngăn cô lại để mặc cho bàn tay mạch khê đấm thùng thục trên người bọn họ mạch khê tiểu thư cô không thể ra ngoài lực đạo của mạch khê sao có thể địch nổi bọn vệ sĩ quanh năm suốt tháng luyện võ công chỉ cần một tên đã có thể dễ dàng khiến mạch khê phải giơ tay chịu trói trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng quát tháo ầm ĩ náo loạn đủ chưa tiếng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên đánh tan đi hết ánh dương ấm áp thay vào đó là màn mây đen che phủ bọn vệ sĩ nhanh chóng lùi lại hai bên mạch khê hít thở dồn dập một thân váy ngủ trắng nhìn qua có vẻ mệt mỏi nhưng không giấu đi được khí chất thanh tao càng khiến đàn ông thèm muốn hung hăng chà đạp một phen cô vô lực tựa vào cạnh cửa nhưng đôi mắt không hề né tránh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tiến đến thân mình hắn cao lớn lại anh tuấn hắn mặc một bộ âu phục đắt tiền thiết kế theo phong cách của Italy, bên trong là chiếc áo sơ mi phẳng phiêu màu tối, cà vạt hay kẹp cà vạt đi cùng rất hài hòa. Mỗi cái đều nói lên thân phận cũng như địa vị của hắn, gương mặt hắn anh Tuấn nhưng trước sau bình tĩnh, lạnh nhạt. Trải qua trận kích tình kịch liệt, hắn dường như vô cùng thỏa mãn chứ không tìm thấy một chút dấu hiệu mệt mỏi nào cả, hắn chỉ đứng đó chứ không tiến thêm bước nào nữa. Thậm chí hắn không nói một câu, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào vẻ mặt tiều tụy của Mạch Khê, ánh mắt mơ hồ không hề có chút tức giận. Phía sau lưng hắn là quản gia hàng á, khi ông nhìn thấy Mạch Khê thì không khỏi đau lòng, lo lắng. Mạch Khê ngẩng đầu trừng mắt với lôi giận, gằn từng tiếng nói, tôi muốn đi ra ngoài. Trên mặt lôi giận như bao phủ một màn sương ảo, hàng ý lại càng tăng thêm. Quản gia hàng á vội vàng tiến lên, cầm lấy tay cô thấp giọng nói, tiểu thư Mạch Khê, nghe lời đi, mấy ngày này không cần ra ngoài. Đừng làm lôi tiên sinh nổi nóng vì sao con phải nghe lời ông ta? Ông ta phải làm gì thì cũng đã làm rồi, còn có cái gì là không dám làm? Hoặc là ông ta còn muốn làm gì với con nữa? Con không sợ, Mạch Khê đột nhiên chặn lời nói của hàng á, trong đôi mắt cũng mang theo nỗi phẫn hận, hai mắt không hề chớp mà nhìn chầm chầm lôi giận. Quản gia hàng á trong lòng bồn chồn lo lắng, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của lôi giận. Muốn rời khỏi đây, đúng vậy. Tôi muốn rời khỏi nơi này, Mạch Khê không để ý đến hàng á đang kéo kéo tay cô, trực tiếp trả lời. Đôi mắt sắc nhọn tựa mắt chim ưng của lôi giận đột nhiên rụt lại, ngữ điệu cũng theo đó cao lên, nói lại lần nữa cho tôi, Mạch Khê tiến một bước đến trước mặt lôi giận, ngửa đầu nhìn hắn. Thân hình nhỏ nhắn chỉ cao hơn tầm ngực hắn lại dị thường tỏa ra khí lạnh thấu xương, đôi môi cô hé mở, gằn từng tiếng rõ ràng, tôi muốn rời khỏi đây, tiểu thư Mạch Khê, quản gia hàng á nóng nảy vội vàng tiến lên, con nói cái gì mà ngốc vậy? đây là nhà của con con đi ra ngoài chơi đùa còn chưa đủ hay sao mà muốn phải rời khỏi đây bác hàng á mạch khê chặn lời ông lại ánh mắt tràn ngập sự thống khổ người không biết không biết sao ông ta cô đột nhiên chỉ hướng lôi giận ngón tay hơi run run ông ta phái người sát hại anh thiên luật anh ấy may mắn không chết mà chỉ bị thương nhưng chỉ cần một ngày anh thiên luật không chết ông ta sẽ không bỏ qua con sẽ không để cho ông ra làm tổn thương đến anh thiên luật đâu kỳ thật Mạch Khê rất muốn đem toàn bộ hành vi phạm tội của lôi giận phơi bày ra. Nhưng đáng tiếc là cô không đủ can đảm, bởi nếu mọi chuyện của hắn bị phơi bày thì ngay cả việc cô là đứa con gái nuôi lại bị cha nuôi coi như món đồ chơi hết lần này đến lần khác chiếm đoạt cũng sẽ bại lộ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người bị xem thường cũng chỉ có cô mà thôi. Lôi giận dù gì cũng là tổng giám đốc cao cao tại thượng của lôi thị, chuyện này nói ra thì chắc chắn chẳng ai tin, họ thể nào cũng sẽ nghĩ rằng hết thảy là do cô chủ động quản gia hàng á nghe vậy thì cả kinh vội vàng nói tiểu thư mạch khê con nhất định là hiểu nhầm rồi lôi tiên sinh căn bản không thể làm tổn thương đến thiên luật thiếu gia bởi vì hàng á lôi giận lành giọng nói quản gia hàng á giật giật khóe miệng không dám nói tiếp ánh mắt lại lộ ra muốn nói đành thôi cơn thịnh nộ của mạch khê gần như không hề hạ xuống cô cho rằng bác hàng á chẳng qua cũng chỉ là muốn bao che cho cha nuôi mà thôi cô cười lạnh thật sự là buồn cười người mà hai tay váy đầy máu tươi thì sao lại không có khả năng đôi mày hàng á hiện lên vẻ lo lắng lôi giận không hề tức giận ngược lại cười cười bàn tay to duỗi ra cố trụ trên đỉnh đầu cô mang theo hơi lạnh lẽo con người chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh tế của cô tự nhiên bị con gái nói thành ra như vậy nếu tôi không làm thế vậy chẳng phải là oan uổng cho lý do thoái thác của con gái sao lôi tiên sinh quản gia hàng á biết rõ tính tình lôi giận ông nhìn thấy ánh mắt hắn ẩn ẩn chuyển động thì lập tức kinh hãi ra tiếng mạch khê ngẩn ra không kịp phản ứng lại thì cả thân mình bị lôi giận kéo lại lực mạnh mẽ không chút lưu tình kéo cô lên tầng buông ra buông mạch khê sống chết dãy dùa. cô không biết người đàn ông này muốn đưa mình đi đâu lưỡi giận trong lòng đã bị thay thế bởi sự sợ hãi bất luận là kẻ nào cũng không cho phép theo cô lôi giận chỉ vào một tên vệ sĩ theo tôi đi lên những người khác canh giữ ở cầu thang. Không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được tự tiện xông vào, nhất là hàng á, lạnh lùng nói xong câu đó, lôi giận cũng không quay đầu lại, lôi mạch khê đang không ngừng dãy dụ lên tầng, đến một căn phòng chưa bao giờ mở cửa. Hàng á nhìn theo hướng lôi giận đi, lại nhìn thấy cánh cửa hắc ám kia mở ra thì thân mình đột nhiên run rẩy. Văn phòng viện trưởng của bệnh viện thẩm mỹ tư nhân, bà tiểu thư, tình trạng khuôn mặt của cô càng ngày càng tốt. Yên tâm đi, tôi biết cô là người mẫu thì khuôn mặt là quan trọng nhất, viện trưởng là người đàn ông hơn 50 tuổi, đầu có hơi hói nhưng nụ cười thì vô cùng ôn hòa. Bà cơ lấy gương cẩn thận quan sát chính mình, lập tức nhìn về phía viện trưởng, nhẹ nhàng nói nhưng vẫn mang theo vẻ lo lắng, nhưng mà hai ngày trước tôi có không cẩn thận quệt móng tay xước qua mặt, sẽ không bị viêm hay là gì chứ. Viện trưởng, ha ha, cười, yên tâm đi bạc tiểu thư, cô cũng không phải ngày đầu tiên đến bệnh viện chúng tôi, chẳng lẽ còn không tin chúng tôi sao? Đương nhiên tôi tin, bà cơ cười nhẹ, viện trưởng, hy vọng ông sẽ giữ bí mật tư liệu cá nhân của tôi, đương nhiên. Bà Tiểu Thư là hội viên quan trọng nhất của chúng tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng tôi cũng tuyệt đối giữ bí mật những tư liệu này, không tiết lộ ra bên ngoài một điều nào, ngữ khí của viện trưởng mang 10 phần khẳng định, bà cơ lúc này mới yên tâm, nói lời cảm tạ rồi đeo chiếc kính râm to, rời khỏi bệnh viện. Ánh mặt trời có chút chói chang chiếu vào khuôn mặt đôi phần nhợt nhạt của cô, lại khiến khuôn mặt ấy thêm tươi sáng tựa như viên trân châu nằm trong chiếc vỏ sò đang tỏa ra những tia rực rỡ tiếng chuông di động vang lên bà cơ cầm lên nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình thì khóe môi như cứng ngắc một lúc lâu sau mới bắt máy khi cô bắt điện thoại thì ở đầu bên kia đã vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông nghe qua thì không thể đoán được tuổi tác của người đó bà cơ có hơi sợ khẽ run rẩy gặp được rồi rất giống cô ấy sao người đàn ông lại hỏi thêm một câu giống rất giống bà cơ nói ra một câu ngữ khí có vẻ cường điệu bên kia điện thoại nghe thấy vậy thì rõ ràng than nhẹ một tiếng đây là tôi không nghĩ sẽ nhìn thấy ông muốn như thế nào có muốn gặp mặt cô ấy không bà cơ chần chừ hỏi sẽ có cơ hội mệnh cô bé lớn nếu không chết thì cũng có thể trông thấy mặt một lần ngữ khí của đối phương làm người ta khó nắm bắt được ý tứ trong lời nói là gì bà cơ nghe vậy thì giật mình ông phái người đối phó với cô ấy chỉ là màn thử nghiệm mà thôi không cần khẩn trương còn nhiều thời gian mà đối phương nói mấy câu lãnh đạm cười khang vài tiếng rồi cúp điện thoại bà cơ cả kinh alo alo bên kia điện thoại chỉ còn lại âm túc túc khiến bà cơ sững sờ đứng dưới ánh mặt trời chói chang căn phòng này có vẻ hắc ám ánh sáng mặt trời không thể chế ngự được mà dịu đi bốn phía đều là vẻ lạnh lẽo khiến mạch khê không khỏi run sợ ba một tiếng cửa phòng đóng lại thế này mạch khê mới thấy rõ được cái gọi là vận mệnh của mình ngay sau đó cô mở to hai mắt nhìn cả căn phòng to như vậy nhưng thực sự rất đơn giản không có một chút sự bài trí nào ngay cả trang hoàng bình thường cũng không nhưng điều khiến mạch khê kinh ngạc và khủng hoảng nhất chính là một chiếc lồng sắc màu vàng đặt ở giữa căn phòng cô không biết rõ chiếc lồng này có phải làm bằng vàng hay không nhưng quả thực nó rất lớn chiếm nguyên phần lớn diện tích gian phòng hô hấp mạch khê trở nên dồn dập đột nhiên có chút phản ứng lại cô vừa muốn né tránh lại bị lôi giận kéo lại bàn tay to của hắn mở ra chiếc lồng. Không, ông không thể làm chuyện này, Mạch Khê có dự cảm xấu, hai tay liều mạng nắm lấy sông của chiếc lồng. Nhưng xem ra sự phản kháng này đối với lôi giận chả thấm vào đâu, cô là do tôi nuôi, tôi muốn làm như thế nào thì sẽ làm được, lôi giận lạnh lùng mở miệng, bàn tay to hơi dùng sức đẩy cả người Mạch Khê ngã vào trong lồng. À, đầu gối Mạch Khê trực tiếp đập vào chiếc lồng lạnh lẽo, chiếc váy ngủ trắng cô mặc cũng theo đó mà nhàu nhỉ. Bộ dạng này không khỏi khiến người ta thương tiếc, lôi giận. Cô nhìn thấy cánh cửa chiếc lồng bị đóng lại thì ngay lập tức tiến lên, hai tay dùng sức lay mạnh song sắt. Sao ông có thể dùng lồng sắt để nhốt tôi? Ông không có tư cách làm như vậy. Không có. Lôi giận từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô váy áo nhầu nhĩ, mái tóc dài có chút hỗn độn xõa ở bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng như ngọc. Lúc này khóe môi hắn hơi nhếch lên, là cô thách thức tôi nếu đã là sủng vật thì sẽ cho ở chỗ thích hợp với sủng vật giọng nói của hắn trầm thấp giống như tiếng vang vọng từ trời xuống đan xen với âm réo rắc của viô lông cứ quanh quẩn bên tai cô chạm vào tận sâu trong đáy lòng lòng sắt này là để nhắc ngươi nhớ thân phận của mình khốn nạn tôi sẽ tố cáo ông tội giam người phi pháp mạch khê uất hận dùng sức lay động song sắt không khí trong căn phòng lạnh như băng làm cô rét run. quả thực ở đây vô cùng lạnh lẽo cô sống ở tòa thành nhiều năm như vậy đến hôm nay rốt cục cũng biết căn phòng quanh năm suốt tháng đóng cửa này là để dùng làm gì cho dù chết mạch khê cũng không nghĩ đến cha nuôi lại có thể dùng một cái lồng sắt để nhốt mình trong mắt hắn cô chỉ như một con vật một món đồ chơi nếu không tòa thành lớn như thế này sao lại có sẵn cái lồng sắt lớn như vậy lôi giận nghe thấy lời của cô rốt cục cũng nở nụ cười lạnh đến thấu xương bé con nếu cứ kiên trì với ý tưởng này thì tôi cũng không phản đối có thể tố cáo tôi hắn cúi người xuống bàn tay to với vào lồng sắt dùng sức nhất cầm của cô lên tôi nói rồi tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời đáng tiếc đứa trẻ này không dạy dỗ một chút thì không nhớ kỹ được hắn giống như là đang tiếc hận lại như là muốn trêu tức thản nhiên nói ra rõ ràng mang theo hàm ý tàn nhẫn mạch khê hung hăng nhìn hắn thật lâu sau hai con ngươi dường như xẹt qua một tia bén nhọn lạnh lùng nói ông không phải người vài từ ngắn ngủi như châu như ngọc được nói ra Tuy rằng đây là câu nói xuất phát từ sự tức giận của Mạch Khê nhưng lại khiến lôi giận giật mình, tự như xét đánh ngang tai. Ngay sau đó, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của hắn dần dần có sự thay đổi. Bàn tay hắn đang nắm lấy cầm Mạch Khê đột nhiên tăng thêm chút lực, vừa nói cái gì, ngữ khí của hắn đáng sợ ghê người, làm cho Mạch Khê có cảm giác sợ hãi chưa từng có. Cô rõ ràng nhìn thấy sự biến chuyển trong đôi mắt của hắn thì thầm giật mình, xem ra tất cả đều là sự thật, nếu không hắn sao có thể có phản ứng mạnh như vậy. Nỗi sợ hãi từ đáy lòng cô dần biến mất, bên môi là nụ cười lạnh nhạt, ông sống cùng bầy sói, những gì học được cũng chỉ có vậy thôi, lôi giận đột nhiên nắm chặt tay, ánh mắt cũng tỏa ra vẻ bén nhọn cực độ, lực tay thô bạo của hắn dường như sắp bóp nát cầm cô. Mạch khê gắn hết sức thừa nhận sự dày vò này, ngay khi cô nghĩ hắn sẽ nhân tay cho cô một cái tác thì lại phát hiện đôi mắt hắn không chút gần sống, rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh mọi khi, trong lòng cô không khỏi kinh hãi, khiếp đảm, lôi giận chậm rãi buông cầm cô ra, bàn tay nắm quyền sinh quyền sát kia phủ lên mái tóc cô, vuốt xuống như là có chút quyến luyến, khê nhi, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, từ lúc sinh trưởng, sói cũng chỉ thích ăn thịt dê, bởi đơn giản dê thì chỉ ăn cỏ mà sống, cô ở trước mặt tôi cũng chỉ có thể như con dê trắng bị sói ăn tươi nuốt sống, ông, ngay cả ý thức sinh tồn này mà cũng không nhớ. Khê Nhi, Cô hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch làm trái ý tôi. Như vậy chỉ làm cho mình càng thêm thống khổ, tiếng nói lôi giận ngày càng lạnh lẽo, hắn vỗ vỗ đầu cô, không cần lại thử chọc giận tôi, nếu không, hắn cố ý ngừng lại, con mắt sắc bén nhìn dọc theo khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn của cô, chậm rãi nhìn đến chỗ xương xanh thì đôi mắt thoáng trầm xuống. Nếu không thì thế nào, Mạch Khê bị hắn nhìn thì toàn thân sợ run, nhất là trong căn phòng lạnh lẽo như thế này, cô lại lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Lôi giận lạnh lùng cười, cô đã nói tôi không phải người, đương nhiên tôi sẽ không dùng biện pháp của người. Khi cô không nghe lời, tôi sẽ ăn cô, khuôn mặt mạch khê đột nhiên trắng bệt ra, thấy thân mình cô theo bản năng giật mình một cái, khóe môi lôi giận lộ ra ý vừa lòng, lại cố ý bổ sung một câu lạnh lùng, tự như sói ăn thịt dê vậy, ngay cả xương cốt cũng không chừa. Mạch khê gắt gao giỏi theo hắn, đôi mắt sáng tựa ngọc lưu ly yếu ớt chớp một cái, giọng nói cố ý ra vẻ cuộc cường nhưng thực ra lại run rẩy không ngừng, ông, không thể làm như vậy, tôi đương nhiên có thể làm như vậy, lôi giận nói như là rất đúng lý hợp tình, giọng nói trầm thấp như ma mị truyền đến gần cô, hơi thở mãnh liệt cũng như phả đầy khuôn mặt cô, cô nói tôi như vậy thì đương nhiên hiểu được, tôi đối với việc giữ lấy cái gì cũng chỉ có một phương thức, đó là giam nuôi. Nói xong câu đó hắn vỗ nhẹ nhẹ đầu mạch khê rồi đứng dậy rời đi. Này, ông thả tôi ra, ông không thể nhốt tôi ở đây, không được đóng cửa, tôi, tiếng của Mạch Khê bị tiếng đóng cửa hoàn toàn lấn át, canh chừng sát sao cô ấy 24 giờ cho tôi, không cho phép cô ấy gây ra sai phạm gì nữa, lôi giận ra lệnh cho tên vệ sĩ ngoài cửa, vâng, lôi tiên sinh, lôi giận hờ hững rời đi, quản gia hàng á vội vàng chạy tới nhưng chỉ dám lo lắng suông bởi ông hiểu rằng một khi lôi giận đã quyết định chuyện nào thì không gì có thể thay đổi được. Phòng bệnh của bệnh viện tư nhân, đêm nay không sao, nhưng vẫn có ánh sáng mờ mờ từ ngoài rọi vào ngăn cách nơi đây với những âm thanh ồn ào của đô thị phồn hoa, tạo nên khung cảnh yên tĩnh, trầm lắng, nhiếp thiên luật bị ép buộc phải ở lại bệnh viện. Nguyên nhân là do viên đạn hôm nọ có sức công phá rất lớn, nhất định sẽ gây viêm nhiễm không nhẹ, để đề phòng vạn nhất có điều gì không hay xảy ra, bệnh viện đã đưa ra quyết định này. Anh ta ta dựa vào đầu giường nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng lặng trước cửa sổ thì khẽ cười, không nghĩ đến là cậu sẽ thăm cháu vì sao không thể tưởng tượng được giọng nói lạnh băng nhưng vẫn có vài phần trầm thấp đó là của lôi giận nhiếp thiên luật nhún nhún vai đây là không nghĩ đến bóng dáng lôi giận được ánh trăng chiếu rọi càng tôn lên vẻ cao lớn anh tuấn nhưng cũng khiến người khác nhìn thấy không khỏi có đôi phần áp lực một lúc lâu sau hắn mới thản nhiên mở miệng không phải cháu cho rằng cậu sai người giết cháu chứ không phải cậu làm nhiếp thiên luật hơi điều chỉnh tư thế ngồi không chút để ý mà nói ra một câu cháu khẳng định như vậy sao khẳng định lôi giận xoay người lại ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn làm lộ ra rõ ràng từng góc cạnh cùng ngũ quan cương nghị hắn nhìn nhiếp thiên luật gương mặt có vẻ như chẳng có chút thay đổi nhưng ẩn trong đôi mắt lại có chút chấn động sau một lúc hắn nói cậu sẽ phái cho cháu vài tên vệ sĩ nhiếp thiên luật nhìn bộ dáng lạnh lùng của hắn thì đột nhiên cười cười bất đắc dĩ lắc đầu tuy rằng cháu rất không thích gọi tiếng cậu nhưng cậu cũng không nhất thiết phải dùng cách này để nhắc nhở cháu nhớ phần trưởng bối của cậu chứ. Bên cạnh cháu toàn một lũ phế nhân vô dụng, lôi giận không bị vẻ cười cợt của nhiếp thiên luật làm cho tức giận, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Chiều tối hôm đó chỉ là cháu không mang theo vệ sĩ mà thôi, nhiếp thiên luật thản nhiên giải thích, lôi giận nhíu mày, cho nên cậu không cho phép loại chuyện này phát sinh lần thứ hai, kính nhờ cậu đi. Cháu dù lớn nhỏ gì cũng là tổng giám đốc nhiếp thị, không phải đứa trẻ con, nhiếp thiên luật sắp đầu hàng, bất đắc dĩ nói, cho dù cháu 70 hay 80 tuổi thì cũng là vãn bối. Cậu có quyền làm như vậy, lôi giận cứng trắng nói không chút thương lượng cho người khác đường sống, ok, ok, nhiếp thiên luật cứng trắng thế nào cũng đành phải thỏa hiệp, cậu muốn như thế nào thì sẽ như thế. Đối với kiểu quan tâm nhưng như cưỡng chế này cháu đã quen quá rồi, lôi giận cười lạnh, cậu không phải là quan tâm cháu, chỉ là nếu cháu chết thì cậu không làm tròn bổn phận với mẹ cháu được, lấy cớ tâm thương. Nói ra một câu quan tâm cũng không chết người được đâu, nhiếp thiên luật cố ý dễu cật nói, sắc mặt lôi giận rõ ràng là có chút chấn động nhưng cũng không có nói gì nữa, nhiếp thiên luật nhìn hắn, trong lòng trào dân chút ấm áp. Hai người bọn họ luôn dùng phương thức quái là đối xử với nhau, ngay cả quan tâm lẫn nhau cũng dùng cách rất quái dị, nhất là lôi giận. Hắn luôn luôn là người đàn ông cường thế, chẳng những biểu hiện ở sự nghiệp mà còn ở thân hình trắng rõi thậm chí là cả tình yêu hắn luôn dùng một loại phương thức độc hữu cũng là phương thức thích hợp nhất để biểu đạt tình cảm người tình nào không hiểu chắc chắn sẽ bị hắn dọa chết thậm chí sẽ bị bứt điên nhưng người nào thực sự cảm kích sẽ có thể cảm thụ được một tình cảm mãnh liệt sâu sắc cậu đối với vụ ám sát lần này cậu nghĩ thế nào một hồi lâu sau mới thấy nhiếp thiên luật hỏi đôi mắt lôi giận dần dần chuyển lạnh lùng âm trầm như bầu trời đêm đông, được che phủ bởi màn sương lạnh giá. Người bọn chúng muốn đối phó không phải cháu, nhiếp thiên luật sửng sốt, cháu không rõ, bọn chúng là chỉ ai. Lôi giận lạnh lùng mở miệng, gằn từng tiếng nói, huyết xa, đôi mày nhiếp thiên luật đột nhiên nhíu lại, đáy mắt lộ vẻ nghi hoặc, không thể nào. Năm đó cậu đã tiêu diệt toàn bộ tổ chức của hắn rồi mà, đây chính là vấn đề, lôi giận nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt âm trầm, bén nhọn, nguyên nhân là vì năm đó tiêu diệt toàn bộ tổ chức của hắn nên mới lưu lại tai họa ngầm ngày hôm nay cậu nghĩ chỉ cần huyết xà chết là có thể giải quyết được vấn đề đáng tiếc vẫn là sai lầm ý của cậu là người của huyết xà vẫn hoạt động mà lần này chính là bè phái của huyết xà dở trò sắc mặt nhiếp thiên luật cũng nghiêm trọng lại nói như vậy cũng không hẳn chính xác lôi giận đang trầm tư thì quay người ngồi ở sofa đối diện nhiếp thiên luật cả thân mình cao lớn nhàn nhã dựa vào sofa chân trái tao nhả vắt lên đùi phải ngay sau đó hắn rút ra một điếu xì gà rồi nheo mắt nhìn nhiếp thiên luật nhiếp thiên luật nhún vai cố ý nói bác sĩ dặn cháu không thể hút thuốc lôi giận chớp mắt một cái rõ ràng mang theo ý châm chọc lập tức cầm một điếu xì gà đưa về hướng nhiếp thiên luật nhiếp thiên thuật nhận lấy rồi ngay sau đó châm điếu thuốc trong căn phòng bệnh tràn ngập khói thuốc tựa như màn sương mờ ảo bao lấy hình ảnh hai người đàn ông anh tuấn đợi vòng khói thuốc tan đi lôi giận mới mở miệng tiếp tục nói không nên nói là bè phái của huyết xa mà chuẩn xác phải nói là người cầm đầu ban phái huyết xa, con người này rất lợi hại. Ẩn giật nhiều năm như vậy nhưng vẫn khiến chúng ta đoán sai nơi ẩn náu, cậu vẫn cho rằng huyết xa một tay cai quản hát bang, nên năm đó tuy rằng đã tiêu diệt được bang của huyết xa nhưng hóa ra mới chỉ là tiêu diệt được một phần thế lực mà thôi, nhiếp thiên luật chấn kinh, sao có thể như vậy? Nếu cậu nói là thật thì thế lực của huyết xa vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng ta, đúng vậy lôi giận lại thản nhiên nói phí dạ đã điều tra được gần đây có một tổ chức tên là tiếc ảnh tuy rằng tầm ảnh hưởng không quá lớn nhưng thành viên đều là mafia sát thủ chuyên nghiệp một tổ chức mới như vậy thế nào lại có thể tụ hội được mafia chuyên nghiệp đến thế điểm này rất đáng nghi cho nên cậu nghi ngờ chuyện lần này là do bọn chúng làm thần thái nhiếp thiên luật cũng có vẻ nghiêm trọng không còn vẻ hờ hững lúc trước nữa kỳ thực đối với loại chuyện như thế này thì cậu anh luôn vô cùng mẫn cảm lôi giận gật đầu mi tâm trầm hơi nhíu lại trước mắt chống lại ảnh tổ chức chỉ có mafia bây giờ đột nhiên xuất hiện tổ chức này thân thế không kém gì tổ chức ảnh của chúng ta điều này không thể không khiến cậu hoài nghi nhiếp thiên luật trầm tư một lúc sau đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cậu vừa mới nói người hắn muốn đối phó không phải cháu chẳng nhẽ là đúng vậy là mạch khê lôi giận khẳng định nhiếp thiên luật đột nhiên ngồi thẳng dậy mục đích của bọn chúng là gì rất khó tìm được Câu nói của lôi giận ngắn gọn, nhưng có thể khẳng định được bọn chúng muốn từ mạch khê tìm ra được cái gì đó, cái gì là cái gì, nhiếp thiên luật lại khó hiểu. Đôi mắt lôi giận càng âm trầm, gần từng tiếng nói, một bí mật về bạc tuyết, nhiếp thiên luật cảm giác một luồng khí lạnh đánh úp lại, lúc sau mới lãnh đạm nói, lại là bạc tuyết. Cháu thật sự hy vọng chuyện này nhanh chóng đi qua, chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi, ngữ khí lôi giận thực bình thản, là bí mật gì? Cậu, còn có bao nhiêu chuyện cháu không biết, nhiếp thiên luật nhìn không được bèn hỏi, lôi giận liếc nhìn anh một cái, đáp lại bằng một câu nhắc nhở, cháu biết nhiều không tốt, nhiếp thiên luật nhìn thẳng mặt hắn, hồi lâu mới có phản ứng lại thì vội vàng hỏi, cậu đưa mạch khê đi đâu? Bây giờ cô ấy sao rồi, khóe môi lôi giận khẽ động, vừa muốn mở miệng thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Mình thật sự muốn biết cậu với đứa cháu trai cùng coi trọng một cô gái thì sẽ như thế nào? Một giọng nói đàn ông sang sảng, trầm thấp vang lên, dù vậy vẫn không giấu được khí phách ngang tàn. Ngọn đèn chiếu ánh sáng soi rõ toàn bộ khuôn mặt cùng hình dáng người đàn ông. Thân hình hắn cao lớn như lôi giận nhưng không có vẻ băng lãnh như lôi giận, mà khuôn mặt lộ ra vẻ cương nghị rõ ràng, ngũ quan anh Tuấn, ánh mắt thâm thúy, mạnh mẽ. Mỗi một đường cong trên cơ thể đều tản ra vẻ cao cao tại thượng mang khí thế vương giả, con người đen lấy ánh lên vẻ sâu xa không lường được, chỉ thấy hắn vào cửa rồi không khách khí tiến đến vỗ vỗ cánh tay bị thương của nhiếp thiên luật, đến khi anh kháng nghị thì hắn lại ha ha cười. Không sai nha, không hổ là cậu cháu hai người, cũng trúng một viên đạn giống nhau, vẻ bình tĩnh trên mặt nhiếp thiên luật bị vẻ cười cợt của hắn đánh tan, anh ngẩng đầu cố ý nói một câu vẻ bất mãn, hoắc tiên sinh tôn kính. Dùng cách này đến thăm bệnh nhân thì chỉ càng làm cho bệnh tình của tôi thêm nặng, người đàn ông nở nụ cười cũng tựa như lôi giận, con người đen lấy không thể giấu nổi ý cười, tiểu tử, nếu dựa theo thân phận của cậu thì cũng nên gọi tôi một tiếng cậu mới đúng nhưng mà xem ra bình phục rất nhanh đấy lôi giận thấy thế thì thản nhiên nhả một ngụm khói thuốc hoắc thiên kình nhìn qua hôm nay cậu có vẻ cực nhàn rỗi bắt đầu từ khi nào cậu lại thích đi xen vào chuyện của người khác người đàn ông trước mắt này không ai khác chính là tổng giám đốc hoắc thị hoắc thiên kình là một trong số rất ít người có thể tán gẫu cùng lôi giận hoắc thiên kình nghe vậy thì không hề giận ngược lại cười cười bộ dáng không hề khách khí đi đến hướng lôi giận ngồi xuống cạnh hắn cánh tay đầy hào khí khoác lên vai lôi giận chuyện của huyết xà không ngờ đến lôi giận danh tiếng lừng lẫy cũng không tra ra được người khác thì bất lực nhưng mình có thể cho cậu một vài đề nghị lôi giận nheo nheo mắt nhìn cánh tay hắn khoác trên vai mình thì hờ hững nói nếu cậu thành tâm muốn cho lời khuyên thì mình rất hoan nghênh nhưng mà mình muốn nhắc nhở cậu là mình với cậu không có kết đồng chí ha ha hoác thiên kình trầm thấp mà cười to người lạnh lùng tựa khối băng như cậu chỉ có mình dám tiếp cận mình không gần cậu thì làm gì còn có ai dám kết thân với cậu, lôi giận thế nhưng thật ra chẳng hề để ý đến, cũng không vội và gỡ cánh tay hắn đang khoác trên vai mình, chỉ thản nhiên nói, cậu nhàn nhã như vậy thì bớt sầm ngôn đi, có đề nghị gì thì nói nhanh đi, Hoắc thiên kình đem thân mình lười biến dựa vào một bên ghế, nhàn nhã nói, đề nghị rất đơn giản, mình muốn, hắn cố ý kéo dài giọng ra như đang thăm dò. Lôi giận ngay lập tức ném cho hắn một cái nhìn kiểu cậu thật là nhạt nhẽo nhiếp thiên luật buồn cười nhìn một màn trước mắt hai người đàn ông này một người thì lạnh như băng một người thì nóng như lửa nhưng thật ra cử chỉ lại rất hòa hợp nếu so sánh cậu với hoác thiên kình thì quả thực biểu cảm của hắn có phần phong phú hơn tối thiểu hắn cũng sẽ sảng khoái mà cười to còn cậu thì theo trí nhớ của anh từ trước đến nay anh chưa từng thấy cậu cười to thậm chí là nụ cười đúng nghĩa xuất phát từ nội tâm cũng không có Hoác Thiên Kình một chút cũng không sợ cái nhìn lạnh băng tự như sắp muốn giết người của lôi giận, mà ngược lại tự lấy ra một điếu xì gà bên cạnh châm lên, rồi đột nhiên nói, đúng rồi. Tôi mới nghe được một chuyện rất thú vị, các cậu muốn nghe không, lôi giận hơi nheo mắt, hắn thật sự không thể hiểu nổi người kia đêm nay sao lại có tâm tình như vậy. Nhiếp Thiên Luật cảm thấy cực kỳ hứng thú thì cười hỏi, chuyện gì thú vị, Hoác Thiên Kình hút một hơi xì gà, tùy ý cởi cúc cổ áo sơ mi, hơi để lộ ra vòng ngực rộng lớn hắn phiêu diêu liếc nhìn lôi giận một cái, khóe môi hài hước mà hơi cong lên. Mình nghe nói có một tên rất quái đảng, nhốt con gái nuôi trong lòng sắt. Xem ra, hay, thật sự nghe đến rợn cả người, hắn cố ý thở dài một hơi, lôi giận bình tĩnh nhìn thẳng hắn, đôi mắt vẫn như cũ không hề có chút gần sống, không giật mình, mà cứ tự nhiên như nghe chuyện của người khác vậy, nhiếp thiên luật thì lập tức có phản ứng. Khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc, nhìn về phía lôi giận cậu cậu đem mạch khê ở hoác thiên kình ngồi ở một bên tiếp tục mô kích chỉ dùng một cái lồng sắt thôi cậu cậu sao có thể làm như vậy mạch khê không phải động vật nhiếp thiên luật nói đến đây đột nhiên dừng lại ánh mắt xẹt qua chút ấy nấy quả nhiên đôi mắt vốn bình tĩnh của lôi giận bất chợt xảy ra rung động khi nghe thấy hai chữ động vật ở sau trong lòng hoác thiên kình biết rõ ràng thần thái lúc trước biến mất nụ cười dẻo bên môi cũng không còn lôi bao nhiêu năm nay, mình chưa bao giờ thấy cậu đối với một người con gái mà xúc động quá như vậy, thỉnh thoảng hắn vẫn gọi lôi giận là lôi. Không khó để nhìn ra sự thân thiết giữa hai người, tuy rằng hai người đàn ông này ngoài mặt thì cái gì cũng không nói, nhưng mỗi cử chỉ, giờ tay nhất chân đều có nét tương đồng, các người nói đủ chưa, vẻ mặt lôi giận rất nhanh khôi phục nét bình tĩnh, đạm mạc như trước, ngữ khí cũng không lộ ra một chút bất thường. Đây là phương thức thích hợp nhất với cô ấy, cậu nhiếp thiên luật không thể tiếp tục bộ dạng bình tĩnh cách của cậu thực sự rất quá đáng chắc chắn dọa khiếp mạch khê hiện tại cô ấy còn nhỏ như vậy cậu làm thế chỉ khiến cho sức khỏe lẫn tinh thần cô ấy suy sụp nghiêm trọng mà thôi trong mắt cậu ta cô bé đó vốn là con thỏ nhỏ hoác thiên kình liếc mắt một cái đã có thể nắm rõ tâm tư lôi giận hắn bắt đầu phân tích có điều con thỏ nhỏ đó rất không nghe lời ba lần bốn lượt muốn rời khỏi cậu ta hơn nữa không chỉ có một hay hai con hổ rình rập con thỏ nhỏ, thậm chí, thiếu chút nữa thì rước hòa sát thân. Cho nên, xem ra bây giờ chỉ có cách là nhốt con thỏ vào lòng, bởi vì theo cách giáo dục của bầy sói thì nhốt vào lòng sát mới là cách an toàn nhất, hoặc thiên kình. Thị trường chứng khoán bên cậu hôm nay hình như đang tăng giá, lôi giận bình thản chặn lời hắn, trong lời nói không khó nhìn ra tám chín phần ẩn ý hàm xúc. Hoắc Thiên Kình mỉm cười yên tâm, tài chính của cậu để ở ngân hàng mình là an toàn nhất mình cũng còn muốn cầm ít lợi nhuận từ một phần tiền của cậu đi đầu tư, người như cậu cũng không được mình cho phép, lôi giận không chút để ý, nói một câu cùng bộ dáng có vẻ rất hờ hững, không có cách nào rồi. Khi mình thay cậu đầu tư, kiếm được không ít lợi nhuận từ vốn của cậu, nhìn bộ dáng cậu không phản ứng, thì mình đã rõ là có thể tùy tiện tiêu xài bằng tiền của cậu rồi hoặc thiên kình không nghĩ ngợi nói. Dựa vào chỉ số tài chính thì gia tài của lôi thì còn nhiều hơn cả hoác thị nếu dùng câu phú khả địch quốc để hình dung hoác thị thì lôi thị chỉ còn có thể dùng một câu không thể tính nổi bởi sản nghiệp hoác thị chỉ có nhờ việc làm ăn chân chính trong khi đó tài sản của lôi thị còn bao gồm cả lợi nhuận thu được từ tổ chức ảnh cái này chính là núi cao còn có núi cao hơn quả không sai hai người đừng có lãng tránh sang chuyện khác giọng nhiếp thiên luật cực kỳ nghiêm túc cậu buổi biểu diễn của phỉ tỳ mạng cũng sắp diễn ra mà mạch khê là ca sĩ khách mời đây là cơ hội rất quan trọng đối với cô ấy cậu không thể ích kỷ mà hủy đi lý tưởng của cô ấy cho dù là cậu lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nhưng cũng không cần thiết phải dùng phương thức cực đoan đó phương thức cực đoan lôi giận rốt cục cũng có phản ứng ánh mắt nổi lên ý mơ hồ người có quyền sinh tồn thì mới xứng nói chuyện lý tưởng khát vọng cậu vẻ mặt nhiếp thiên luật hiện rõ sự bất đắc dĩ cháu biết trong thế giới của cậu thì cũng có lý luận riêng nhưng mà với mạch khê cô ấy sẽ không chịu nhận cũng không muốn nghe giải thích cô ấy từ nhỏ không sống trong thế giới của cậu nhốt vào lòng sắt là một kiểu vũ nhục vũ nhục đến tôn nghiêm của cô ấy thậm chí là giẫm đạp lên niềm tin vào cuộc đời của cô ấy ở trình độ nhất định con người và động vật cũng không khác biệt là mấy thậm chí có đôi khi con người còn không đuổi kịp động vật lôi giận có chút bất vi sở động cường điệu nói điều cậu muốn ở cô ấy không phải là chịu nghe giải thích mà là chấp nhận vô điều kiện đấy lòng nhiếp thiên luật giờ này phát lạnh cậu làm như vậy sớm muộn gì cũng có ngày bức tử cô ấy, lôi giận chống lại ánh mắt đầy bất mãn của thiên luật, gằn từng tiếng, ở trước mặt cậu, cô ấy không có quyền chết, muốn chết cũng phải có sự cho phép của cậu, cậu, tốt lắm. Hai người biến tôi thành người vô hình, Hoắc Thiên Kình chọn đúng lúc thích hợp cất giọng nói, vì một cô gái mà cãi nhau thành ra như vậy, lôi, hắn nhìn về phía lôi giận, ánh mắt có vẻ như đang dò xét, cậu yêu con gái nuôi của cậu. Một câu nói ra tự như là tảng đá lớn ném vào mặt hồ đang yên ả. Lôi giận đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng lại tràn ngập vẻ đề phòng, tự như loài sói đề phòng con người trọng theo dõi hành động. Hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng nói, cậu vừa phát điên cái gì đấy, chỉ mong là mình điên mới tốt, hoác thiên kình nâng tay vỗ vỗ vai hắn, cứ bình tĩnh mà nghĩ, chỉ là mình nhắc nhở cậu, cô bé không phải bạc tuyết, ánh mắt lôi giận co rụt lại, ánh nhìn âm trầm như ẩn như hiện, đôi môi rầm rỉ cũng chậm rãi cong lên cô ấy xác thực không phải bạc tuyết cho nên mình muốn một lần nữa nuôi dưỡng sai lầm tương tự mình sẽ không cho phép tái phạm lần thứ hai nỗi lo lắng trong lòng nhiếp thiên luật càng tăng thêm màn đêm đen kịp tựa như đám mây u ám che phủ toàn bộ ánh trăng bàn bạc chỉ để lại nơi chân trời mỏng manh như một chấm tàn nhỏ không gian trong căn phòng càng ngập áp lực cùng sự lạnh lẽo chiếc lồng sắc màu vàng dưới ánh sáng của ngọn đèn càng làm cho người ta có phần mê muội người con gái mềm mại thân mình vô lực dựa vào một góc trong chiếc lông khuôn mặt cô nhỏ nhắn tái nhợt cúi xuống mái tóc quăng dài có chút hỗn độn rối rắm xỏa trên thân mình mặc bộ váy ngủ trắng cô tự như thiên sứ nhỏ nhắn bị người ta cường ngành bẻ gãy đi đôi cánh thật bất lực tuyệt vọ .t -r -o n tronz không gian mơ hồ cô cảm thấy từ má truyền đến cảm giác ấm áp như là có gì đó chạm vào mặt vô cùng dịu dàng tràn ngập vẻ trấn an Cô hoảng hốt nghĩ đây là trong giấc mơ nhưng lại cảm thấy nó cực kỳ chân thực, rõ ràng đôi mắt sáng trong tượng ngọc lưu ly đột nhiên mở to ra, nhìn vào đôi mắt mang vẻ đau lòng của người đàn ông đứng ngoài lòng sắt, nhất thời bừng tỉnh mà cảm giác như đã cách xa cả thế kỷ, phí Dạ bắt gặp đôi mắt mở to, trống rỗng của cô thì đáy lòng rụt lại một chút. Đôi mắt cô rất đẹp, đẹp đến nỗi làm người ta tan nát cõi lòng, khi hắn tiến vào phòng thăm mạch khê thì trong nháy mắt sinh một loại ảo giác hắn cảm thấy như người con gái này có thể biến mất bất cứ lúc nào, cô như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi trong một góc lòng. Hắn nhịn không được vươn tay chạm đến khuôn mặt cô thì mới phát hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn kia lạnh ngắt, mạch khê kinh ngạc, nhìn người đàn ông trước mắt như một pho tượng trong cõi mộng, dường như cô không biết phản ứng thế nào, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một tên vệ sĩ tiến lên, có vẻ như đang khó xử mà thấp giọng nói, phí dạ tiên sinh, lôi tiên sinh đã dặn là nếu không có sự cho phép của ngài ấy thì không ai được vào thăm. Mọi hậu quả tôi sẽ chịu, phí dạ chặn lời hắn, ngữ khí trầm ổn, nhẹ giọng quát nhưng là lôi tiên sinh. Không có gì, còn không mau ra ngoài, khuôn mặt phí già dạ không lộ vẻ giận dữ, giọng nói mang theo vẻ cường thế không nhỏ, vệ sĩ thấy thế cũng biết không dễ gì chọc giận phí dạ thì vội vàng lui ra ngoài, phí dạ lại dừng, ánh mắt một lần nữa trên người mạch khê, đôi mắt thâm trầm chậm rãi xảy ra biến hóa, vừa mới nghiêm túc nhưng giờ lại mang vẻ nhu hòa cùng đau lòng tiểu, thư mạch khê, tôi nghe nói cô vẫn không chịu ăn cơm. Hơi ấm từ đầu ngón tay người đàn ông vẫn như còn lại trên mặt cô làm cô có chút khôi phục lại ý thức, đối với sự hỏi han thân thiết của phí dạ, cô ngoảnh mặt làm ngơ, mà chỉ chầm chầm nhìn hắn, lúc lâu sau, đột nhiên cô bắt lấy bàn tay to của phí dạ, phí dạ nao nao, tiểu thư mạch khê giọng nói cứng rắn của hắn như đang chậm rãi tản ra từng góc căn phòng bàn tay mềm mại của người con gái nắm lấy bàn tay rộng lớn của hắn làm cõi lòng hắn ầm ầm tan chảy phí dạ anh giúp tôi được không tôi muốn đến công ty tôi còn có chuyện phải làm mạch khê gắt gao nắm tay hắn bàn tay mềm mại bị sự thô ráp kia làm đau ánh mắt phí dạ nổi lên ưu tư ngữ khí vô cùng trầm thấp dịu dàng cô không ăn cơm thì ra ngoài cũng không có sức mà tham gia biểu diễn đối với chuyện của cô hắn cũng đã hỏi thăm rất rõ ràng tỉ mỉ mạch khê liều mạng lắc đầu phí dạ buổi biểu diễn của phỉ tiền mạng đối với tôi mà nói là cực kỳ quan trọng xin anh nói với cha nuôi tôi biết tôi sai rồi tất cả đều là tôi sai xin ông ấy thả tôi ra từ nay về sau tôi cam đoan sẽ ngoan ngoãn nghe lời không làm trái ý ông ấy nữa giọng nói của cô vừa vội vàng lại nghẹn ngào khuôn mặt tái nhật lộ vẻ kích động cũng dần chảy ra vài giọt mồ hôi có thể thấy được thân thể cô dần suy yếu rồi làm được gì đây phí dạ thở dài một tiếng ngón tay thô không khống chế được vuốt lên khuôn mặt cô thực nhẹ nhàng thay cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô cứ thế này làm sao tôi yên tâm được phí dạ mạch khê còn nhỏ đương nhiên không hiểu được ý tứ hàm chứa trong lời nói ấy trong đôi mắt âm trầm của hắn hiện rõ hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ánh mắt mạch khê đông đầy nỗi thống khổ ngay cả anh cũng không giúp tôi được sao đấy lòng phí dạ bị ánh mắt ấy của cô làm cho rung động, như bị một luồng tử khí hung hăng đâm thấu tâm can. Thật lâu, hắn như là hạ quyết tâm, bàn tay to khẽ nâng lên sửa sang lại mái tóc hỗn độn của cô, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô, khuôn. Mặt nhỏ nhắn của mạch khê đột nhiên trở nên sáng ngời tự như hoa quỳnh nở rộ trong đêm, hai má lúng đồng tiền ẩn hiện đẹp không sao tả nổi, khiến người đàn ông trước mặt nhìn thấy mà hoảng hốt, cảm ơn anh, phí dạ, lôi tiên sinh, thân mình tiểu thư mạch khê thực sự suy yếu, nếu cô ấy còn tiếp tục ăn uống không tiêu. Trong thư phòng của lôi giận, phí dạ nhìn người đàn ông đang đứng lặng trước cửa sổ sát đất, trầm thấp cất lời giọng nói của hắn hạ thấp đến mức tối đa. Mãi sau tiếng lôi giận lạnh băng mới cất lên tựa như chiếc roi da cuột xuống, cậu vào xem cô ấy thế nào. Vâng, phí dạ không chút nào che giấu hành vi của mình, cậu, hẳn là rõ mệnh lệnh của tôi, ngữ khí của lôi giận không thấy chút hờn giận, rõ ràng, phí dạ lại lần nữa trả lời, lôi giận lạnh lùng xoay người, đôi mắt giận như đóng băng lại, khóe môi cũng hơi hơi cong lên. Phí già cứ hiển nhiên trả lời thực vượt quá dự kiến của hắn, lôi tiên sinh, tôi cam tâm nhận sự trừng phạt của ngài, nhưng mà, phí, giả dạ nhìn về phía hắn, ánh mắt mang vẻ kiên định. Tiểu thư Mạch Khê mới 18 tuổi, kể cả tâm lý lẫn thân thể đều không thể tiếp nhận được sự áp lực này, cô ấy hẳn là cũng biết mình sai lầm rồi. Lôi giận hừ lạnh, cô ấy nhanh chóng nhận sai như vậy là chính bởi vì muốn tham gia buổi biểu diễn buổi biểu diễn này đối với cô ấy rất quan trọng phí già trầm giọng nói tiểu thư mạch khê thực sự chỉ muốn làm một chuyện đơn giản đó là cô ấy muốn tại buổi biểu diễn cho mình hy vọng được mọi người công nhận là muốn chứng minh giá trị bản thân lôi tiên sinh tiểu thư mạch khê từ lúc vào công ty đã có rất nhiều cố gắng ngài tối thiểu cũng phải thấy được cô ấy thật sự rất thích âm nhạc cũng rất là vui vẻ vui vẻ lôi giận như là nghe được một chuyện thật buồn cười dường như sự vui vẻ là một thứ xa xỉ. Vì vậy, khái niệm cũng có thể du di được, đôi lúc, vui vẻ trở nên như một thứ đồ rẻ tiền. Phí giả nghe vậy sau cũng hiểu rõ, nhìn thoáng qua lôi giận một lúc rồi trầm giọng nói, lôi tiên sinh, bảo vệ một người không nhất thiết phải dùng một loại phương thức, trừng phạt một người cũng không chỉ có riêng phương thức này. Tôi sẽ phái người bảo vệ mạch khê tiểu thư 24 giờ, xin lôi tiên sinh yên tâm. Lôi, giận nhìn chầm chầm phí dạ, ánh mắt cũng có đôi phần phức tạp, nói không lên lời. Ánh mắt hắn nghiêm trọng như là rất áp lực, lúc sau mới thản nhiên hỏi, cô ấy thế nào rồi? Rất, suy yếu, phí giả báo cáo chi tiết, lôi tiên sinh, đối với ngài đây có thể là phương thức bình thường, nhưng đối với mạch khê tiểu thư mà nói, cô ấy rất sợ hãi, lôi, giận nhíu mày lại, không nói thêm gì nữa, phí giả theo ánh mắt hắn như là đọc được đôi chút ý nghĩ liền bổ sung thêm một câu, mạch khê tiểu thư mấy ngày này chưa ăn cơm nếu cứ như vậy thì thân thể chắc chắn sẽ suy sụp mấy ngày chưa ăn cơm đôi mắt lôi giận đột nhiên co rút như là có chút đau lòng ngay sau đó hắn sải bước đi đến bên bàn ấn điện thoại hàng á lập tức đến thư phòng chẳng mấy chốc quản gia hàng á đã bước nhanh vào thư phòng hạ thấp người lôi tiên sinh có gì phân phó mạch khê vẫn chưa ăn cơm giọng lôi giận lại băng lãnh như cũ trên mặt quản gia hàng á lộ vẻ lo lắng liền vội vàng nói đúng vậy Lôi tiên sinh, tiểu thư mạch khê mấy ngày nay không ăn cơm, tôi đã phân phó nhà bếp làm những món cô ấy thích nhất nhưng tiểu thư vẫn ăn không vào. Quả thực, tôi sợ tiểu thư mắc chứng kén ăn. Tại sao không báo cho tôi biết, ngữ điệu của lôi giận vút lên, nhưng vẫn không quá nồng đậm vẻ tức giận, điều này, hàng á chần chờ, mất tự nhiên nói, lôi tiên sinh không trở về tòa thành, hơn nữa ngày ra lệnh. Được rồi, ông lui ra đi. Lôi giận phiền lòng vung tay lên, quản gia hàng á dừng một chút, giọng nói có vẻ cẩn thận, lôi tiên sinh, xin ngài thả tiểu thư mạch khê đi. Lui ra, lôi giận lại lần nữa dương giọng lạnh như băng, hàng á đành phải bất đắc dĩ rời đi, trong thư phòng lại trở về vẻ yên tĩnh, nhưng vẫn còn mang không khí căng thẳng, nguy hiểm, lôi giận theo bản năng thông thả sải bước chân anh Tuấn, đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt hắn hơi nhíu lại, lấy một điếu xì gà định châm lại ném lại trên bàn, ngữ khí lạnh lùng, nhóc con chết tiệt thế nào lại học được thói tuyệt thực phí dạ chăm chú theo dõi mắt hắn phí dạ đi theo hắn nhiều năm như vậy ngoại trừ tình huống năm đó ra thì đây là lần đầu tiên thấy hắn không khống chế được cảm xúc như vậy mãi lâu sau hắn hơi nhíu mi tâm có chút suy tư lại nâng mắt nhìn về phía lôi giận ngữ khí thực bình tĩnh mang theo một phần kiên quyết lôi tiên sinh chẳng lẽ ngài thật sự muốn nhìn tiểu thư mạch khê đi vào vết xe đổ của tiểu thư bạc tuyết sao Câu nói ra làm lôi giận đột nhiên rung lên, hắn quay đầu nhìn về phía phí dạ, ánh mắt lộ ra hàng ý cũng sắc nhọn như tên bắn ra vậy, phí dạ không tiếp tục nói nữa. Trên mặt không hề có vẻ hổ thẹn, chỉ lẳng lặng nhìn và chờ đợi, lôi giận nhìn hắn hồi lâu, bàn tay đã nhanh nắm lại thành quyền. Cả hai người không nói chuyện làm cho bầu không khí như ngưng động lại, lúc lâu sau, rầm cùng với tiếng cửa thư phòng ầm ầm đóng lại là bóng dáng lôi giận sải bước ra ngoài, bên trong thư phòng, phí dạ âm thầm thở vào nhẹ nhõm, trong lồng sắc vàng, mạch khê nhìn qua tự như người cõi tiên, hơn nữa, cô mặc chiếc váy ngủ trắng nằm cùng mình ở một góc lại càng thêm vẻ u buồn, đây là cảnh đầu tiên lôi giận nhìn thấy khi bước vào phòng, trong nháy mắt. Đôi mắt xanh hiện lên vẻ đau lò nờ dê chấm lòng sắt được mở ra, vài tên vệ sĩ cũng ngay lập tức canh giữ ở ngoài cửa phòng, lôi giận đi vào bên trong lòng, đứng trước mặt mạch khê một lúc lâu, sau nửa ngồi xổm xuống, đôi mắt u lạnh của hắn không hề chớp, nhìn chầm chầm đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngay cả cái cầm đầy cũng đều lộ ra vẻ dịu dàng mà vô lực, cô hiển nhiên bị vây trong sự hoảng hốt, lúc ngủ mà cũng cùng tròn mình lại. Đây hẳn là phản ứng bản năng của con người khi chịu cảnh đói khác, lôi giận nâng ngón tay vuốt về cái cầm nhỏ của cô thì từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm hắn đột, nhiên nhíu mày lại. Ngay sau đó, bàn tay to chuyển hướng kéo cả thân mình nhỏ nhắn của cô ông trọn vào lò nợ dê chấm tê o an bộ thân mình mạch khê dựa vào người hắn dường như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn khuôn mặt cô chôn trong lòng hắn mái tóc quăng mềm mại che khuất đi bờ vai mảnh khảnh hai gò má cô được ngọn đèn chiếu sáng nhưng vẫn có vẻ quá mức nhợt nhạt cô nhắm mắt ngủ hàng lông mi cong dài cục xuống làm cô càng thêm phần yên lặng đáng yêu mạch khê dường như vô cùng mệt mỏi tựa con búp bê vải không mang vẻ tức giận theo bản năng mà nhẹ nhàng tựa vào lòng người đàn ông nờ dê chấm hát ai gò má anh tuấn của lôi giận vốn dĩ vẫn mang vẻ lạnh băng nhưng trong chớp mắt lại xuất hiện vẻ nhu hòa như nước hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt cô bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu dài ánh mắt cũng chạy dọc theo khuôn mặt thanh tú của cô rồi chậm rãi nhìn đến những ngón tay mảnh khảnh của cô thì con ngươi co rụt lại vẻ căng thẳng đôi bàn tay nhỏ bé của cô có vài vết tích cọ sát thậm chí còn có mấy vết máu đã khô đây chắc chắn là hậu quả của việc dùng sức đập cửa lòng, lôi giận vẫn ông cô trong lòng, nỗi đau đớn chưa bao giờ có nay đã từ từ, từ từ lan ra toàn thân, lôi, tiên sinh. Chẳng lẽ ngài thật sự muốn nhìn mặt khê tiểu thư dẫm vào vết xe đổ của bạc tuyết tiểu thư sao? Lời, nói của phí dạ ban nãy đột nhiên lại vang lên trong óc hắn, va chạm mạnh mẽ vào sâu trong tim hắn. Ngay sau đó, mi tâm lôi giận nhíu chặt lại, cầm bàn tay cô lên mà nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay cô thật mềm mại, mịn màng. Trong lòng hắn lại nổi lên một chút bất an, như thế này, thật giống người con gái kia. Lôi giận lại một lần nữa nhìn về người con gái trong lòng thì đôi mắt hắn thực căng thẳng, ngay cả sự yếu ớt như vậy cũng giống nhau đến thế, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng người đàn ông, mạch khê tưng một tiếng, rốt cuộc cũng mở mắt, đôi mắt sáng trong như ngọc của cô hơi chuyển động một chút, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông trước mắt, yên lặng mà nhìn hắn, cha nuôi. Mạch khê theo bản năng mở miệng, đôi mắt to tròn mỹ lệ thản nhiên bình thản và an nhiên có chút gợn sống cô nhìn nhầm rồi hay vẫn là cô đang nằm mơ nếu không vì sao người đàn ông này lại ôm cô ấm áp đến thế ngay cả ánh mắt hắn cũng không băng lãnh như mọi ngày có lẽ đây chỉ là một người giống cha nuôi thôi nhất định như thế cái chớp mắt nhu hòa của người đàn ông này làm lòng cô nhanh chóng rung động tiếng nói mềm mại vô lực của mạch khê tựa như dòng nước suối ngọt ngào thơm tho chảy vào tận đáy lòng lôi giận hắn không khống chế nổi liền cúi đầu xuống tìm kiếm cánh môi như hoa của cô đôi môi con gái mềm mại thần kỳ ngọt ngào như mật hoa cô tự nhiên không cự tuyệt hắn hơn nữa một chút phòng vệ cũng không có lôi giận tiến vào khoang miệng của cô cùng lưỡi của cô dây dưa một chỗ mạnh mẽ say đắm hôn đôi môi cô mạch khê giật mình tưởng như đi vào giấc mộng hai mắt từ từ nhắm lại nhẹ nhàng mà đáp lại nụ hôn của hắn điều này càng làm hắn thêm điên cuồng tựa như giả thú cắn mút cánh môi cô người con gái trong lòng thực mềm mại khiến lôi giận dần như lạc lối bàn tay thô to của hắn tiến vào váy cô thuần thục nắm lấy bầu ngực tròn trịa của cô không biết từ khi nào hắn phát hiện mình có chút mê luyến thân thể cô Đủ hoa ngọt ngào trên ngực theo sự phản ứng của cơ thể ngượng ngùng mà dựng thẳng lên trong lòng bàn tay hắn cảm giác mềm mại mơn mởn như vậy làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào như một thiếu niên còn ngây ngô mạch khê tương một tiếng rồi lại lần nữa mở mắt đột nhiên tỉnh hẳn bàn tay ấm nóng xâm nhập trước ngực làm thân thể cô run sợ vô lực phát ra tiếng nói cũng theo đó mà run rẩy không muốn cha nuôi đừng như vậy không cần sao lôi giận áp sát lỗ tai của cô hôn lên vành tai tinh xảo ấy nhưng mà tôi đã muốn rồi không kịp nữa hắn than nhẹ hắn nhấc cô ngồi thẳng dậy xốc váy của cô lên xương quai xanh của cô rất tròn rất đẹp vô cùng quyến rũ hắn chặn giữa hai chân cô, vẻ đầy phong tình ngậm lấy nửa bầu ngực. "Đừng." Mạch Khê hét chói tai, dùng hết sức lực đẩy người đàn ông ra. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh hãi, khiếp đảm nhìn lôi giận, ánh mắt đó trong chớp nháy đã biến thành vẻ cầu xin. "Cha nuôi, xin ông đừng đối với tôi như vậy. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, xin ông thả tôi ra ngoài đi." Sự cầu xin khẩn thiết của cô cùng thân thể run rẩy toàn thân phát ra điểm dè chừng ấy hoàn toàn đánh tan sự dung túng cùng nhu hòa trong mắt lôi giận. Đột nhiên hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng, đôi mắt u lãnh mà cao ngạo. Tôi thực hoài nghi chính mình biến thành ma quỷ. Vì sao mỗi lần em nhìn thấy tôi đều kinh hãi như vậy, thân mình mạch khê cuồng tròn lại. Cô thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng lại đến lạnh lẽo, sự mê ly, lưu luyến kia mới chớp mắt đã biến mất. Đúng vậy. Vừa rồi chính là cô nằm mơ, cha nuôi luôn hận cô, sao có thể có được sự dịu dàng đó? Cha nuôi, cô nhìn xuống ý nghĩ muốn chạy trốn, thật cẩn thận tiến lên, vô lực khẩn cầu nói, tôi, tôi thật sự không thể mất đi cơ hội lên sân khấu lần này, cầu xin ông thả trôi ra ngoài đi, lôi giận nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng lệ của cô. Lời cầu xin của cô, sự sợ hãi của cô, sự dịu dàng của cô, hết thảy, hết thảy thu vào mắt hắn. Trong đầu lại một lần nữa bày ra một màn, người con gái kia cũng từng vô lực khẩn cầu, van xin giọng nói ấy như đập mạnh vào ngực hắn, giận van cầu anh buông tha em đi, bà Tuyết, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh không tốt sao? Anh chỉ muốn yêu em, lần lượt thay đổi cảnh tượng qua lại như là đánh loạn trong đầu óc hắn. Đôi mắt lôi giận càng trở nên u lãnh, hắn nâng tay ôm lấy thân mình mạch khê, ngón tay như là đang quyến luyến mà nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, thế nào cũng không rời đi, hương thơm nam tính gắt gao bao vây lấy mạch khê cô nép trong lòng hắn, nhẹ giọng cầu xin, tôi, tôi sẽ không rời đi nữa. Nhưng mà tôi muốn ca hát, thế này mới ngoan, lôi giận nghe vậy dường như rất thỏa mãn. Đôi môi hắn dừng lại trên cái trán trơn bóng của cô, như là in lại dấu vết của riêng hắn, sau mới trầm thấp mở miệng, chỉ cần em thích, tôi đều thỏa mãn, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi. Mạch khê hít thở dồn dập, thân mình trừ bỏ run rẩy thì vẫn chỉ là run rẩy. em sợ tôi, lôi giận nâng cầm cô lên, buộc cô phải nhìn mình mạch khê theo ánh mắt hắn nhìn ra cảm xúc mãnh liệt cùng ý muốn chiếm hữu như giả thú muốn độc chiếm gì đó cô đột nhiên kêu to thất thanh dùng hết lực đứng dậy chạy ra hướng cửa lòng đang rộng mở cô sợ hãi rất sợ hãi ngay sau đó người đàn ông đứng dậy bàn tay duỗi ra kéo lấy tóc mạch khê hung hăng lôi lại a à, mạch khê bị một trận đau đớn nước mắt theo hốc mắt vô lực chảy ra vừa mới đây không phải đã đáp ứng tôi sao tại sao còn muốn trốn lôi giận theo phía sau đem cô đặt áp ở lòng, ngón tay xoa hai gò má của cô, buông ra, mạch khê ngoảnh mặt đi. Cô cảm thấy cha nuôi hôm nay rất kỳ lạ. Kiểu dịu dàng này cũng là cô chưa bao giờ gặp qua, đến giờ, tàn nhẫn lại càng thêm tàn nhẫn, thậm chí lời nói còn mập mờ không rõ, có đôi chút tà mị. Sự phản kháng của cô không làm lôi giận bực tức, mà chỉ càng kích thích bản tính muốn chinh phục và chiếm hữu của hắn, ngón tay hắn thành thục hạ xuống cởi váy của cô ra, không cần tốn nhiều sức mà rất nhanh lột sạch xiêm y của cô hiện tại mạch khê đứng trước mặt hắn khung xương mảnh khảnh bầu ngực tinh tế vòng eo cùng toàn bộ đường cong cơ thể thật hoàn mỹ diễm lệ người con gái trước mặt đây chỉ có thể dùng một hình dung để miêu tả đây là con dê trắng nhỏ xinh cô chưa bao giờ lộ ra thân thể như trong hoàn cảnh thế này làn da bởi vì nhục nhã và xấu hổ chậm rãi phím hồng cô ôm ngực ngồi xổm xuống cha nuôi đừng như vậy thả tôi ra khỏi lòng sắt đi. Ở đây lạnh lẽo thấu xương, về đêm toàn là ma quỷ, cô trở nên suy yếu, vô lực, lôi giận không nói được một lời, kéo cô ông chặt lấy, đem thân thể mềm mại của cô dựa ép sát vào hắn, để hắn được cảm thụ trọn vẹn con người cô. Mạch khê dãy dù không ngừng nhưng hắn vẫn coi như không có gì, giữ chặt đầu cô, thô bạo hôn xuống cánh môi hồng nhuận, lại một đường đi xuống theo xương quai xanh hôn đến ngực cô. Thân thể cao lớn của hắn gắt gao áp chặt cô vào lòng sắt, trong mũi mạch khê tràn ngập hương thơm cùng hơi thở nam tính nhưng có phần lỗ mãn của hắn. Dưới thân truyền đến độ lạnh lẽo, đối với sự công kích của lôi giận, ngay cả dãy dụ thôi cũng khiến cô mất dần đi khí lực, cả người sụi lơ nét trong lòng hắn, thân mình tinh tế, suy yếu của mạch khê bị cánh tay tráng kiện của người đàn ông ông chặt. Hắn khuôn hề uổng phí chút sức lực, mở ra hai chân cô, mạch khê vô lực có chút từ chối, nhưng lòng ngực thì đang kịch liệt phập phồng thân thể mạch khê đẹp đẽ tinh tế, dưới vầng sáng mông lung của ánh đèn, vẻ đẹp ấy lại càng mỹ miều gấp bội. Hình ảnh ấy chiếu vào mắt lôi giận tự như mỹ vị, khiến ánh mắt hắn càng thâm thúy, ám trầm, dường như làm hắn đang mất dần lý trí. Hắn nâng ngón tay lên, như là chiếu cố mà nhẹ nhàng vuốt ve từng tất da thịt cô, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Mạch Khê dù sao cũng chỉ là cô bé ngây ngô, sao có thể chống lại sự tra tấn của cao thủ tình trường như lôi giận. Cô nhợt nhạt, nức nở, thân mình mẫn cảm lại dần phản bội lý trí của cô, run rẩy mà hồ theo ý đùa của hắn. Khê Nhi, hương vị của em ngày càng ngọt ngào, lôi giận kề môi bên đôi môi run rẩy của cô nói, rồi hôn thật sâu, cắn cắn cánh hoa xinh đẹp ấy, hơi thở mạch khê hơi gấp gáp. Cô hơi quay đầu né tránh lại làm cho hắn nhân cơ hội cắn cắn cần cổ trắng mịn, nõn nà của cô, cảm giác truyền đến tựa như luồng điện khiến toàn thân cô rung lên. Bàn tay hắn thành thục chu du trên từng tấc da thịt cô, dần hủy diệt đi chút lý trí cô, ưng, ừ, cảm giác có vẻ xa lạ nhưng lại quen thuộc làm bàn tay nhỏ bé của mạch khê không tự chủ được mà nắm chặt lấy cánh tay tráng kiện của lôi giận. Động tác của lôi giận càng ngày càng mãnh liệt trốt cục khiến mạch khê run rẩy thét lên một tiếng, vô lực mà dựa đầu vào vòng ngực rộng lớn của hắn, dễ dàng như vậy đã thỏa mãn, đôi môi lôi giận hơi hơi nhếch lên, mang theo hàm ý trêu tức. Hắn nâng khuôn mặt cô lên, thấy sắc mặt cô vì ngượng ngùng mà trở nên hồng nhuận, xinh đẹp vô cùng ngay khác đó đôi mắt âm trầm đột nhiên trở nên lạnh lẽo mạch khê bất chợt hoảng hốt cô rõ ràng có thể cảm giác được sự thay đổi của hắn nhất là vật đàn ông để trên thân mình cô đột nhiên cứng ngắc cô ngay lập tức có phản ứng cùng sợ hãi dùng hết sức đánh vào ngực hắn đúng là lôi giận duỗi bàn tay to ra kìm trụ hai cổ tay cô bàn tay kia thì bắt đầu quá trình xâm nhập lần hai thậm chí là lần thứ ba không cần mạch khê cảm thấy thật tức thở toàn bộ thân mình tự như bị một lực lớn chèn ép, nhưng lại thật hưng phấn, toàn thân cô rung rẩy, mỗi tấc da thịt đều như được phủ một lớp phấn hồng hào, sáng bóng, ở trước mặt đàn ông em cũng đều như vậy sao, đôi mắt lôi giận lướt qua một tia lạnh lùng, ngón tay thâm nhập lại càng nhanh hơn, không cần, buông ra, một chân mạch khê thoát khỏi áp chế của lôi giận, giờ lên cao không ngừng đá vào không trung, bày ra một tư thế vô cùng tuyệt mỹ. xúc cảm mãnh liệt cùng mâu thuẫn chi phối toàn bộ thân thể cô bộ dáng dịu dàng của cô đã sớm khiến người đàn ông tràn ngập dục niệm nguyên thủy nhất bỗng nhiên hắn rút ngón tay ra kéo cô về phía mình bởi vì hắn rút ngón tay ra khiến cảm giác cao trào của cô trở về hư không khó chịu dục vọng tăng lên tựa như có trăm ngàn con kiến đang gặm nhắm lý trí của cô tưng ừ, mạch khê khổ sở muốn sao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ phong tình quyến rũ của cô hạ thân lôi giận phát trướng đau hắn cúi người nâng khuôn mặt cô lên ép hỏi có nghĩ muốn tôi không, cả người mạch khê như bị châm hỏa. Nghe được câu hỏi của lôi giận, thân thể hắn lại kịch liệt đụng chạm vào người cô, làm trong cơ thể mạch khê không ngừng dâng lên từng đợt lửa nóng bỏng. Không, cô ra sức lắc đầu cự tuyệt lôi giận, nhưng càng kháng cự, cơn sóng tình càng mãnh liệt dâng lên, mạnh miệng. Đáng tiếc thân mình em rõ ràng là đang muốn tôi, nụ cười của lôi giận lạnh băng, đôi mắt xanh lóe ra vài phần mê muội, lại có vẻ tàn nhẫn ma quỷ giọng nói của hắn trầm thấp mang theo tất cả ý chăm chọc, phong tình, đừng nói nữa, mạch khê quay đầu nước nở. Cô hận chính mình đã khuất phục, chỉ có thể vô lực để mặc cho cha nuôi chăm ngòi dục vọng trên thân thể mình, nhìn tôi, đôi mắt lôi giận khép hờ, hẹp dài lại sắc nhọn tựa mắt chim ưng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm cô, hắn mạnh mẽ kéo bàn tay cô một đường cởi ra quần lót của hắn, mở ra vật đàn ông cương nghị sớm đã sưng to. Mạch Khê sợ tới mức quay đầu đi, đẩy lòng giấy lên nỗi sợ hãi nhưng cơ thể đã dần có phản ứng. Lôi giận lạnh lùng cười, kéo mạnh thân thể đang không ngừng né tránh của cô. Mạch khê dãy dù không ngừng, hai chân cũng muốn khép lại nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không muốn buông tha cho cô. Cha nuôi, trong người mạch khê khó chịu vô cùng, sự đụng chạm xác thịt này khiến mỗi hơi thở của cô đều trở nên vô cùng nóng bỏng. Bộ dáng cô hoàn toàn kích thích lôi giận, hắn không thể nhẫn nại thêm nữa liền nâng người cô lên, dùng sức động thân một cái, a à mạch khê thở hắt ra tiếng kêu đau đớn nhanh chóng bị nụ hôn của lôi giận nuốt lấy sự đau đớn dày vào giờ đây xen lẫn cùng cơn khoái cảm khó tả người đàn ông này tấn công quá mạnh mẽ như muốn lấp đầy cô không lọc một tia hở nào à mạch khê thống khổ nhăn mặt lại động tác mãnh liệt của hắn khiến cô không thể nén nổi tiếng kêu ám muội ngay trong chiếc lồng vàng cô thừa nhận so với lần trước thì lần này va chạm càng sâu hơn tiếng kêu khẽ càng kích thích hắn thêm cuồng giả theo tiết tấu luật động, hắn ở trong cơ thể cô càng ngày càng lớn hơn. Khê nhi của tôi thích không? Lôi giận nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô thì cúi đầu cười, thì thầm dụ hoặc bên tai cô. Ưng, ừ, tôi, thân thể mạch khê đông đưa theo từng động tác của hắn. Sự nhẹ nhàng, chậm rãi lại dịu dàng của hắn khiến cô thực sự thoải mái, nó không giống với sự cuồng bạo, kịch liệt lúc nãy. Không được ậm ừ, lôi giận nói xong, thắt lưng lại cử động nhanh hơn. À, thích, khuôn mặt mạch khê lập tức đỏ lên giọng nói của cô lại khiến người đàn ông thêm mạnh mẽ, cuồng giả trên thân thể cô. Cô cảm thấy chính mình như đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chồng chành, bất định, hoàn toàn bị lạc phương hướng, ngoan, khóe môi lôi giận khẽ cong lên, không còn thấy vẻ lạnh lùng mọi khi, khê nhi, cái miệng kêu càng gợi càng làm cho đàn ông muốn hung hăng chiếm đoạt. Mạch khê căn bản không nghĩ tới cha nuôi sẽ nói loại lời này, nhưng đôi mắt lạnh lùng của hắn cũng khuôn mặt đẹp trai cũng không bị những lời này làm ô uế. gương mặt cô càng đỏ hơn, tôi không muốn nghe đứa nhỏ đáng yêu lôi giận cúi đầu cười như ẩn chứa sự cưng chiều lại cùng cô đang tay mười ngón mạnh mẽ xâm chiếm cô trong không khí hơi thở nóng bỏng đã thấy chỗ chỗ luồn hơi lạnh ban đầu thật lâu sau cùng với tiếng gầm như giả thú của người đàn ông tiếng khóc nức nở thở gấp của người con gái hắn reo dắt hạt mầm ấm nóng vào sâu trong cơ thể cô mạch khê sụi lơ trên mặt đất hai chân rõ ràng vẫn còn run run thân thể mềm mại trắng nõn không chút che đậy lôi giận ông lấy cô ngồi trên đùi mình. Mái tóc dài của cô nhẹ xỏa, vài sợi tóc dán trên khuôn mặt, ánh mắt thì mê ly, quyến rũ đến động lòng người. Tương phản với vẻ hỗn độn của cô, lôi giận lại quần áo chỉnh tề. Một thân tây trang đen làm toát lên bề ngoài anh Tuấn, cương nghị cùng khí thế vương giả của hắn. Nhìn người đàn ông như vậy, không ai có thể tưởng tượng ra hắn vừa như giả thú gặm nhắm cơ thể một cô gái đến chết đi sống lại. Hơn nữa, giờ hắn còn đang ôm một người con gái trần truồng trong lòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi mắt lôi giận mới như có chút ý thức. Cô đã nhiều ngày chưa ăn cơm, đương nhiên đối với cường lực cùng xâm chiếm của hắn, cô không thể tiếp nhận được, khuôn mặt kia đã thấm đầy mồ hôi, buổi biểu diễn khi nào thì diễn ra, ngữ khí trầm thấp vẫn còn mang chút nóng bỏng của trận kích tình. Mạch Khê nâng mắt nhìn hắn, vô lực mà nói một câu, 10 giờ sáng ngày kia, lôi giận không nói nữa, ông lấy cô, lại thay cô mặc quần lót và váy ngủ. Toàn bộ quá trình, Mạch Khê đều đem ánh mắt nghi hoặc, khiếp sợ nhìn hắn. Cha nuôi của cô là người đàn ông cao cao tại thượng, hôm nay lại thay một người con gái làm việc này. Đang nghĩ tới đó, lôi giận đứng lên, vỗ vỗ hai gò má của cô, mệnh lệnh, mặc lại quần cho tôi. Mạch Khê cúi đầu, cảnh tượng dưới quần hắn đập ngay vào tầm mắt cô, vật nam tính kia vẫn kiêu ngạo như cự mãn mà dân trào sức mạnh cô vội vàng cục tầm mắt như vừa nhìn phải cái không nên nhìn, hai gò má đỏ ửng lên. Người đàn ông nén bả vai cô xuống, bắt mạch khê quỳ xuống, nâng cầm cô lên khiến tầm mắt cô vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó, xấu hổ sao? Ngay cả nhìn một cái mà đã đỏ mặt. Vừa rồi là ai kêu lớn tiếng hả? Mạch khê bị ép buộc phải nhìn thì sắc mặt có chút tái nhợt, tầm mắt lại như không biết nhìn đi đâu, vừa muốn chuyển lại không dám chuyển thêm. Trải qua quá khứ, cô rất hiểu cha nuôi. Cô cũng rất sợ nơi này bởi lại lần nữa thừa nhận sự chiếm giữ của hắn. Người đàn ông như là nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, hơi buông cô ra, đối với sự kiềm chế của cô thì lãnh đạm nói, "Em yên tâm, tôi cũng không nghĩ nhanh như vậy đùa chết em, sửa sang tốt lại cho tôi." Mạch Khê mặt đỏ tai hồng, cố hết sức tránh mặt đi nhưng thực sự không trốn ánh mắt đi đâu được bởi cô căn bản không dám nhìn thẳng nơi đó. Chẳng mấy chốc cả người Mạch Khê đã rịn đầy mồ hôi. "Nếu em rảnh, tôi rất muốn để em thưởng thức miễn phí." ngược lại với mạch khê lôi giận hoàn toàn ung dung thông thả mạch khê cắn môi đành phải đưa tay ra vừa chạm vào cô đã như bị điện giật mà kêu lên sợ hãi điều này khiến lôi giận cúi đầu cười ra tiếng cô cố nén sự sợ hãi ngượng ngùng cầm lấy cô không khó cảm nhận được vật nam tính của hắn trong lòng bàn tay mình không an phận mà lại lớn lên rốt cuộc cô cũng thay hắn đưa con thú lớn vào lại bên trong chỉnh trang lại một thân âu phục thẳng thớm ngay lập tức hình ảnh người đàn ông cương nghị, một tổng giám đốc cao cao tại thượng hồi phục, có điều, dưới quần hắn vẫn như còn trướng phòng làm người ta nhìn một cái liền mặt đỏ tim đập, ngay sau đó lôi giận bế ngang cô lên, đi ra khỏi lòng vàng, từ giờ đến hôm biểu diễn, ăn cơm thật ngon lành cho tôi, hắn thản nhiên nói, mạch khê cả kinh nhìn hắn, thật cẩn thận nói, nhưng mà tôi phải diễn tập, gặp quỷ diễn tập đi. Hôm nay nửa bước cũng không cho phép rời khỏi tòa thành, nếu không ngày mai cũng đừng hồng đi. Lời nói của lôi giận dù vẫn lạnh lùng nhưng nay lại thêm đôi phần tình cảm. Mạch Khê không dám nói thêm nữa đành phải vô lực ngã đầu vào ngực hắn, tùy ý để hắn bế ra ngoài. Tại buổi biểu diễn của phỉ tì mạng, 9 giờ sáng trong phòng trang điểm, hai má nhạc một chút, chỗ này đừng quá đậm, tiếng người đại diện Ron không ngừng vang lên trong phòng trang điểm. Anh ta đi đến bên cạnh Mạch Khê, bất mãn mà chỉ dẫn cho chuyên gia trang điểm. Mạch Khê lặng lặng ngồi bên bàn trang điểm. Cô vốn sinh ra đã xinh đẹp, kiều diễm giờ thêm bàn tay tài tình của chuyên viên trang điểm lại càng đẹp hơn trong lúc chuyên viên trang điểm đánh má hồng cho cô mạch khê ấy nấy liếc mắt nhìn ron qua gương cảm ơn anh tôi không nghĩ là anh còn cho tôi tham gia buổi biểu diễn này ánh mắt ron tuy rằng không còn tức giận nữa nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười mạch khê à theo lý thì cô mất tích mấy ngày nên chắc chắn sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia buổi biểu diễn vì mấy ngày này cô không diễn tập vạn nhất xảy ra chuyện gì trên sân khấu thì sao có điều tổng giám đốc đã yêu cầu cô phải tham gia cho nên hôm nay bất luận thế nào cũng không được để xảy ra sự cố mạch khê nao nao tổng giám đốc mà ron vừa nói chính là cha nuôi của cô cô không nghĩ tới chuyện hắn sẽ ra lệnh cho công ty ra quyết định này ron kỳ thật tôi mạch khê tôi hiểu nghe john nói hôm đó cô cùng tổng giám đốc đang dùng bữa tối phải không đây là chuyện tốt mà đầu năm nay ngôi sao nữ nào mà lại không vì tiền độ của chính mình mà suy nghĩ chuyện này đâu. Chẳng qua, không nghĩ đến, cô còn trẻ như vậy mà đã hiểu được quy tắc ngầm này, không sai, không sai, ron tiến lên vỗ vỗ bả vai cô, thấp giọng cười nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của mạch khê lúc phím hồng, lúc tái nhợt, muốn mở miệng giải thích cho tốt nhưng đã thấy phỉ tì mạng tiến đến, cô mặc một bộ trang phục sang trọng, mỗi phục sức trên người cũng đều được thiết kế riêng cho buổi biểu diễn ngay cả khuôn mặt cũng được trang điểm bởi chuyên gia hàng đầu. Tiền bối, Mạch Khê gặp phỉ tì mạng thì sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, lo lắng nhìn cô ta một cái. Phỉ tì mạng bất mãn nhìn cô, lập tức dơ lên một bản thảo ném lên chiếc bàn trang điểm, giọng nói không có vẻ tức giận, đây là ca khúc hôm nay cô phải biểu diễn. Mấy ngày không đến diễn tập, xem kỹ ca từ trên đó cho tôi. Đôi mắt Mạch Khê phím chút cảm kích, cầm bản thảo lật ra xem, cảm động nói, tiền bối, ca từ đều là chị viết cho em sao? sắc mặt phỉ tỳ mạng lạnh lại, hư lạnh một tiếng, cô không cần cảm kích tôi như vậy, chỉ là tôi sợ cô sẽ phá hỏng buổi biểu diễn của tôi thôi. Mạch Khê, cô vừa mới nhập môn mà đã không nghiêm túc. Buổi biểu diễn lúc 10 giờ mà 9 giờ mới đến phòng trang điểm. Nghĩ mình là thiên kim đại tiểu thư, trợ lý Apple luôn có quan hệ tốt cùng Mạch Khê nên nghe thấy vậy liền vội vàng giải thích, thực sự là Mạch Khê đã cố hết sức để đến đây rồi. Mấy hôm nay thân thể em ấy không thoải mái, nhìn sắc mặt là biết ngay tiền bối phỉ tì mạng phiền chị không cần nói em ấy như vậy apple mạch khê nhẹ giọng chặn lời cô nhìn về phía phỉ tì mạng và người đại diện thật ngại quá là em không tốt em không nên đến muộn có trời mới biết hai ngày nay kể từ khi thả cô ra khỏi lòng sắt cha nuôi áp dụng chính sách gần như giam lỏng từ lúc sáng sớm mở mắt cho đến tận lúc đi ngủ cô đều có thể nhìn thấy hắn ngày ba bữa hắn đều canh cho cô ăn uống đầy đủ hai ngày nay dường như cô đã ăn rất nhiều sáng nay cũng thế cha nuôi ngồi nhìn cô ăn hết toàn bộ chỗ thức ăn được chuẩn bị trên bàn rồi mới lệnh cho phí dạ đưa cô đến buổi biểu diễn mạch khê lần đầu lên sân khấu mấy người là đồng sự của cô ấy hẳn là phải cổ vũ tinh thần chứ dù sao cũng không ai muốn nhìn cô ấy xấu mặt mà giọng nói mềm mại đáng yêu của một người phụ nữ vang lên cùng với đó là tiếng giày cao gót tao nhã mọi người theo tiếng nói liền nhìn lại là bà cơ dáng người cô cao gầy mặc một bộ quần áo giản dị áo trắng đi liền với quần diên mái tóc dài của cô cũng được vấn đơn giản toát ra sức sống tươi trẻ tuy rằng khí chất của một người mẫu không thể giống như một ca sĩ như phỉ tì mạng có điều cô mặc trang phục thường ngày đứng giữa đám đông nhưng vẫn thấy cực kỳ bắt mắt chị bà cơ mạch khê sửng sốt đôi mắt lập tức trộ lên ý cười xinh đẹp phỉ tì mạng thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng hôm nay ngọn gió nào đưa người mẫu danh tiếng đến đây vậy Bà cơ tiến lên cười cười, thật là ngại quá, nếu hôm nay không phải bởi mạch khê lên sân khấu thì tôi cũng lười đến những chỗ như thế này. Có trời mới biết tôi luôn không thích xem biểu diễn ca nhạc, cô, thôi, thôi, sao hai người các cô lúc nào cũng cãi nhau thế? Rong vội vàng tiến lên khuyên can, một bên là người mẫu nổi tiếng, một bên là ca sĩ trứ danh, các cô không sợ bị truyền thống thấy thì tôi cũng sợ. Sắp đến giờ biểu diễn rồi, phỉ tỳ mạng cũng nên chuẩn bị nhanh đi, phỉ tì mạng hậm hực không nói thêm lời nào đã rời đi bà cơ nhìn vẻ cao ngạo của cô ta thì nhíu mày lại bình thường cô ta luôn cao giọng như vậy nói chuyện với em ư không đợi mạch khê mở miệng apple liền lập tức nói đúng vậy đúng vậy phỉ tì mạng lúc nào cũng hung hăng nói này nói nọ làm gì mà khoa trương thế mạch khê nhẹ giọng cười nói kỳ thật tiền bối phỉ tì mạng là người tốt chị ấy còn cố ý viết ca từ cho em này bà cơ bất đắc dĩ lắc đầu em thật sự là lương thiện Cô ta làm thế hoàn toàn là vì cô ta, vì sợ em làm hỏng buổi biểu diễn của cô ta thôi. Mạch Khê mỉm cười không nói gì, bà cơ nhún nhún vai, vỗ vỗ vai cô, chị hoàn toàn tin tưởng Mạch Khê của chị nhất định làm tốt, hơn nữa chị đã đặc biệt đến cổ vũ nên phải cố lên nha, cảm ơn chị, Mạch Khê ngọt ngào cười, còn phải khách khí với chị sao, bà cơ ngồi bên cạnh cô cười nói, nhưng mà em nhất định phải hát bài hát của cô ta sao, người đại diện nói sau này em sẽ có ca khúc của riêng mình, Mạch Khê nhún vai bà cơ nghĩ nghĩ rồi rút trong túi sách ra chiếc máy nghe nhạc, không chút để ý nói, như thế có là gì, để em hát bài của cô ta chẳng qua là sợ em sẽ vượt mặt thôi. Chị nói này, muốn thành danh nhất định phải tạo ấn tượng để mọi người nhớ kỹ đến mình cho nên ca khúc không thể chung đụng được. Mấy hôm trước chị vô tình nghe được một bài hát rất êm tai, hình như không phải do nhạc sĩ thành danh sáng tác đâu, ca từ cũng rất hoàn mỹ, em nghe thử xem. Mạch Khê tò mò nhận lấy máy nghe nhạc, đeo tai nghe vào rồi nhấn nút play ca khúc vang lên trong tai mạch khê mang theo giai điệu buồn đau, thê lương. Đây là ca khúc gì vậy? Cô mới chỉ nghe đoạn đầu tiên đã vô cùng xúc động, nhìn về phía bà cơ hỏi. Bà cơ lắc đầu, không rõ lắm, chị cũng chỉ là vô tình nghe được trên mạng thôi. Người biết bài này hình như cũng không nhiều lắm, mạch khê không nói thêm gì, lặng lặng nghe xong bài hát, hốc mắt đã phím lệ, nhìn em như chìm đắm trong đó rồi bà cơ nhẹ giọng cười trêu. Mạch khê tháo tai nghe ra, nhẹ giọng nói, ca khúc này quả thực rất hay, nghe xong cảm giác lòng nặng trĩu, dù gì thì cũng chỉ là một bài hát thôi mà. Đừng có trách chị cho em nghe bài này khiến em tục cảm xúc đó, bà cơ vừa nói vừa lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cho mạch khê, cánh tay vì không để ý mà làm rớt ra một chút chỗ cổ áo cô, dấu hôn chói mắt khiến bầu không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng. Mạch khê, em, bà cơ theo bản năng kêu lên, khuôn mặt mạch khê liền tái nhật đi, cô lập tức kéo chặt lại cổ áo trên mặt apple cũng lộ vẻ kinh ngạc trong lúc nhất thời không ai nói nữa bầu không khí yên lặng điểm thêm vẻ ngại ngùng sau một lúc lâu bà cơ mới mở miệng mạch khê là em bị ép buộc một câu nói ra khiến mạch khê sợ tới mức hồn bay phách lạc kinh hãi nhìn bà cơ chẳng nhẽ cô ấy đã biết rồi sao bà cơ thấy thế thì cầm lấy tay mạch khê ánh mắt tỏ rõ vẻ thông cảm cái vòng luẩn quẩn này chẳng sạch sẽ gì lúc trước chị giới thiệu cho em vào giới cũng rất mâu thuẫn em thực sự là cô gái có tài nhưng một khi vào vòng giải trí ác hẳn sẽ gặp phải chuyện này, là chị hại em. Mạch Khê nghe lời cô nói thì vẻ mặt kinh hãi dần chuyển thành ngạc nhiên. Cô hiểu được ý trong lời của bà cơ, cha nuôi của em có biết chuyện này không? Người đàn ông kia là ai, bà cơ như bị kích động, loại chuyện này sao em không nói với cha nuôi, anh ấy chắc chắn có thể giúp em lấy lại công bằng. Chị bà cơ, Mạch Khê vội vàng chặn lời cô, em chỉ muốn dựa vào chính mình để làm nên chuyện thế này cô mới biết được bà cơ đang hiểu lầm bà cơ nghe vậy sau thở dài lúc trước nghe nói em là con gái của anh ấy chị rất hoảng hốt sau mới lại biết là con gái nuôi nhưng mà có một người cha như vậy chắc chắn em sẽ cảm thấy rất áp lực hơn nữa chị nghĩ cũng vì thế mà em che giấu tâm tư cha nuôi em mấy ngày nay luôn bề bộn công việc hôm nay là ngày quan trọng đối với em vậy mà anh ấy cũng không có thời gian đến xem em biểu diễn ông ấy không đến em còn có thể thả lỏng hơn mạch khê lãnh đạm nói một câu mấy ngày nay đương nhiên cô biết cha nuôi ở đâu làm gì bà cơ không gặp được cha nuôi là đương nhiên bởi hắn luôn ở lại tòa thành ngay cả xử lý công việc cũng làm tại thư phòng mục đích là hắn muốn trông cho cô ăn uống đầy đủ có điều việc khiến cô vui mừng nhất là tối qua cha nuôi không giống lúc trước muốn trút bất mãn trên cô chính là hắn yêu cầu cô nằm trong lòng hắn để hắn ông lấy rồi cô thiếp đi lúc nào không biết cô chỉ biết rằng cả đêm mình ngủ trong vòng ôm của hắn, mà trong lúc mơ hồ cô còn cảm nhận được hương thơm trên người hắn tự như thứ xạ hương tỏa ra từ rừng tùng vậy. Mạch khê than nhẹ. Cô thật mềm lòng. Lúc trước để cho hắn mạnh mẽ chiếm lấy thân thể mình ngay trong lòng sắt, cô thật sự hận hắn, rõ ràng rất hận, nhưng tối hôm qua lại có thể chìm đắm trong vòng tay hắn, lại có thể ngủ yên trong lòng hắn mà vẫn có cảm giác an toàn. Bà cơ không biết suy nghĩ của cô, chỉ nghi hoặc hỏi em nói gì à không có gì ý em là ông ấy bận rộn như vậy chuyện của em sao có thể so với bao công việc quan trọng của ông ấy được mạch khê nhanh chóng sửa miệng nói là vậy nhưng dù sao đây cũng là lần đầu em lên sân khấu nhưng mà cha nuôi em quả là người đàn ông sắt đá nhất là đối với phụ nữ có điều đối với chị rất tốt lần nào cũng có thể đồng ý với yêu cầu của chị mạch khê à em nói xem đó có phải một loại yêu không bà cơ tươi cười hạnh phúc dường như mạch khê bị vẻ mặt tươi cười của cô làm cho đau lòng nhưng nhanh chóng rụt lại vội vàng cụp mắt ngại ngùng nói cha nuôi thật sự yêu chị nếu không sao có thể đối tốt với chị như vậy cô liền nhớ tới buổi trình diễn thời trang lần trước cha nuôi tự mình đến đón bà cơ nếu không phải yêu thì cũng bên nhau một thời gian dài như vậy cô ấy nhất định cũng chiếm được một vị trí nhất định trong lòng cha nuôi bà cơ nghe vậy thì nụ cười càng thêm đậm giận đối với chị thực sự rất tốt chị bà cơ em muốn đi chuẩn bị một chút mạch khê chặn lời cô bởi trong lòng tự nhiên nổi lên cảm giác chua xót một loại cảm giác kỳ lạ cứ thế hãm sâu trong lòng cô bà cơ vội vàng đứng dậy được chị sẽ cổ vũ em cố lên nha mạch khê gật đầu nhìn cô qua gương cười cười apple nhìn bà cơ đi rồi thì vội vàng hỏi mạch khê à thì ra em còn có cha nuôi sao cô ấy cứ luôn miệng nói cha nuôi em đối với cô ấy tốt lắm chẳng nhẽ là apple mạch khê lên tiếng chặn lời cô không giải thích gì chỉ cầm tai nghe đeo lại lần nữa, em muốn nghỉ ngơi một chút, Apple thấy cô không nói gì thì, biểu môi nói, được rồi, được rồi, cái gì cũng không nói cho chị biết. Chỉ là trợ lý của em đó, thật là, à, nhanh xem ca từ phỉ tì mạng đưa đi. Mạch Khê không để ý đến lời cô, nhắm mắt lại dầm chìm đắm trong giai điệu của ca khúc, ca khúc vang lên, giai điệu thực kiến người ta tê tâm liệt phế, sự đau đớn lan đến tận mạch máu Mạch Khê thậm chí cô có thể cảm nhận người sáng tác ca khúc này lúc đó vô cùng tuyệt vọng. Suy nghĩ miên man, hàng lông mi công dài của mạch khê khẽ run, tự như còn mang theo sự ấm áp, cánh cửa ký ức dần mở ra, 8 tuổi năm ấy, bàn tay kia đã nâng cô dậy, 14 tuổi cô chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, 18 tuổi, cha nuôi hoàn toàn tham gia vào cuộc sống của cô, mỗi một hình ảnh đều rõ nét đến không ngờ. Bóng dáng người đàn ông tàn nhẫn, lạnh khốc đối với cô hoàn toàn ăn khớp với nỗi tuyệt vọng, cô tịch giận đối với chị thực sự rất tốt mạch khê em nói xem đó có phải là một loại yêu không những lời bà cơ vừa nói như vang mãi trong đầu mạch khê đột nhiên trợn mắt ca khúc im bặt nhìn bên cạnh cô đã thấy apple đang bận rộn mạch khê liền nói apple bỏ bản ca khúc của phỉ tì mạng đi em muốn hát bài của chính mình hả apple hoàn toàn sửng sốt trước buổi biểu diễn nhóm nhân viên của tất cả các ban khác nhau đều cẩn thận chuẩn bị mọi thứ so với đám nhân viên bận rộn như chuẩn bị tham chiến thì phỉ tỳ mạng lại có vẻ thoải mái. Có thế mới thấy được năng lực và kinh nghiệm của ca hậu quả thực hơn hẳn người thường. khán đài to như vậy mà đã chật kín khang giả. Ánh đèn huỳnh quang đủ màu sắc không ngừng lóe lên tạo thành một không gian ảo mộng, phan hâm mộ đến từ khắp nơi, có nhóm cầm trong tay tấm banner có ảnh phỉ tỳ mạng, có người đeo trên ngực chiếc huy hiệu in ảnh cô, chỗ này thấy có phan cầm hoa tươi chỗ kia lại thấy có người mang cả kính viễn vọng theo buổi biểu diễn được bảo vệ rất nghiêm ngặt mỗi người vào bên trong đều được kiểm tra kỹ càng don cũng tự mình tỉ mỉ chuẩn bị bởi buổi biểu diễn này gần như buổi biểu diễn toàn cầu nên không thể không cẩn thận mạch khê mạch khê đâu khi anh ta bận đủ thứ việc thì đột nhiên nhớ đến cô gái này don không nói gì chỉ chỉ vào một góc don đi đến đó đã thấy mạch khê nhàn nhã ngồi dựa trên ghế gỗ đeo tai nghe như là đang nghe nhạc anh ta không nghĩ ngợi gì liền vội vàng đánh gãy dòng cảm xúc của mạch khê mạch khê mạch khê liền có phản ứng vội vàng tắt nhạc khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đẹp động lòng người quay ra nhìn don don nhìn thoáng qua chiếc máy nghe nhạc trong tay mạch khê hơi nghi hoặc nói mạch khê ca từ của bài hát kia đã học thuộc chưa thời gian tập cho cô quá ngắn liền một lúc hát hai bài hẳn là cô rất áp lực don anh yên tâm đi không thành vấn đề mạch khê cười cười xem ra rất tự tin Lần này công ty quyết định để Mạch Khê biểu diễn hai tiết mục, một là hát đi kèm với vũ đạo, một là hát ca khúc trữ tình. Sở dĩ sắp xếp như vậy là vì muốn tìm một con đường phát triển phù hợp với Mạch Khê. Thấy cô nói như vậy John mới yên tâm, dặn dò vài câu rồi đi luôn. John, Mạch Khê gọi to, nhìn anh ta quay đầu, vừa muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Mạch Khê liếm liếm cánh môi, dừng lại lấy dũng khí. John, tôi có thể hát bài hát của mình không? John nghe vậy thì cười cười, vỗ nhẹ đầu mạch khê yên tâm đi mạch khê chỉ cần lần này cô thể hiện tốt khán giả sẽ nhớ đến cô như vậy cô ra ca khúc của riêng mình mới thành công ý tôi không phải vậy tôi muốn ở ngay tại buổi biểu diễn này hát bài hát của mình đôi mắt long lanh của mạch khê nhìn anh ta với đôi phần kiên quyết don vừa nghe xong đã hoảng hốt mạch khê cô có ca khúc của riêng mình sao mà cho dù vậy hiện tại cũng không được tiếng trinh buổi biểu diễn đều được sắp xếp ổn thỏa hết rồi không được phép thay đổi. Sở dĩ cho cô hát ca khúc của phỉ tì mạng là muốn cô được fan của cô ấy cổ vũ, đây là muốn tốt cho cô thôi, hiểu chưa? Mạch Khê không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ rầu rĩ cắn môi, trên môi đã in sâu dấu răng. Do như còn muốn nói gì nữa đã thấy một nhân viên vội vã chạy tới, ghé vào tai anh ta thấp giọng nói gì đó khiến sắc mặt dòng đột nhiên hoảng hốt, còn chưa nói thêm gì liền đi theo nhân viên kia. Mạch Khê ủ rũ một lần nữa ngồi xuống ghế không phải cô không hiểu lời don nói mà là cô có chút không cam lòng cô lấy ra tập giấy một bên lại nghe ca khúc kia trong máy nghe nhạc rồi nghĩ thêm lời cho ca khúc đó cô chợt có cảm giác bài hát này như là được viết cho chính mình vậy bởi trong thời gian ngắn ngủi nó đã khiến cô xúc động thậm chí nhanh chóng thuộc lời loại cảm giác này làm đáy lòng cô không khỏi bồi hồi nhìn ca từ của bài hát cô ngâm nga theo từng câu từng chữ nhưng bài hát này còn thiếu một cái tên mạch khê nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ không bao lâu sau mở mắt ra, cầm lấy bút viết xuống vài chữ rõ ràng, cẩn thận có báo ứng. John vừa đến phòng tiếp khách quý liền nhìn thấy ngay mấy tên vệ sĩ, trong lòng cực kỳ vui sướng, bởi không cần nói cũng biết ai tới. Anh ta nhanh chóng đi vào phòng, vừa mới mở cửa quả nhiên nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ngồi trên ghế sofa, chậm rãi thưởng thức rượu vang đỏ. Bên người hắn còn có một người đàn ông, với bộ dáng lạnh lùng tương tự, John vội vàng tiến lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng hớn hở, tổng giám đốc, hôm nay thế nào lại đại giá quan lâm đến đây lôi giận không nói gì ngược lại phí giả đứng bên cạnh đã lên thấp giọng hỏi bao giờ thì buổi biểu diễn bắt đầu ngay bây giờ đây nói xong anh ta quay đầu nói với nhân viên hậu đài bảo mọi người chuẩn bị bắt đầu buổi biểu diễn đi don làm tại đây nhiều năm như vậy kỹ năng quan trọng là biết quan sát sắc mặt người khác trong lòng anh ta biết đã là ông chủ đến thì không thể để người ta chờ lâu huống chi đây lại là lôi tiên sinh tiếng tâm lừng lẫy vạn nhất đón tiếp không chu toàn nói không chừng cả công ty sẽ bị liên lụy không cần mọi chuyện cứ diễn ra như cũ lôi giận thản nhiên ra mệnh lệnh vâng ông chủ don vội vàng nháy mắt với nhân viên kia lôi giận đặt ly rượu xuống Giông thấy ly đã cạn thì liền tiến lên muốn rót thêm rượu cho hắn lại ngay lập tức bị phí dạ ngăn lại điều này khiến Giông khá xấu hổ đứng lui lại một bên khi nào mạch khê lên sân khấu lôi giận cầm lấy ly rượu mà phí dạ rót cho mình nhấp một ngụm rồi không chút để ý hỏi một câu. Trong lòng John hiểu rõ ràng, lập tức nói, ta, à, Mạch Khê sẽ lên sân khấu sau hai tiết mục của phỉ tỳ mạng, ngay sau đó, anh ta tự tiện sửa lại, ban đầu tính là để Mạch Khê lên sân khấu ở giữa buổi biểu diễn, khuôn mặt lôi giận không chút thay đổi, được rồi, không phải nói nữa, John lặng lẽ đánh giá lôi giận. Người đàn ông này thực sự là khó nhìn thấu được, có điều hắn tự mình đến buổi biểu diễn, còn chủ động hỏi thời gian biểu diễn của Mạch Khê, chẳng lẽ ông chủ lần này đích thân đến đây là vì mạch khê sao nghĩ đến đây trong lòng anh ta không khỏi mừng thầm mạch khê ơi mạch khê không thể ngờ cô còn nhỏ tuổi vậy mà đã quá thông minh tự nhiên câu được con cá lớn như vậy còn khiến hắn bỏ công bỏ việc đến đây cổ vũ quả thực là cao tay ông chủ có cần nói với mạch khê một tiếng là anh đã tới không hoặc là gọi cô ấy ra chào hỏi anh nghĩ đến đó giòn lớn mật hỏi ướm một câu không cần làm cô nhóc đó hồi hộp Lôi giận nhàn nhã dựa vào sofa, ngón tay vuốt dọc theo ly rượu như là vuốt ve thân thể phụ nữ. Tầm mắt hắn dừng lại trên màn hình lớn. Màn hình này được trang bị ở đây là để phục vụ cho các vị khách quý, có thể từ đây mà xem trực tiếp sân khấu buổi biểu diễn. Bởi phần mở màn sắp bắt đầu nên trên màn hình tại phòng khách quý chiếu ra hình ảnh sân khấu, lát sau lại quay đến hình ảnh hậu trường. Trong đó, các nhân viên hậu kỳ đang tất bật chuẩn bị. Bóng hình nhỏ bé của Mạch Khê cũng được chiếu đến khiến ánh mắt hắn thoáng trở nên dịu dàng. Do nhìn thấy rõ ràng, lại nghe lôi giận vừa gọi Mạch Khê là cô nhóc thì mọi phán đoán đều chắc nịch. Ngay sau đó, anh ta cố ý lấy lòng nói một câu, ông chủ, anh thực quan tâm đến Mạch Khê, lời anh ta vừa nói ra đã khiến sắc mặt lôi giận đột nhiên biến đổi. Vẻ âm trầm cùng đôi mắt xanh như đột nhiên bị phủ bởi màn sương mờ, ánh mắt hắn nhìn giòn sắc bén như lưỡi kiếm, nhanh chóng xuyên qua bầu không khí đâm vào tim anh ta. John sợ tới mức liên tục lùi về sau. Nghe nói ánh mắt lôi giận lạnh như băng, hiện tại xem ra một chút cũng không giả. Phí giả thấy thế trầm ổn nói, anh xuống chuẩn bị đi, vâng, tôi, tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài một chút, John lắp bắp nói, rồi nhanh chóng đi ra, căn phòng cho khách quý lại rơi vào khoảng im lặng, lôi giận hờ hững đưa tầm mắt một lần nữa dừng trên màn hình. Mà phí giả cũng chậm rãi rót rượu, đồng thời tầm mắt cũng không rời khỏi màn hình, rời khỏi phòng khách, John đi nhanh đến một góc lau lau mồ hôi trên trán trời ạ à! vừa rồi thật là muốn dọa người sắc mặt ông chủ biến đổi nhanh như cắt vừa lúc trước vẫn sống yên biển lặng lúc sau đã lạnh toát như là có thể nuốt sống người ta vậy chẳng lẽ anh ta nói sai sao dựa theo lời nói và hành động của ông chủ thậm chí là cả ánh mắt hắn nhìn mạch khê trên màn hình tất cả đều nói lên rằng hắn đã bị mạch khê mê hoặc Tuy rằng vẻ tình cảm đó chỉ chớp mắt đã biến mất nhưng anh ta rõ ràng đã nhìn thấy, nghĩ đến thật sự là sợ. Anh ta sợ nếu không sắp xếp cho Mạch Khê nhanh chóng lên sân khấu thì không chừng ông chủ sẽ mất kiên nhẫn mà cảm thấy phiền toái. Nghĩ đến đây, John càng đi nhanh hơn, vội vàng đến phía hậu trường. Mở đầu cho buổi biểu diễn là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên sân khấu, phỉ tị mạng từ trên cao xuống, cùng với bộ trang phục trắng thanh khiết tự như nữ thần Athena tất cả như sôi nổi lên khi tiếng hát của cô từ từ vang lên tựa như thiên âm lan hòa khắp bốn phương tám hướng cùng với đó là lông vũ trắng phiêu giật trong không gian mộng ảo giọng ca của phỉ tì mạng quả thực mang đẳng cấp quốc tế bởi vậy mỗi câu cô hát đều như mang theo hơi thở thần thánh nhân viên hậu đài vẫn bận rộn chuẩn bị mạng tiếp theo mạch khê cũng đã sớm chuẩn bị xong xuôi trang phục cho cả hai tiết mục trang phục và trang sức cùng phụ kiện đều tôn lên dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô trang phục tuy rằng kiểu dáng khá đơn giản nhưng cũng không khó để nhìn ra được là hàng cao cấp của ki mà bộ trên người mạch khê cũng có vẻ rất đắt giá mạch khê à trăm ngàn lần đừng có lo lắng tuy rằng chuyển tiết mục của em lên sớm một chút nhưng chị tin là em đã chuẩn bị kỹ rồi người trợ lý vẫn đứng bên cạnh mạch khê động viên không ngừng mạch khê đương nhiên có chút hồi hộp dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô lên sân khấu lớn như vậy thậm chí còn đứng trước hàng ngàn khán giả cô lo lắng ngộ nhỡ fan của phỉ tì mạng không chấp nhận cô, không thích giọng hát của cô. Ở buổi biểu diễn lớn như vậy, họ luôn dùng ánh mắt dò xét để đánh giá người lạ, nhất là ca sĩ lạ. Apple, em hơi hồi hộp, Apple nghe vậy liền hoảng hốt, trăm ngàn lần đừng nha. Mạch Khê, em đã muốn có được bát cơm này thì sẽ phải vượt qua tâm lý hồi hộp. Đừng lo, hít sâu vào. Mạch Khê gật gật đầu, đôi mắt không hề chấp nhìn màn trình diễn của phỉ tì mạng rốt cục cô cũng hiểu được để có thể trở thành ca sĩ chỉ dựa vào giọng hát thôi là chưa đủ còn cần có tinh thần thép để áp chế mọi cảm xúc mạch khê mạch khê cách đó không xa vang lên tiếng bước chân ngay sau đó hai tay mạch khê liền bị cầm lấy tạ ơn trời đất rốt cục cũng đến kịp. trời ạ à, giao thông hôm nay kinh khủng quá mình còn tưởng không đến xem buổi biểu diễn của cậu được đại lị mạch khê cảm động nhìn thoáng qua cái đầu đầy mồ hôi của đại lị tươi cười nói không phải là buổi biểu diễn của mình mình chỉ là khách lên sân khấu biểu diễn thôi đại lị biểu môi mặc kệ trong lòng mình cậu đã là thần tượng rồi nhưng mà mạch khê cô dùng sức nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của mạch khê sao lạnh vậy trời ạ à, cậu đang hồi hộp sao mạch khê không chút che giấu liền gật đầu không có gì đâu cậu cứ coi người ngồi phía dưới là củ cải trắng hết đúng rồi mình nhìn thấy nhà thiết kế đẹp trai kia cũng vừa đi vào nhất định là đến xem cậu biểu diễn nha đại lị vừa động viên cô vừa thần bí cười cười ra bộ rất mờ ám mạch khê sửng sốt nhà thiết kế đẹp trai anh thiên luật từ lần trước trước cô đã không có điều kiện hỏi thăm vết thương của thiên luật hơn nữa cha nuôi lại nghiêm khắc khiến cô không thể rời nhà nửa bước chỉ có thể từ phí dạ mà biết chút tin tức nghe phí dạ nói vết thương của thiên luật đã ổn rồi thì mạch khê có chút yên tâm mà hôm nay lại nghe thấy đại lị nói vậy thì cũng hoàn toàn thả lỏng tâm tình, anh thiên luật. Tên anh ấy sao mà dễ nghe thế? Nghe tên thôi đã thấy tương xứng với vẻ đẹp trai rồi, đại lị liền nghịch ngợm trưng ra vẻ mặt mê trai. Mạch Khê bất đắc dĩ lắc đầu, cô cũng không có thời gian giải thích cho đại lị quan hệ của họ trước đây liền vội vàng hỏi, anh ấy giờ ở đâu? Đại lị biểu môi, mình nhìn thấy anh ấy đi vào phòng cho khách quý mà không thấy ra, phòng cho khách quý, Mạch Khê chớp chớp mắt, không nói gì, đẩy lòng có chút cảm động, thiên luật luôn chăm sóc cô rất tốt, anh sợ mình xuất hiện đột ngột sẽ gây áp lực tâm lý cho cô. Như vậy, sau khi màn biểu diễn kết thúc, cô nhất định phải đi tìm anh, chuyện lần trước anh vì cô mà bị thương đã để lại nỗi ấy nấy rất lớn trong lòng Mạch Khê. Đang nghĩ tới đó, Mạch Khê chuẩn bị, nhân viên hậu kỳ chạy đến nhắc nhở một câu, trên mặt vẫn là vẻ chuyên nghiệp thường ngày, chết rồi, chết rồi, đại lị đưa tay đặt lên ngực mình, sao mình lại còn hồi hộp hơn cả cậu thế này? Mạch Khê bị bộ dáng của cô chọc cười, cảm giác hồi hộp lúc trước đã vơi đi nhiều, nhìn bộ dáng này của cậu mình lại thoải mái lên không ít. Thôi, mình lên sân khấu đây, từ, cố lên, đại lị nắm tay dơ lên. Mà trợ lý Apple đứng bên cạnh cũng làm một kiểu như thế. Mạch Khê dùng sức gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp rất nhiều. Trên sân khấu, phỉ tì mạng hát liền một lúc hai bài. Cả bầu không khí tràn ngập tiếng hát của cô, tiếng hát truyền qua micro tự như thứ thanh âm mê hoặc lòng người, cảm ơn các bạn đã từ mọi miền đến đây. Kế tiếp tôi xin giới thiệu một vị khách quý, giọng ca của cô ấy chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ. Vị khách quý của tôi, Mạch Khê, tiếng nhạc một lần nữa vang lên. Toàn bộ khán giả đều tập trung vào vị khách quý sắp lên sân khấu, đây là do John đã sắp xếp, lợi dụng lúc bầu không khí đang náo nhiệt khi có phỉ tỳ mạng liền giới thiệu Mạch Khê ra lúc mọi người đang cực kỳ hưng phấn chính là thời gian vàng để mạch khê xuất hiện mà lại giới thiệu mạch khê là khách quý sẽ khiến người ta nhớ đến cô rất kỹ ánh sáng được điều chỉnh cùng với tiếng nhạc vàng lên đưa đến sự biến chuyển dưới ánh mắt hiếu kỳ của khán giả mạch khê hít sâu một hơi khoan thai đi lên sân khấu dưới ngọn đèn rực rỡ ánh mắt mọi người đều như ngưng lại trên người cô mái tóc dài được cuốn lọn xoăn xõa mềm trên đầu vai bộ trang phục đơn giản không những làm toát lên được vẻ thanh lệ, xuân sắc của cô mà còn tôn lên dáng người nhỏ nhắn cùng đường công động lòng người. Ngũ quan xinh đẹp dưới ánh đèn sân khấu càng thêm phần diễm lệ, tự như con búp bê trong thế giới cổ tích, đôi môi mềm đỏ hồng, làn da trắng mịn như sữa, tất cả đều khiến khán giả ngây người, thậm chí có người há hốc miệng. Hai người trên sân khấu nói nói cười cười vài câu rồi phỉ tiền mạng giao sân khấu lại cho Mạch Khê so với sự náo nhiệt ngoài sân khấu thì trong phòng khách lại vô cùng im lặng. Trước màn hình lớn, lôi giận nhàn nhã ngồi tựa vào sofa, chân trái vắt lên đùi phải. Đôi mắt hắn nhìn bóng hình thanh lệ trong màn hình không hề chớp, khóe môi cũng khẽ cong lên, hắn thản nhiên nhấp một ngụm rượu rồi nói, đây là trang phục do cháu thiết kế, cách sofa không xa là hai người đàn ông nhàn nhã ngồi trên hai cái ghế cạnh quầy ba. Một là phí dạ, một là người vừa vào phòng khách quý không lâu, nhiếp thiên luật anh chủ động rót cho mình một ly rượu, nhìn thoáng qua màn hình rồi thản nhiên cười, là tự tay cháu thiết kế. Cậu thấy sao, lôi giận không quay đầu lại, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chầm chầm vào bóng hình xinh đẹp trên màn hình, nói, rất được, nhiếp thiên luật cùng phí dạ nhìn nhau, ngay sau đó không chút để ý cố tình nói, là chính tay cháu thiết kế riêng cho mạch khê, lôi giận nghe ra ý định trong câu hỏi của anh, liền đặt ly rượu xuống. Hắn không trả lời mà ngược lại hỏi, phí dạ, cậu thấy thế nào? ánh mắt phí dạ hơi ngay ra một chút sau đó trầm giọng nói, bộ trang phục này rất hợp với tiểu thư mạch khê. Hôm nay tiểu thư quả thực rất xinh, câu trả lời vẹn cả đôi bên làm khóe môi lôi giận khẽ nhếch lên, nhiếp thiên luật bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh đạm nói một câu, lão hồ ly, thiên luật, lôi giận hình như không nghe thấy lời anh lầm bầm, chỉ nhìn hình ảnh mạch khê cùng nhóm vũ công trên màn hình, trầm giọng nói, lần sau, cổ áo không cần khoét sâu quá như vậy. Nhiếp thiên luật nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, lấy tay để trên trán cố nhìn cười nói cậu cổ áo của bộ mạch khê mặc được sẽ tối thiểu rồi đấy lôi giận quay đầu liếc anh một cái con mắt lạnh lẽo nhưng không mang theo vẻ tức giận nhiếp thiên luật bất đắc dĩ lắc đầu được rồi cháu nhớ rồi có thế lôi giận mới quay đầu lại một lần nữa dừng tầm mắt trên người mạch khê trên sân khấu mạch khê xinh đẹp đến động lòng người cảm giác hồi hộp cùng ngượng ngùng lúc vừa xuất hiện đã dần biến mất ngược lại cô ngày càng bạo dạn hơn ca khúc đầu tiên này khá sôi động lại phối hợp cùng màn vũ đạo nóng bỏng trong các buổi biểu diễn thể loại này luôn chiếm ưu thế tiếng ca ngọt ngào của mạch khê cùng những động tác tràn ngập sức sống nhanh chóng có được sự ủng hộ của khán giả thậm chí bắt đầu có vài ánh đèn dạ quan lắc theo nhịp điệu bài hát đến đoạn điệp khúc thì gần như tất cả đèn dạ quan được dương cao ánh đèn nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt khán giả vốn đã có ấn tượng rất lớn với nguyên tác nhiều người cũng nghĩ rằng khi một ca sĩ hát lại rất có khả năng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi phong cách của người hát trước, nhưng Mạch Khê lại không như vậy. Thứ nhất, thanh giọng Mạch Khê hoàn toàn khác với phỉ tỳ mạng, mỗi người một vẻ rất dễ phân biệt. Thứ hai, khi diễn tập cho ca khúc, Mạch Khê đã thông minh biến tấu một số đoạn. Như vậy sẽ khiến khán giả cảm thấy mới lạ hơn, quả nhiên, sự thay đổi này hoàn toàn có hiệu quả rõ ràng phong cách hát của phỉ tỳ mạng và mạch khê khác nhau hoàn toàn làm mọi người có cảm giác thực mới mẻ không bị nhàm chán riêng điều này thôi đã đưa đến một hình tượng mới hoàn mỹ đến giữa ca khúc khi mạch khê đã khiến toàn bộ khán giả đứng dậy cổ vũ nhiệt tình thì trong phòng khách quý nhiếp thiên luật nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu thân mình nhàn nhã dựa vào ghế sofa đôi mắt tinh anh nhìn không rời bóng hình người con gái trên màn ảnh lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng cất lên từ tận đáy lòng Mạch Khê thật sự là ca sĩ có tài năng. Chẳng những cô ấy có tố chất thiên phú mà còn biết kiểm soát tốt khoảng cách với khán giả, không quá gần gũi nhưng cũng không quá cách xa, cảm giác như vậy mới khiến người ta thần hồn điên đảo, lôi giận dường như làm ngơ với những lời anh nói, lẳng lặng chăm một điếu xì gà, bộ dáng vẫn luôn âm trầm như vậy. Trên màn hình, Mạch Khê xuất hiện với vẻ thanh tân, tươi mới, thể hiện đúng khí chất của một cô gái 18 tuổi, thật sự không thể ngờ vũ đạo của Mạch Khê tốt như vậy nhiếp thiên luật nói như lầm bầm cho chính mình nghe nhưng lại nhìn thoáng qua khuôn mặt trầm mặc của lôi giận đột nhiên hỏi cậu thấy sao lôi giận nghe ra hàm ý trong câu hỏi của anh cố tình liếc anh một cái mà không thèm nói gì nhưng ánh mắt thật ra không hề có vẻ tức giận vẫn nhìn chằm chằm màn hình lớn đôi mắt xanh biết dần trao lại mãi sau hắn mới mở miệng cũng là mệnh lệnh cho phí dạ gọi người phụ trách tới vâng phí dạ không nói hai lời lập tức đi sắp xếp chẳng bao lâu do ông bị mấy tên vệ sĩ đưa vào anh ta bước nhanh đến cười huề, ông chủ, anh có gì dặn dò? Nói xong anh ta ngẩng đầu nhìn, theo bản năng liếc nhanh một cái đến nhiếp thiên luật thì hơi giật mình. Tổng giám đốc nhiếp thị, sao anh ta lại đến đây? Chẳng lẽ cũng là đến xem mạch khê sao? Trời ạ! À, mạch khê này đến tột cùng là người như thế nào đây? Nhiếp thiên luật tà tà dựa vào sofa, ánh mắt vẫn thản nhiên như người ngoài cuộc, dường như rất bình tĩnh nhìn một màn trước mắt nhưng tự như lại nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay lôi giận lạnh lùng nhìn qua màn hình, ngữ khí vô cùng bình thản. bọn họ là ai, ngữ khí trầm ổn chỉ như hỏi người ta đã ăn cơm chưa nhưng phải biết đây là lôi giận. Nhiếp thiên luật cùng phí dạ đều hiểu rõ, thường thường hắn càng như vậy càng cho thấy ngọn lửa giận đang âm ý cháy. Tuy nhiên John không hề biết điều này, cũng thực sự không theo kịp lối suy nghĩ của hắn, chỉ ngu ngơ, run sợ hỏi, bọn họ cái gì, cái gì cơ, lôi giận nhíu mày lại hoàn toàn khiến John sợ hãi. Phí già ở một bên thì rất rõ, nhắc nhở một câu, những nam vũ công nhảy cùng mạch khê, à, anh chỉ bọn họ, lúc này do mới có phản ứng lại, vội vàng trả lời, họ là vũ công được chọn lựa tỉ mỉ để làm bạn nhảy của mạch khê. Những người này đều trẻ trung, đẹp trai, họ khiến ông chủ không hài lòng, anh ta lại nhảy nói mấy câu sau đã thấy gương mặt lôi giận như phủ một màn sương dày. Gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng nay càng thêm sắc bén. Trong lúc nhất thời anh ta liền thông minh mà ngậm miệng lại, chẳng lẽ, ông chủ không vui, quả nhiên, lôi giận lạnh lùng ra lệnh, từ nay về sau, bạn nhảy của cô ấy chỉ có thể là nữ, á, à, giòn há to miệng, thế này không phải là vô lý sao, sao? Rất khó sao, lôi giận lạnh lùng hỏi lại một câu, đôi mắt sắc bén dừng trên người giòn, như không cho người ta đường sống, giòn lạnh run, liên tục gật đầu, tôi sẽ làm theo, ông chủ, khuôn mặt lạnh băng của lôi giận lúc này mới giãn ra. Nhiếp thiên luật bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía lôi giận thản nhiên nói, cậu đang can thiệp vào trình tự công việc của họ đấy. Lôi giận như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, nhíu mày lại, công ty của họ hiện tại là của họ lôi. Nhiếp thiên luật cười khổ, không thể nói thêm gì nữa, giòn âm thầm lau mồ hôi. Mạch khê được ông chủ coi trọng, không biết là phúc hay là họa đây, nhưng là, mới chỉ với một mệnh lệnh đã có thể nhìn ra ông chủ đối với mạch khê có cảm giác chiếm hữu, thậm chí còn vượt qua cả phạm vi thông thường giống như anh ta cố gắng tìm một từ thích hợp thì đột nhiên trong đầu hiện ra một ý thật giống như chủ nhân đối với thú cưng trời ạ à, John cực kỳ xấu hổ chỉ mong tất cả đều là anh ta phán đoán lung tung trên sân khấu mộng ảo tràn ngập sắc xuân mạch khê rốt cục cũng hát xong bài đầu tiên không khí phía khán đài vô cùng sôi động mọi người đều hưng phấn mà đứng cả dậy mạch khê thở gấp đây là kết quả của việc vừa hát vừa nhảy trong các buổi biểu diễn phỉ tì mạng luôn bài trừ việc hát nhét dù tham gia một hoạt động nhỏ cũng luôn thể hiện tốt ca khúc đây cũng là nguyên nhân khiến cô có rất nhiều người hâm mộ mà mạch khê là người mới nên đương nhiên cũng phải dùng giọng thật không được phép hát nhét hơn nữa cô hát ca khúc của phỉ tì mạng lại có giọng hát ngọt ngào nên ngay lần xuất hiện đầu tiên đã chiếm được cảm tình lớn của khán giả cảm ơn mọi người giọng nói nhẹ nhàng của mạch khê hòa trong không gian đôi mắt mang theo ý cười trong suốt lại thêm mái tóc dài mềm mượt nhẹ bay Tiếp theo sẽ là một ca khúc êm dịu gửi đến mọi người, khi hơi thở dốc đã dần bình ổn, Mạch Khê mới nói ra những lời này. Cô xoay người đi đến trước tổ âm thanh, giơ ra một bản nhạc cho nhạc công, thấp giọng nói với họ vài câu, cả tổ nhân viên âm thanh chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Người xem dưới khán đài lại không biết tình hình thực tế nên đều háo hức chờ mong, trời ạ. À. Mạch Khê đang làm cái gì vậy? Phía hậu trường, Apple phát hiện ra điểm khác thường liền sợ hãi kêu lên làm sao vậy đại lị không nhìn ra vấn đề ở đâu thì tò mò hỏi sắc mặt áp hồ nghiêm trọng hẳn dựa theo kế hoạch thì ca khúc thứ hai mạch khê hát sẽ là một ca khúc trữ tình của phỉ tì mạng nhưng mà tại sao cô ấy lại đưa cho tổ âm thanh một bản nhạc trời ạ à! không phải là mạch khê sẽ hát ca khúc của chính mình chứ chết rồi chết rồi chị chỉ nghĩ là con bé thuận miệng nói thôi hát ca khúc của mình đại lị nghe vậy càng khó hiểu mi tâm lập tức giảng ra thì ra mạch khê có ca khúc của chính mình thật sự là quá tốt rất tốt chị thấy là rất phiền thì có trời ạ à, chị biết giải thích với don như thế nào đây apple vào đầu bứt tai nhất là khi nhạc công đang thử chơi bản nhạc đại lị thấy thế thì thắc mắc rốt cục là chị phiền não điều gì Hay, em không hiểu đâu apple có cảm giác hoảng loạn như trời lông đất nở đến nơi đại lị vừa muốn hỏi tiếp lại thấy người đại diện trong vội vàng đến hậu trường mạch khê sao lại thế này Apple còn đang kêu trên liền tiếng lên cười xòa, Ron, cái đó, có khả năng là mạch khê hát ca khúc của chính mình. Ông trời ơi, thức tỉnh con bé đi, cô có cảm giác sợ hãi như bị sét đánh trúng đầu, quả nhiên, Ron nghe vậy thì trợn tròn hai mắt, hát ca khúc của mình, cô ấy có ca khúc nào, Apple chỉ lên sân khấu, cẩn thận nói, có, có lẽ là bài hát cô ấy viết, vớ vẩn, Ron hoàn toàn nổi giận. Mạch khê này sao lại có thể dám làm chuyện thái quá như vậy? không có sự cho phép của tôi mà dám tự tiện sửa tiết mục cho dù cô ấy có tự mình hát đi chăng nữa nhưng cũng không thể làm bậy mà đi sắp xếp như thế ron tiếng nói của phỉ tì mạng chặn ngang cơn thịnh nộ của người đại diện cô ấy đã thay trang phục cho tiết mục tiếp theo rồi tổ âm thanh cũng đã chuẩn bị xong hiện tại ngăn cản cũng không kịp nữa nhưng mà tôi không thể để cô ấy phá hỏng buổi biểu diễn của cô được ron bất mãn nói một câu đâm lao thì phải theo lao nói không chừng sẽ có hiệu quả tốt hiện tại mà lên ngăn cản không chừng sẽ để lộ sơ hở sai sót, khán giả không phải người ngốc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, phỉ tỳ mạng không chút để ý nói, như thể buổi biểu diễn không liên quan gì đến mình, đây là, là ron tiên sinh, đại lị vội vàng tiến lên, vẽ mặt cầu xin, xin anh cho mạch khê một cơ hội được không, vừa rồi anh cũng thấy cô ấy hát rất tốt mà, hơn nữa nhìn qua cũng thấy anh quý mến cô ấy, đừng bóp chết hy vọng của cô ấy được không. Thình linh xuất hiện một cô gái khiến Ron hơi giật mình, nhìn đại lị từ trên xuống, cô là, tôi là bạn thân nhất của Mạch Khê, đại lị, đại lị vội vàng tự giới thiệu, tiện thể bổ sung, cho nên tôi biết Mạch Khê tuyệt đối không phải là người làm việc tùy tiện. Cô ấy rất thông minh nên nếu cô ấy đã làm như vậy chắc chắn là có lý do, sắc mặt tròn có vẻ hơi thả lỏng, nhất là sau khi tiếng nhạc vang lên, anh ta cũng không thể thỏa hiệp được, cuối cùng nói, chỉ có thể đành như vậy, có điều sau khi kết thúc, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Nhất là cô, Apple, cô là trợ lý của cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết hư nói xong anh ta tức giận rời đi apple có vẻ ấm ức thở dài mạch khê ơi chị bị em hại chết rồi tiếng nhạc chậm rãi vang lên trên sân khấu cùng với làn khói mờ ảo bầu không khí sôi động giờ đã lắng xuống theo tiếng nhạc du dương chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng đây là tiếng nhạc gì đây tiếng nhạc như từ trời cao xé rách tầng mây mà vang xuống trần gian mềm nhẹ như dải lụa hồng quấn quanh người ta cho đến khi nghẹt thở mạch khê xuất hiện với hình tượng thanh thuần cầm micro lẳng lặng đứng giữa sân khấu không có bạn nhảy cùng thậm chí bối cảnh phía sau cũng tối đen làm bạn với cô lúc này cũng chỉ còn lại tiếng nhạc lan hòa đi đến nửa đường người đại diện trong đột nhiên dừng bước kinh ngạc nghe đoạn mở đầu ca khúc trong lúc nhất thời sự tức giận trên mặt hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ sợ hãi tột cùng so với sự tĩnh lặng trên sân khấu thì trong phòng khách đã dần nổi lên biến chuyển. Lúc tiếng nhạc vừa vang lên, nhiếp thiên luật còn nhàn nhã bắt chéo chân, thản nhiên nói, điệu nhạc này không giống với phong cách của phỉ tì mạng, nói đến đây, anh đột ngột biến sắc, bài này là, tiếng nhạc bi ai nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đi vào tai lôi giận, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, thân mình cao lớn hơi run, khuôn mặt lạnh lùng như bị màn sương che phủ, đôi mày sắc cũng nhíu lại, hắn như bị điểm đúng tử huyệt, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm mạch khê trên màn ảnh. Thân mình cao lớn có vẻ cứng nhắc, lạnh băng, đứng trên sân khấu, mạch khê chậm rãi cất tiếng hát, đôi mắt cô như vần trăng sáng, lại như đóa dạ lan hương, yếu đuối, bi thương. Hai gò má cũng toát lên nỗi tuyệt vọng, đau đớn, giọng hát của cô rất nhẹ, lại khiến lòng người rung động sâu sắc, ca khúc cô hát chính là ca khúc mà cô mới nghe một lần đã cảm động vô cùng. Với cô, đây không phải ca khúc số một, nhưng là một nghệ thuật chân chính cô cất tiếng hát tôi đã nếm được mùi vị trầm luân bốn mắt hai ta nhìn nhau ngỡ như đã định được duyên kiếp chỉ có đau thôi phải không chỉ có buồn thôi phải không đáng tiếc tình yêu thật nực cười chỉ có tổn thương mới là chân thật chỉ có phản bội mới là thật tâm lưng mang đầy tội nghiệp cẩn thận anh nhất định sẽ bị báo ứng lời hứa hẹn tan vỡ như một án tử hình anh làm tổn thưởng tôi tôi cũng có thể làm tổn thương anh không thể nhìn ra biểu hiện của anh lại có thể như trước hãy giữ lấy mạng của anh cẩn thận anh nhất định sẽ bị báo ứng sự thương tổn vô tình đến một ngày sẽ biến thành án tử anh làm tổn thương tôi tôi cũng có thể làm tổn thương anh khi tôi nhắm mắt lại thiên đường hé lộ ra tạm biệt tiếng hát vang lên như thanh âm của tự nhiên như là vọng đến từ thiên sơn một dường như thôi miên toàn bộ người nghe ca từ của bài hát này tràn ngập yêu thương nhưng lại như một sự trừng phạt ai oán như là nỗi tuyệt vọng trong tình yêu Mạch Khê đã hòa quyện được hai thứ tình cảm trái ngược này lại với nhau, nhường nhuyễn vô cùng, nhân viên hậu kỳ đều chấn kinh, ngay cả John đang hớt hải chạy đến cũng lão đảo. Bỗng dưng xuất hiện một bài hát khiến anh ta trong chốc lát không kịp phản ứng, sau một lúc đứng nhìn bóng dáng xinh đẹp trên sân khấu, anh ta mới cầm bộ đàm ra lệnh, sắp xếp đi, lập tức hạ màn, vừa dứt lời, cả bối cảnh sân khấu liền thay đổi. Trong tiếng nhạc du dương, từ bầu trời đêm thăm thúy bay đầy những lông vũ trắng như những bông hoa tuyết rơi xung quanh mạch khê hòa hợp với bộ đồ đính lông vũ của cô biến đổi này càng làm cho cảnh tượng thêm động lòng người nhất là những chiếc lông vũ kia tuy rằng rơi xuống rất chậm rất nhẹ nhưng lại như khảm sâu vào lòng người xem trong phòng khách sắc mặt lôi giận vô cùng khó coi cả người chao đảo nhất là khi mạch khê rành rọt hát từng câu chữ tiếng hát thấu vào tai hắn khiến bàn tay to kia nắm chặt lại thành quyền chẳng những hắn ngay cả nhiếp thiên luật và phí dạ đều biến sắc. Vẻ bình tĩnh trước sau như một của phí dạ, cùng đôi mắt thâm trầm dần mang vẻ khiếp sợ rồi hóa thành lo lắng. Trên màn hình, mạch khê như chìm đắm trong bài hát. Lông vũ đậu nhẹ trên người biến cô nên như một thiên sứ. Vẻ mặt u buồn, thống thiết khiến mỗi người nhìn thấy đều phải mềm lòng. Cô không khóc nhưng nước mắt lại lăn nhẹ qua gò má, càng xem càng thấy nỗi bi thương, tuyệt vọng nơi đáy mắt. Đôi mắt thâm sâu như lan sói khóa chặt lấy khuôn mặt bi ai của mạch khê. Ngay sau đó, các đốt ngón tay đều rung lên. Mỗi câu hát tựa như một lời khắc cốt ghi tâm, đau đớn như một mũi dao đâm thâu lòng lôi giận. Trong đầu hắn không ngừng dở lại từng hồi ký ức, giận tôi đi, thà rằng cả cuộc đời này anh không nhớ đến tôi, tôi sẽ không để em đi, lôi giận, dù chết tôi cũng vĩnh viễn không tha thứ cho anh, được rồi, em cứ hận tôi đi. Tha rằng để em chết chứ tôi vĩnh viễn không thả em đi, vì sao, vì sao em yêu hắn, bởi vì tôi thương anh ấy, tôi sẽ giết chết hắn, vậy thì anh giết luôn tôi đi, được, thân mình cao lớn của lôi giận khẽ rung lên, bàn tay nắm lấy tay vịn sofa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn nổi bi thương trên màn hình, tay phải hắn đột nhiên ôm lấy ngực, từng đợt từng đợt, nỗi đau lan nhanh từ chỗ vết thương gần vai ra khắp cơ thể. Giọng hát mạch khê như lưỡi kiếm nhọn hung hăng đâm vào ngực hắn. Loại đau đớn này, hắn chưa từng trải qua. Cho dù là nhớ lại hồi ức cũng chỉ là trầm mặc, lạnh lùng, nhưng, lần này, thực sự là rất, rất đau đớn. Giờ này khắc này, lôi giận mới biết được, thì ra mình cũng sẽ đau lòng. Lôi tiên sinh, cậu, phí dạ và nhiếp thiên luật đồng thời bước đến, đỡ lấy thân thể lung lay của lôi giận. Vẻ bình tĩnh sớm đã không còn, bọn họ là những người thân cận nhất bên cạnh hắn, nhưng cho tới giờ chưa một lần thấy hắn không khống chế được cảm xúc đến vậy. Lôi giận hơi nâng tay lên, thân mình cao lớn loạn choạng ngồi xuống sofa. Ánh mắt ngoại trừ nỗi đau đớn, áp lực còn thấy rõ nét tan thương, tiêu tụy. Một thiên sơn có nghĩa là núi trời, là một dãy núi nằm ở khu vực Trung Á, về phía bắc và phía tây của sa mạc tác làm càng trong khu vực biên giới của Kazakhstan, Kyrgyzstan và khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở phía tây bắc Trung Quốc. Về phía nam, nó nối liền với dãy núi Pamir đôi mắt lôi giận tự như thiếu đi sự sắc bén, nhìn mạch khê trên màn hình. Mỗi cử chỉ xinh đẹp của cô, mỗi câu hát của cô khiến tim hắn đau nhói, đôi môi hắn mím chặt, bàn tay cũng dần buông lỏng ra. Trong lòng ngực, mỗi một chỗ như có vết thương đang từ từ rách ra, ai hận ai, ai làm cho ai chết đi, đôi mắt đau xót, bi thương của cô là vì hắn, phí dạ lẳng lặng nhìn màn hình, đôi mắt cũng ánh lên vẻ nghi hoặc. Một lúc lâu sau hắn mới hỏi, lôi tiên sinh, có cần tra chuyện này một chút không? Sắc mặt nhiếp thiên luật cũng cực kỳ nghiêm trọng, không cần, cảm xúc không khống chế được của lôi giận dần bình ổn, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Đôi mắt lạnh lùng cũng không chút gần sống làm người ta sợ hãi, không thể tưởng tượng được bộ dáng hắn vừa rồi ông ngực đau đớn, ca khúc đã hết, mạch khê đứng trước sân khấu, dưới chân đầy những lông vũ trắng. Phía dưới, tiếng vỗ tay vang lên như sắm dậy, thậm chí còn có người đứng lên hô tên mạch khê, cũng có người đã ôm con gấu bông vốn định dành cho phỉ tỳ mạng tặng luôn cho mạch khê mạch khê tự như còn chìm đắm trong khúc ca bi ai lúc người hâm mộ ông chầm lấy cô mới nở nụ cười để lộ ra đôi má lúng đồng tiền duyên dáng ánh đèn dạ quan không ngừng lóe lên thậm chí còn có người la hét không cho mạch khê xuống sân khấu phản ứng tốt như vậy ngoài sức tưởng tượng của mọi người don vẫn đứng theo dõi trên sân khấu rốt cục nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ như vậy mới thả lỏng tâm tình đuôi lông mày cũng giãn ra tạ ơn trời đất. Mạch khê này quả thực có tài, toàn bộ nhân viên hậu đài đều vô cùng vui sướng. Nhất là đại lị, khi cô nghe thấy tiếng hô hò phía khán đài cô cũng không nhìn được mà hoang hô một tiếng, không để ý đến trên mặt mình đã có nước mắt, mọi người xem, tôi đã nói mạch khê nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng mà. Cô ấy hát thật là dễ nghe, Apple lấy khăn tay lau nước mắt, liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, bài hát này mạch khê biểu diễn rất hay. Cũng chính là bởi cảm xúc của cô ấy, Ron, anh sẽ không trách phạt tôi chứ, còn nữa, cũng sẽ không trách phạt mạch khê chứ. Hôm nay cô ấy thực sự xuất sắc, tôi nghĩ rất nhiều người sẽ nhớ đến cô ấy, đôi mắt Ron hoàn toàn là vẻ vui mừng nhưng vẫn cố nén giọng, làm bộ giận dữ nói, đừng cao hứng sớm quá, sau buổi biểu diễn vẫn tiến hành phê bình, nói xong anh ta rời đi, á, à, Apple lại kêu trên, có, có lầm không vậy? Hiệu quả tốt cũng mắng, không tốt cũng mắng đầu năm nay làm trợ lý nghệ sĩ sao mà khổ sở như này đại lị cười ông lấy bả vai cô chị không muốn làm để em làm em ước gì mỗi ngày được bên cạnh mạch khê mạch khê sẽ là con gà đẻ trứng vàng đó hiện tại em làm trợ lý của cô ấy sau này không biết chừng sẽ thành người đại diện mơ tưởng nha apple đẩy đại lị ra khụt khịt mũi ai chẳng biết mạch khê là con gà đẻ trứng vàng thế nên chị làm sao bỏ được nếu bỏ thì chắc chắn là do đầu bị đập vào cửa cho ngu mùi rồi, con ngươi đại lị đảo đảo, mạch khê nhà em tuy là với mọi chuyện đều bàn quan, nhưng chị là trợ lý của cô ấy nên dần dần sẽ quen thôi, chị yên tâm đi, mạch khê nhà em làm việc gì cũng có chừng mực, chắc chắn sẽ không làm liên lụy khiến chị ấm ức đâu, áp hồ liếc cô một cái, cái gì là mạch khê nhà em? Làm bộ như thân thích lắm ý, là mạch khê nhà em đấy, thì sao nào, vẻ mặt đại lị thực kiêu hãnh, vẫn mê mẩn nhìn người trên sân khấu, không thể tưởng tượng được mạch khê nhà em lần đầu lên sân khấu đã được ủng hộ như vậy. Em nghĩ về sau cô ấy còn phát triển hơn cả phỉ tì mạng, không đợi nói xong câu đó, cô liền bị Apple che miệng lại, em điên rồi, phỉ tì mạng ở ngay kia kìa. Nói những lời này cẩn thận ảnh hưởng đến tiền đồ mạch khê đấy. Loại chuyện này, nói trên nói dưới, tai vách mạch rừng có biết không, cô trợn mắt nhìn đại lị, đại lị lập tức thông minh mà gật đầu. Trên sân khấu, phỉ tì mạng một lần nữa long trọng giới thiệu mạch khê, rốt cục cũng làm dịu lại những tiếng hò hét, buổi biểu diễn tiếp tục diễn ra. Trong phòng nghỉ, mạch khê gần như rủ ra, ngồi trước gương trang điểm mà không động đầy nổi, tôi trân trọng kính chào tiểu thư mạch khê. Này, không hổ là hoa khôi giảng đường, lại còn có thể hát hay như vậy khiến khán giả điên cuồng la hét, đại lị hưng phấn không thôi ngồi bên cạnh cô nói. Mạch Khê đứng thẳng dậy, ngay sau đó dựa luôn vào người đại lị, thở hổn hỉnh đại lị vừa rồi cậu làm mình sợ muốn chết mình vẫn lo màn trình diễn không được hoàn hảo còn nghĩ khán giả sẽ bài xích mình mạch khê à cái gì mà bài xích cậu xem phản ứng của khán giả phải là yêu cậu đến chết mất apple tiến lên đẩy đại lị ra hai tay ông lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mạch khê bộ dáng thật sự là mê người chết đi được em vừa xinh đẹp lại vừa hát hay không yêu em mới là lạ đâu khoa trương thế mạch khê dần bình ổn khôi phục lại dáng vẻ tràn trề sức sống, cười nói, đại lị vừa bị đẩy ra thì thầm trừng mắt liếc Apple một cái, tiến lên giữ chặt mạch khê, đúng rồi, cậu có bài hát mới khi nào, sao không nói cho mình một tiếng, vừa mới có, mạch khê nói qua loa, hả, không riêng gì đại lị, ngay cả Apple cũng kinh ngạc, tóm lại là mình tình cờ nghe được. Chuyện này về sau mình sẽ từ từ giải thích cho hai người hiện tại Mạch Khê không muốn nói nhiều chút nào. Apple nghe vậy thì than một tiếng, ê, Mạch Khê à, em tốt nhất là nghĩ ra một lý do hoàn hảo chút, nếu không cả chị cả em đều bị mắng đấy, em chưa nhìn thấy sắc mặt tròn lúc đó đâu. Mạch Khê thề lưỡi, anh ta hung dữ với chị, có phải chỉ là hung dữ không thôi đâu, bộ dáng như sắp giết người vậy, vẻ mặt Apple cực kỳ buồn bực. Mạch Khê thoáng ngẫm nghĩ, lại vỗ vỗ tay Apple, yên tâm đi, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Việc thay đổi ca khúc là em bỗng dưng nghĩ ra, Ron là người biết phải trái chắc chắn sẽ nghĩ thông thôi, chỉ mong vậy, Apple cũng vô lực dựa nhẹ vào tấm gương lớn. Buổi biểu diễn hoa lệ rốt cục cũng hạ màn, như vậy Mạch Khê đã chính thức xuất hiện trước công chúng. Tại buổi biểu diễn, cô đã được giới truyền thông chú ý đến, đồng thời cũng trở thành một hiện tượng mới gây xôn xao trong cánh báo chí, John cũng bắt kịp thời cơ này sắp xếp mấy buổi phỏng vấn. Nhưng một vấn đề không nhỏ và cũng là vấn đề cấp bách nhất hiện nay là tìm một ca khúc đơn chính thức cho Mạch Khê, tẩy trang xong. Mạch Khê đã nhanh chóng kéo đại lị chạy ra khỏi phòng trang điểm. Sở dĩ vội vã như vậy là bởi, thứ nhất cô muốn thừa dịp đang hỗn loạn thì tạm thời trốn giòn và tròn, thứ hai là cô rất muốn đến thăm thiên luật. Dù gì thì anh cũng đã gác lại trăm công ngàn việc mà đến đây cô vũ cho cô, hơn nữa nghĩ đến vết thương của anh thì Mạch Khê không muốn chậm trễ một phút nào nữa. Mấy tên vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng khách quý nhìn thấy Mạch Khê đã chủ động đứng tránh sang hai bên, bởi quá hưng phấn nên Mạch Khê không nhìn kỹ diện mạo bọn vệ sĩ, vội vã đẩy cửa phòng ra. Anh thiên luật, tiếng nói phấn khởi vang lên nhưng khi thấy bóng dáng cao lớn khác thì im bặt. Mạch Khê, sao mà, á, đại lị vẫn đi theo sát Mạch Khê, nghe thấy tiếng cô vừa nói được nửa câu thì bật lại, sau vẫn theo quán tính va vào người Mạch Khê, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống. Lúc này cô mới thấy rõ thì ra trong phòng khách quý ngoài nhà thiết kế đẹp trai kia ra còn có hai người đàn ông, cả hai người cô đều đã gặp qua, một người là cha nuôi Mạch Khê, một người là vệ sĩ luôn đi cạnh hắn. Mạch Khê vốn đang vui sướng thì đột nhiên như đông lại, tự như có một chậu nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, khiến đáy lòng cô lạnh toát, hai bàn chân như đứng trên bàn chông, muốn bước đi nhưng thế nào cũng không nhấc chân nổi. Cô không nghĩ đến cha nuôi lại đích thân tới xem buổi biểu diễn của cô, ngồi trên sofa, lôi giận bất động đánh giá cô. Đôi con ngươi u lãnh không rõ hàm ý lại dấy lên cảm giác sợ hãi quen thuộc ở Mạch Khê, lại nhìn đến biểu tình của phí dạ cũng rất nghiêm túc, đến đây, cô cười lạnh, nghĩ thầm trong lòng chắc là do bị ca khúc của mình làm ảnh hưởng chứ gì nhiếp thiên luật chủ động tiến lên phá vỡ bầu không khí yên lặng giọng nói nhẹ nhàng như ánh mặt trời ấm áp mạch khê em hát rất tuyệt mạch khê nở nụ cười tươi tắn cảm ơn anh thiên luật ở trong này chỉ có nhìn nhiếp thiên luật mới khiến cô có thể thoải mái tươi cười mới cảm thấy ấm áp cô cố tình không nhìn đến đôi mắt âm tình bất định kia mỗi khi chạm phải ánh mắt đó cô lại nghĩ đến những cảnh tượng nhục nhã anh thiên luật hôm nay sao anh lại có thời gian đến đây? Còn nữa, vết thương của anh thế nào rồi, cô thân thiết hỏi, bên môi thiên luật khẽ gợn nụ cười, yên tâm đi, anh không yếu vậy đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên em lên sân khấu, sự kiện lớn như vậy sao anh có thể không đến, anh thiên luật, anh có thể đến em rất vui, nhưng mà, mạch khê rốt cục liếc nhìn lôi giận một cái, ánh mắt mang theo vẻ bất khuất cùng khinh thường. Anh không sợ sẽ có người nhân cơ hội này lại làm hại anh sao? Lời nói này ẩn ý quả thật rất rõ ràng, mỗi người ở đây đều hiểu, nhất là lôi giận nghe thấy thế thì đôi mắt đột nhiên căng thẳng. Phí giả thấy thế thì tiến lên trầm giọng nói, tiểu thư mạch khê, cô hiểu lầm rồi. Lôi tiên sinh không hề làm hại đến thiếu gia thiên luật, vậy ông ta đến đây làm gì? Chẳng nhẽ lại có nhã hứng đến đây xem ca nhạc, mạch khê cứ nghĩ đến vụ xả súng hôm trước thì cực kỳ tức giận. Lôi tiên sinh tới đây chẳng qua là muốn bảo vệ sự an toàn của cô thôi, phí già giải thích một câu, bảo vệ sự an toàn của tôi, Mạch Khê như là vừa nghe được chuyện lạ đời, cười lạnh một tiếng, ông ta còn mong cho tôi chết thì có. Là ai đã phái sát thủ đuổi giết tôi và anh Thiên Luật, là ai đã tàn nhẫn nhốt tôi ở, Mạch Khê kích động nói một tràng, nói được một nửa thì bỗng dừng lại, bởi có đại lị ở đây, cô không muốn cô ấy lo lắng, phí dạ ngẩn ra, nhíp Thiên Luật tiến lên nhẹ giọng nói mạch khê em thật sự hiểu lầm cha nuôi em rồi những người đó không phải do cậu phái đến mạch khê kinh ngạc nhìn nhiếp thiên luật mãi không nói gì cô cũng không phải là cô gái bướng bỉnh cô biết nhiếp thiên luật tuyệt đối không lừa gạt cô trong lúc nhất thời cô không biết làm gì nhất là không biết đối mặt với người đàn ông kia thế nào chẳng lẽ đúng như phí giả nói hắn tới đây thực sự là vì bảo vệ sự an toàn của cô điều này sao có thể chỉ nghe thôi đã thấy rất khó tin rồi một nỗi bất an động lại trong không khí thấy cô không nhanh nhẩu đặt câu hỏi ngược lại nữa lôi giận ném điếu xì gà trong tay sang một bên đứng lên từng bước từng bước đến phía mạch khê mỗi bước đến gần mạch khê có thể ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc của hắn cả hương xì gà hòa lẫn trong đó càng ngày càng gần cho đến khi bao vây lấy cô ngay tức khắc mạch khê như lâm vào hoảng hốt ai dạy cô bài hát này hơi thở quá mức lạnh lẽo của người đàn ông đánh úp lại khiến mạch khê đột nhiên ngẩng đầu lại như ngã vào cặp mắt thâm thúy của hắn. Ánh sáng nhẹ nhàng rót vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mạch khê, khiến làn da cô càng như trong suốt. Nội tâm cô dậy lên sự đề phòng, đôi mắt lưu ly sáng long lanh nhìn hắn, đôi môi anh đào lại thản nhiên cười. Sao? Ông đang lo sợ phải không? Ngữ khí dứt khoát cùng lãnh đạm của cô khiến phí dạ và nhiếp thiên luật cả kinh. Con ngươi lạnh của lôi giận khẽ rụt lại, vết trách trong lòng ngực vừa như mới lành, giờ lại một lần nữa toạt ra, càng đau đớn hơn, dường như mỗi mạch máu trong người hắn đang chảy ngược, chảy cho đến khi nỗi đau đớn quen thuộc ập đến, nhìn thấy người đàn ông không nói gì, chỉ là đôi đồng tử càng thêm u trầm, khiến mạch khê có chút run rẩy, chậm rãi nói, ca từ của bài này là được viết riêng cho ông, đứa con gái như tôi hiếu thuận phải không, tiểu thư mạch khê, phí giả tiến lên, nhẹ giọng nói, cô không thể nói như vậy với lôi tiên sinh được, mạch khê cười lạnh, đôi mắt xinh đẹp này đã phím nét bất khuất. Cô không nói tiếp, chỉ nhìn chầm chầm lôi giận, gương mặt lộ ra vẻ khoái chí. Đại lị bất an nhìn cảnh tượng trước mắt, theo bản năng nuốt nước miếng, ánh mắt cẩn thận mà nhìn lôi giận. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, trong lòng cô không khỏi khâm phục mạch khê. Vẻ mặt người đàn ông kia dường như muốn ăn thịt người vậy, thế mà mạch khê lại có thể kiên định đứng đó như nữ trung hào kiệt. Bầu không khí yên tĩnh gần như bị lưỡi dao sắc nhọn đâm thâu, từ lỗ thủng đó dần chảy ra dòng máu đỏ. Lôi giận rốt cục cũng tiến lên, đôi mắt lạnh băng khôi phục lại vẻ bình tĩnh như đôi ngọc lục bảo, ngang tàn mà bá đạo, hắn nhìn khuôn mặt mạch khê, ngay sau đó nhẹ nâng cầm cô lên, trầm giọng nói, con gái quả thực rất hiếu thuận, ngày đầu tiên lên sân khấu đã tặng tôi món quà lớn như vậy, người làm cha như tôi đây cũng phải có chút đáp trả, hơi thở người đàn ông như nhún lên ngón tay hắn, hắn khẽ vuốt cánh môi hồng nhuận của cô, như là thương tiếc lại như cố ý để hơi thở của hắn lưu lại khóe môi cô. Ngay khi đôi mắt lôi giận nhíu lại, hắn dùng sức bóp cầm cô. Mạch Khê giật mình, đau đớn kêu thành tiếng. Nhiếp thiên luật thấy thế vội vàng tiến lên trước, bàn tay đặt trên mu bàn tay lôi giận, đôi mắt anh cũng mang theo sự dịu dàng, ấm áp. Cậu, Mạch Khê còn nhỏ, hơn nữa cô ấy không hiểu chuyện, vì còn nhỏ nên phải dạy bảo tốt, lôi giận không buông Mạch Khê ra, ngữ điệu nhẹ nhàng lại ẩn chứa mối nguy hiểm đang tới. Mạch Khê trừng mắt nhìn hắn, tuy rằng cầm rất đau nhưng vẫn như cũ, cô không mở miệng xin tha thứ. Mạch Khê, nhiếp thiên luật thấy vậy thì quay đầu nhìn cô, cúi đầu khuyên bảo, mau giải thích với cha nuôi em đi. Mạch Khê nghe vậy thì cười lạnh, gằn từng tiếng, nói, ông ta không xứng với với một tiếng gọi cha, lôi giận hơi nghiêng khuôn mặt anh Tuấn, mi tâm nhíu lại. Đúng lúc đó, phí giả tiến lên đưa ra điện thoại di động, lôi tiên sinh, tổ chức đã xảy ra chuyện, lôi giận hơi quay đầu lại, bàn tay bóp lấy cầm Mạch Khê cũng hơi buông lỏng. Chuyện gì, phí giả thấp giọng nói, vừa mới nhận được thông báo nghi trượng s bị ám sát thi thể vừa mới phát hiện được trong tổ chức ảnh nghi trượng là vị trí dưới một người trên vạn người ngoài phí giả ra còn có ba vị nghi trượng phụ trách quản lý thành viên trên toàn cầu đồng thời sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ trong bang nay nghi trượng s lại xảy ra chuyện ai làm giọng nói của lôi giận tựa như cái rét tháng chạp vô cùng lạnh lẽo nghi ngờ là tổ chức sơ ảnh gây ra phí giả trả lời nhiếp thiên luật nghe thế cũng chấn động nhưng vẫn chưa nói được gì lôi giận buông mạch khê ra đương nhiên cơn giận đối với cô đã bị chuyện này gạt phăng đi bàn tay hắn nhanh chóng nắm lại chưa nói thêm gì đã rời bước ra khỏi phòng khách phí già cũng đi ngay theo sau bầu không khí nguy hiểm cũng do chuyện này mà biến đổi mạch khê vẫn đứng chôn chân tại đó trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao nguyên nhân không phải vì cô không biết rõ vì sao cha nuôi đi vội vàng như vậy mà là nhìn vẻ mặt hắn thì chắc chắn là có việc cực kỳ nghiêm trọng có điều, đây không phải việc cô cần quan tâm. Nguy hiểm qua đi, đại lì thở nhẹ một hơi, tiến lên phía trước, mạch khê à, cậu làm mình sợ muốn chết. Cậu cũng dũng cảm ghê nha, dám nói chuyện với cha nuôi kiểu đó. Mạch khê hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, nhiếp thiên luật bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai cô, em đó, kiểu cuộc cường này làm anh vừa thích lại vừa ghét, cuộc cường cũng phải tùy người. Mạch khê như vừa đánh xong một trận, cả người mệt nhoài, thân mình nhỏ nhắn không chút sức lực dựa vào lòng nhiếp thiên luật, như con mèo lười mà ông lấy cổ anh, làm nũng nói. Nếu là lời anh thiên luật nói, cái gì em cũng nghe, thái độ này hoàn toàn khác với bộ dáng như con nhiếm xù lông ban nảy, giờ khắc này, đôi má lúng đồng tiền nở rộ, vô cùng đáng yêu. Nhiếp thiên luật cười, cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ của cô, hờn trách, biết nghe lời anh mới tốt. Nhưng vừa rồi là ai bướng bỉnh không chịu nhận lỗi, hừ, có đánh chết em cũng không cúi đầu trước ông ta chỉ là em muốn dùng chiêu khích tướng thôi mạch khê nghiêng đầu nói nhìn hai người vô cùng thân thiết coi bộ như người yêu điều này khiến đại lị ngạc nhiên chỉ vào họ mạch khê hai người hai người cái gì mà hai người bọn mình mạch khê tươi cười kéo lấy cánh tay nhiếp thiên luật nhìn về phía đại lị đại lị anh ấy là người anh trai mà mình vô cùng quý mến cũng là người rất quan trọng với mình hả anh trai đại lị không hiểu từ khi nào thì mạch khê có một người anh trai nhiếp thiên luật nghe vậy thì cười sang sảng vẽ xa cách trong đôi mắt như biến mất đồng thời cánh tay duỗi ra ông cả người mạch khê vào lòng nói nhỏ một câu sao anh không phải là bạn trai của em sao bạn trai mạch khê cố ý nghĩ nghĩ một lúc sau đó liền gật đầu một cái đúng đó vẫn là nên giới thiệu anh là bạn trai sẽ an toàn hơn như vậy sẽ không ai dám đưa anh đi chỉ trách là anh đẹp trai quá thôi cô cũng không giải thích cặn kẽ đại lị nghe vậy thì đầu óc quay cuồng lúc thì anh trai lúc thì bạn trai rốt cục là thế nào đây mạch khê à hai người bọn cậu ai gia đại lị cậu cũng đừng hỏi nữa tóm lại anh thiên luật là người quan trọng nhất đối với mình nói như vậy cậu hiểu chưa sau khi lôi giận đi khỏi tâm tình mạch khê tốt lên hẳn cô tiến lên ông lấy cánh tay đại lị ngay cả giọng nói cũng như đang làm nũng nhiếp thiên luật người này luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng cô nếu nói là anh trai, Mạch Khê vẫn có tâm lý muốn chiếm hữu. Nếu nói là bạn trai thì quả thực giữa hai người không hề tồn tại cảm giác như một đôi tình nhân. Chỉ biết rằng, cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, tự như mối liên hệ vẫn còn từ kiếp trước, đến kiếp này cứ tự nhiên mà gắn bó với nhau. À, gần hiểu, đại lị vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. Mạch Khê che miệng cười trộm. nhiếp thiên luật dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn cô, như dung túng cho hành động bướng bỉnh, nghịch ngợm của cô vậy trong quán cà phê, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Ngọn đèn thủy tinh chiếu rọi lên hai cô gái xinh đẹp. Mạch Khê à, hôm nay em thể hiện thật sự rất tuyệt. Tiếng hát của em khiến tất cả mọi người đều mê muội. bà cơ chủ động bỏ một cục đường vào tách của Mạch Khê. Tách cà phê nâu khẽ gợn, tản ra hương chocolate nồng đậm. Mạch Khê cúi đầu uống một ngụm, liếm liếm môi rồi thản nhiên cười, em cũng chỉ là bí quá hóa liều thôi, em hát, bài thứ hai em hát, bà cơ giật mình hỏi, ca khúc thứ hai là em thêm ca từ đúng không chị không thể hiểu từ đâu mà em có dũng khí lớn như vậy thực sự là em bức bách quá mới làm vậy thôi mạch khê đặt tách cà phê xuống nhẹ nhàng nói em muốn được tham gia vào đợt đề cử ca sĩ mới triển vọng thời gian cũng rất gấp gáp mà ca khúc đơn của em lại chưa có cho nên buổi biểu diễn đó là cơ hội tốt nhất mà em khó có được mạch khê sao em bà cơ đương nhiên không thể dự đoán được cô sẽ nói như vậy nhất thời bị chấn động ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ khó hiểu lại càng như đang đánh giá lại mạch khê một lần nữa sao em lại có thể toan tính thiệt hơn như vậy đúng không thậm chí là không thèm quan tâm đến buổi biểu diễn của phỉ tiền mạng mà tự ý đổi ca khúc đúng không ngữ khí của mạch khê rất nhẹ như là đang nói về một chuyện không hề liên quan đến mình vậy nhưng em không thể không làm như vậy vì em không có nhiều thời gian để chờ đợi thành công tại sao lại nói như vậy bà cơ có vẻ khó hiểu cha nuôi em là lôi giận nếu anh ấy muốn thì em chẳng cần tốn sức cũng có thể đạt được thành công. Lần này may mắn không có chuyện gì xảy ra, ngộ nhỡ có sơ suất, phỉ tỳ mạng nhất định sẽ rất giận. Mạch Khê nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, sẽ không xảy ra chuyện gì cả, đơn giản thành công là thành công. Bà cơ một lần nữa đánh giá cô, mãi lâu sau mới đột nhiên hỏi, Mạch Khê, em đang trốn tránh điều gì? Tại sao lại vội vàng muốn có thành công trong sự nghiệp ca hát vậy? Nhất định là em có nguyên nhân. Mạch Khê nhẹ nhàng quấy cà phê. Lời nói của bà cơ cũng không khiến cô phản ứng gì nhiều, chỉ bân quơ nói, em đã 18 tuổi rồi, cũng nên tính đến tương lai sau này, quan hệ của em với cha nuôi không tốt, bà cơ lại nhanh nhảu hỏi thêm, ca từ của bài hát đó cũng là em hát cho anh ấy nghe đúng không? Mạch Khê cười nhẹ cũng không hề trả lời. Mạch Khê, bà cơ kéo bàn tay cô lại, nhẹ giọng nói, chỉ biết em rất thích ca hát, cũng đoán sơ sơ là quan hệ của em với cha nuôi có chút bất ổn nhưng dùng cách này để chọc tức anh ấy thì quả thực là không sáng suốt. Chị cứ nghĩ hôm đó em biểu diễn bài đó là xuất phát từ sự yêu thích thôi. Mạch Khê nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn vào gương mặt có vài phần tương tự mình của bà cơ, khóe môi cũng hơi gợn vẻ lạnh bạc. Không phải là chỉ thích ca khúc này sao? Bà cơ hơi choáng váng, một phần vì nét biểu cảm không tên trong ánh mắt Mạch Khê, một phần là bởi lời nói của cô. Hai bàn tay đang cầm chặt tay Mạch Khê hơi buông lỏng ra, từ từ thu về trước ngực đang vào nhau cô nhìn mạch khê rồi gượng cười đúng là chị rất thích ca khúc đó ca từ kia chị có thích không mạch khê hỏi một câu giọng nói nhẹ nhàng như tiếng hạt mưa rơi trên lá bà cơ âm thầm thở nhẹ ra một hơi cười trả lời đương nhiên rồi mạch khê à em thật sự rất tài chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã phổ được ca từ mạch khê cười cười không nói thêm gì chỉ uống một ngụm cà phê hương thơm còn vấn vương bên khóe môi chị thích ca khúc này cũng bởi cha nuôi em rất thích nó sao một câu nói ra khiến nụ cười trên mặt bà cơ vỡ vụn tựa như một khối đá lớn ném vào tấm kính thủy tinh làm văng ra vô số mảnh nhỏ mạch khê em nói gì vậy hơn nửa ngày bà cơ mới có phản ứng lại nhanh chóng che lấp đi vẻ bối rối trong mắt lại ngượng ngùng cười cười cha nuôi em cũng thích ca khúc này sao mạch khê vẫn cầm tách cà phê hương cà phê vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi cả khuôn mặt cô hãm sâu trong làn khói cà phê trong khi đó đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn bà cơ em nghĩ chỉ đối với cha nuôi em hẳn là phải rõ như lòng bàn tay một lúc lâu sau mạch khê mới nhẹ nhàng cười che khuất đi vẻ thất vọng trong đôi mắt nhanh chóng kết thúc đề tài nói chuyện này mạch khê rất thông minh cô biết bà cơ là tình nhân của cha nuôi từ ánh mắt cô ấy thì có thể dễ dàng nhìn ra sự lưu luyến ngưỡng mộ một người phụ nữ như vậy sao có thể không biết cha nuôi cô thích gì lúc cô ấy đưa ca khúc kia cho cô mạch khê thực sự rất thích giai điệu ấy kìm lòng không được mà viết lời hơn nữa còn đưa lên sân khấu biểu diễn nhưng mà ngay tại phòng khách quý cô nhìn thấy bộ mặt âm u của cha nuôi cùng khí thế bức người của hắn thì cô rốt cục cảm giác có điểm không bình thường tại sao một ca khúc khuyết danh nhạc sĩ mà bà cơ vô tình tìm được trên mạng lại khiến cho cha nuôi chú ý đến vậy nghĩ đi nghĩ lại cô lại càng phát hiện điểm bất thường trong đó bà cơ là người mẫu nổi tiếng sao lại có thời gian rảnh mà lên mạng tìm bài hát chỉ còn một trường hợp là ca khúc này đã sớm được bà cơ tìm thấy chỉ là chờ thời cơ chín mùi mới đem ra để lợi dụng thôi bà cơ hơi tránh đi ánh mắt dò xét của mạch khê cười nhẹ đối với cha nuôi của em chị chỉ dám ngưỡng mộ thôi đâu dám dò xem tâm tư anh ấy anh ấy là người đàn ông cao cao tại thường chỉ một cái chớp mắt cũng khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện mà trầm luôn nhưng chị vĩnh viễn cũng không tiến được vào thế giới của anh ấy mạch khê thấy vậy trong lòng như bị một cây roi xẹt qua Cô không nói gì nữa, cũng không hỏi cô ấy vì sao lợi dụng ca khúc này để gây chuyện, phụ nữ trên đời này dường như đều giống nhau, đó là trong tình yêu luôn dùng cách tốt nhất để người đàn ông chú ý đến. Đáng tiếc, cô than nhẹ một tiếng, đặt tách cà phê xuống, đôi mắt dần lấy lại vẻ trầm tĩnh. Bóng đêm phủ xuống, làn sương mỏng cùng áng mây mờ vờn quanh ngôi biệt thự xa hoa ở lưng chừng núi, diện tích biệt thự rất lớn, không khó để nhìn ra thân thế không bình thường của chủ nhân ngôi biệt thự này là do lôi giận bỏ tiền ra xây dựng nhưng trên giấy tờ thì lại chỉ đứng tên một người bạc cơ nói cách khác đây là dinh cơ mà lôi giận xây cho bạc cơ nửa đêm ánh trăng rọi xuống bàn bạc bà. ánh đèn xe chiếu chói lòa theo cánh cổng lớn mở ra mà chiếc xe lao vào như con cá lao trong biển đêm một thân váy ngủ màu đen bạc cơ đuổi người hầu đi mà tự mình đón lôi giận từ cửa bóng đêm nồng đậm như còn mang theo cả mùi nước hoa của hắn khiến phụ nữ say mê, đắm chìm, lôi giận dựa cả thân mình cao lớn vào chiếc sofa đen. Đôi mắt u ám không động. Hắn vừa mới từ nhà xác trở về, trước mắt vẫn còn là hình ảnh thi thể lạnh toát của nghi trượng S, cảm giác thấy người phụ nữ mềm mại dựa vào mình, hắn mở to hai con mắt đang khép hờ. Vẻ nhu tình trong nháy mắt đã biến mất, hắn giơ tay lên, thưởng thức bầu ngực đầy đặn của bà cơ, trong lúc đó ánh mắt hắn có chút đâm chiêu, thân mình bà cơ mềm mại như nước, nằm ướt sắp dựa vào lòng lôi giận, bàn tay nhỏ bé chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại trên vật đàn ông to lớn của hắn. giận, đã lâu lắm rồi anh không đến đây. cô nâng một bàn tay khác lên, ngón tay mảnh khảnh luồn vào áo sơ mi của hắn, chậm rãi vuốt ve làn da màu đồng, mỗi động tác đều rất tình tứ. lôi giận lạnh lùng nhếch khóe môi, nhớ anh, đương nhiên là nhớ rồi. chỉ cần không có anh bên cạnh em đều cảm thấy rất nhàm chán, rất cô đơn giọng nói của bà cơ như nước lan chảy làm bất kỳ người đàn ông nào cũng phải mềm lòng lôi giận nghe vậy đôi mắt lạnh lùng càng u trầm hơn phải không anh thấy cuộc sống của em đúng là rất nhàm chán nếu anh không ở bên cạnh thì em cũng có thể tìm việc gì vui mà làm bà cơ dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên lồng ngực hắn lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn của hắn cô nói với ngữ khí như làm nũng đời này em cũng chỉ có mình anh bất kể chuyện gì cũng không thể khiến em bận tâm Trước kia tôi hẳn cũng nghĩ như vậy, bàn tay lôi giận đột nhiên nhấc cầm cô lên, nhìn cô vì đau đớn mà hơi nhíu mày lại thì khóe môi lạnh lùng hơi cong lên. Tôi vẫn cứ nghĩ là cô không chỉ giống bạc tuyết một điểm mà còn cả tính cách cũng như vậy. Nhưng đáng tiếc, cô cũng chả khác gì những con đàn bà khác, giận toàn thân bạc cơ run rẩy, vội vàng ông lấy cánh tay hắn, em, em không hiểu anh đang nói gì, cô hiểu, lôi giận ung dung nhìn chầm chầm cô, nhìn vào đôi mắt đang cố ý che đi vẻ kinh hoàng kia, nụ cười bên môi hắn như ma quỷ dọa người, cô vốn rất thông minh. Nếu đã thông minh nhiều năm như vậy, sao cuối cùng vẫn không nhìn được mà phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy, ngữ khí hắn trước sau bình tĩnh nhưng lại lộ ra sự uy hiếp rất lớn. Em, thân mình bà cơ phát lạnh, ngay sau đó, khuôn mặt lại chuyển vẻ điềm đạm, đáng yêu, giận, anh làm sao vậy? Em đâu có làm gì, phải không? Lôi giận nâng mặt cô lên, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cô hẳn là biết tôi ghét nhất điều gì đừng có động đến mạch khê người phụ nữ nào dám can thiệp vào cuộc sống của tôi thì chỉ có duy nhất một kết cục chẳng nhẽ cô lại nóng vội muốn đến đó bà cơ sở tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh liên tục lắc đầu nơi mà lôi giận nhắc đến là tẩn cư là nơi mà giới thượng lưu danh môn quý tộc thích nhất nghe nói nơi đó tập trung cực kỳ nhiều hình thức giải trí nhất là sòng bài nói thật chứ không khoa trương chút nào đó quả thực là một cung điện khổng lồ là nơi kẻ có tiền tiêu diêu tự tại, nhưng cũng là chốn thối nát vô cùng. Giận, bà cơ nơm nớp lo sợ, khuôn mặt hoa phấn lộ ra nét đáng yêu khiến người ta mũi lòng. Bàn tay cô như rắn trường, ông lấy thắt lưng hắn, anh hiểu lầm rồi. Mạch Khê là con gái anh nhưng cũng là bạn tốt của em. Em cũng không làm gì cô ấy cả, lôi giận dựa trên sofa, ngón tay chậm rãi vuốt khuôn mặt cô, nhìn có vẻ rất nhàn nhã, hắn nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, đôi mắt không hề lộ vẻ tức giận, lại nghe thấy cô nói vậy thì nhíu mày lại, bạn tốt, hắn nhếch môi như đang cười lạnh, đáy mắt vẫn không hề dao động. Đúng vậy, bà cơ cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, nhẹ giọng nói, sau này em mới biết thì ra em và Mạch Khê đều học cùng một trường đại học. Mạch Khê rất hoạt bát nên em cũng thích cô ấy, cũng muốn kết bạn với cô ấy, lời nói của cô dường như khiến lôi giận hứng thú, khuôn mặt anh Tuấn Dương lên. Hắn tới gần bà cơ, dường như gần sát đến đôi môi đỏ mọng của cô, hương nước hoa dễ chịu tỏa ra khiến bà cơ có chút thất thần. Là vậy sao? Hắn khẽ vuốt tóc cô, ngữ khí rất thản nhiên, trong mắt lại hiện lên ý chăm chọc, tình nhân của tôi lại là bạn tốt của con gái tôi, thật là buồn cười, giận, em. Bà cơ đột nhiên cảm giác mối nguy hiểm đang ập đến, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt lôi giận đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cô vừa muốn mở miệng giải thích thì ngay lúc đó, mái tóc cô bị bàn tay người đàn ông hung hăng kéo mạnh buộc cô phải ngửa mặt nhìn hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng vô cùng đáng sợ kia vừa mới đây còn là vuốt tóc nhẹ nhàng bỗng dưng lại biến thành động tác trừng phạt ca khúc kia là chuyện gì xảy ra hả ngữ khí của người đàn ông vô cùng thản nhiên không hề lưu chút tình cảm dường như là đang hỏi một chuyện chẳng liên quan đến mình có điều bà cơ biết hắn càng như vậy thì càng đáng sợ đôi môi đỏ hồng của cô bắt đầu run run đôi đồng tử cũng lóe ra vẻ bối rối da đầu truyền đến cảm giác đau đớn đến chết điếng, giận, em không biết anh đang nói gì, lôi giận ngồi thẳng dậy. Cả thân Âu Phục chỉnh tề toát lên vẻ cường thế. Bàn tay hắn một lần nữa dùng sức, đẩy bà cơ một cái trực tiếp quỳ gối xuống đất, mặt sàn cẩm thạch đen lạnh như băng phản chiếu bóng người phụ nữ run rẩy. Bộ váy ngủ đen tôn lên dáng người hoàn hảo, ngay tại giờ khắc này, bầu không khí như lưu chuyển cảm giác ái muội mà tàn nhẫn, người đàn ông như bậc đế vương bước ra từ lâu đài, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang trong tư thế hèn mọn, đôi mắt không mang theo chút tình cảm nào, không biết, lôi giận hừ lạnh, gằn từng tiếng thông thả, có cần tôi nhắc cho cô nhớ không, giận, nói, người đàn ông này phát ra khí thế quá mạnh mẽ khiến bà cơ hít thở không thông, lôi giận này là người đàn ông uy quyền, bởi vậy cho đến giờ cô đã hiểu thế nào là gần vui như gần cọp, đành ngoan ngoãn mở miệng, đúng là em cho mạch khê nghe bài hát đó nhưng bài hát đó chỉ là do em vô tình nghe được trên mạng, không ngờ rằng Mạch Khê vừa nghe đã thích, cuối cùng còn đưa lên sân khấu biểu diễn. Giận, cô nâng đôi mắt đẹp, hơi phím lệ lên nhìn về phía hắn, anh tin em đi, em nói mọi chuyện đều là sự thật, em không biết Mạch Khê sẽ soạn ca từ như vậy, em, đôi mắt sắc bén của lôi giận hơi co rụt lại, thoáng xoẹt qua vẻ nguy hiểm, đem loại lý do ngu xuẩn này ra, cô cho rằng tôi sẽ tin sao, khuôn mặt bà cơ trắng bệt, đôi môi hồng nhuận cũng nhật đi đẩy lòng lan ra cảm giác lạnh lẽo vô cùng nhớ kỹ thân phận của cô lôi giận đột nhiên buông tóc cô ra rồi đứng dậy thân mình cao lớn toát lên vẻ lạnh lùng cô không có tư cách làm bạn tốt với con gái tôi giận bà cơ thấy hắn lạnh lùng xoay người thì lập tức chạy đến ông hắn từ phía sau khuôn mặt nhỏ xinh cũng dán sau lưng hắn chẳng lẽ trong lòng anh em chỉ có chút vị trí đó thôi sao lời nói của hắn khiến cô thực đau lòng hắn là người đàn ông vô cùng tàn nhẫn nhưng thực sự cô vẫn không kìm được mà si mê hắn lôi giận hơi hơi nghiêng đầu khóe môi lạnh bạc cong lên cô nhầm rồi trong lòng tôi vị trí của cô không phải là một chút bà cơ nghe vậy thì sắc mặt rạng rỡ hẳn đi đến trước mặt lôi giận ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên mái tóc dài mềm như tơ rủ xuống cánh tay tráng kiện của hắn người đàn ông thấy thế thì đáy mắt nổi lên ý cười lạnh gần từng tiếng đánh vỡ vẻ mặt vui mừng của cô mà là một chút cũng không có giận bà cơ như bị sét đánh ngang tai đôi mắt vừa mang vẻ vui sướng đột nhiên đóng băng như thủy tinh trong suốt một lúc lâu sau cô thì thào nói như muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho mình em biết trong lòng anh em chỉ là kẻ thay thế cho cô ấy cô muốn tình yêu của tôi lôi giận nâng cầm cô lên trong ánh mắt lạnh lùng còn mang theo ý khinh thường như là đang nhìn một con chó đói bà cơ quả nhiên bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi liên tục lắc đầu không em không dám em chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh anh như vậy là đủ rồi em không dám có hy vọng xa vời chính bởi ở bên cạnh tôi nên cô mới càng muốn chen vào quá khứ của bạc tuyết lôi giận cười lạnh gương mặt bạc cơ như bị cắt không còn một giọt máu đàn bà theo tôi không có tư cách có được tình yêu của tôi nhớ kỹ lấy điều này bàn tay lôi giận như vô cùng thân mật mà khẽ vuốt mái tóc dài của cô giọng nói cũng lạnh bạc không chút lưu tình nhớ kỹ lấy thân phận này so với cái gì là quan trọng hơn Mạch Khê trở thành ca sĩ được Gio tập trung phát triển. Thứ nhất là do tổng giám đốc chỉ định, thứ hai là bởi tại buổi biểu diễn của phỉ tì mạng, cô đã thể hiện quá xuất sắc. Mấy ngày hôm sau, mọi người không chỉ tán thưởng giọng hát động lòng người của phỉ tì mạng mà ngay cả vị khách mời đặc biệt cũng được chú ý đến. Ca khúc thứ hai mà Mạch Khê biểu diễn đã nhanh chóng được lùng sục trầm rộ trên mạng. Một buổi sáng sớm, lúc Mạch Khê đến gần phòng họp thì liền nhìn thấy Apple đang vô cùng hưng phấn cô ngoắc ngoắc tay ý bảo mạch khê cúi đầu xuống thần bí nói mạch khê em sắp phát tài rồi đó một câu nói ra khiến mạch khê khó hiểu đặt túi xách một bên sau đó hỏi em phát tài là có ý gì tức là công ty đã đẩy nhanh tiến độ chế tác ca khúc mới cho em không những thế don còn chuẩn bị thưởng cho em một khoản không ít đó mạch khê bị bộ dáng của cô làm cho cười rộ lên sao chị lại biết những gì họ thảo luận nói đến chuyện khen thưởng cô cảm thấy có chút mãn nguyện tuy nhiên cô không tin vận may của mình lại đến đơn giản như vậy. Apple nháy mắt, cười hi hì, hì chị là trợ lý của em, đương nhiên phải giúp em hỏi thăm tình hình chứ. Ở buổi họp hôm nay, John đặt hy vọng rất lớn vào em, hơn nữa, có sếp tổng tiến cử, tiền đồ của em chắc chắn không tồi đâu, Apple, chị nói gì cơ, ánh mắt mạch khê có chút không tự nhiên. Cô cũng chỉ thầm mong dựa vào năng lực ca hát của chính mình, không muốn dựa vào người đàn ông kia thậm chí cô càng không muốn quá nhiều người ngoài biết được quan hệ giữa hai người. Apple che miệng cười, nhún nhún vai nói, chẳng nhẽ không đúng sao? Mạch Khê à, tổng giám đốc đối với em có vài phần quan tâm, cả công ty ai mà chả biết, em biết không? Chị nghe nói John có ý muốn em thay chân ca hậu của phỉ tì mạng nữa đấy, ca hậu, mạch khê cả kinh, em sao có thể, có, đương nhiên là có, vẻ mặt Apple cương quyết, kéo cánh tay mạch khê nói, em có biết phỉ tì mạng làm thế nào lên được ngôi ca hậu không đây quả thực là chuyện bát quái điển hình nhưng mạch khê không thể không thừa nhận là cô rất muốn nghe apple liếm liếm môi hắn giọng phỉ tì mạng trước kia là diễn viên cạnh tranh với ngu ngọc rất gay gắt có điều bên ngoài không biết loại cạnh tranh này đen tối thế nào thôi lúc đó không biết từ đâu rò rỉ ra loạt ảnh chụp nhạy cảm của phỉ tì mạng rất chi là ái muội nha đối phương là một vị công tử nhà giàu nghe nói hai người qua lại cũng khá lâu rồi lúc đó dư luận cũng phản đối gay gắt lắm phỉ tì mạng không trụ được nữa đành tiến quân sang ngành âm nhạc vốn dĩ người như phỉ tì mạng mà không được người có tiền nâng đỡ thì làm sao trong thời gian ngắn có thể phất được có điều cô ta cũng thủ đoạn khiến cho tay nhà giàu kia dù bị bêu danh nhưng vẫn tận lực giúp đỡ cô ta nghe nói gia thế nhà anh ta cũng không nhỏ đã giúp phỉ tì mạng móc nối nhiều mối quan hệ vì thế cô ta mới lập tức gặp hên trở thành người phụ nữ lợi hại như bây giờ mạch khê nghe xong gật gật đầu sau một lúc lâu mới nói giọng hát của phỉ tì mạng cũng rất tuyệt mà có lẽ vì vậy chị ấy trở thành ca hậu xin người đi apple chìa ra vẻ mặt khinh thường chị nói cô ta lợi hại không phải là nói giọng hát của cô ta mà là tay cô ta đó cái loại này á có thể giữ chặt lấy đàn ông mạch khê nhún nhún vai khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không đồng tình em nghĩ là chị ấy thực sự có năng lực mới có thể có được duyên kỳ ngộ này. Nếu chỉ dựa vào người đàn ông kia mà bản thân không có năng lực thì cũng chẳng có ai thích, nha đầu ngốc ơi, tuy nói giọng hát là thiên phú nhưng em xem giờ là xã hội gì, giọng hát không có tiêu chuẩn cố định, có người thích giọng khang khang, có người lại thích giọng ngọt ngào, có người chỉ cần là hát được thì cũng thích rồi, em nói xem, giọng hát có quan trọng số một không, Apple phân tích rõ ràng điểm thông minh nhất của phỉ tỳ mạng chính là tìm một gốc đại thụ mà dựa vào, biết chưa? Mạch Khê hết chỗ nói rồi. Kỳ thật cô ít nhiều không phủ nhận lời nói của Apple, bởi cái gọi là tiêu chuẩn bây giờ cũng là do khán giả định ra mà thôi. Mạch Khê này, có biết vì sao do muốn em thay thế địa vị của phỉ tỳ mạng không? Apple hít hít cánh tay cô, cười hỏi. Mạch Khê lắc đầu. Cô chỉ là một người mới, còn chưa phát hành đĩa nhạc, sao công ty có thể đặt áp lực lớn như vậy cho cô được? Apple hắn giọng, bởi vì bối cảnh của em có vẻ sạch sẽ. Chị nghe ra ý tứ của John, anh ta vẫn không hài lòng về scandal trước đây của phỉ tì mạng, loại hình tượng như vậy không mấy ổn. Em thì lại không như vậy, xuất thân danh giá, tuổi còn trẻ, đủ để em trổ hết tài năng, hơn nữa lại có tổng giám đốc ưu ái, tiền đồ còn tiến liền hai bước ý chứ. Mạch khê giật mình sửng sốt một chút, tâm tình vui vẻ sáng nay đã bị lời nói của Apple đánh bay, tự nhiên cô lại có hơi lo lắng kỳ thật cô chỉ hy vọng rất đơn giản chính là có thể làm công việc mình yêu thích mỗi ngày đơn giản là trong cuộc sống của cô không có hình bóng người đàn ông kia không có hơi thở của hắn đáng tiếc cho dù cô rời khỏi tòa thành thì sinh mệnh của cô cũng không thoát khỏi bàn tay người đàn ông kia chỉ là những suy nghĩ vô hình thôi đã buộc chặt lấy cô khiến cô thật sự tức thở đang lúc áp lực cửa phòng họp bị đẩy ra john người đại diện nhạc sĩ thầy dạy vũ đạo cùng đội chế tác đi vào ngoài trừ anh em họ đàm những người khác đều mặc tay trang chỉnh tề vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc trong lòng mạch khê nổi lên nghi hoặc đang lúc trầm tư liền nhìn thấy một nhân viên hành chính đi vào phòng vẻ mặt nghiêm túc không khác mấy so với những người bên trong cô ấy vội vàng nói tổng giám đốc đến rồi tất cả mọi người đứng dậy mạch khê còn không rõ tình huống này ra sao thì đã bị bàn tay người đại diện kéo đứng dậy ánh dương xuyên qua cửa kính mà chiếu lên thân mình người đàn ông vừa vào cửa. Trên người hắn mang theo vần sáng tựa như vị thần, khiến người khác không muốn rời tầm mắt đi. Mạch khê lơ đáng hít sâu. Người đàn ông kia vĩnh viễn mang theo vẻ lạnh lùng nhưng cũng anh tuấn khiến người ta ngưỡng mộ, lại dưới ánh nắng sớm hôm nay thì có vẻ dịu dàng đi không ít, lúc này cô mới ý thức được, trong ấn tượng của cô từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô gặp qua hắn mặc trang phục thường ngày, lúc nào cũng là tay trang và giày da. Đương nhiên, ngoại trừ lúc trên giường, nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô đột nhiên phím hồng, tim cũng đập nhanh hơn một chút. Nhân viên trên dưới công ty không hề dự đoán được ông chủ lại đích thân tham dự hội nghị, nhất là John, dù đã điều chỉnh tốt nhưng khi nhận được tin báo thì vẫn bối rối lệnh cho mọi người đứng dậy tiếp đón hắn. Lôi giận ngồi trên ghế chủ tịch, đôi mắt lạnh băng quét một vòng, sau đó chuẩn xác dừng lại trên người mạch khê. Người con gái xa xa kia trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc hơi xoăn xỏa phủ đầu vai, cũng khiến cho xương quai xanh của cô như ẩn như hiện. Ánh mắt trời xuyên thấu qua cửa kính, rọi xuống khuôn mặt cô, tô điểm thêm cho ngũ quan xinh xắn, tự như viên ngọc không chút tì vết, đôi mắt thâm sâu của lôi giận thoáng sầm lại, khóe môi cũng khẽ cong lên. Khi bóng hình cô rơi vào đáy mắt hắn, lòng hắn tự nhiên cảm giác ấm áp, vốn luôn lưu bù với công việc của tổ chức, giờ mới gặp lại cô, thế nhưng hắn mới phát hiện ra sẽ có chút nhớ nhung, đáng chết, ý thức được loại cảm giác khó hiểu này, lôi giận theo bản năng nhíu mày lại, cố gắng phân tâm nghĩ đến chuyện khác. John cẩn thận nhìn ra được sự biến hóa trong mắt lôi giận, nhẹ nhàng nghiêng mình nói, ông chủ, hội nghị của chúng ta hôm nay chủ yếu bàn về việc chính thức đưa mạch khê ra mắt công chúng, ngay sau đó anh ta cứ nói liên hội về tiến trình hội nghị, phía sau lôi giận là phí dạ, chỗ cửa phòng họp cũng có mấy tên vệ sĩ. Mạch khê có chút căng thẳng, bất an, hai bàn tay đặt trên đùi theo bản năng đang vào nhau hai ngày sống yên biển lặng dường như làm cô quên đi hậu quả mà ca khúc kia mang lại hôm nay đột nhiên gặp được cha nuôi trong phòng họp đương nhiên cô có chút bất an apple nhỏ giọng thì thầm bên tai mạch khê kỳ lạ sao hôm nay ông chủ lại đích thân đến tham dự hội nghị anh ta là tổng giám đốc lôi thị lừng danh lại có hứng thú với công ty giải trí có điều anh ta nhìn lạnh lùng quá đi mạch khê âm thầm thở dài thực không biết đây là phúc hay là họa đây bầu không khí trong phòng họp như ngưng động lại cho đến khi lôi giận có chút mất kiên nhẫn, chặn ngang lời John, lạnh giọng nói một câu, hội nghị tiến hành bình thường. Vâng, vâng, John liền biết điều mà lên tiếng trả lời. Đến đây, nhân viên trong phòng hội nghị mới bắt đầu hội nghị, chuẩn bị các công việc cần làm. Không đợi người đại diện mở miệng, lôi giận lại lên tiếng chặn ngang, cũng là nhằm trực tiếp vào mạch khê đang ngồi ở xa. Cô ngồi lại đây, thấy ánh mắt của cô vì sợ bộ dáng hung hãn của hắn thì lòng ngực hắn mơ hồ đau, trong mắt hắn cũng không lộ vẻ giận dữ vì biểu hiện trốn tránh của cô. Một câu mệnh lệnh khiến mọi người trong phòng sợ ngay ra. Khi đôi mắt như ngọc lục bảo kia của ông chủ nhìn chầm chầm vào mạch khê thì mọi người cũng dồn ánh mắt về phía cô. Mạch khê không ngẩng đầu lên, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại. Dù thế, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cha nuôi ở xa xa kia. Đúng vậy, điều hắn muốn chính là như thế này. Chính là trước mắt mọi người, cô vô điều kiện mà phục tùng hắn, chỉ phục tùng hắn. Apple thật cẩn thận kéo kéo vạt váy Mạch Khê, thấp giọng nhắc nhở, Mạch Khê, ông chủ gọi em kìa, móng tay Mạch Khê dường như khảm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng điều khiến cô như chết lặng đi chính là cô cảm nhận được toàn bộ ánh mắt trong phòng họp dộn về mình, có ghen tị, có hâm mộ, thậm chí có cả khinh thường, chăm chọc. Mạch Khê, cô ngồi chỗ này đi, giòn thấy thế thì trực tiếp nói một câu. Mạch Khê nhắm mặt lại hít sâu một hơi cô biểu diễn ca khúc kia chẳng qua là để thỏa niềm đam mê và cũng chỉ là để trả thù chút chút thôi không ngờ hắn vẫn là khống chế cô trong lòng bàn tay rốt cục cô cũng ngẩng đầu sau đó đứng dậy ánh dương chiếu rọi đến bóng dáng cô có chút yếu ớt cô vô lực mà đi từng bước từng bước đến chỗ lôi giận đôi mắt phí dạ vẫn dừng trên người mạch khê mãi không rời đi nhìn thấy mạch khê ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh đuôi mày hắn mới giãn ra thản nhiên nói hội nghị bắt đầu đi Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được hương nước hoa nhẹ nhẹ trên người cha nuôi, hơn nữa nó còn đang từng đợt từng đợt vây lấy cô. Buổi biểu diễn lần này rất thành công. Nhất là Mạch Khê, tuy rằng không thông qua tổ quản lý mà đã tự ý điều chỉnh ca khúc, nhưng quả thực là hiệu quả không tồi. Bởi vậy, bước tiếp theo, công ty sẽ nhanh chóng chế tác ca khúc thích hợp với phong cách của Mạch Khê. Giòn đã khôi phục được vẻ bình tĩnh mọi ngày, giọng dạc nói, tôi cho rằng năng lực của Mạch Khê khá tổng hợp. Lúc đầu chúng ta chỉ định cho cô ấy phong cách thanh tân, tươi trẻ nhưng xem ra ca khúc trữ tình, sâu lắng cũng rất thích hợp, chẳng hạn như bài hát Mạch Khê thể hiện ở buổi biểu diễn kia cũng rất hợp với cô ấy, ròn đưa ra đề nghị hợp lý, lôi giận hơi nhíu đôi mày cương nghị lại nhưng không nói gì. Mạch Khê cũng chỉ cúi đầu, hai tay đang nhau như đang nghịch nghịch nhưng đầu ngón tay khẽ rung lại để lộ ra nội tâm vô cùng hồi hộp, do nghe vậy thì gật gật đầu, nhìn về phía Mạch Khê, ca khúc kia cả lời và nhạc đều là cô sáng tác sao ánh mắt mạch khê kiên định ngẩng đầu nói nhạc không phải là tôi viết nhưng lời thì tôi có bổ sung thêm một chút như vậy thì don hơi chần chờ nhìn về phía nhạc sĩ đàm trữ quân thầy đàm có thể thay đổi giai điệu ca khúc này một chút không nếu để nguyên vạn nhất bị tố là đạo nhạc phiền toái lắm ron chớp mắt nhìn về phía don kinh ngạc nói cậu không phải là muốn lấy đó làm ca khúc đờ bút chứ có gì là không thể don khoanh hai tay lại ca khúc này mạch khê đã thể hiện rất thành công cũng nhận được phản ứng rất tốt từ người xem cứ nhìn khung cảnh hôm đó thì biết nếu đưa ca khúc này ra chắc chắn hiệu ứng không nhỏ đâu nhưng chúng ta không thể sử dụng một ca khúc có sẵn thế là đi sao chép ron không đồng tình mà phản đối lại nhìn về phía mạch khê mạch khê bài hát này cô lấy ở đâu tôi mạch khê chần chừ lại thản nhiên nói tôi tình cờ nghe được trên mạng ron cũng khoanh hai tay trước ngực giòn nghe thấy chưa không thể dùng ca khúc này được Dong lại nhìn về đàm trữ quân vẫn trầm mặt nãy giờ, thầy đàm, ý kiến của anh thế nào, đàm trữ quân nhàn nhã cầm điếu thuốc hút một hơi rồi thản nhiên nhả khói ra. Vòng khói lượn lờ hãm lấy khuôn mặt cương nghị của anh, hai gò má lúc sáng lúc tối, anh thản nhiên nói, ca khúc đó không cần sửa, mọi người nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ. Ron có chút bất mãn liền lên tiếng, thầy đàm, giờ đang đề cập đến ca khúc đờ bút cho mạch khê. Không cần sửa chẳng nhẽ đợi tác giả đến kiện chúng ta đạo nhạc sao? sẽ không có người đến kiện đâu giọng nói của đàm trữ quân quá mức lãnh đạm âm trầm thấp nhưng lại đang chút tiếc hận người viết bài này đã chết rồi mạch khê có hát lại cũng không sao trừ khi là có quỷ đến tố cáo cô ấy tội sao chết một câu nói ra khiến cả phòng họp lạnh băng thân mình mạch khê khẽ run có chút hoảng sợ nhìn về phía đàm trữ quân thầy đàm anh anh vừa nói gì những người khác cũng nghi hoặc nhìn về đàm trữ quân từ trong làng khói thuốc anh nhìn lại những ánh mắt nghi ngờ sau đó lãnh đạm nói ý của tôi rất đơn giản ca khúc này không có quá nhiều người biết đến khâu hậu kỳ xử lý một chút thì hoàn toàn có thể trình làng sẽ không phát sinh chuyện kiện tụng như ron lo lắng đâu mấy câu ngắn gọn nhưng không hề giải thích câu nói ban nãy lôi giận liếc đàm trữ quân một cái ánh mắt thâm sâu lộ ra chút nghi ngờ John cùng ron bốn mắt nhìn nhau còn mạch khê như vẫn đang chìm trong câu nói vừa rồi vì anh ta không giải thích đến nên cũng không dám hỏi tiếp nói như vậy thì ca khúc này có thể chọn cho mạch khê đờ bút mãi lâu sau ron mới lên tiếng đánh tan cục diện bế tắc trong phòng don liếc nhìn mạch khê mạch khê cá nhân cô có ý kiến gì không tôi ca khúc này không thể không đợi mạch khê phát biểu ý kiến lôi giận liền lên tiếng ngăn cản ngữ khí lạnh lùng không cho phép ai thương lượng mạch khê nhìn về phía khuôn mặt quá mức lạnh lùng của lôi giận đôi mắt cô thoáng chút suy tư cái này don thấy thế thì sắc mặt có chút xấu hổ cười cười ông chủ tôi chỉ cảm thấy ca khúc này giúp ích rất lớn cho mạch khê. anh cũng thấy toàn khán đài hôm đó đấy. nếu mạch khê đưa ca khúc này chính thức ra mắt thì nhất định hiệu quả sẽ rất hấp dẫn. đôi mắt lôi giận co trục lại. ca khúc này không thể. ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng, lãnh đạm, không cao giọng nhưng cũng khiến người khác phải hoảng sợ. don sợ tới mức liên tục gật đầu. vội nói hùa. ta. À, một khi đã như vậy thì chúng ta có thể chế tác cho cô ấy ca khúc khác. don. ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng đàm trữ quân đã mở miệng không chút để ý nói tôi cho rằng phải chọn ca khúc này nếu muốn mạch khê ngay bước đầu tạo ấn tượng tốt thì không thể không chọn ca khúc này tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn về phía đàm trữ quân mạch khê cũng mở to mắt nhìn anh ta đàm trữ quân này dù là kỳ tài của giới sáng tác nhưng cũng không thể ngang nhiên bác bỏ ý kiến của lôi giận thế chứ đấy lòng mạch khê nổi lên sự hồi hộp cùng chút cảnh giác theo bản năng nhìn trộm cha nuôi một cái quả nhiên sắc mặt lôi giận rất khó coi ngay cả đôi mắt lạnh băng giờ cũng bắt đầu lộ ra tiên nguy hiểm á à, thầy đam don biết quan sát sắc mặt nên đương nhiên phải đứng ra can ngăn kỳ thật tôi thấy ca khúc này không thích hợp với mạch khê vẫn là nên giữ theo phong cách thanh tân trẻ trung tươi mới thì hơn nhất định thu hút được không ít thiếu nam thiếu nữ đàm trữ quân cười lạnh hơi nhìn lướt qua gương mặt u ám của lôi giận lại dừng tầm mắt trên người don tôi là nhạc sĩ chỉ biết đưa ra những ý kiến thích hợp nhất cho ca sĩ chẳng nhẽ cậu phủ nhận sự chuyên nghiệp của tôi, cái này, anh, đàm trữ bách kéo kéo ống tay áo đàm trữ quân, thấp giọng nói, anh làm sao vậy? Chỉ là một bài hát thôi mà, đàm trữ quân ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía mạch khê. Ngay sau đó trước mắt bao người cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thản nhiên hỏi, mạch khê, ý kiến của cô là quan trọng nhất. Nếu cô thích bài hát này, tôi sẽ dụng tâm chỉnh lý lại. Động tác này khiến hai người đàn ông nhíu mày lại, một là phí dạ đứng phía sau, một là lôi giận, đôi mắt lôi giận như đóng băng lại, ánh mắt nhìn bàn tay người đàn ông đặt trên tay Mạch Khê vô cùng sắc bén, tự như muốn chém anh ta ra thành trăm mảnh. Mạch Khê ngẩn ra, thất thần nhìn đàm trữ quân. Đôi mắt anh ta thường ngày luôn khiến cô sợ hãi, nhưng giờ khắc này đôi mắt ấy lại như đang thôi miên, cảm giác rất khác lạ. Mạch Khê, chỉ cần cô thích hát nó, tôi sẽ khiến ca khúc này càng thêm hoàn mỹ, bên môi đàm trữ quân gợn lên, ánh mắt tản ra vẻ lo lắng hàng lông mi dày có thể so sánh với con gái, riêng đôi lông mày đen thì toát lên sự cương nghị, cường ngạnh. Mạch Khê cảm nhận rõ ràng được ánh mắt sắc bén sau lưng, ánh mắt càng lạnh hơn tự như cái rét tháng chạp, cô mở miệng thở dốc, vừa định nói gì đó thì ngay lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu có áp lực, không đợi cô phản ứng lại thì cả thân mình đã bị một lực mạnh kéo lấy, ngay sau đó, hương thơm quen thuộc của người đàn ông bao lấy cô, cô bị lôi giận ép buộc, kéo vào lòng, bàn tay hắn nhanh chóng giữ chặt lấy cô cả phòng họp đều chấn kinh như bị một quả bom nguyên tử dội lại, không một tiếng động, giòn, lôi giận lên tiếng, giọng nói băng lãnh, sắc nhọn như cậy đinh găm thẳng vào mặt đàm trữ quân. Giòn lập tức tiến lên, cẩn thận nói, ông chủ, đổi ca khúc, nếu không trực tiếp đổi nhạc sĩ, cặp mắt lôi giận lóe ra tia lạnh nhưng lại đẹp vô cùng. Không đợi giòn phản ứng lại, hắn đã duỗi tay kéo mạch khê ra khỏi phòng họp, phòng họp bị vây trong sự yên lặng rất lâu. Buông, buông ra. Dọc suốt đường đi, Mạch Khê bị lôi giận mạnh mẽ kéo đi rất xa. Sức lực của hắn như một con trâu ngang ngạnh, làm cho Mạch Khê dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Trên đường, mọi người đều tò mò nhìn một đôi nam nữ xuất chúng này, đương nhiên rất nhiều ánh mắt giỏi theo họ. Phí già không thể tiến lên ngăn cản đành phải lái xe chậm rãi đi theo hai người. Mạch Khê chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn. Cô không biết cha nuôi muốn kéo mình đi đâu nếu được cô rất muốn nói hắn kéo cô xuống luôn địa ngục đi cho rồi, giấu chân dần thưa thớt, cho đến khi hai người đi vào một công viên. Mạch Khê rốt cục không chịu được sự đau đớn trên cổ tay, một lần nữa hét lớn lên, lôi giận, ông buông tay ra, cổ tay tôi sắp bị ông kéo đứt rồi, một câu khiến cho lôi giận đột ngột dừng bước, quay người lại. Cả người Mạch Khê liền va vào lòng ngực trắng chắc của hắn, cú va này khiến cô thất điên bác đảo, không thể ngờ được hắn lại thật sự dừng bước cặp mắt lóe ra tia lạnh lẽo lại đẹp đẽ vô cùng trước mắt lôi giận phiêu đãng hiện lên hình ảnh ánh mắt lãnh đạm của cô đôi môi hắn mím lại thành một đường khuôn mặt cũng lạnh bạc vô thường ngay cả ánh mắt hắn cũng mơ hồ tựa như tất chưa bao điều khiến mạch khê không thể đọc nổi nội dung trong đó khuôn mặt lạnh khóc nhưng không quá giận dữ hắn đột nhiên ông chặt lấy cô thân hình cao lớn như bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô một làn hương quen thuộc thấu sâu vào hơi thở của cô ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tay cô, đôi mắt Mạch Khê ương ước bởi cổ tay bị hắn siết đến phát đau, đôi môi hé mở, khuôn mặt cũng tản ra nét ngây thơ, đáng yêu, đau không, lôi giận khẽ hỏi, khuôn mặt lạnh lùng lại tản ra nét hấp dẫn chết người. Mạch Khê ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn đến hắn, nhìn tôi, giọng nói của người đàn ông càng lạnh lùng hơn. Mạch Khê khẽ rung lên, đôi mắt nai tơ nhìn hắn, mang theo sự bất khuất, dũng cảm. Trong công viên rất vắng người, trước mặt hai người phần lớn là sắc hoa trắng tinh khôi, thêm cả tầng liễu rủ che đi ánh nắng mặt trời. Có mệt không? Đột nhiên lôi giận hạ thấp giọng, nhẹ nhàng bên tai cô hỏi. Không mệt, lời còn chưa nói ra hết mạch khê đã phát hiện ra thân mình bị lôi giận đẩy dựa vào gốc cây. Cả thân mình cao lớn của hắn mạnh mẽ áp chế cô, ông, ngay sau đó, tiếng nói của mạch khê bị lôi giận ngậm lấy, bàn tay hắn không an phận mà đẩy vạt váy cô lên đến ngang hông, ngang nhiên vuốt ve vòng eo thon nhỏ bị thân thể người đàn ông đè chặt, cô dường như phát đau bởi thân cây xù xì. Mạch Khê cảm nhận rõ ràng qua lớp vải mỏng, vật kiêu ngạo của hắn đã chạm đến vị trí mẫn cảm của mình. Mạch Khê phát run, theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại phát hiện ra xe của phí dạ không hề tiến vào mà đổ ở đằng xa kia, lôi giận cười lạnh, dùng chính mình trêu đùa điểm mẫn cảm của cô. Đôi môi hắn lại một lần nữa ngậm lấy cánh môi cô, khiêu mở hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi mịn ngọt của cô ô ưng ô mạch khê nói không ra lời chỉ có thể phát ra những âm thanh như phản kháng lại như đang hưởng thụ bàn tay lôi giận hướng về phía trước mơn trớn bờ vai mịn màng ngón tay ngoắt một cái đã rớt ra quai váy của cô nhanh chóng bắt lấy bầu ngực căng tròn từ từ xoa nắng cho đến khi nụ hoa xinh đẹp kia đứng thẳng dậy đầu gối hắn chặn giữa hai chân cô càng áp chặt cô vào thân cây hơn à mạch khê kêu lên cô cảm giác thân cây sần sùi đang đâm vào lưng mình nhưng không ngờ tiếng kêu của cô khiến người đàn ông cúi xuống, ngậm lấy đầu lưỡi cô. Không, đau quá, Mạch Khê cảm nhận được vật dưới thân hắn càng ngày càng cứng rắn, nóng rực. Từ cổ tay cũng truyền đến cơn đau khiến cô thở hắt ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống bóng hình Mạch Khê đang bị người đàn ông Âu Phục chỉnh tế áp chặt lên thân cây. Chiếc váy hỗn độn làm lộ ra gần như cả thân mình cô, cực kỳ mê người nhưng lại có vẻ bất lực, tự như con dê non mất đi khả năng phản kháng cô chỉ có thể để mặc người đàn ông phát tiết mà đùa bẩn trên thân thể mình, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân như là có người đang đến. Trong khi đó, lôi giận vẫn gục đầu, cắn mút bầu ngực cô, không, có người đến, cha nuôi buông ra, khi hắn cắn vào nụ hoa mẫn cảm trên ngực, mạch khê ngẩng đầu thở hổn hển, gian nan mà cầu xin hắn, cha nuôi của cô tuy nói trước sau lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ tức giận như hôm nay thậm chí điều làm mạch khê càng thêm tuyệt vọng là hắn sao có thể muốn cô ngay trong vườn hoa của công viên thế này lôi giận căn bản không để ý đến cô thân mình trẻ trung của mạch khê tản ra hương thơm thanh khiết làn da mịn màng nõn nà khiến đàn ông nhanh chóng nảy sinh dục vọng vòng eo thon tinh tế lại thêm đôi bầu ngực căng tròn ngạo nghễ quả thực đẹp như tiên nữ giáng trần hành vi của hắn tàn nhẫn thô lỗ nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã cao cao tại thượng hai gò má anh tuấn cùng ánh mắt sắc nhọn vừa như hưởng thụ vừa ánh lên độ hưng phấn đối với tiếng bước chân đang đến gần hắn dường như chẳng thèm quan tâm mạch khê run lên cha nuôi của cô là tên ma quỷ điển hình cho nên hắn đương nhiên không tuân thủ quy tắc của nhân gian quy tắc đối với hắn mà nói thực sự rất buồn cười cũng như chẳng có tác dụng gì vì hắn mới chính là người tạo ra quy tắc nhưng mạch khê thì không giống vậy cô muốn trở thành ca sĩ cô không muốn bị mọi người nhạo báng cha nuôi Tôi biết sai rồi. Về sau, về sau không có sự cho phép của ông, tôi sẽ không hát bài hát đó nữa. Em nói gì? Người đàn ông từ trước ngực cô, nâng lên cặp mắt thâm thúy khiến cô không dám rời tầm mắt. Ánh nắng vàng chiếu loan lỗ trên ngực cô, hai đỉnh nhọn vì bị người đàn ông dày xéo mà càng thêm đỏ ửng, lại bởi vừa mới ra khỏi khoang miệng ấm áp của người đàn ông, chạm ngay phải luồng khí xe lạnh nên khẽ rung lên, tự như còn đang khiêu khích người đàn ông đối diện. Khuôn mặt mạch khê đỏ hồng lên cô nhanh chóng ngẩng đầu không do dự mà nhìn vào cặp mắt lạnh lùng kia tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời giọng nói của cô có chút run rẩy cô không nghĩ như vậy nhưng thực sự không còn sự lựa chọn nào khác tại đây nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị người trong công viên đánh đồng cô với loại phụ nữ hạ tiện. cô không thể dễ dàng tha thứ cho ánh mắt khinh thường đó sẽ nghe lời chứ sẽ lôi dần nghe vậy thì cười khẽ đứng thẳng dậy hắn nâng tay sửa sang lại váy cho cô mơn trớn hai má cô lại thay cô vuốt mái tóc hỗn độn nhẹ nhàng như là yêu thương vật cưng vừa đem đến cho hắn niềm vui tiếng bước chân đã gần đến một đôi tình nhân trẻ đi ngang qua ánh mắt họ nhìn thoáng qua hai người nùng tình mật ý có vẻ như người yêu dưới tán liễu họ không quay đầu lại nhưng nói thầm với nhau ánh mắt cũng xẹt qua đôi phần hâm mộ người đàn ông kia quá mức anh tuấn lại cùng bộ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của người con gái thực khiến người khác ngưỡng mộ thế này mới ngoan lôi giận cúi đầu hôn lên trán cô không hề để ý đến những người đi ngang qua mình chiếc xe đen xa hoa chạy từ từ trên quốc lộ trong xe giữa hàng ghế trước và ghế sau đã được ngăn bằng một bức vách tôi là ma quỷ sao lôi giận nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay đôi mắt sắc bén nhìn về phía mạch khê đang ngồi lui ở một góc giọng nói cũng lộ ra vẻ nguy hiểm không lường mạch khê lắc đầu ánh mắt trốn tránh đi không phải sao ánh mắt của khê nhi rõ ràng nói với tôi như vậy nếu không phải như vậy sao cứ trốn tránh, khóe môi lôi giận dần cong lên. Mạch Khê cắn môi, hai tay ông chặt lấy hai bả vai, lạnh thì lại đây, dựa vào lòng tôi, giọng nói lôi giận rất nhẹ nhàng tự như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Mạch Khê chần chờ nhìn hắn một cái, không, tôi không lạnh, nói rồi cô lại ngồi lui về phía cửa xe. Cô biết rõ giọng hắn càng nhẹ nhàng như vậy thì càng nguy hiểm, thấy cô như vậy, người đàn ông lãnh đạm nhíu mày, lại đây, giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng như trước. Mạch Khê lắc đầu, tôi thật sự không lạnh, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, đáy mắt thì đã tràn ngập ý cười, lại đây, giọng nói hắn trầm thấp như thuốc độc, như cây thuốc phiện lại lạnh lẽo, không cho người khác cơ hội phản kháng. Nụ cười như vậy khiến Mạch Khê rùng mình một cái. Cô chậm rãi nhích qua, cánh tay người đàn ông như không đợi nổi sự chần chừ của cô, nhanh chóng kéo lấy cánh tay cô, ôm cả người cô vào trong lòng. A, à, cô kêu lên một tiếng, cái trán đập mạnh vào ngực lôi giận lòng ngực người đàn ông rung lên, hắn cúi đầu cười thành tiếng, ngón tay vuốt mái tóc dài của Mạch Khê, khẽ mơn trớn khuôn mặt cô. Khê nhi của tôi, khuôn mặt em lạnh thế này, còn chối sao, lôi giận nhìn cô, cánh tay buộc chặt khiến cô không động đậy nổi. Hắn nâng cầm cô, hôn lên đôi môi đỏ mộng, khẽ cắn, thừa dịp cô kêu đau thì đầu lưỡi hắn đã mạnh mẽ tiến vào. Ừm, dưới kỹ năng hôn của lôi giận, Mạch Khê gần như không thở nổi. Bàn tay người đàn ông vuốt về thắt lưng cô, đừng, Mạch Khê bắt lấy bàn tay không an phận của hắn, không, xin ông, bé con, không cần phải xin tôi đâu, tôi sẽ thỏa mãn em, lôi giận cố ý xuyên tạc ý của cô, bàn tay bên hông kéo hai tay cô về phía sau, thủ thủy bên tai cô, ngoan, ngay sau đó, thân mình cao lớn chuyển một cái, cả người Mạch Khê đã ngồi dựa vào thành ghế da. Một bàn tay hắn từ dưới vạt váy tiến vào, Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa giận của cha nuôi đang tích góp từng chút một, càng lúc càng lớn bởi biểu tình của hắn quá mức dịu dàng càng khiến cô khó thở kiểu dịu dàng dàng này thường dẫn đến hậu quả thường là vô cùng tàn nhẫn cô vốn nghĩ rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn nhưng không thể ngờ rằng chạy trời vẫn không khỏi nắng trong xe giấy lên độ nóng ái muội thân mình nhỏ nhắn của mạch khê bị buộc chặt dưới thân người đàn ông nhìn tôi lôi giận nâng mặt cô lại hắn thực không thích cô để hắn ngoài tầm mắt cho dù khiến cô sợ hãi nhưng hắn vẫn muốn cô phục tùng vô điều kiện đây là yêu cầu của hắn dựa trên quyền uy tuyệt đối, là yêu cầu cũng là một sự khống chế. Lúc đối mặt với cô, hắn không cho phép cô có suy nghĩ gì khác, khuôn mặt mạch khê tràn vẻ không cam lòng. Cô biết trước vẻ cường hãn của hắn thì không thể chọc giận hắn được, em là do tôi nuôi lớn, tại sao cứ trốn tránh ánh mắt tôi, giọng nói lãnh đạm của lôi giận mang theo sự uy hiếp không nói thành lời. Bàn tay hắn áp chặt sau gáy cô. Cách qua vài sợi tóc, cô cảm nhận rõ ràng sự áp lực không cùng này cô biết hắn đang tức giận tôi thật sự sẽ không làm trái ý ông nữa mạch khê bất lực mà nói ra một câu ngay cả thân mình cũng không dám né tránh ngay sau đó cô bị hắn như giả thú mà ông chặt lấy bên môi tên ma quỷ nổi lên nụ cười vừa lòng hắn khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cô nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào thì em mới được vui vẻ đây hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cô tôi rất vui vẻ mạch khê không hiểu sao hắn lại nói như vậy chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn ngày càng ướt át nhưng đôi mắt thì như càng ngày càng cho thấy vẻ tức giận lôi giận cong môi cười ngón cái miết qua như đang thưởng thức cánh môi cô hắn thở dài hơi thở như gió xuân phả qua đôi môi hồng khiến mạch khê không khỏi run rẩy khê nhi em hẳn phải thấy vui vẻ chứ hắn như đang nói cho cô nghe nhưng lại như lầm bầm cho chính mình từ nhỏ đến lớn chỉ cần em thích tôi đều thỏa mãn em thích váy đẹp tôi mua cho em thích trang sức tinh xảo tôi liền yêu cầu chuyên gia bậc thầy thiết kế cho em em thích bơi lội tôi mời giáo viên đến dạy thích chơi nhạc cụ tôi đã sai người chuẩn bị cả một phòng nhạc cụ cho em chỉ cần là thứ em liếc mắt một cái đã thích tôi đều lệnh quản gia chuẩn bị cho em hiện tại em thích ca hát tôi cũng đáp ứng chẳng nhẽ như vậy em còn không vui vẻ cứ nhất định phải dùng hành vi trẻ con đó để gây chuyện chọc giận tôi sao trong đầu mạch khê hiện lên cảnh tượng cuộc sống trước đây đúng vậy những điều cha nuôi nói không sai chút nào đáng tiếc chính bởi vậy cô mới không vui một chút vui vẻ cũng không cho tới bây giờ cô rốt cục cũng hiểu nguyên nhân nằm ở đâu không phải bởi vì cha nuôi đã xuất hiện cũng không phải vì người đàn ông này đã tàn nhẫn cướp đi sự trong trắng của cô mà bởi vì hắn có mặt ở khắp nơi để khống chế cô từ nhỏ đến lớn mọi sinh hoạt của cô đều nằm trong vòng khống chế vô hình của hắn cho đến hiện tại vẫn không thể trốn thoát được thực muốn cho tôi chết quách đi lôi giận tiến đến gần cô, gằn từng tiếng hỏi, không, mạch khê vô cùng hoảng hốt, hít thở không thông, ca từ là do tôi vô tình nghĩ ra, tôi, tôi sẽ không hát ca khúc đó nữa. Đáng tiếc, có người thích, lôi giận vén tóc cô ra sau tai, cắn lên giái tai tuyết trắng của cô, à, mạch khê kêu lên, quay đầu trốn tránh, lôi giận liếc cô một cái, hơi nhíu mày, bàn tay to lập tức kéo mái tóc dài của cô, tiết mục này để đến tối đi. Như vậy mới có cảm hứng còn bây giờ thì miễn. Nói xong, hắn há miệng ngậm lấy vành tai cô. Mạch Khê cắn chặt môi, đôi mắt đau thương đã tràn ra một giọt lệ. Đôi môi lôi giận dán bên tai cô, ngữ khí thản nhiên, tại sao lại thân mật với tên nhạc sĩ kia đến vậy, hả? Hắn ta là nhạc sĩ, tìm hắn làm kim chủ cũng mệt chết đi, hắn có chạm đến chỗ này của em không? Chỗ này, chỗ này, hay là chỗ này, tay hắn mơn trớn da thịt cô, như mang theo cả dòng điện mạnh, không? mạch khê khuất nhục nhìn hắn anh ấy là nhạc sĩ chuyên sáng tác cho tôi anh ấy là người tốt anh ấy không có chạm vào tôi cô gần như sắp khóc nấc lên lôi giận chớp mắt cười lạnh tôi nên tin em không là thật cha nuôi đừng nghĩ như vậy mạch khê lắc đầu đáy mắt lạnh như trời đêm không sao tôi sẽ tin em một lần còn nói dối tôi sẽ điều tra ra hắn quay đầu cô lại trầm thấp nói vậy còn thiên luật em trên danh nghĩa là con gái tôi chẳng nhẽ lại muốn làm cháu dâu tôi sao? Sắc mặt hắn không chút thay đổi, nhưng đôi mắt mạch khê thì đã ngấn lệ. Cô rùng mình một cái, tôi, em thích nó, giọng hắn hoàn toàn lạnh bạc. Không phải, yêu chứ không phải thích, tiếng nói hắn cao lên một âm bậc. Mạch khê bị dọa phát run, không thích, không cho phép yêu thiên luật. Nếu em không muốn cho chồng tương lai của em mọc sừng, ánh mắt lôi giận nhìn thẳng cô, cho dù làm cháu dâu tôi thì nhất định cả đời vẫn phải dưới thân tôi rên rỉ, câm miệng. Mạch Khê thật sự không nhìn được, che lại hai tay. Hắn sao có thể nói như vậy? Ngay sau đó, từ cầm cô truyền đến cơn đau, lập tức khiến cô kêu ra tiếng. Lôi giận dùng sức nắm lấy cầm cô, dường như sắp bóp nát nó. Đôi mắt xanh lạnh lùng tiếng sát đến cô, hai chữ này tốt nhất là em nói ít thôi, hiểu không? Hắn nhíu mày, lực trên tay lại tăng thêm. Khuôn mặt Mạch Khê vô cùng đau đớn. Sự lạnh lùng, tàn khốc của hắn như đâm vào tận máu tủy cô cảm thấy như xương hàm mình gần như cũng sắp bị hắn bóp nát. Mạch Khê đành khuất phục mà gật đầu. Lôi giận buông lỏng tay ra, ánh mắt lạnh băng như khóa chặt khuôn mặt cô, còn đau không, hắn xoa xoa cái cầm đỏ lừa của cô. Mạch Khê nâng đôi mắt phím đỏ lên, né tránh đi ánh mắt bức người của hắn, đừng nhúc nhích, người đàn ông ghé bên tai cô trầm giọng nói. Nhìn thấy hàng mi của cô nhẹ run, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai tay nắm chặt lại để bên sườn thì hắn miếm chặt môi ngồi thẳng dậy rồi duỗi tay ra kéo váy cô lên đến hông đừng hai chân mạch khê không tự chủ được khép chặt lại thân mình run lên ánh mắt khẩn cầu mà nhìn người đàn ông tuấn tú lạnh lùng ánh mặt lôi giận sáng lên hắn giọng nói chữ này cũng không cho phép nói lần sau mà để tôi nghe thấy tôi sẽ hiểu đó là ý đưa tình mạch khê bất lực lắc đầu đôi mắt đã ngấn lệ nhưng kiên cường không chảy một giọt lại mang theo vẻ ngây thơ đáng yêu như chú nai con tôi thích người phụ nữ ngoan nếu ngoan thì tôi còn đối xử tốt với em một chút, nhưng nếu không nghe lời, kết cục sẽ rất thảm, đôi mắt lôi giận ánh lên một tầng hàm ý khiến người ta run sợ. Ánh mắt hắn nhìn mạch khê cũng toát lên ý cười khiến cô chợt trùng mình, từ khi nào thì hắn bắt đầu gọi cô như một người phụ nữ, bàn tay nhỏ nhắn của mạch khê theo bản năng nắm chặt lại nhằm khống chế sự run rẩy của bản thân, khê nhi của tôi, lôi giận thấy thế thì ông chầm lấy cô, chỉ hôn nhẹ lên gò má cô như truyền hơi ấm, như an ủi cô tôi sẽ không thả em, tôi muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Người khác đừng mơ động đến một ngón tay của em, đôi môi hắn như ướt nước, hắn hôn lên hai gò má mạch khê rất nhẹ nhàng, bàn tay một lần nữa xoa bầu ngực cô. Thân thể mạch khê rung lên, bầu ngực đầy đặn dưới tay hắn vô cùng quyến rũ. Cô cố né tránh hắn lại vô tình làm bầu ngực thêm căng cứng trong lòng bàn tay hắn, lôi giận cười khẽ. Trên người hắn tỏa ra hương nước hoa quyện cùng hương rượu vô cùng mị hoặc, khê nhi, em là của tôi ai dám mơ tưởng đến em tôi sẽ lấy mạng người đó không đột nhiên mạch khê mở to hai mắt lại ngay tức khắc bị ánh mắt hắn giữ lấy tôi sợ kỳ thật cô muốn nói tôi sợ ông đáng tiếc cô không thể nói ra cô biết những lời này một khi nói ra thì hậu quả sẽ ra sao cô sợ hắn rốt cục vẫn là sợ hắn cô biết hắn đã nói gì thì nhất định có thể làm được cô rất muốn cầu xin hắn xin hắn đừng tàn nhẫn như vậy xin hắn đừng làm hại đến người vô tội nhưng căn bản là cô không dám ngay cả lời cầu xin tối thiểu cũng không dám nói ra khỏi miệng lôi giận biết ý của cô không nói lời nào ánh mắt lại như nghiền ngẫm cô rất lâu hồi lâu sau hắn cố ý làm như hiểu sai ý cô cúi đầu nói có tôi ở đây em không phải sợ mọi chuyện đều có tôi giải quyết chỉ cần em hắn cố ý kéo dài giọng hai tay hắn bên hông cô duỗi ra cởi thắt lưng của mình giải phóng cơn trướng đau dưới thân, hắn nâng một chân cô lên, liền sau đó, vật cứng trắng nhanh chóng đâm thật sâu vào cơ thể cô. À, đau quá, thình linh bị xâm chiếm khiến mạch khê đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại. Cô dãy dụ đẩy hắn ra, nhưng càng như vậy càng kích phát dục vọng của người đàn ông, lôi giận cắn nhẹ lên cánh môi đỏ mộng của cô, dường như hút hết lời kêu than của cô vào miệng. Hắn cúi đầu nói, nhớ kỹ cảm giác tôi ở trong cơ thể em. Nói xong, thắt lưng hắn tăng tốc độ ra vào mạch khê ở dưới thân hắn run sợ không ngừng cổ họng cô phát ra những tiếng tiếng như mèo kêu cô cũng theo đó mà bất lực gật đầu nước mắt rốt cục cũng chảy xuống hai gò má thấm ướt cả mấy lọn tóc hắn sao có thể cưỡng ép cô ngay trong xe chứ chẳng lẽ trong lòng hắn cô cũng giống như nhiều người đàn bà thấp hèn sao cô co rút càng nhanh lại chặt khít mà chứa lấy hắn hắn dường như cảm giác được sự chặt chẽ đến đau đớn lại như bị dục vọng to lớn đánh úp lại. Lôi giận không nhìn được, cầm lấy eo cô, mạnh mẽ tiến vào. Tiếng kêu liên tiếp phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô, nỗi đau đớn lại hòa cùng khoái cảm không ngờ. Thân thể cô bị người đàn ông hung hăng tấn công, lần lượt cảm thấy thỏa mãn, lại lần lượt như hư không. Thân mình mảnh khảnh của cô dựa trên chiếc ghế da, đồng đưa theo mỗi lần người đàn ông mạnh mẽ tiến vào. Tiếng kêu của cô là bởi nỗi đau đớn nhưng trong tay người đàn ông thì lại là thứ vũ khí trêu chọc hắn, càng khiến hắn điên cuồng xâm chiếm hơn. Phản chiếu trên tấm kính thủy tinh là hình ảnh một người con gái nửa nằm nửa ngồi trên ghế, trang phục hỗn độn, hai gò má cô ửng hồng, còn cái miệng thì không tràn ra những tiếng kêu ngâm. Một chân buông thõng xuống dưới, một bên thì bị người đàn ông nhấc cao lên, mà người đàn ông lại mặc một thân âu phục hoàng mỹ, cả người tản ra khí chất cao quý cùng hơi thở lạnh khốc. Có điều, hắn đang ngang tàn mà chiếm giữ cô gái, bàn tay giữ chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô người con gái không thể khống chế nổi mà thở gấp tiếng thở dốc của người đàn ông hòa cùng tiếng kêu thanh thanh của người con gái dấy lên độ nóng bỏng trong xe nửa đêm mạch khê từ trong mộng tỉnh lại cô thở gấp mấy hơi nhưng rất khó khăn lại phát hiện mồ hôi trên người mình còn chưa ráo hẳn hoàn toàn nằm gọn trong lòng người đàn ông cánh tay người đàn ông hoàn toàn ông trọn lấy thân thể mềm mại của cô còn gác chân vòng qua người cô cho dù là đang ngủ say thì như thế này cũng khiến cô không thể rời khỏi vòng ôm của hắn. Lúc trong xe, cô gần như bị hắn tra tấn đến chết. Khi về nhà cũng không may mắn thoát được, người đàn ông này như mang hết lửa giận trong vòng mấy ngày trút lên cô, dùng đủ loại tư thế mà chiếm lấy cô nguyên một đêm. Thân mình ngọc ngà của cô còn lưu lại đầy những dấu đỏ, dấu vết tàn phá của hắn. Mà người đàn ông này giờ đã như được thỏa mãn, rốt cục cũng vừa lòng mà ngủ yên nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lồng ngực cường tráng của người đàn ông phập phòng rất bình ổn, làn da màu đồng dưới ánh đèn nhàn nhạt càng thêm sáng bóng. Từ trong lòng hắn, Mạch Khê ngẩng đầu lên mới ý thức được chưa bao giờ cô tỉnh lại trong khi hắn ngủ say. Thế nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng hắn ngủ. Mạch Khê hơi cử động muốn ngồi dậy, lại bị người đàn ông theo bản năng siết chặt lấy. Chỉ một hành động này thôi đã khiến cô áp chặt vào lòng ngực hắn, khuôn mặt dường như chỉ cách má hắn có một chút qua một lúc lâu không thấy người đàn ông có dấu hiệu tỉnh lại cô mới thở phào nhẹ nhõm hơi ngẩng đầu lên tầm mắt dừng trên khuôn mặt người đàn ông cô không thể không thừa nhận cha nuôi cực kỳ đẹp trai lúc tỉnh thì ngủ quang như được khắc từ băng nhưng khi ngủ thì hoàn toàn là một vẻ thư thái cương nghị ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt hắn khiến đôi mắt hắn không còn cảm giác lạnh băng sắc bén cái mũi cao thẳng toát lên vẻ kiên nghị lại thêm khóe môi khẽ gợn lên mạch khê hơi ngây ngẩn ra, hai gò má dần nóng lên. Thậm chí cô còn nhớ cảm giác đôi môi hắn hắn hôn lên từng tấc da thịt mình. Người đàn ông này nguy hiểm như hổ báo nhưng lại như cây thuốc phiện tản ra sức hút đến chết người, khiến người khác không tự chủ được mà ngốc nghếch muốn theo hắn. Còn cô, cô từ nhỏ đến lớn đều nấp dưới danh nghĩa là con nuôi hắn. Cô thầm nghĩ, hắn cho tới bây giờ chắc chắn cũng không tin sự tồn tại của Thượng Đế, bởi vậy hắn mới có thể làm ra những chuyện không khác gì ma quỷ không phải vậy sao? Nếu không thì tại sao dù biết cô là con gái nuôi nhưng hắn vẫn năm lần bảy lượt dùng thân phận của một người đàn ông mà chiếm đoạt thân thể cô, còn cô thì tại sao lại ngày càng mê muội? Cô cũng không biết, rốt cuộc trong lòng hắn, cô là con gái hắn hay là một người phụ nữ, hắn cho tới bây giờ cũng không hề để ý chuyện đó, chỉ biết dùng phương thức của riêng mình để giữ lại tất cả những gì thuộc về cô. Hắn không kiên nể gì mà lưu lại dấu vết trên người cô, hắn không muốn người khác có được cô, sở dĩ cũng là bởi thói quen chiếm đoạt cùng sở hữu. Phụ nữ si tình với hắn hẳn là rất nhiều, nhưng phụ nữ mà phải trả giá tình cảm cho hắn chắc chắn cũng rất bi ai, bởi hắn không thích đáp trả tình cảm, nhưng để có được thứ hắn muốn, để có được thứ hắn để tâm thì hắn sẽ không tiếc thủ đoạn mà lấy được. Là vậy sao? Nhất định là như vậy, điều hắn muốn hẳn cũng đơn giản thôi. Đó là cùng hắn tuân thủ theo quy tắc của trò chơi nguy hiểm này, bỗng dưng lòng ngực cô nổi lên cảm giác lạ thường, như giọt nước lăn tăng nhẹ trong hồ, nhộn nhạo mà lại có chút đau đớn. Cảm giác này thật khó tả thành lời, lại phím thêm chút chua xót mơ hồ. Đôi mắt đang nhìn gương mặt cương nghị của lôi giận dần hạ xuống chỗ xương quai xanh của hắn, dừng lại ngay trên vết sẹo. Đến đêm nay cô mới nhìn rõ vết sẹo này. Những lần trước đều là do hắn mạnh mẽ đòi hỏi khiến cô ngất đi, nên trong đêm nay, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô rốt cục cũng nhìn ngắm kỹ vết sẹo này. Vết sẹo này có vẻ đã lành từ rất lâu rồi khi ngón tay tinh tế thật cẩn thận chạm lên vết sẹo tự nhiên trong lòng cô nổi lên cảm xúc rất mãnh liệt cô vội giật mình một cái là cái gì đã gây ra còn có người có thể là thương tổn đến hắn sao đột nhiên cô nhớ tới lời thánh trạch nói rằng năm đó lôi giận đã tưới máu lên tổ chức xã hội đen là vào lúc đó sao nhất định khi ấy rất nguy hiểm nếu không hắn sao có thể bị thương hắn là một người đàn ông cường thế sao lại có thể để mình bị thương như vậy Mạch Khê nâng tầm mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt lôi giận. Tới khi nào thì cô có thể nhìn thấu lòng hắn? Cô cũng muốn biết, hắn có quá khứ ra sao, chuyện tình cảm thế nào, đúng vậy. Nhất định là hắn đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, bằng không sao có thể, cô lại nghĩ đến một đêm nọ khi hắn say rượu, ngay tại vườn hoa ngọc sơn bạc tuyết thánh khiết, trong lúc hắn cuồng giả xâm chiếm cô, lại ghé bên tai cô mà si mê gọi ra một cái tên phụ nữ, tuyết, đừng khóc, để cho anh có thể yêu em bên tai mạch khê lại vang lên giọng nói trầm thấp của hắn đêm đó đấy lòng cô khẽ rung lên giọng nói của cha nuôi đêm đó thực sự rất dịu dàng dịu dàng như vậy hẳn là xuất phát từ một tình yêu say đắm trầm luân nhưng cũng rất đau lòng đây là loại cảm giác cô chưa từng trải qua người phụ nữ kia là ai cho đến đêm nay cô mới thực sự muốn tìm hiểu trong lòng cha nuôi người phụ nữ kia nhất định rất quan trọng thậm chí là hai người họ từng là người yêu của nhau cha nuôi hẳn là yêu cô ấy vô cùng sâu đậm nếu không vì sao lại nhớ mãi không quên nhưng mà người phụ nữ đó hiện tại ở đâu là người phụ nữ thế nào chẳng lẽ ngón tay mạch khê run lên chẳng lẽ thật sự bị hắn giết cô theo bản năng rụt người lại sau đó rón rén nhấc một cánh tay hắn đang đặt trên người mình ra với vội lấy chiếc váy ngủ bên cạnh thư phòng cả tòa thành to lớn như vậy nhưng chỉ có thư phòng của cha nuôi mới có thể là nơi cất giấu bí mật trước đây sao cô chưa từng nghĩ ra ban đêm yên tĩnh, chỉ có vài tiếng động mơ hồ, dường như là tiếng gợn mặt hồ. Theo ánh đèn dịu nhẹ trên tường, mạch khê rón rén bước lên cầu thang, từng bước từng bước rất cẩn thận, chỉ sợ một bước bất cẩn sẽ làm kinh động đến người khác. Cửa thư phòng không khóa, vì ngoại trừ người hầu vào quét dọn thì không ai dám bén mạng đến thư phòng của lôi giận. Đây cũng là nơi mà lôi giận ở lại nhiều nhất. Mạch khê nhất chân muốn tiến vào, đột nhiên ngoài cửa sổ lóe lên tia chớp lòe như ánh sáng ban ngày, chiếu rõ mọi thứ bên trong căn phòng. A, à, ti chớp bất thình lình khiến mạch khê sợ hãi kêu lên một tiếng, lại vội vàng che miệng lại. Ngay sau đó ngoài trời vang lên tiếng sấm dữ dội, bầu trời đêm đang yên lành, vậy mà lại sắp mưa. Mạch khê vội vàng bật đèn tường lên. Sắc vàng mờ nhạt lan tỏa ra mỗi góc của thư phòng, xua tan đi bóng tối nồng đậm ngoài cửa sổ, cảm giác bất an cũng vì thế mà như được giải tỏa đôi phần. Ba mặt thư phòng gần như đều là giá sách, còn có vài món đồ cổ chiếc ghế sofa đen chiếm diện tích lớn ở một phía mặt tường, phía sau là khung cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ ấy là vườn ngọc sơn bạc tuyết mênh mông. Đây không phải là lần đầu tiên Mạch Khê bước vào thư phòng của lôi giận nhưng hành vi lén lút thế này lại là lần đầu. Bóng đêm quỷ dị bên ngoài cửa sổ lại thêm những ánh chấp lòe càng khiến cô cảm giác sợn gai ốc. Đương nhiên cô cũng biết rõ chẳng qua là trong lòng đang lo sợ mà thôi. Ánh đèn vàng nhạt ít nhiều làm Mạch Khê bớt bất an. Cô cẩn thận tiến lên phía trước mấy cái giá sách, lại thất vọng phát hiện ra ở đây loại trừ sách về kinh tế, tài chính, thương nghiệp thì những sách khác rất hiếm. Trên giá sách còn có thêm vài món đồ cổ trang trí họa tiết trồng, thư phòng quá rộng lại khá đơn giản, ngoài sách cùng các văn kiện quan trọng thì cơ bản là không có gì khả nghi, vậy muốn tìm thứ gì đó thì chắc chỉ còn cách lục tung giá sách, mà thứ đó hẳn là cũng rất quan trọng. Thân mình mạch khê vô cùng nhức mỏi bởi lôi giận đòi hỏi quá lớn khiến mấy ngày nay cô ăn không tiêu, lại thêm đêm nay sắm chớp đùng đoàn khiến tinh thần cô càng không thoải mái, lẳng lặng ngồi trên sofa, mạch khê bắt đầu suy nghĩ. Một khắc trôi qua, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa nặng táp liên hồi vào cửa kính, tạo nên những tiếng lập bộp không ngừng. Mạch Khê có chút phiền lòng, cô luôn cho rằng người như cha nuôi hẳn là phải trải qua quá khứ mà người thường không thể tưởng tượng nổi, chẳng hạn như thân thế của hắn hay sự tàn nhẫn của hắn vậy không ai sinh ra mà đã tàn nhẫn cũng chẳng người nào từ lúc chào đời đã mang bộ mặt lạnh băng đó trừ phi hắn phải trải qua rất nhiều sự khắc nghiệt ánh mắt cô vô tình nhìn đến chiếc bàn làm bằng gỗ mộc hương trên bàn rất sạch sẽ gọn gàng không khó nhìn ra được bọn người làm lau dọn rất tỉ mỉ ánh mắt ảm đạm của mạch khê đột nhiên sáng lên cô chạy vội đến trước ngăn kéo của bàn không hiểu vì sao tim mạch khê đập rất nhanh máu trong người dần sôi trào, tự như cổ họng còn thoáng thấy mùi máu. Cô cũng rất hoảng sợ, tim đập liên hồi như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra ngoài. Bàn tay run run giơ ra, cô chậm rãi, cẩn thận kéo ngăn bàn ra. Bên trong là sắp văn kiện ngay ngắn, liếc mắt một cái là đã thấy chẳng có gì đặc biệt. Sự tò mò như cơn hồng thủy đánh úp lấy, khiến mạch khê không kìm được tiếp tục kéo ngăn thứ hai, ngăn thứ ba. Hoàn toàn không có gì đáng chú ý. Một ngăn cuối cùng lúc mạch khê chạm vào tay cầm ngăn kéo này, trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm. Cô cảm thấy trong ngăn kéo này nhất định mình sẽ tìm được thứ gì đó, điều làm cô kinh ngạc là ngăn kéo không có khóa. Mà chắc hẳn, ngoài cô ra thì chẳng có ai dám cả gan vào thư phòng này, huống chi là lục lọi đồ của hắn. Hít sâu một hơi, cô kéo mạnh ngăn kéo ra, tiếng mưa rơi càng lúc càng to, đột nhiên lại dội thêm một tiếng sấm, khuôn mặt mềm mại của mạch khê dưới ánh chớp nhòa càng thêm xinh đẹp. Đôi mắt cô thì lại nhìn chằm chằm vào trong ngăn kéo, ngăn kéo cuối cùng này không giống ba ngăn trước, bên trong không hề có văn kiện hay mấy thứ linh tinh, mà chỉ có một vật rất đơn giản, một khung ảnh. Khung ảnh pha lê phát sáng giữa ngăn mà nó được đặt cũng rất ngay ngắn. Có thể thấy chủ nhân rất dụng tâm sắp xếp, lấy ra cho vào không hề tùy tiện. Mạch Khê theo bản năng nhíu mày lại, hơi thở có chút gấp gáp, ba ngăn kéo trước toàn là văn kiện, vì sao ngăn này lại đặt một khung ảnh? mà khung ảnh này vì sao lại được lựa chọn để ở ngăn cuối cùng dường như không chút do dự mà cầm lấy khung ảnh ngay khi nhìn thấy bức ảnh mạch khê đột nhiên đứng dậy đôi con ngươi sáng như ngọc lưu ly có chứa vẻ khó tin kinh ngạc mà cũng có chút giật mình khi nhìn vào bức ảnh đã cũ kia trong ảnh là một người phụ nữ vô cùng đáng yêu dịu dàng chắc chắn ảnh này được chụp từ rất lâu rồi người phụ nữ trong ảnh ước chừng cũng chỉ hai mươi mấy tuổi cô mặc một chiếc váy trắng bạc Phía sau là vườn hoa hồng đỏ rực như lửa. Nụ cười của cô đẹp vô cùng, thanh thuần mà lại như lơ đảng, khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải thần hồn điên đảo. Đúng là diện mạo của người phụ nữ này khiến Mạch Khê cảm thấy kinh sợ. Người phụ nữ trong ảnh có vài nét tương tự với cô, nhất là nụ cười. Có điều, điều làm Mạch Khê kinh ngạc nhất chính là, cô biết người phụ nữ trong ảnh này, chính là người mẫu bạc cơ. Mạch Khê cảm thấy lòng ngực như đau nhất trong thư phòng của cha nuôi sao lại có ảnh chụp của bà cơ? Vẻ mặt này, dung mạo này, nụ cười này, quả không sai. Cô không hề nhìn nhầm, người phụ nữ này chính là bà cơ, cha nuôi cất giữ ảnh của bà cơ, lại rất cẩn thận cất ở ngăn kéo cuối cùng. Một nỗi tò mò kích thích cô lấy tấm ảnh ra, cầm tấm ảnh lại gần mới phát hiện mặt sau có một hàng chữ viết. Mười năm cách biệt muôn trùng dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên, mạch khê lẩm nhẩm đọc lên, giọng hơi run run cô đã từng học qua thơ cổ Trung Quốc nên biết được đây là bài Giang Thành Tử một ý thơ nói lên nỗi nhớ nhung, cũng là tình cảm nồng sâu, mãnh liệt. Mạch Khê nhận ra được chữ viết này là của cha nuôi, nét chữ cứng cáp, tì mạnh, như thể chính hắn là tác giả vậy. Phía sau ảnh chụp lại viết một câu thơ thực khiến người ta đau lòng, chỉ mấy ngày không gặp mà đã nhớ nhung sao, ngón tay Mạch Khê theo bản năng rung lên, một lần nữa lật ảnh lại. Nhìn đôi má lúng đồng tiền trên mặt người phụ nữ, trong lòng cô nổi lên cảm giác rất khó tả, là chua xót, là khổ sở, là đau đớn, tất cả gần như là đột nhiên uống một ngụm rượu kém chất mà không tài nào nuốt nổi, bà cơ không phải là tình nhân của cha nuôi sao? Nhưng thế nào lại nhớ mãi không quên bộ dáng cô trong ảnh, chẳng lẽ, vị trí của bà cơ trong lòng cha nuôi thật sự không giống những người khác? Một, Giang Thành Tử, Tô Thức Năm 1165, vợ của Tô Thức là Vương Phất Từ Trần mới 27 tuổi. Mười năm sau, ất mão 1775, Tô Thức đang làm tri châu ở Mật Châu, Sơn Đông, xa cách quê hương, Tứ Xuyên, mấy ngàn dặm, đêm mơ thấy người vợ đã khuất, ông làm bài từ điệu vong này. Tô Thức là người đầu tiên làm từ điệu vong, nhưng, tuyết mà cha nuôi gọi là như thế nào? Thông qua cái đêm hắn say rượu, thật không khó để nhìn ra tình mối thâm tình của hắn với cô ấy kinh nghiệm tình trường của cô quá ít nhưng nếu một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ như vậy thì hẳn là hắn phải rất đau lòng khi xa cách. Mạch Khê nhíu mày càng sâu, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, dường như có điểm nào đó không bình thường. Ánh mắt Mạch Khê một lần nữa dừng trên người phụ nữ trong ảnh. Nụ cười cô ấy đẹp như hoa mùa xuân, lại hơi có chút u sầu tựa trăng thu, dịu dàng mà quyến rũ, ngay cả dáng người cao gầy cũng toát lên khí chất của người phụ nữ trưởng thành. Mị hoặc vô cùng đột nhiên dòng chữ viết mờ mờ đập ngay vào tầm mắt cô. Thì ra là hàng chữ nhỏ biết trên ảnh ở chỗ bụi hồng nhung phía sau người con gái. Nếu không nhìn kỹ, có giờ sát ảnh tận mặt cũng khó mà nhìn ra được trên đó có chữ viết, lại là một bài thơ, nói đúng ra thì là một câu mượn ý thơ, cũng là chữ viết của hai người, diện toàn là hoa phong đáng dạng, liễu trùng yên thâm, bạc tuyết phi lai vãng, mạch khê nhẹ nhàng đọc nhẩm theo mấy câu thơ thì phát hiện ra nét chữ này ắt hẳn là của một người phụ nữ tầm mắt cô chuyển đến những câu tiếp theo, vũ hậu khinh hàng do vị phóng xuân sầu tử bệnh thành trù trướng. Mạch Khê nhíu mày lại, đọc xong hai câu này lại thấy nét bút cực kỳ cứng cỏi, là chữ của cha nuôi. Như vậy những dòng chữ trên là do người phụ nữ trong ảnh viết, cô lục lọi mọi thứ trong trí óc mới chợt nhớ ra, thời tống ở Trung Quốc có một thi nhân tên Âu Dương Tu viết nên bài Điệp Luyến Hoa hai nguyên văn sẽ là, diện toàn lạc hoa phong đáng dạng, liễu trùng yên thâm, tuyết nhíu phi lai vãng, vũ hậu khinh hàng do vị phóng xuân sầu tử bệnh thành trù trướng bất giác chỗ lồng ngực cô nhói lên ý thơ mang theo bao nhiêu nỗi tương tư ưu sầu cô thoáng tưởng tượng ra hình ảnh một đôi tình nhân quyến luyến không rời lại hình dung rằng người con gái trong ảnh viết lên mấy dòng thơ sau người đàn ông ngồi ngắm bức ảnh thống khổ không cùng nên cầm bút viết thêm mấy câu thơ còn thiếu cảnh tượng hệt như một thước phim điện ảnh hiện lên trong đầu cô cha nuôi hẳn chính là người đàn ông si tình đó bằng không chữ viết trên ảnh sao có thể lại là của hắn, có thể dùng những lời thơ sâu sắc như vậy để biểu đạt tình cảm thì hẳn là có thể thấy được hắn đã tương tư cùng chịu dày vò đến nhường nào. Bạc tuyết phi lai vãng, bạc tuyết phi, bạc tuyết, mạch khê lẩm nhẩm một hồi rồi đột nhiên hai mắt sáng lên. Bạc tuyết, trong tòa thành có một khu vườn trồng bạc ngàn ngọc sơn bạc tuyết. Bác hàng Á đã từng nói chỗ hoa đó là do chính tay cha nuôi trồng. Chẳng lẽ chính là bởi người phụ nữ này? Nhưng cô ấy rõ ràng là Bạc Cơ mà. Tuy rằng trong tên cũng có một chữ Bạc, nhưng hình như chưa từng thấy cô ấy đến tòa thành bao giờ, ngay cả việc Mạch Khê được nhận vào làm con nuôi trong Lôi gia mãi sau Bạc Cơ mới biết. Có thể thấy cô ấy hầu như chẳng biết chút gì về những chuyện trong tòa thành, tại sao có thể như vậy? Mạch Khê cầm khung ảnh lên ngẫm nghĩ kỹ càng, sự nghi hoặc trong đầu càng ngày càng lớn, mà bí ẩn đằng sau bức ảnh lại như hút cô vào bên trong, cô không thể lý giải được chuyện này nếu người phụ nữ trong ảnh đúng là bà cơ thì cô ấy đâu cần phải làm tình nhân bao dưỡng của cha nuôi có thể viết ra những câu thơ thâm tình như vậy có thể thấy cha nuôi yêu cô ấy vô cùng sâu đậm nhưng mạch khê nhìn nét mặt của cha nuôi thế nào đi chăng nữa cũng không nhìn ra sự quyến luyến thâm tình với bà cơ tối thiểu là ánh mắt với người yêu cũng không giống nhưng nếu người phụ nữ trong ảnh không phải là bà cơ thì vì sao khuôn mặt lại giống như đúc vậy còn nữa người phụ này đang ở đâu liệu còn tồn tại trên đời hay đúng như lời đồn đại rằng, đã chết trong tay cha nuôi. Trầm mối nghi ngờ không giả được. Cánh môi gần như đã bị cô cắn gần chảy máu. Đang lúc suy tư trầm ngâm, cô rõ ràng cảm thấy phía sau có luồng hơi lạnh băng tràn đến. Mạch Khê đột nhiên quay đầu, hai mắt đột nhiên trừng lớn, cha nuôi của cô không biết từ khi nào đã đứng ở cửa. Thân mình cao lớn dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hắn dưới ánh đèn nhạt cùng ánh chớp càng thêm phần sắc bén. Giữa đêm khuya thế này, Đôi mắt hắn tựa như một khối ngọc hoàng mỹ, lại chẳng khác gì đôi mắt của loài sói hoang dã, cặp mắt kia không hề chớp mà chăm chú nhìn cô. Mạch Khê thiếu chút nữa hồn bay phách tán, bàn tay cầm khung ảnh cũng buông lỏng ra. A, à, Mạch Khê đột nhiên có phản ứng lại thì bên tai truyền đến một tiếng choang, khung ảnh rơi xuống mặt sàn đá thạch anh lạnh băng, vỡ tan tành. Trời ạ. À. Khuôn mặt Mạch Khê liền tái nhợt đi. Cô vội vàng ngồi xuống dọn dẹp mảnh vỡ, trong lúc lúng cuống, Ngón tay không may xẹt qua mảnh vỡ nhỏ, từ ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, máu đỏ cũng theo đó mà chảy xuống, nhỏ lên bức ảnh kia, khuôn mặt người phụ nữ bị dọc máu trùng lên. Mạch Khê chỉ cảm thấy từ ngón tay truyền đến từng đợt, từng đợt đau nhức, chết rồi, lần này chết chắc rồi, chẳng những bị phát hiện đột nhập thư phòng mà còn làm xáo trộn bên trong. Điều đáng sợ nhất là cô lại làm vỡ khung ảnh, làm bẩn bức ảnh, không còn chút can đảm nào. Mạch Khê chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn kéo lấy mình. Ngay sau đó, hương thơm nam tính rất quen thuộc tầng tầng bao vây lấy cô, khiến cô gần như nghẹt thở. Cha nuôi. Mạch Khê ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình của lôi giận, giọng nói trong lúc nhất thời nhỏ đi. Trong lòng cô cực kỳ bất an, cô đánh vỡ khung ảnh của hắn, nói không chừng hắn sẽ trừng phạt cô. Hai, trong côn vớt có ghi tác giả bài Điệp Luyến Hoa là Diệp Mộng, nhưng mình tìm không thể ra được dù có rất nhiều điệp luyến hoa của rất nhiều tác giả thời tống nhưng chỉ có bản của âu dương tu là mình thấy khá khớp với bản côn vớt nên mạng phép sửa mong các bạn thông cảm câu bạc tuyết phi lai vãng trong bản thơ là tuyết nhíu phi lai vãng nhưng trong truyện có chi tiết mạch khê nhẩm thơ mà suy ra được cái tên bạc tuyết nên mình một lần nữa mạng phép luận ra câu trên chuyển câu thơ thành một câu dựa theo ý thơ kỳ thực cô rất muốn thanh minh rằng mình không hề cố ý đánh vỡ khung ảnh nhưng chẳng hiểu sao lời nói đã đến bên miệng rồi lại chẳng thốt ra được chữ nào. Nhất là ánh mắt lạnh băng của cha nuôi vẫn đang nhìn cô chăm chăm, khiến từ ngữ cứ thế mà chui tọt trở lại. Tôi, môi mạch khê khẽ run rẩy, lôi giận chưa đợi cô nói xong đã nhanh chóng cầm bàn tay chảy máu lên xem xét, lông mày nhíu lại. Hắn ấn cô ngồi xuống chiếc sofa rồi không nói không rằng, tiến thẳng về phía bàn làm việc. Cha nuôi, ngồi xuống, giọng lôi giận không có chút hơi ấm nào, dễ dàng đánh gục mọi nỗ lực của Mạch Khê trong việc hoàn thiện câu nói. Mạch Khê cứ thấp thỏm không yên, một lần nữa lại bị bắt ngồi xuống. Xét tình hình thì cô hoàn toàn đuối lý, không thể chối cãi vào đâu được, ra vào phòng làm việc của hắn mà chưa được cho phép, đã thế còn đánh vỡ đồ, thảm thật rồi. Thấy hắn đi qua những mảnh vỡ, tim cô chỉ muốn nhảy ra ngoài. Khi cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thân hình bé nhỏ tưởng chừng sắp nghênh chiến với một trận mưa gió bão bùng, thì... Mạch Khê vốn đã vô cùng bất an, lại còn bị nằm gọn trong vòng ngực cứng rắn của ai đó, cô cảm thấy như thể mình sắp bị đánh úp đến nơi. Kỳ thực cô rất muốn thanh minh, rằng mình không hề cố ý đánh vỡ khung ảnh, nhưng chẳng hiểu sao lời nói đã đến bên miệng rồi lại chẳng thốt ra được chữ nào. Nhất là ánh mắt lạnh băng của cha nuôi vẫn đang nhìn cô chăm chăm, khiến từ ngữ cứ thế mà chui tọt trở lại. Tôi, môi mạch khê khẽ run rẩy, lôi giận chưa đợi cô nói xong đã nhanh chóng cầm bàn tay chảy máu lên xem xét, lông mày nhíu lại hắn ấn cô ngồi xuống chiếc sofa rồi không nói không rằng tiến thẳng về phía bàn làm việc cha nuôi ngồi xuống giọng lôi giận không có chút hơi ấm nào dễ dàng đánh gục mọi nỗ lực của mạch khê trong việc hoàn thiện câu nói mạch khê cứ thấp thỏm không yên một lần nữa lại bị bắt ngồi xuống xét tình hình thì cô hoàn toàn đuối lý không thể chối cãi vào đâu được ra vào phòng làm việc của hắn mà chưa được cho phép đã thế còn đánh vỡ đồ thảm thật rồi thấy hắn đi qua những mảnh vỡ tim cô chỉ muốn nhảy ra ngoài khi cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thân hình bé nhỏ tưởng chừng sắp nghênh chiến với một trận mưa gió bão bùng, thì lại chỉ thấy lôi giận trực tiếp lấy đồ từ hộp cứu thương, bước qua vô số mảnh vỡ, xoay người tiến về phía cô. Mạch Khê sửng sốt, làm sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy? Vậy mà ai đó lại còn làm ngơ trước vẻ mặt kinh ngạc của cô, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh rồi mở hộp cứu thương ra, kéo bàn tay nhỏ bé về phía mình, cha nuôi, việc này tôi tự làm được, Mạch Khê vẫn còn hơi sợ sệt, tự hỏi trong lòng lẽ nào ông ta lại muốn xử lý miệng vết thương giúp mình kỳ lạ cuối cùng gương mặt lôi giận đã để lộ ra chút xúc cảm nhưng cũng chỉ là một tia không vui thoáng hiện trong đáy mắt nhẹ nhàng nói một câu ngốc đến mức điển hình như em thì làm được gì hình thức thì rõ ràng là câu hỏi rồi mà sao lúc nào cũng mang tính chất khẳng định thế khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng ửng hồng để mặt lôi giận kéo tay mình không rõ vì sao khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hắn thì lại như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Dòng điện tê tê khẽ lướt qua tim cô, khiến nó cơ hội rung lên một chút, nhìn lướt qua ngón tay đang chảy máu của cô, đáy mắt lôi giận thoáng ẩn thoáng hiện chút dao động mơ hồ, rồi lại liếc mắt về phía cô. Mảnh vỡ bây giờ đã chui vào ngón tay, nên sẽ hơi đau. Kiên nhẫn một chút, giọng nói hắn vẫn vậy, bình tĩnh như thường, nhưng trong đó lại thoáng hiện hiện một điều gì đó, thân thiết. Mạch Khê chỉ biết gật gật đầu, nhìn hắn lôi ra một loạt những thứ lĩnh kỉnh, dung dịch oxy già, một cái nhíp, thuốc giảm đau, theo bản năng, cô nuốt nước bọc đến tực một cái. Sợ à, lôi giận xem ra đã nhìn thấu tâm tư cô nên chỉ ngẩng đầu, liếc mắt một cái, khóe môi hình như còn hơi giật. Không, gương mặt Mạch Khê hiện lên vẻ cuộc trường, miệng thì nói thế nhưng tay đau đến đứt ruột, nhìn tay cô như vậy mà còn dám kêu không đau. Lôi giận cũng chẳng thèm hỏi lại, thản nhiên xử lý những vết thương trên ngón tay của cô trước rồi dùng nhíp từ từ gắp mảnh vỡ ra toàn bộ quá trình đều được thực hiện rất cẩn thận động tác nhẹ nhàng từ tốn cứ như thể đang bảo vệ cho báu vật vô cùng quý giá ánh sáng màu vàng của đèn tường hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhẹ nhàng bao phủ ngũ quan như được chạm khắc bằng đá cẩm thạch ấy trong hắn khi chăm sóc cho ngón tay của cô thật nghiêm túc thật chuyên chú lúc đó con người hắn không lạnh lẽo như thường nữa mà lại có vẻ gì đó rất lạ khiến cô nhìn mà không hiểu hình như đó là một chút dịu dàng hắn đáng lẽ ra phải vô cùng tức giận mới phải sao lại băng bó vết thương giúp cô mà không chút phàn nàn thế này cô hẳn là hoa mắt chóng mặt dẫn đến trạng thái không tỉnh táo mất rồi nhưng rõ ràng là trong chốc lát hắn đã chuẩn bị đâu ra đấy xem xét vết thương cho cô mà có một điều mà mạch khê cũng không thể phủ nhận nhìn hắn thế này khiến cô như trúng phải bùa nên mới có cảm giác mê ly khó tả từng cử động của hắn giơ tay này, nhấc chân kia đều khiến lòng cô khẽ khàng sao động, tự như bọt nước giữa tâm hồ, gợn sóng, rất nhẹ. Vì hắn chuyên tâm làm việc cũng không ảnh hưởng dù một phần nhỏ đến sự uy nghiêm vốn có. Hắn vẫn thế, cao cao tự tại, trên cả nghìn người, dáng vẻ bây giờ lại giống như đang vỗ về, âu yếm người phụ nữ bé bỏng của mình, từ từ, dừng lại, dừng lại ngay lập tức, đầu mạch khê nổ đến, đoàn, một cái. Mà xui quỷ khiến, cô đang nghĩ cái quái gì vậy, trời đất à vết thương ở ngón tay đau nhức khiến cô không nhịn được mà kêu lên đồng thời cũng kéo cô quay trở về thực tại mắt đã thoáng có chút lệ sẽ đau một chút do mảnh vỡ đâm vào có hơi sâu nhưng vẫn phải dùng thuốc sát trùng nếu không sẽ viêm nhiễm giọng lôi giận trầm thấp ngẩng đầu lên lại thấy đáy mắt cô lấp lánh nước xen lẫn chút bối rối ngón tay cũng bất giác hơi run lên tôi biết mạch khê cắn cắn miệng tỏ vẻ không thoải mái cũng vì vết thương tuy nhỏ nhưng rất nhiều cánh môi dưới còn lưu lại cả vết răng thuốc sát trùng khiến miệng vết thương có cảm giác nhoi nhói chạm nhẹ cũng thấy đau thấy bộ dạng nín nhìn của cô đáy mắt lôi giận cũng thoáng lộ tia đau xót hắn xoa xoa đầu cô bàn tay đó rất to rất nhẹ nhàng giọng hắn cũng trầm hơn nhiều tốt lắm chịu một chút nữa thôi sắp xong rồi lời nói như đang dỗ dành trẻ con vừa ấm áp vừa mang đến cảm giác an toàn mạch khê sững sờ ngẩn người một lúc lâu cô cảm nhận được ngón tay đang rất nhẹ nhàng của hắn bỗng rung lên, sau đó lại dè dặt hơn, cẩn thận hơn. Nhưng, có phải là vì cô? Còn nữa, vừa nãy giọng nói của hắn rất dịu dàng, như đang xoa dịu nỗi đau của cô. Lẽ nào, cũng là vì cô? Thực tình, có phải là cô đang nằm mơ giữa ban ngày không? Trong một khắc, trái tim mạch khê chợt lỗi nhịp, rốt cuộc lôi giận cũng xử lý xong vết thương ở mấy ngón tay cô, băng gạt cẩn thận rồi mới ngẩng đầu lên, nói. Nếu em muốn tiêm phòng uống ván, tôi sẽ mời bác sĩ tư nhân đến hắn đang vô cùng bận rộn trong việc tận lực xua tan những ý nghĩ khác thường nghĩ thử xem một con người tàn nhẫn như hắn tuổi còn trẻ đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc đổ máu năm đó khi ra tay tẩy trừ tổ chức xã hội đen đến một cái nháy mắt hắn cũng không có sát khí trên người thậm chí khiến cả tử thần cũng phải chùng bước đây cũng chính là nguyên nhân lý do vì sao trong giới mafia không ai muốn đắc tội với tổ chức ảnh vậy mà o oh o oh vào cái đêm chết tiệt này, đối diện với sự to gan của cô mà hắn không có cách nào giận dữ, nhìn những ngón tay đang chảy máu của cô mà hắn không có cách nào khiến cho ngực thôi đau nhói, loại cảm giác này hắn đã không có bao lâu rồi, càng vớ vẩn hơn nữa là trong lúc băng bó cho cô, hắn đã sơ ý làm cô đau. Nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc đấy, tay hắn lại còn khẽ run run, quả là nực cười. Tay hắn đã gây nên bao nhiêu thương tích, giết bao nhiêu mạng người, dính bao nhiêu máu vậy mà chỉ có băng bó cho nhóc con ngốc nghếch kia thôi cũng run thật không thể chấp nhận được không thể chấp nhận được mạch khê đương nhiên làm sao biết trong lòng hắn đang nghĩ gì chỉ nghe thấy hắn nói vậy thì lắc đầu ngoại ngoại không không tôi không cần tiên lôi giận đáng ghét rõ ràng vẫn đang nghĩ ở đâu đâu hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của cô nên trực tiếp gọi điện thoại ra lệnh ngắn gọn xúc tích vô cùng hàng á gọi bác sĩ tư ngay lập tức khuôn mặt mạch khê rất nhanh chóng trở nên trắng bệch bàn tay mảnh mai khẽ rung lên. Thề có trời chứng giám là cô sợ tim, vô cùng sợ tim, từ nhỏ đến lớn cô ghét nhất là bị tim, nói quá lên là thà chết còn hơn tim, nghe lời đi. Miệng vết thương sơ cứu đơn giản như vậy làm sao giải quyết dứt điểm được, câu nói này nghe thì giống như mệnh lệnh được ban ra, không có chút dịu dàng khuyên bảo nào cả. Mạch khê bất chấp, vẫn ra sức lắc đầu. Cô luôn sợ kim tim, luôn luôn, mặt hắn có lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng không để ý thấy thế lôi giận bất đắc dĩ thở dài rồi ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về hai bờ vai ngoan ngoãn nghe lời nào năm chữ đơn giản là vậy mà lại như câu thần chú đầy ma lực lọt qua tai khiến lòng cô trong một lát bỗng được trấn an làm thế nào mà trong một đêm không khí đã ám mùi giờ còn thêm cả quái dị nói chung là không thể lý giải tóm lại là mạch khê ngày càng không hiểu nổi người đàn ông này đáng lẽ ra hắn phải giận dữ mới đúng chứ. Nhưng hắn, không những băng bó vết thương giúp cô, mà bây giờ lại còn gọi cả bác sĩ riêng đến nữa. Tim, bị tim, quên hết mọi sự trên đời, mạch khê ông chặt lấy cánh tay rắn chắc của lôi giận, ngẩng gương mặt đáng thương nhìn hắn, miệng cầu xin, nhưng, nhưng tôi uống thuốc là được mà. Uống thuốc sẽ không cần tim nữa, có phải không? Mắt cô sáng lấp lánh hệt một dòng suối nhỏ, khiến thứ gì đó bên ngực trái lôi giận khẽ đập loạn. Hắn trao mày, nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường cố gắng nói bằng giọng đều đều không được nhất định phải tiêm nhưng mà nhưng mà mạch khê nhìn mấy ngón tay đã được băng cẩn thận rồi giơ lên trước mặt cho hắn xem như thế này là tốt lắm rồi không cần tiêm nữa giọng cô vô cùng đáng yêu lại có chút nũng nịu dáng vẻ như cô gái nhỏ bướng bỉnh không chịu nghe lời lôi giận là đàn ông mà thực sự là một gã đàn ông nguyên chất vô cùng không hơn không kém thử hỏi phải đối mặt với cái người đang làm nũng như thế này, trong lòng làm sao yên, xử lý như thế này là đơn giản nhất rồi, ngón tay em bị đâm rất nhiều mảnh nhỏ, khả năng bị uống ván rất cao, hắn nói rất nhẹ, âm thanh có chút không vui, còn có chút không kiên nhẫn. Mạch Khê nghe vậy biểu môi, ánh mắt cô lại lạc nơi những mảnh vỡ gần đấy. Nghĩ lại thấy ấy nấy, cô lại cắn môi, nhìn lôi giận nói, cha nuôi, thực xin lỗi, lôi giận quay đầu lại, lướt qua ánh mắt cô rồi nhìn thẳng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản mở miệng lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên em nói ba tiếng đó thật lòng cô hạ mắt xuống hơi cùng mình giấu chân dưới váy ngủ trắng muốt do lôi giận nhìn từ trên cao xuống nên dễ dàng thu vào tầm mắt khe rảnh như ẩn như hiện trước ngực cô trên đó hắn còn nhìn rõ cả dấu vết mình lưu lại nhất là cô con gái này còn đang ôm khư khư lấy cánh tay hắn mà chất liệu vải lại mỏng khiến lôi giận dễ dàng cảm nhận được cái gì đó rất mềm mại, lại có chút mang mát. Ít hầu hắn hạ lên hạ xuống, ánh mắt mỗi lúc một sâu. Trong một lát, không khí bỗng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng mưa là vẫn rơi đều. Bên ngoài khung cửa sổ trắng là tòa thành bạc tuyết, đứng hiên ngang bất chấp mưa gió. Mạch khê ngẩng đầu lên, phát hiện ra cha nuôi đang nhìn mình không chớp mắt thì giật thót, nhanh chóng hạ mắt xuống, nhìn qua chỗ khác. Nhưng chỉ cần một cái liếc thôi, cô cũng nhận ra ánh mắt sâu thẳm của hắn ánh mắt vô cùng quen thuộc nhưng lại mang vẻ gì rất lạ tình yêu ư vớ vẩn cô không cần cái đó dường như cảm thấy mình đang hành động có phần quá mức mạch khê cẩn thận định nới tay ra bỗng dưng lại nghe thấy tiếng hắn buông tay a à. em cứ thử làm xem hoảng sợ cô lại vội vàng âm sát lấy cánh tay hắn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà áp vào lòng ngực rộng lớn mạch khê cũng thật là thông minh tuyệt đối không cố ý chọc tức hắn Nguyên nhân là lần này lỗi rõ ràng thuộc về cô, người gây chuyện lại là cô, giờ còn có gan đi chọc giận hắn sao? Thật không biết hậu quả sẽ không lường đến mức nào, lôi giận thấy cô ngoan ngoãn ở trong lòng thì khẽ nhất cầm lên, gương mặt lộ rõ ý cười cùng thỏa mãn, tràn đến tận đáy mắt, hắn nhẹ nhàng đặt cầm lên đỉnh đầu cô, nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy cô. Trên người cô luôn mang mùi hương rất đặc trưng, dịu nhẹ nhưng thơm ngát, hoàn toàn khác biệt so với hương nước hoa nồng nạn của những người phụ nữ khác hít hà hương thơm này khiến lôi giận như đang ở giữa thiên nhiên suy nghĩ cũng trở nên bình yên hắn thì đang hưởng thụ sự an tĩnh còn lòng mạch khê thì đang rối như tơ vò đây là lần đầu tiên cô ở trong lòng hắn mà cảm thấy yên tĩnh đến vậy bên tai là tiếng tim đập đều đặn của lôi giận mà tim cô lại vô thức nhảy loạn mãi không thôi thế này là thế nào làm sao trong ngực hắn lại có thế ấm áp an toàn thế được người đàn ông này cũng có lúc không nguy hiểm hay sao cô phải rời xa, rời thật xa hắn mới đúng. Nhưng đáng tiếc, giây phút này khi bị hơi thở hắn vây quanh, cô lại không có cách nào khiến bản thân mình rời khỏi. O oh, o, oh, tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, đánh tan bầu không khí yên tĩnh. Mạch Khê hơi ngẩng đầu lên, cánh tay lôi giận bên hông cô chợt nới ra, cô chỉ nghe thấy tiếng hắn nói, vào đi, là quản gia hàng Á, cùng với bác sĩ tư nhân, lôi tiên sinh, bác sĩ tư đã đến rồi, quản gia hơi hạ thấp người nói, ánh mắt triều mến nhìn mạch khê. Ông thấy kể ra cũng lạ, nửa đêm nửa hôm thế này, lôi tiên sinh lại muốn mời bác sĩ riêng đến, lẽ nào có ai bị bệnh, hơn nữa, không khí còn có phần gượng gạo không thoải mái, hàng á nghĩ mãi nhưng cũng không ra, chỉ đứng im không nói gì. Bác sĩ riêng là một người phụ nữ, kể từ sau sinh nhật thứ 18 của mạch khê, ai đó rất đáng ghét liền mau chóng thay toàn bộ bác sĩ riêng trong gia đình, bởi lẽ họ đều là đàn ông. Hàng Á, ông lui ra ngoài được rồi lôi giận nói chỉ nhìn lướt qua cô bác sĩ lại đây ngón tay của cô ấy bị thương vâng tôi sẽ xem giúp tiểu thư mạch khê vì bác sĩ trên mặt có thoáng sắc hồng lần nào nhìn thấy lôi giận cũng tim đập tay run cô làm việc ở đây cũng được một thời gian nhưng cũng chỉ biết đến gương mặt lạnh lùng của nam chủ nhân tòa thành bạc tuyết hoàn toàn đối lập với tiểu thư mạch khê hồn nhiên hoạt bát chỉ có điều đến giờ cô vẫn không hiểu rõ một điểm đấy chính là quan hệ của hai người này người làm trong tòa thành ai cũng bảo họ là cha nuôi con gái nhưng ai thử đặt mình vào tình huống của cô thì sẽ nhận thấy quan hệ trên không hẳn là chính xác cho lắm hành động mờ ám như vậy dĩ nhiên sẽ gây hiểu lầm cô thực chưa thấy cái kiểu cha con nào mà lại như vậy vô cùng khó hiểu hơn nữa cô tiểu thư này có bị thương một chút ở ngón tay mà đêm hôm cũng gọi cô tới thế cũng đủ hiểu người đàn ông này đang lo lắng đến thế nào bác sĩ vừa mới giơ kim tim lên Mạch Khê đã trợn mắt kêu to, nhanh chóng chui tọt vào lòng lôi giận, hai cánh tay run rẩy. Tôi, tôi sợ lắm, tôi không cần tiên. Thấy vậy cô bác sĩ cũng ngại, cũng không dám tùy tiện mà lùi vài bước. Lôi giận nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ôn tồn trấn an, chỉ là tiêm phòng uống ván thôi, sẽ không đau. Nghe lời đi nào, được không? Tiếng khóc của Mạch Khê nho nhỏ, cô vẫn chôn mặt trong lòng ngực hắn, rầu rĩ gật đầu. Lôi giận cười, hết sức mờ ám hắn ông lấy thắt lưng cô rồi nhẹ nhàng kéo váy ngủ lên, lộ ra cặp mông mềm mại. Cô bác sĩ đứng bên cạnh kinh sợ cực độ, hai mắt trợn lên, xém tí nữa là xỉu. Thứ nhất, nếu quan hệ giữa bọn họ là cha con, làm sao người làm cha như hắn lại có thể hành động như thế này? Thậm chí còn vô cùng thản nhiên cởi quần lót của cô ra, động tác nhẹ nhàng như đối với người yêu vậy. Thứ hai, chính là dấu vết trên người tiểu thư mạch khê, váy ngủ được kéo lên, cô không khó để nhìn thấy dấu vết giữa hai chân mạch khê đương nhiên đó chính là dấu hôn không thể nào sai được là người từng trải cô tự nhiên phải biết dấu hôn này có ý nghĩa gì trời đất làm sao có thể như vậy cô quay đầu nhìn hắn thấy hắn không hề có biểu hiện gì chứng tỏ sự ngạc nhiên hay khiếp sợ chắc hẳn hắn đã biết từ trước rồi nếu như vậy như vậy là lẽ nào chính hắn lại là vì bác sĩ này thực sự không có khả năng tưởng tượng tiếp nữa nếu nghĩ thêm cô không chắc mình còn giữ được trạng thái tỉnh táo, thấy cô cứ đứng đực ở đó, lôi giận hỏi, có chút khó chịu, sao còn không tim đi, à, thật xin lỗi, xin lỗi tiên sinh, cô nhanh chóng tiến lên. Mũi kim mới chạm nhẹ mà mạch khê đã run rẩy, lôi giận lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, trong nháy mắt kim tim đã cắm sâu vào, mạch khê rút cuộc cũng không nhìn được nữa, bật khóc thành tiếng, nhẹ một chút, lôi giận hơi chau mày, lạnh lùng ra lệnh. Nữ bác sĩ gật đầu liên tục, chậm rãi đẩy kim tiêm vào, vẫn nghe thấy tiếng khóc của mạch khê. Tốt lắm, ngoan nào, không được khóc, lôi giận nhỏ giọng nói bên tai cô, nghe như đang dỗ trẻ con. Nước mắt mạch khê theo khóe mắt chảy xuống, toàn thân cứng nhắc. Lôi giận cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, hôn lên cả từng giọt nước mắt, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ biết cách an ủi người khác, người còn lại cảm thấy vô cùng choáng váng, càng thêm khẳng định lại quan hệ của hai người này. Bảo đây là hai cha con, có quỷ mới tin, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là họ đang làm cái gì. Biểu hiện đau lòng của người đàn ông này dành cho tiểu thư mạch khê hoàn toàn là của người đang yêu. Một màn kinh tâm động phách người ta cũng xong xuôi cả rồi, mạch khê vẫn không ngừng khóc, vừa chỉnh sửa váy sống vừa nuốt khang. Lôi tiên sinh, tiểu thư mạch khê đang, vị bác sĩ có chút lo lắng, sợ chọc giận lôi giận. Hắn lại tự tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn, lem luốt cho cô ánh mắt dịu dàng đến thế mà vừa chuyển qua cô bác sĩ đã lạnh như băng con gái tôi rất nhát gan từ bé đã không thích tiên hả cô bác sĩ bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ chỉ thầm nghĩ con gái tôi sao không nói luôn là người yêu tôi cho nhanh bày vẽ làm cái gì nhưng phải công nhận là lời lẽ hắn rất dễ gây hiểu lầm khiến người khác nghe vào tưởng hắn cưng chiều con gái mình có điều thể loại cưng chiều này rất không trong sáng nếu không muốn nói là vô cùng mờ ám lôi giận gọi điện thoại nhanh chóng ra lệnh hàng á tiễn bác sĩ về bác sĩ tự giác rời phòng hắn lại quay đầu nhìn mạch khê cô vẫn nức nở từ nãy đến giờ trong lòng có cảm giác vô cùng mềm mại hắn lại ôm cô vào lòng cô gái nhỏ này như thế mà lại sợ tim giờ nép trong lòng hắn không chút phản kháng vô lực như con mèo nhỏ vậy tình yêu khiến con người ta trầm luân khiến con người ta trở nên tàn nhẫn điên cuồng sinh mệnh của ai là khách qua đường với ai Sinh mệnh của ai là chuyển luân với ai, kiếp trước trần thế, kiếp này gió thoảng, linh hồn đã đau thương đến vô cùng vô tận. Nhìn nhau, chỉ còn lại sự tin tưởng, yêu tự như trên núi cao giữa biển mây, cách thiên đường có gần không? Từng chút một bước đến thiên đường, anh mới có thể nhận ra, thì ra yêu cũng là muốn bẻ gãy đôi cánh của em, để em không bao giờ còn sức lực bay đi nữa. Ca sĩ mới mạch khê đã trở thành đề tài nổi bật. Ít ra vẫn còn tốt bởi vài chuyện thì Phi cũng chỉ trong nội bộ công ty biết, tối thiểu cũng chưa truyền ra bên ngoài. Dù sao đối với một ca sĩ còn chưa phát hành ca khúc chính thức thì truyền thông cũng không quá dồn hết sự chú ý đến cô. Về phần bài hát mới của Mạch Khê, đàm trữ quân dù không tình nguyện như thế nào thì cũng đã chuẩn bị lời bài hát, khi nghe Mạch Khê hát thử, John vô cùng hài lòng. Trải qua một thời gian luyện tập, Mạch Khê rất nhanh đã thích ứng được nhiệt độ công việc của công ty cùng lịch trình làm việc nhất là sau khi thu âm ca khúc mới, vì cũng thực sự có kinh nghiệm, khâu chế tác hoàn toàn thuận lợi, mà sau khi sắp xếp phát hành, người đại diện đã liên hệ các thông cáo phù hợp cho Mạch Khê, cuộc sống nghệ sĩ như thế đã chính thức bắt đầu, ca sĩ mới. Sự xuất hiện đột ngột này sẽ dẫn đến hệ quả duy nhất rằng sẽ phải chịu sự dò xét cùng ghen tị của nhóm ca sĩ khác, đây vốn là chuyện bình thường, nhưng phiền phức là mấy tin đồn bậy bạ đó làm mạch khê dù đi đến nơi nào cũng hứng chịu ánh mắt tò mò và tra xét phản chiếu trên mặt gương trơn bóng của toilet là khuôn mặt đầy mệt mỏi của mạch khê cô thực đã thu âm đến bốn giờ đang chuẩn bị cho ca khúc dự bị còn ca khúc mới đầu tiên đã ở trên bảng xếp hạng âm nhạc John đã thề non hẹn biển với cô rằng mọi chuyện tuyệt đối sẽ không có vấn đề, bởi vậy, đàm trữ quân vì cô mà sáng tác tiếp ca khúc thứ hai. Về phần bài hát bị cấm kia cũng theo gió mà bay, chẳng qua mạch khê vẫn giữ mãi mối nghi hoặc trong lòng đàm trữ quân dường như rất rõ ràng lai lịch của ca khúc đó nhưng muốn tìm một cơ hội thích hợp để hỏi rất không đơn giản đàm trữ quân này cực kỳ quái ngoại trừ trong phòng họp khi ấy phản đối lôi giận thì bắt đầu từ đó đối với cô lại lạnh như băng khiến cô không thể hỏi được dòng nước mạnh chảy ào xuống có chút bọt nước bắn tung lên ngón tay mạch khê cô hơi hơi nâng lên ngón tay bị thương vẫn còn cuốn băng gạt khuôn mặt trầm tĩnh cùng giọng nói trầm thấp đêm đó của cha nuôi lại hiện lên cho tới bây giờ mạch khê vẫn cảm thấy như là trong mộng giọng nói ôn hòa của cha nuôi bên tai hư hư thật thật cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ được bản thân lại mất mặt đến như thế tim thuốc cũng khóc mà vấn đề là còn ở trong lòng hắn mà khóc lòng cô có một chút thản thốt tình cảm khác thường trong lòng này cứ lan tỏa ào ạt đổ đến như cơn hồng thủy khiến cô không thể hít thở được bắt đầu từ khi nào mỗi lần nhớ tới hắn cô đã không còn sợ hãi nữa mạch khê nâng mắt nhìn bản thân mình trong gương lại kinh ngạc phát hiện hai gò mà vốn trắng bệch của mình lại có chút đỏ ửng làm sao có thể như vậy ngay cả nhịp tim đập cũng có chút bất ổn cha nuôi trong lòng hẳn có một người phụ nữ chính là người phụ nữ trong tấm ảnh chụp đêm đó sau khi tiêm thuốc xong cô cũng không thấy cha nuôi trở về phòng cô có chút tò mò lén xem thì mới phát hiện cha nuôi tự tay dọn dẹp những mảnh vỡ nhỏ nâng lên tấm ảnh kia nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt ảnh rồi nhìn tấm ảnh đó thật lâu thật lâu hắn hẳn là rất yêu người phụ nữ ấy được một người đàn ông như vậy yêu sẽ có cảm giác gì sẽ là tư vị gì cha nuôi là một kẻ khiến người ta không thể nắm bắt được cũng không thể nhìn thấy được suy nghĩ của hắn cũng không có cách nào thấu hiểu được tâm tư kia hắn tàn nhẫn hắn mạnh mẽ chiếm đoạt hắn bá đạo khiến người ta giận sôi được hắn yêu thương sẽ là bắt đầu một hạnh phúc hay là bắt đầu một bi kịch chính như ngày đó ở trong xe, hắn ở bên tai cô thì thầm câu nói. Khê Nhi, em là của tôi, biết không? Ai dám tiếp cận em, tôi sẽ lấy mạng của hắn, đúng vậy, cô tin lời nói của cha nuôi. Người đàn ông cao cao tại thượng như hắn đã sớm có thói quen nắm hết thảy mọi thứ trong tay, ngay cả tính mạng con người cũng như thế, hắn không phải là thần chết, nhưng là thần chết đã giao cho hắn quyền lực đó. Đây là nguyên nhân người ta nghe đến hắn đã sợ đến mất mật mạch khê hít sâu một hơi, trong lòng vẫn luôn có một thứ gì đó đè nặng, hít vào không được, thở ra cũng không xong, y như cổ họng bị chặn nghẹn lại, toilet thật yên tĩnh, cho đến khi, ôi, cô nói xem, mạch khê kia với ông chủ của chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Nghe nói hôm đó khi họp, ông chủ còn giận dữ vì người đẹp cơ, kết quả là kết thúc cuộc họp kéo mạch khê đi luôn, hừ, loại quan hệ đấy không cần nghĩ cũng biết. Giọng nói của hai người con gái từ trong phòng trang điểm truyền tới, một giọng mang theo âm sắc tò mò, giọng kia rõ ràng là khinh miệt. Toilet của công ty Gio được thiết kế rất nổi bật, gạch trắng trơn bóng kéo dài đến từng góc, bởi vậy, diện tích được chia ra thành mấy khu vực. Trong đó phòng hóa trang lại được thiết kế ở một chỗ khác, vì vậy chỉ có thể nghe được giọng nói, không thấy được dáng người. Mạch Khê sửng sốt một chút, ngay sau đó khóa vòi nước lại. Giọng nói của hai người phụ nữ trong phòng trang điểm kia ngày càng rõ ràng, ý của cô là, mạch khê là tình nhân của ông chủ á giọng nói cô ta khàn khàn lại có vẻ hứng thú như phát hiện ra một châu lục mới vậy tám chín phần là muốn dựa vào đại danh của tổng giám đốc lôi thị nhưng tôi thấy là mạch khê kia chủ động dẫn dụ ông chủ mới đúng ông chủ của chúng ta là người như thế nào cô ta tự hoang tưởng thôi cứ muốn sáng lại gần ông chủ cô gái kia hừ lạnh không đúng đâu không phải tin đồn là người mẫu bạc cơ mới là tình nhân của ông chủ sao ngay cả việc học ở Harvard cũng là do ông chủ sắp xếp, cô ta tuổi còn trẻ đã có thể trên sàn các khoác xưng thiên hậu, cũng chính là bán sắc đẹp thôi. Đối với mấy con đàn bà cứ nhung nhớ mình, đàn ông cho tới bây giờ sẽ chẳng trừ tuyệt. Nhiều tình nhân thì sao, nhưng mà, hay, tôi luôn luôn không tin ông chủ của chúng ta như vậy còn có thể chịu được khẩu vị như thế. Mạch Khê kia có cái gì, bộ dạng cũng có thể coi là xinh đẹp, nhưng mà chỉ ngắm chứ dùng được không? xem kiểu cô ta ngu ngơ như vậy thật sự không tưởng tượng được trên giường phải làm thế nào lấy lòng đàn ông. Tôi thấy ông chủ đối với cô ta chỉ là chơi đùa cho vui thôi, giọng nói kia luôn tràn ngập vẻ khinh thường cùng chăm chọc, tính cả giọng khàn khàn kia cũng trở nên cực kỳ khó chịu, cũng đúng ha. Người đàn ông có thân phận như ông chủ làm sao có thể coi trọng con nhỏ mạch khê đó. Nghe nói cô ta mới 18 tuổi đã muốn học cách giữ lấy tâm đàn ông, kém quá, kiểu con nít như vậy đàn ông chẳng hứng thú đâu, đúng vậy lời nói của hai cô gái thật chẳng có chút khách khí, tiếng giày cao gót cùng giọng chăm chọc cười nhạo đang đi ra, lại thấy mạch khê trước gương, ngây ngẩn cả người, sắc mặt mạch khê rất khó xem, phản chiếu trong mặt gương trơn bóng là sườn mặt tinh tế của cô, còn có. Đôi mắt đẹp đương phẫn nộ, cô không hề chớp mắt, nhìn chầm chầm hai người đang đi ra, nhưng rõ ràng lửa giận dưới đáy mắt đang thiêu đốt, đẹp như thiên sứ, lại lộ ra một sức ép khiến người ta hít thở không được. Hai người này có có biết đôi chút đều là ca sĩ vào công ty được 3-4 năm, cũng có không ít fan. Giọng cao cao kia là Mia, giọng khàn khàn là Els. Mạch Khê với hai người bọn họ cũng không thân quen, chưa từng xuất hiện chung lần nào. Hai người không nghĩ là nói chuyện phím lại vừa vặn bị đương sự nghe được, sắc mặt có chút xấu hổ. Nhất là Els, mất tự nhiên kéo ống tay áo Mia, kiểu rất muốn nhanh rời đi. Mia hắn giọng, cô tuy tiếng tâm kém phỉ tỳ mạng nhưng cũng không phải danh tiếng tầm thường, xấu hổ thoáng qua rồi tự nhiên hiểu được nên xử lý như thế nào. Cô không để ý đến Els đang ra hiệu, ngạo mạn tiến lên, lấy khăn mặt khử trùng, lau ngón tay một chút, như không nhìn thấy mà chuẩn bị đi ra. Mấy người đứng lại đó cho tôi, giọng nói mạch khê lạnh như băng từ phía sau hai cô gái kia vang lên, tự như hoa anh túc trong bóng đêm, tản ra uy lực không thể khinh thường. Cái gì? Mia không nghĩ được một đứa mới vào nghề lại dám nói chuyện với cô ta như thế, xoay người nhìn về phía mạch khê, lại thấy đôi mắt đẹp đó hằng lên sự giận dữ, không khỏi có chút hoảng sợ. Els cũng không ngờ đến Mạch Khê sẽ mở miệng bảo hai cô đứng lại, lại dùng giọng nói nặng nề như vậy, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức, Mia thay đổi sắc mặt, bước nhanh đến, ngào mạn nhìn Mạch Khê, lời nói mang theo ác ý công kích, cô nói cái gì? Dám ra lệnh cho tụi tôi đứng lại. Cô tính chuyện gì vậy? Giải thích, đôi đồng tử của Mạch Khê lộ ra tia sáng lạnh sắc bén, nhìn thẳng Mia, gằn từng tiếng mệnh lệnh, lập tức giải thích cho tôi, hay, cô chỉ là một người mới nho nhỏ thôi, bắt tụi tôi giải thích, có nhầm gì không đấy. Tụi tôi dựa vào cái gì phải giải thích với cô, Els cũng bước tới, khoanh hai tay trước ngực, bất mãn quát, mắt mạch khê đảo quanh, dưới ánh đèn thủy tinh dường như có ánh sáng phát ra, cô nhèo mắt, lộ ra vẻ rất, rất không vui, chỉ bằng lời các cô vừa nói. Mi nghe vậy cười lạnh, tay đẩy bả vai mạch khê, tụi tôi nói thế nào? có gì sai sao cô còn nhỏ đã học người ta tìm kiếm kim chủ nghĩ lại đi cô cho là ông chủ coi trọng cô mà cũng đúng đàn ông ăn sơn hào hải vị nhiều rồi cũng có lúc ngồi không xúc động và cô cũng chỉ là loại xúc động đó con nhóc như cô đàn ông thử qua một lần còn muốn lần hai à thực tức cười cô ở trên giường chắc cũng không khác cá chết là bao đi tay mạch khê nhanh chóng siết chặt khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cứng lại đúng đó nha mạch khê cô mới 18 tuổi ha? Không thể nào ngu ngơ như vậy đi. Ở trên giường cô làm thế nào lấy lòng đàn ông? Els cũng cười lạnh theo. Mi liếc mắt nhìn Mạch Khê, lại vòng quanh thân hình cô đánh giá một phen, lắc đầu, chà chà, Mạch Khê ơi, dáng người cũng được lắm, đáng tiếc nha, đàn ông luôn là loài động vật thị giác, cô muốn dụ dỗ ông chủ thì cũng thử bắt trước mấy kiểu dụ hoặc đi. Nói xong còn cố ý cúi người xuống, cổ áo thấp làm bộ ngực vĩ đại trở nên thành một ví dụ vô cùng sinh động khóe môi mạch khê hơi giật giật nhìn về phía mia lạnh lùng cười đồ đàn bà ngực to ngu xuẩn mày nói cái gì mia đột nhiên thay đổi sắc mặt mày nói lại thử xem mạch khê tới gần cô ta cúi đầu môi gần như chạm tới gương mặt kia đôi mắt đẹp hiện rõ nét chăm chọc gằn từng tiếng nói tôi nói cô là đàn bà ngực to ngu xuẩn con tiện nhân chết tiệt này Mi tức giận đến toàn thân phát run, rồi đột nhiên nâng tay lên, hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn của mạnh khê tác mạnh, bốp. Một tiếng vang vọng ra toàn bộ toilet, ôi trời, eo soạn hốt che miệng, kinh ngạc nhìn Mia, cô không nghĩ tới Mia sẽ đánh tiếp, gò má phải mạch khê hiện lên một mảng hồng, cô vẫn đứng tại chỗ, thậm chí cả động tác ngẩng đầu cũng không có, cứ như vậy quật cường nhìn chầm chầm Mia, lửa giận ở đáy mắt ngày càng rõ ràng, nhìn cái gì? Đánh chính là mày. Mi tự như đã bớt tức giận, cao giọng nói, hạ lưu, tự cho là được ông chủ ưu ái vài phần thì lên mặt. Tao là đàn chị của mày, mày không hiểu quy củ nên tao dạy nếu không, ta... Lời của cô còn chưa nói xong, Mạch Khê đột nhiên giữ miệng, lấy dung dịch rửa tay bên cạnh, mở bung nắp, chỉnh chỉnh một chút rồi đổ vào miệng cô ta, Ưm. Mi mở to hai mắt nhìn, vội vàng tránh, lại không tưởng tượng được lực Mạch Khê mạnh như vậy. Dung dịch rửa tay còn trong miệng vừa đắng vừa chát ép chất dạo ánh nhũ bên trong nuốt xuống mấy ngụm cho đến khi dung dịch trong bình đều đổ hết mạch khê mới hung hăng dãy cô ta sang một bên vì thường xuyên muốn tránh khỏi cha nuôi sức lực mạch khê đương nhiên so với con gái bình thường mạnh hơn một chút tuy chẳng là gì so với cha nuôi nhưng với loại phụ nữ trói gà không chặt thì vẫn dư sức đối phó thoát khỏi sự kìm kẹp mìa lao đến bồn rửa tay ho khang dữ dội nôn mửa mở vòi nước súc miệng không ngừng nước mắt cũng không ngừng tuôn ra có vẻ chật vật vô cùng Els đã sớm ngây ngốc, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trời ạ, à, quá đáng sợ, cô ta trông thế nhưng lại dám lấy bình nước rửa tay đổ vào miệng mia Đột nhiên cô ta có phản ứng lại, xoay người muốn chạy nhưng Mạch Khê lập tức tiến lên, chân duỗi ra, rầm. Mạch Khê đứng trước mặt cô, gót giày vang lên thanh âm thanh thúy, tản ra hơi thở lạnh ngắt, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Đầu gối Els còn rất đau, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận, cô. Mạch Khê nghiêng nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng bên môi nở rộ giống như một con búp bê vô cùng xinh đẹp nhưng lại tản ra hơi thở nguy hiểm els rùng mình một cái miệng há ra đã thấy mạch khê nhàn nhã đùa dẫn bình rửa tay khác sợ tới mức vội vàng nói này thực xin lỗi trời ạ à, cô không đoán được con nhỏ này là một con báo không hơn không kém mạch khê con đàn bà ti tiện tao không giết mày không được mia ở một bên vừa nôn xong rốt cuộc đã có thể ngừng lại trên gương mặt còn đầy nước mắt Tư thế xông lên sẵn sàng đánh Mạch Khê, cửa toilet vừa lúc đẩy ra, vang lên tiếng thét chói tai của trợ lý nghệ sĩ Apple. Mạch Khê tránh ra, cả người mia đều nhào lên Apple. Trời ạ, à, có chuyện gì ở đây vậy? Mạch Khê, con tiện nhân, mày có giỏi đừng trốn, tao sẽ giết mày. Mi như mất hết lý trí, la lớn, còn muốn lao lên phía trước, lại bị Apple cùng Els vừa đứng dậy ngăn lại. Mạch Khê đứng yên ở đó, bình tĩnh thưởng thức một màn trước mắt đôi mắt đẹp đã khôi phục sự bình tĩnh cùng ôn nhuận, như thể chuyện gì cũng chưa phát sinh. John, tôi muốn tìm John. Mi hoàn toàn điên cuồng đến run rẩy, ánh mắt dường như đã đỏ lên, chỉ vào mạch khê. Mi, Mi, cô bình tĩnh một chút, tôi phải đi tìm John ngay lập tức. Còn chết tiệt, toilet ồn ào cả lên. Phòng tổng giám đốc Gio, trên ghế lớn làm bằng da thật màu đen, lôi giận ngồi nghiêm chỉnh, thân hình cao lớn ngang tàn lộ ra quyền uy cùng áp lực, hắn hờ hững nhìn những người trước mắt, chưa nói tiếng nào, đầu gối Els có chút bầm tím, diện mạo mia thay đổi hoàn toàn, tóc có chút hỗn độn, không ngừng uống nước, miệng khó chịu vừa cay vừa đắng, lại muốn nôn mửa, tức giận nhìn chằm chằm mạch khê đương tỏ ra vô tội. Mạch khê đứng cạnh Apple, gò má rõ ràng có chút sưng đỏ. Apple cầm cục đá thay cô chậm lên mặt, trong mắt hiện lên vẻ xót xa, thấy mi trừng mắt, cô cũng tức khí trừng lại, do vẻ mặt xấu hổ đứng ở một bên, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mấy cô gái, rồi dè dặt cẩn trọng nhìn về phía lôi giận, thấy hắn ngồi im trên ghế không có chút biểu tình nào, trong lòng không ngừng bồn chồn, càng thêm lo lắng, thật sự là mệt, mâu thuẫn giữa nghệ sĩ trong công ty, thậm chí ra tay quá nặng cũng là chuyện thường tình. Zio là công ty lớn, tuy luôn luôn nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, nhưng cũng không tránh khỏi phát sinh loại chuyện xấu hổ như thế này, nhưng bên trong ồn ào chưa tính, hắn có thể áp chế sẽ áp chế, không nghĩ tới việc hôm nay ông chủ tự mình đến công ty thực chất là muốn tham gia cuộc họp về chuyện quảng bá cho mạch khê vừa vặn gặp Mi cùng Els khóc sức mướt chạy tới mà mạch khê thì gò má phải lại sưng đỏ lên một màn này vừa vặn bị lôi giận thấy thuận tiện gọi vào phòng tổng giám đốc chuyện bé xé ra to văn phòng hoàn toàn yên tĩnh ngoài trừ tiếng mia nấc nghẹn như thế này thì tốt lắm cô ta muốn cho ông chủ thấy bộ mặt thực của mạch khê một đứa con gái đáng sợ lôi giận chăm một cây xì gà màu đen, cả thân mình cao lớn tựa vào lưng ghế, con ngươi tựa loài chim ưng sắc bén nhìn chung quanh một vòng, nhả ra vòng khói bạc, nhàn nhạt nói, ca sĩ trong công ty tranh chấp, thậm chí ra tay mạnh như vậy, các người thật lợi hại. Một câu nói, lộ ra vẻ cực kỳ không vui, giòn đến lúc này thực không nhìn thấu được, vội vàng mở miệng giảng hòa, ông chủ, mấy cô này, chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ mà thôi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Ông chủ, chuyện này chính là mạch khê khơi màu. Cô ta rất quá đáng. Rõ ràng chỉ là người mới, thế nhưng đối với đàn chị lại bất kính, là thế này, cô ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tôi cùng Els cũng chẳng sao đo làm gì, nhưng cô ta lại dùng dung dịch rửa tay đổ vào miệng tôi, còn đẩy Els ngã xuống, cô ta làm sao có thể như vậy được? Mi sửa một vài chi tiết, cả vú lấp miệng em, trên mặt toàn bộ là vẻ hiền thục cùng tuổi thân, ngay cả giọng nói đều nhẹ nhàng vô lực, tính thêm nước mắt trên mặt, không thể không khiến đàn ông đau lòng cho mình, Apple thấy thế vội vàng nói, "Ông chủ, má mạch khê đều sưng lên này, rõ ràng là mấy người kia đánh, họ còn ác độc tố cáo trước khi tôi vừa vào toilet, đúng lúc nhìn thấy Mi Lao đến còn muốn đánh mạch khê đó." Nếu như tôi không kịp đuổi tới, mạch khê sẽ bị đánh cho xem. Gò má sưng đỏ thật rõ ràng của mạch khê chiếu vào đáy mắt lôi giận, một chút đau lòng thoáng hiện lên, hắn mở miệng, lạnh giọng hỏi, "Mạch khê là cô đổ dung dịch nước rửa tay vào miệng cô ấy. Mạch Khê nâng mắt nhìn thoáng qua Mia đang tỏ vẻ đáng thương vô cùng, chán ghét chớp chớp mi, lại dừng ánh mắt trên người lôi giận, giọng nói lạnh băng gằn từng tiếng, cô ta nói dối, chính cô ta đổ nước rửa tay vào miệng tôi. Câu Mạch Khê vừa nói xong làm Mia cùng Els ngây ngẩn cả người. John cũng y hệt, kinh ngạc nhìn Mạch Khê, rồi lại nhìn về phía Mia, Apple nghe vậy, tức giận hét lên, đàn chị Mia, cô cũng quá đáng rồi đó cô định tính trả đũa gì chứ chính cô đổ nước rửa tay vào miệng mạch khê lại còn lên án mạch khê trời ạ à, cô sao có thể làm như vậy chẳng lẽ cô còn không biết nước rửa tay có thể làm chết người ta sao lôi giận im lặng con ngươi dần dần lạnh lại nhìn về phía mia đôi mắt sắc bén khiến cô ta đột nhiên rùng mình một cái không 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 ông chủ anh hãy tin tôi nước rửa tay thật sự là mạch khê đổ tôi mới là người bị hại trời ạ à. Miko trong vòng xoáy của giới nghệ sĩ lâu như vậy, chuyện hại người gặp qua không biết bao nhiêu lần, chẳng nghĩ được bản thân lại bại trong tay một con nhãi như thế này. John ở một bên nóng nảy, thấp giọng quát, hai người các cô rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chuyện trong toilet là như thế nào? Bây giờ thì tốt rồi, nghệ sĩ bên ngoài đều đang bàn tán về chuyện này. Els, cô nói xem, rốt cuộc là như thế nào? Els khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn thoáng qua lôi giận đang ngồi trên ghế, ánh mắt trục lại, rồi hướng về phía mạch khê, thấy cô ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chăm mình, đầu gối lại ẩn ẩn có chút đau đớn. Els, cô cứ nói thật đi, mạch khê là người khai màu mọi chuyện. Mia nóng nảy, thấp giọng thúc giục. Mia thực rất muốn trước mặt ông chủ để lại ấn tượng tốt, hay ít nhất hắn có thể thấy được bộ mặt thật của mạch khê. Cái loại đàn bà này sao có tư cách ở bên cạnh ông chủ chứ? Ở bên cạnh ông chủ phải là cô mới đúng, cô sẽ thừa dịp lần này đánh đổ mạch khê, đã kích tính khí kiêu ngạo của cô ta một phen. Eo siết sau một hơi, đôi mắt xếp yếu ớt động lòng người nhìn về phía lôi giận, cố gắng làm âm giọng trở nên mềm nhẹ một chút. Là như vậy, tôi cùng Mia ở toilet với Mạch Khê đùa giỡn vài câu, Mạch Khê tính tình thực sự rất khó chịu. Cô ta mắng Mia là, cô dừng một chút, bắt gặp lôi giận tựa không hề để ý, lớn mật nói tiếp. Là đồ đàn bà ngực to ngu xuẩn, Mia rất tức giận, liền nói lại một câu, Mạch Khê đột ngột trở nết đổ nước rửa tay vào miệng mia tôi thực rất sợ hãi xoay người muốn rời đi mạch khê lại ngán chân tôi ngã ông chủ anh xem đầu gối tôi vẫn còn vết bầm nói xong câu đó cô ta cố ý đi đến trước mặt lôi giận kéo váy lên đầu gối vốn là đã dưới váy ngắn qua tay kéo lên đùi lộ ra hoàn toàn trước đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của người đàn ông lạnh lùng từ sau khi lôi giận tiếp quản vị trí ông chủ của Gio nghệ sĩ nữ trên dưới đều muốn nghĩ cách tới gần người đàn ông độc thân hoàng kim chạm tay có thể bỏng này có nghệ sĩ chuyên đứng canh dưới bãi đổ xe thấy xe lôi giận cố ý xuống xe trước mặt hắn mượn cơ hội khiến hắn chú ý tới có nghệ sĩ tạo cớ không cẩn thận muốn nhào vào lòng hắn lại bị phí dạ bên cạnh gạt sang đối với lôi giận mấy nghệ sĩ này đã sớm thích ứng với hàng khí toàn thân hắn phát ra cũng như hơi thở lạnh ngắt đó người đàn ông ưu tú như vậy họ thật sự không muốn để lỡ hào tốn tâm huyết muốn hắn chú ý đến đáng tiếc lại không như mong đợi mi cùng Els xem như là một trong nhiều nghệ sĩ nữ có thể tiếp cận lôi giận sao có thể buông tha cho cơ hội tốt này được Els có hai chân dài thon đẹp đây vốn là điểm cô rất kiêu hãnh đầu gối có một vết bầm ngược lại càng có vẻ mị lực làm đàn ông đau lòng động tâm hoàn toàn mang đến một ấn tượng thị giác cùng dụ hoặc rất lớn thấy lôi giận không có phản ứng cô còn muốn tiến lên ngay sau đó lại bị phí dạ bên cạnh ngăn lại Sương mặt cương nghị cùng ánh mắt kiên định của hắn nheo lại, nhìn thoáng qua Els, lãnh đạm nói, đứng ở chỗ này là được. Đôi mắt xếp xinh đẹp của Els hiện lên nét u oán. Đối với ánh mắt cùng hành vi này, lôi giận đã sớm quen rồi, hắn chuyển hướng mạch khê, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, mạch khê, nguyên nhân cô ra tay đã thương người là gì? Mạch khê nhướng mày, đôi mắt đẹp ánh lên vần sáng tựa ngọc lưu ly, dường như không vui, hoặc bất mãn. Cô nhìn lôi giận chầm chầm, hệt như một chú báo con. Thứ nhất, Els nói dối. Hai người đó không phải đùa vài câu đơn giản như vậy. Thứ hai, tôi không ra tay đã thương người, thì ra cha nuôi thích loại phụ nữ phóng đãng như thế này. Cô ta ở trước mắt hắn khoe đùi vậy là được tin liền, đáng chết, xem mặt cô ta cứ đắc ý, vừa mới tác cô một cái, nếu không phải lưu lại chứng cứ. Mạch khê, cô mới nói dối, rõ ràng chính là, cô nói xem, cô ta đã nói gì, lôi giận không chút để ý tới sự phẫn nộ cùng oán hận của Mia lãnh đạm cắt ngang lời nói của cô ta, hứng thú nhìn về phía Mạch Khê. Thật rõ ràng, ánh sáng lưu ly trong đáy mắt cô rất kích thích hắn. Mạch Khê đưa mắt nhìn về phía hắn, không có chút né tránh, dè dặt, đôi môi anh đào từ từ cong lên vẻ xinh đẹp. Cô ta nói, tôi là tình nhân của anh, giống như kỹ nữ hưởng thụ trên giường anh. Cô lặp lại lời nói của hai người kia, như tự thuật lại một chuyện rất bình thường, do nghe thế, không vui nhìn về phía mi cùng Els hắn tin chắc những lời này hai người bọn họ có thể nói ra thật sự không rõ tình hình đồ ngu cũng có thể nhìn thấy trong mắt ông chủ đều có mạch khê phí dạ một bên nghe được đau lòng nhìn về phía mạch khê ánh mắt ổn trọng lộ ra một chút phức tạp lôi giận nghe xong nở nụ cười cũng chỉ là lạnh thấu xương giống như thần đế cao cao tại thượng lại giống như ma quỷ khiến người ta phát run nhưng cho đến cùng vẫn không thể đọc được ý tứ cùng cảm xúc trong đó ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhẹ nhẹ chiếu trên sườn mặt của hắn. Trong một thoáng, khuôn mặt anh Tuấn như khắc từ băng kia làm người ta mất đi hơi thở, hắn là như vậy, cao cao tại thượng, mỗi động tác giơ tay nhất chân đều khiến kẻ khác không dám tiến đến. Quyền uy như vậy, chỉ có điều, nụ, cười bên môi hắn quá mức lạnh, tự như chỉ cần đến gần sẽ bị đóng băng tức khắc, đột nhiên, hắn đứng dậy, thân hình cao lớn dưới ánh mặt trời đổ xuống bóng dáng vô cùng áp lực, từng bước một hướng tới mạch khê trong mắt xanh đối diện với đôi mắt đẹp không hề chớp của cô cho đến khi đến trước mặt cô mới dừng bước apple biết điều thối lui qua một bên tuy cô rất hâm mộ mấy anh chàng đẹp trai như vậy đáng tiếc là cô rất rõ điều kiện của bản thân làm sao có thể với tới người đàn ông ưu tú như vậy nếu có chỉ có mạch khê mới lọt vào mắt hắn thôi mạch khê ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ xinh đẹp còn mang theo điểm hồng mái tóc dài cuốn nhẹ nhàng phủ trên xương quai xanh trong đáy mắt còn ẩn chưa một loại giả tính bất khuất lôi giận từ trên nhìn xuống đôi mắt sâu kín làm người ta không hiểu được hắn suy nghĩ chuyện gì thật lâu sau ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cầm cô lên bên má đoan trang kia hiện lên một mảng hồng vụng về vuốt nhẹ hai má mềm mại như con nít của mạch khê khiến cô cúi đầu hô đau đôi mày lôi giận đột nhiên nhíu lại rồi chuyển sang nhìn mia đang rưng rưng một bên giọng nói khắc nghiệt như giá lạnh của tháng chạp rét đậm là cô đánh toàn thân mia rung lên trời ạ à, ánh mắt của ông chủ cùng vẻ mặt ngoan tuyệt tự như loài lan sói. Đúng vậy, chính là sói. Trong lòng cô ta run rẩy từng đợt, bị ánh mắt như vậy nhìn đến cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi, không, không phải là tôi đánh, tôi mới là người bị hại, ông chủ. Cô ta càng tỏ ra yếu đuối, đáng thương, cố nén sự sợ hãi trong lòng mà bước đến, khuôn ngực đầy đặn chủ động dán trên cánh tay lôi giận. Ông chủ, anh cũng không biết mạch khê vừa nãy hung dữ thế nào đâu, giống hệt mấy kẻ giả mang, một chút quy củ cũng không hề có, thật không biết cô ta lớn lên như thế nào, tính tình lại tồi tệ như vậy. Vừa nói đến đây, cô ta lập tức câm miệng, bởi vì cô thật rõ ràng nhìn thấy đáy mắt lôi giận càng thêm sầm lạnh, nhìn về phía cô tự như muốn ăn thịt người, thật khiến người ta sợ hãi. Mi theo bản năng lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt này. Trời ạ, à, cô đã nghĩ mình thấy được quỷ Satan rồi. Cô, cô nói cái gì sai sao? Mạch Khê nhạy cảm nhìn thấy nét không vui trong mắt lôi giận, cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, là cô ta đánh tôi, tôi chỉ giải thích vài câu, cô ta chưa nói gì liền đổ nước rửa tay vào miệng tôi, cô có thể đọc được sự không vui của cha nuôi, nhưng không rõ là hắn không vui vì câu mi nói hay là vì câu cô vừa mới nói. Hắn không phủ nhận lời cô, cũng không thừa nhận, vẻ mặt không chút thái độ này thực khiến cô bồn chồn. Mạch Khê, cô, mi thiếu chút xíu nữa đã điên đến ngất xỉu trong lòng lửa giận sắp nổ mạnh, rõ ràng đã đến lúc tung đòn quyết định, ông chủ, cô ta đang nói dối trắng trợn. Công ty Gio là một công ty chuyên nghiệp cho nghệ sĩ, cô ta có tư cách gì ở trong này, tôi không thể làm đồng nghiệp với người âm hiểm như cô ta, Mia. Els ở bên cạnh kinh ngạc gọi nhỏ, John sửng sốt ngẩn cả người, lôi giận đưa ánh mắt dừng hoàn toàn trên người Mia, mắt hơi hơi nheo lại, lạnh băng hỏi, cô muốn nói cái gì? Mia khẽ động, sửa lại bộ dạng vô cùng đáng thương khi nảy thành vẻ kiêu ngạo cố hữu. Tôi là ca sĩ chuyên nghiệp, tuy rằng so với phì tỷ mạng không bằng, nhưng cũng là một trong những trụ cột. Nếu hôm nay ông chủ không vì tôi mà làm cho rõ ràng, tôi thà rằng rời khỏi công ty. Nhiều năm dốc sức làm việc như vậy không thể vì chuyện này mà mất đi danh dự được, do không thể nhịn được nữa, thấp giọng quát, mia, đủ rồi, tôi nói có gì sai. Mắt mia đột nhiên đỏ lên, cố tình để cho lôi giận nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ và đáng yêu của mình kết hợp lại, toàn thân đều toát lên một vẻ khiến cho người ta thương tiếc vô cùng. Tôi là đàn chị của cô ta, nếu người mới được coi trọng mà không tuân thủ luật lệ lại khinh thường đàn chị, tôi còn gì để nói, tôi chẳng thà rời khỏi công ty này, phá hợp đồng tìm đường khác. Cô nâng tay, có vẻ cực kỳ tủi thân, lau khóe mắt đã ngấn lệ, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Mạch Khê, con nhãi thối tha này, dựa vào cái gì mà đấu với tao? tao ở giới này nhiều năm như vậy, so với mày thử đắng nếm mặn đã nhiều, tao không tin mày tài cán đến nỗi công ty vì mày, một cái đĩa nhạc còn chưa ra, mà dựa vào tội danh này đuổi tao, giòn thầm thở dài một hơi. Anh ta sợ nhất là gặp phải loại tình huống này, lại dùng đến chuyện phá hợp đồng để uy hiếp, nhưng anh ta lại không thể làm được gì, dù sao Mia cũng là ca sĩ có tiềm lực, cũng như lời cô ta, là một trong những trụ cột của công ty. Mạch Khê nhìn chầm chầm Mia, ánh mắt rõ ràng đầy phẫn nộ ánh mắt không vui của lôi giận càng sầm lại, hắn hướng về phía mi ngay lúc mi cho rằng hy vọng của mình đã đạt được thì lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên bên tai, từng tiếng một, cô là mi Giọng nói trầm lạnh như roi cuộc vào lòng người, cô nên nhớ kỹ, uy hiếp cấp trên là một hành vi vô cùng ngu xuẩn. mi cả kinh, chưa kịp phản ứng lại, lôi giận đã đưa ánh mắt chuyển hướng giòn, lạnh giọng mệnh lệnh. Nếu cô Mia đây cho rằng ở Gio sự nghiệp không như ý, lập tức xem xét hợp đồng. John, chuyện này xử lý đi. À, à, vâng, ông chủ. John sau khi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, sắc mặt tiếc hận nhìn thoáng qua mi. Đồ đàn bà ngu xuẩn này, uy hiếp ai không uy hiếp lại uy hiếp lôi giận. Người đàn ông này luôn luôn cứng mềm đều không ăn mà. Tình huống đã có sự xoay chuyển rất lớn. Mi hoàn toàn bất động, không thể tiếp thu được lời nói của lôi giận. Một lúc lâu sau John đi lên phía trước mới có phản ứng, lập tức bước nhanh đến kéo cánh tay lôi giận, liều mạng lắc đầu. Không, ông chủ, tôi, tôi không muốn rời công ty mà đi, tôi chỉ hy vọng anh có thể vì tôi làm chủ. Lời của cô còn chưa nói xong, liền bị lôi giận một mặt chán ghét bỏ qua. Phí giả tiến lên ngăn mia lại, Els ở một bên đã sớm hoảng sợ đến hai chân phát run. Cô đưa ra chứng cứ đầy đủ như thế, vậy mà ông chủ đã vì mạch khê phá bỏ hợp đồng với một ca sĩ lâu năm như vậy, còn cô, ông chủ, đôi con ngươi chuyển một vòng, lập tức tiến lên, thái độ gió chiều nào theo chiều ấy, kỳ thực mạch khê là vô tội tất cả là do mia cô ta giật dây bắt tôi phải nói dối là mia ở sau lưng mạch khê nói bậy còn đổ nước rửa tay vào miệng mạch khê else cô lại giúp đỡ con tiện nhân kia hãm hại tôi tôi nhìn nhầm cô rồi mia không thể tin được thề lương hét lên giòn xử lý tất cả tốt cho tôi bằng không cũng đừng nghĩ đến việc tiếp tục làm việc trong công ty lôi giận đã thấy phiền giọng nói lạnh ngắt mệnh lệnh vân 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 ông chủ tôi sẽ xử lý tốt. Đầu giòn chảy đầy mồ hôi lạnh. Mạch Khê ở lại, những người khác đều đi ra ngoài cho tôi. Lôi giận ngồi trên sofa, giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm rất lớn. Mạch Khê hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, tim thình thịch một tiếng. Sắc mặt giòn thoáng chần chờ một chút, nhìn về phía lôi giận, cẩn thận nói, lôi tiên sinh, cuộc họp về việc quảng bá ca khúc mới của Mạch Khê sắp bắt đầu, anh xem, đều ở phòng họp chờ ngữ khí lôi giận có chút không kiên nhẫn, thậm chí bắt đầu lộ ra vẻ không vui rõ ràng. John rùng mình một cái, liên tục gật đầu, quát nhẹ Els, Mia, Apple toàn bộ rời đi. Phí già dạ theo bản năng nhìn thoáng qua mạch khê, sắc mặt ngưng trọng rời đi, ánh nắng vàng nhạt dừng trên khuôn mặt mạch khê, bên má vẫn còn nét đỏ ứng nhàn nhạt. Cô không nói gì, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn lôi giận, quay người muốn đi, đứng lại cho tôi giọng nói lãnh đạm của người đàn ông vang lên từ phía sau không lạnh lẽo như băng giá ngược lại không đoán được là hắn đang vui hay đang giận mạch khê quay đầu mắt nhìn về phía hắn lộ ra vẻ bất khuất còn mang theo cảm xúc không vui lạnh lùng nói nếu là ông muốn dẻo cật tôi thì mục đích hoàn thành rồi đó khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường cùng ngôn ngữ khiến cho đôi môi mỏng của lôi giận hơi hơi nhếch lên như cười mà như không chăm chú nhìn cô con ngươi xanh lục ánh ra tia sáng chợt khiến người ta cảm thấy hệt như đôi mắt của loài sói trong đêm khuya ở vùng sơn giả, dễu cợt em. Tôi làm sao dám dễu cợt móng vuốt lợi hại của con báo nhỏ này đây, ông tin lời mia. Mạch khê trừng mắt nhìn, đôi mắt tỏa ra ánh sáng mê ly nhẹ nhẹ, đẹp không sao tả xiết, lôi giận giữa thân mình tựa vào lưng ghế ngồi, lười biếng nói, tôi càng tin tưởng vào trình độ nghịch ngợm của em, dám đổ nước rửa tay vào miệng người ta. Đôi mắt hắn lóe ra một tia sáng, xuyên thấu suy nghĩ trong lòng Mạch Khê, tự như những chuyện vừa phát sinh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mạch Khê nhìn hắn, thật lâu sau cười lạnh, thế nào? Ông hối hận. Có phải còn muốn tìm Mia trở về, vừa nhớ đến bộ dáng của Mia cùng Els ở trước mặt hắn khoe khoang, cô liền tức không chịu được. Loại phụ nữ như vậy chỉ biết dùng thủ đoạn thấp kém để thu hút sự chú ý của đàn ông sao? Tôi cho tới bây giờ không hối hận về chuyện đã làm hoặc quyết định. Lôi giận buồn cười nhìn cô, nhấc ngón tay, em lại đây, toàn thân mạch khê đột nhiên cảnh giác hẳn lên, giống hệt một chú nhím, ánh mắt đều rõ ràng cảnh cáo, chớ tới gần, có vẻ bộ dáng của cô thực sự chọc cười hắn, khiến lòng ngực hắn nhộn nhạo một chút, nhưng cũng hơi nhếch khóe môi, tôi chỉ xem má em thôi. Mạch khê hồ nghi một lúc lâu, chậm chậm bước tới. Hắn sao lại tốt vậy chứ, theo lý thì hôm nay cô gây họa, để hắn chủ động phá hợp đồng với một ca sĩ, còn lừa hắn, đáng lẽ hắn nên giận dữ mới đúng không nên bình tĩnh như thế chứ đợi cô tiến đến gần lôi giận đột nhiên duỗi tay kéo cô lại mạch khê không chuẩn bị tâm lý cùng phòng bị thuận thế ngồi trên hai chân hắn động tác vô cùng ám mùi rốt cuộc cũng không tránh thoát bởi vì vòng eo nhỏ của cô ngay sau đó liền bị cánh tay tráng kiện của người đàn ông giữ chặt ông lần sau không cần ngốc như vậy chờ tay ai lôi giận không cho cô cơ hội mở miệng vòng cô lại trong ngực đôi môi mỏng dán bên tai cô hơi thở nóng bỏng thoảng mùi xạ hương phả đầy chóp mũi cô. Những người đó nói không sai, em thực sự là người tình của tôi, cái gì? Mạch khê khiếp sợ ngôn từ của hắn, ngay sau đó vừa thẹn vừa giận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, không nghĩ là mặt hắn lại gần như thế. Cô vừa mới quay đầu, đôi môi anh đào hồng nhuận liền chạm đến gương mặt cương nghị kia, xúc cảm mềm mại nông nóng chạm đến lôi giận, trong lòng chậm chậm gợn sóng, đáy mắt thâm thúy như lốc xoáy chậm rãi trở nên thâm trầm. Tôi, tôi không phải cố ý. Mạch Khê khẩn trương nuốt một chút nước miếng, cô chỉ muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói xong, lôi giận liền trực tiếp cúi đầu, bá đạo giữ lấy cánh môi anh đào, tham lam hưởng thụ sự bất lực cùng thanh hương của cô. Nụ hôn thình lình xảy đến tựa như làng nước bao bọc lấy cô. Khí tức cùng mùi hương lành lạnh của người đàn ông chiếm lấy cơ thể cô, chui vào từng ngóc ngách, như rằng trong máu đều dung hợp hương vị của hắn, ưm, ừ, bàn tay nhỏ bé của mạch khê đặt trong lòng ngực cứng trắng của hắn. Hắn điên rồi sao? nơi này là văn phòng, hắn sao có thể như vậy? Vạn nhất bị nhân viên nhìn thấy làm sao bây giờ, cô dãy dụa, rồi nụ hôn của lôi giận đột nhiên trở nên mềm nhẹ dần chậm lại, tự như quý trọng tuyệt thế trân bảo, như chuồng chuồng lướt nước, lôi giận trên đôi môi cánh hoa của cô nhẹ nhàng cắn cắn, như loại bướm chơi đùa trên đóa hoa xinh đẹp, bỗng nhiên lại dùng sức một chút trên cánh môi, toàn bộ đều nhu tình và bá đạo, đầu lưỡi lưu luyến cuốn lấy không rời đi, hắn chậm rãi rời khỏi môi cô, dừng trên khuôn cầm tinh tế. Mạch khê trên nhẹ một tiếng, muốn nghiêng đầu tránh đi, người đàn ông này lại thuận thế chạm môi trên gáy cô, sương mặt anh tuấn chôn ở đó, tinh tế cắn mút vào, hơi thở ấm áp hung nóng da thịt cô. Mạch khê chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh thật nhanh, dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Có chút bất an, còn có chút, chờ mong, hô hấp từ từ trở nên nặng nề, ngay cả máu đều sôi trào thân thể được người đàn ông hôn âu yếm đã có chút run rẩy nhẹ nhẹ rất nhanh cô liền cảm thấy được sự rắn chắn hữu lực ở hai chân và phần giữa cứng rắn cường đại của hắn cô hoảng sợ lý trí muốn cô chạy thật nhanh rời đi tuy rằng cô thực không biết tính cách của cha nuôi nhưng lại khá quen với dục vọng cùng khẩu vị lớn của hắn điều này không khỏi khiến cô sợ hãi nhưng hết lần này đến lần khác không thể không thừa nhận nhưng là giờ khác này lòng cô đang nhộn nhạo lý trí phiêu tán ngay cả suy nghĩ đều lạc vào cõi mê muội tàn nhẫn như hắn luôn luôn lấy cách thức thô bạo xâm lược lại xâm lược ngay cả hôn môi cũng đều tràn ngập giả tính chiếm hữu cùng tham lam chỉ là hôm nay nụ hôn của hắn vì sao lại trở nên dịu dàng như vậy giống như một người đàn ông xa lạ nào đó hoặc như là một vương tử không hơn không kém nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt dùng nhu tình cuốn lấy cô cho đến khi cô không thể hít thở bình thường mạch khê tự như đang trôi trên đám mây mềm mại hoặc như chân đang ở trên lớp bông vải, tùy ý để lôi giận lần lượt hôn lên gáy của cô, xương quai xanh, cho đến lúc hắn dùng răng và môi tháo nút thắt trước ngực cô, phần lưỡi nóng cháy nhẹ nhàng chui vào, thân hình mạch khê trở nên mềm nhũng, rất may đã có bàn tay lớn đầy sức lực của lôi giận đỡ lấy. Bàn tay lớn khác phủ trước ngực cô, tinh tế kéo xuống quai áo lót, hôm nay mạch khê mặc quần áo màu đen. Quần lụa mỏng mềm nhẹ ông sát dáng người, đai áo thiết kế tinh tế lộ ra đầu vai trắng như tuyết, ngực hơi lộ ra, phía dưới là một đôi đùi thon dài trắng miệng. Người đàn ông này đang nhìn chầm chằm vào cô, trong đôi mắt có chút thay đổi, tràn ngập ham muốn chiếm hữu, giống như một giả thú, muốn đem con mồi phía trước cắn nuốt vào bụng mình. Tim mạch khê đập thực sự rất nhanh, cô không biết vì sao cha nuôi lại trở nên như vậy. Cục diện thế này hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cô. Người đàn ông như cha nuôi khiến kẻ khác không thể nắm giữ được, tự như gió, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ đến việc nhìn thấu tâm tư hắn rõ ràng thời điểm lúc hắn cao hứng chính là lúc hắn tức giận mà ngược lại lúc hắn tức giận thì lại càng càng bình tĩnh thậm chí có chút cao hứng mà khoan người đàn ông này đang cao hứng sao cô thậm chí còn chưa thấy qua hắn cười chính là mỗi khi trong cơn mê loạn hoang ái vẻ mặt hắn thả lỏng rất nhiều thậm chí còn là mê luyến rất sâu trong đó dục vọng của hắn luôn rất trực tiếp thậm chí chưa bao giờ kiềm chế hay nhẫn nhịn hắn muốn cô tùy thời tùy chỗ ví dụ như hiện tại, chẳng lẽ hắn thực sự tính làm ở trong văn phòng, đừng. Mạch khê khiếp đảm, đôi mắt đẹp có chút mê ly khép chặt, má đào ửng đỏ, phòng họp, có người đang chờ, còn đau không? Lôi giận không để ý đến mâu thuẫn nho nhỏ của mạch khê, nhìn chầm chầm gò má ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài chạm rất nhẹ trên bờ má, xúc cảm dịu dàng như vậy khiến mặt của cô đỏ hơn. Mạch khê nhẹ nhàng lắc đầu, hô hấp có chút khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngượng ngùng của người con gái trước mặt đây chiếu thẳng vào đáy mắt hắn. Trên khuôn mặt trái xoan phím hồng, đôi mắt ngấn nước toát ra vẻ đẹp khiến tim người ta phải đập mạnh. Đôi mày liễu công công hơi nhíu lại, tất cả kết hợp cùng đôi môi khéo léo, tản ra mị lực mê người. Hết thảy, hết thảy đều khiến hắn sinh ra những xúc động không thể nói thành lời. Cô nhóc ngốc nghếch, hắn như là vừa thương tiếc, như là đùa cợt, nụ hôn lại hạ xuống, thuận thế đẩy ngã cơ thể bé nhỏ của cô xuống sofa thân hình cao lớn phủ lên ngay sau đó, bờ vai ngọc tròn mịn, trắng như lông vũ của loài thiên nga và cả xương quai xanh nhẵn mịn đáng yêu này, hắn đều lưu luyến quên rời đi. Trái tim mạch khê hoàn toàn kinh hãi, cho tới bây giờ chưa từng giống như vậy, giống như, bản thân cô đã dần thích ứng với sự âu yếm của hắn, giống như, cô vốn nên thuộc về hắn, mặc cho hắn chiếm hữu cùng đòi lấy, cha nuôi, tôi, tôi sợ, cô run nhẹ nhẹ, cũng là bởi vì nụ hôn nóng cháy của người đàn ông này đã bắt đầu cô có thể cảm nhận rõ ràng được nụ hôn kia đang chậm rãi chuyển xuống đây nhất định là một loại thuốc phiện chỉ đơn thuần một nụ hôn có thể khiến phụ nữ thần phục lôi giận vùi mặt vào phần tròn trị ngọc mỹ của cô trên sự ôn nhuyễn đáng yêu và trắng như bạch ngọc hắn nhẹ nhàng hôn sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn cô tiếng nói lạnh như băng lúc này đã có chút khàn khàn không có sự cho phép của tôi bất luận kẻ nào cũng không dám tiến vào ý đồ rõ ràng như vậy khiến trái tim trong lòng ngực mạch khê trở nên đau đớn hắn kéo người con gái đỏ bừng nóng bỏng kia xuống, nhẹ nhàng nâng thân của cô lên, lụa mỏng che khuất một mảnh truyết trắng, phần ngực kiều nhuyễn chậm rãi hiện ra. Phải bội phục tạo hóa đã đúc nặng nên bộ dáng thanh thuần tuyệt sắc này. Mạch khê run rẩy, hoàn toàn vô lực trên sofa đen bóng. Tỷ lệ dáng người cao mảnh hoàn mỹ, đầu vai tròn đẹp, phong nhuyễn đầy đặn, hai điểm anh đào hồng nhạt thấp thoáng, vòng eo thon nhỏ, phần bụng mềm mại trơn nhẵn, ngay cả người lãnh huyết như lôi giận không thừa nhận cũng không được, rằng mình khó có thể kháng cự trước sự cám dỗ này. Độ ấm trong không khí không ngừng tăng lên. Mạch khê hoàn toàn trong cơn mê loạn, kể cả tâm lý và phản ứng từ cơ thể. Trong lòng cô, cô hoàn toàn không hiểu được người cha nuôi này. Hắn biết cô nói dối, hắn biết là cô bẻ công đi sự thực, mà như vậy, hắn lại hủy hợp đồng với Mia là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cô ta đã đánh cô một bạc tai? Theo suy nghĩ của cô, người đàn ông này không có tốt như vậy đâu. Kỳ thực Mạch Khê nói như vậy, mục đích rất đơn giản, thông qua lôi giận mà đã kích mia một chút, không nghĩ đến hắn thực sự lại làm lớn như vậy. Kẻ không khéo như hắn không thể không rõ được mục đích của cô, không hiểu, thật sự không hiểu. Nếu thật sự là như trong lời nói, chỉ có thể giải thích được, tầm của người đàn ông này sâu như biển, làm người ta muốn tới gần lại sợ hắn liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Trước phản ứng cơ thể, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay khao khát của cô. Chính như giờ khắc này, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng ngay cả một chút sức lực đều không có. Hắn giữ trong tay thân mình cô, như lời hắn đã từng nói, thân mình cô là do hắn một tay khai phá, những nơi nhạy cảm hắn đều nắm rõ như bàn tay. Hơi thở lôi giận trở nên gấp gáp mà ôn nhu, cái mũi cao thẳng nhẹ nhẹ cọ sát trên người cô. Ngữ điệu thấp và dịu nhẹ như vậy khiến người ta trầm mê trong dụ hoặc, áo sơ mi tối màu hơi mở ra, phù hợp hoàn toàn với thân hình tao nhã cao lớn của hắn, làm người phụ nữ của tôi, vĩnh viễn. Mạch khê vô lực, ưm, một tiếng, trong một khắc hắn xuyên qua, cô không kìm giữ được hơi thở gấp, bị hắn cúi người xuống cắn nuốt, chiếm lấy hơi thở tươi ngọt này thật sâu. Trong khu vực làm việc, dòng người đang lui tới, mỗi người đều có công tác đè đầy đầu chưa làm xong. Trong phòng họp, nhân viên lòng như lửa đốt chờ đợi, chẳng ai nghĩ đến, cách bọn họ không xa, ngay trên đỉnh đầu họ trong văn phòng tổng giám đốc Gio, một đôi nam nữ đang trầm luân trong từng đợt sóng hoang ái. Tấm rèm cao cấp che khuất phần lớn ánh sáng bên ngoài, chỉ còn sót lại chút ánh sáng mỏng manh theo khe hở từ rèm cửa len vào. Người con gái mềm mại thở dốc, rên rỉ cùng tiếng thân năm ngày càng tăng. Ngoài cửa sổ, cảnh sát nơi những đám mây thật nhẹ dịu, biển mây kia cũng thật xa xăm, cảm giác nhìn vào đó như khi đứng trên bờ biển mà nhìn về đường chân trời. Những khâu liên quan đến việc quảng bá ca khúc mới cho Mạch Khê cần rất nhiều nhân viên phụ trách các công tác khác nhau, bởi vậy nhân viên đến rất đông đủ, và không khó nhìn ra John coi trọng lần quảng bá này tới mức nào. Ước chừng khoảng 2 giờ, không có người dám tới phòng tổng giám đốc nhắc nhở về thời gian, cũng không ai dám đi thúc giục ông chủ đi họp, vậy nên Mạch Khê vừa đi tới phòng họp, tất cả như thấy được cứu tinh, tinh thần trong nhất thời vô cùng tỉnh táo. Lôi giận theo sau bước vào, trực tiếp ngồi phía đầu của bàn họp khuôn mặt tuấn mỹ rất bình tĩnh làm cho người ta không khỏi hoảng hốt không thể nào nhìn ra hắn mới trải qua hai giờ hoang ái mãnh liệt john giải thích đơn giản một chút chuyện hủy hợp đồng với mia sau đó cuộc họp bắt đầu tiến hành khi tất cả đều đang báo cáo số liệu tâm tư john có chút thất thần ánh mắt lại mang theo tia hồ nghi lặng lẽ khóa chặt vẻ mặt mạch khê giống như thám tử đang điều tra vừa ngay lúc nãy anh ta thực sự có chút lo lắng ông chủ chỉ giữ lại một mình mạch khê thực lo là cô gái nhỏ này sẽ bị dọa. Dù sao chuyện ca sĩ tranh chấp bị truyền ra đối với ai cũng đều không tốt, nhất là trong công ty, hơn nữa bởi vì cô mà hủy hợp đồng với một ca sĩ nổi danh, hậu quả có chút khiến người ta không tưởng được. Nhưng theo thời gian, một phần một giây quá khứ, John từ lo lắng lại biến thành một loại suy đoán. Tuy rằng anh ta không có bao nhiêu cơ hội chính đáng để hiểu biết ông chủ, nhưng chỉ cần qua vài lần tiếp xúc, anh ta cũng biết rất rõ ràng ông chủ tuyệt đối không thích lãng phí thời gian với người khác. Bởi vậy, anh ta sao có thể lại mất đến 2 giờ đồng hồ để làm công tác tư tưởng, lại nghĩ đến hình như mạch khê cùng ông chủ đi rất gần nhau, trừ phi là, ánh mắt giòn sáng lên, lại nhìn đến mạch khê đang lơ đãng quay đầu, để lộ phần gáy đầy dấu vết, trong lòng càng được chứng thực, đó là dấu hôn, là cách mà đàn ông khi chiếm hữu thích lưu lại, thì ra, giòn không khỏi thay mi tiếc hận. Mia ơi là mi, có oán thì cũng nên oán cô lắm miệng, đắc tội mạch khê không nói, còn phải tội với ông chủ. Có những chuyện dù rõ ràng cũng không thể tùy tiện nói ra miệng. Ánh mắt của anh ta quá mức chuyên chú, khiến mạch khê nhạy cảm nhận thấy. Cô có chút mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, xõa mái tóc dài phủ xuống trước ngực, là bị người ta phát hiện ra điều gì sao? Ngàn vạn lần đừng. Cho tới bây giờ, hai chân cô còn hơi hơi rung lên, thậm chí trong cơ thể còn lưu lại độ ấm của cha nuôi mà vị cha nuôi của cô an vị bên cạnh ngồi rất nghiêm chỉnh ổn trọng như núi tay trang chỉnh tề giày da sáng bóng không thể nhìn ra hắn vừa mới làm cái gì chỉ có cô mới biết được người đàn ông bên cạnh vào hai giờ trước có bao nhiêu cuồng giả làn da hắn màu đồng thân hình cao lớn mạnh mẽ giống loài báo đen dẫn dụ thân thể cô lần lượt trầm mê trong biển dục tình lưu luyến quên phản kháng khóe mắt lôi giận không khó nhận ra sự mất tự nhiên của mạch khê đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên lại dừng ánh mắt trên người John, giọng nói lạnh lùng, John, trong cuộc họp, ánh mắt đôi khi là dư thừa, John không ngờ lôi giận lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn trực tiếp hướng về phía mình, bản thân không kịp phản ứng, lập tức giải thích, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ông chủ, người đại diện John có chút vui sướng nhìn John gặp họa, hư lạnh một tiếng, John, chuyện hủy hợp đồng với Mia không bao lâu truyền thông sẽ biết được, chắc anh phải tốn thời gian xử lý rồi. Đa tạ đã quan tâm. Don tức giận nói, nếu tôi nhớ không lầm thì anh cũng là người đại diện của Mia, thì sao nhỉ? Chuyện này không liên can gì tới tôi, tâm tư của tôi hiện tại đều dồn hết vào Mạch Khê. À, đúng rồi, Mạch Khê, Ron cười có chút khoa trương, bản xếp hạng ca khúc mới rất thuận lợi, xem ra Mạch Khê rất phù hợp với công việc này. Còn nữa, đại diện phí nhóm nhạc của Hàn Quốc Tri Ti cũng vừa gọi điện thoại tới, hy vọng Mạch Khê có thể cùng họ hợp tác. Lời nói của Ron khiến Mạch Khê ngẩn ra một chút, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi, VT. Nhóm nhạc của Hàn Quốc, đúng vậy, là bọn họ. Hiện giờ họ đang tổ chức buổi diễn cho các ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc, lần trước ở buổi diễn của phỉ tì mạng bọn họ cũng thấy được, đối với cô rất có hứng thú. Sở dĩ lần này cố ý mời cô tới tham gia là vì muốn được hợp tác cùng phía đài truyền hình, không chỉ như thế, chuyến lưu diễn này còn muốn mời cô tới làm khách quý đó. Ròn hứng phấn nói, Mạch Khê biết ban nhạc này, đúng là toàn siêu sao hàng đầu của hàn quốc thành viên gồm ba chàng trai cũng có rất nhiều cô gái hâm mộ hộ điên cuồng sở dĩ có được thành tựu này thứ nhất là bởi giọng của họ rất tốt thứ hai là cả ba người đều đẹp trai lại có dáng người hoàng mỹ john nghe xong không đồng ý lắc đầu tôi cho rằng mạch khê không thích hợp để hợp tác cùng họ hắn dị nghị chuyện đưa người lạ vào công tác john hắn hắn giọng giọng hát mạch khê vừa uyển chuyển lại đầy nội lực sở dĩ tôi cố ý đào tạo mạch khê thành ca hậu phỉ tìm mạng thứ hai toàn thế giới, mà Riti nói trắng ra cũng chỉ là nhóm nhạc châu Á cũng chưa đến được đẳng cấp thế giới. Theo ý tôi, mạch khê cùng họ xuất hiện chỉ kéo cấp bậc xuống mà thôi, thứ bậc bị kéo xuống, ron quá dị hét lên, Jon, anh có lộn không? Anh có biết hiện tại Riti đứng hàng thứ bao nhiêu không? No. Một. Mạch Khê bây giờ còn là người mới, chúng ta cố ý đào tạo cô ấy trở thành ca hậu không sai, nhưng trước đó phải chứng minh thực lực mới được, chẳng lẽ chỉ mượn dùng danh tiếng của một mình phỉ tì mạng, tôi không muốn làm ẩu. John không đồng ý nói, Ron hừ lạnh, tôi là nói từ thực tế, hai người tự dưng lại nổi lên tranh chấp, đàm trữ quân mở miệng, cắt ngang cuộc tranh cãi không ngừng giữa hai người, tôi cho rằng hợp tác là điều tất yếu, hai người ngừng lại, nhìn về phía đàm trữ quân, anh ta hắn giọng một chút. Người chế tác âm nhạc cho Riti có danh tiếng rất lớn, như vậy chất lượng âm nhạc của GT không thấy thấp bao nhiêu. Còn nữa, nếu bọn họ dám tổ chức lưu diễn, điều này cũng đã nói lên thực lực của họ vượt xa khỏi tầm của một ngôi sao châu Á. Tôi cho rằng Mạch Khê ở phía sau hỗ trợ, ngược lại càng tăng thêm danh tiếng. Không sai, tôi rất đồng ý với lời anh tôi vừa nói. Người chế tác cho GT không phải người tầm thường, hiện tại thị trường châu Á có tiềm lực rất lớn, Mạch Khê lại mang dòng máu châu Á, như vậy ngược lại rất phù hợp để quảng bá. Hơn nữa, hình tượng mạch khê, thanh xuân tịnh lệ, rất hòa hợp với một tri ti toàn Mỹ Nam, dễ dàng tạo được đề tài nóng. Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt, đàm trữ bách cũng gật đầu nói, do nhíu mày, nhìn về phía mạch khê. Mạch khê, ý kiến của cô thế nào? Mạch khê nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng, các người là thành viên của công ty chế tác chuyên nghiệp, muốn bồi dưỡng một ca sĩ lại cần đề tài nóng hổi sao? Giọng nói lạnh như băng của lôi giận vang lên, ổn trọng trầm thấp cũng không khó nghe ra nét không vui trong đó. Đàm trữ quân liếc mắt nhìn lôi giận, đáy mắt nổi lên suy xét, không nói gì. Đàm trữ bách vẫn cố giải thích một câu, lôi tiên sinh, làm như vậy đối với chúng ta chỉ có lợi, công ty Gio muốn bồi dưỡng ca sĩ, không phải là con trâu cày Lôi giận cắt ngang lời nói của anh, ánh mắt sắc bén trực tiếp dừng trên người Ron, là người đại diện lớn nhất, đề ra phương án tốt nhất cho tôi, ông chủ, tôi, tôi cần lặp lại lần thứ hai không? đáy mắt lôi giận lộ ra lãnh ý càng sâu, ron lắc đầu theo bản năng, nội tâm co lại một chút. Thế này là thế nào? Anh ta cho rằng đây là phương án tốt nhất, đây là một cơ hội lớn, lôi giận chuyển hướng sang người John, cho tôi phương án thực tế nhất. Hình tượng mạch khê vốn tốt, cô ấy không cần phải dựa vào người khác, vâng, ông chủ, John lập tức trả lời, ánh mắt mang theo chút chăm chọc nhìn về phía John đang gian nan suy nghĩ, trong lòng cười thầm thật đúng là ngu xuẩn cũng không để tâm xem xét một chút đến quan hệ của ông chủ và mạch khê lại đi để cô hợp tác cùng mỹ nam quả là không rõ tình hình mà còn tự cho mình là đúng ngay lúc lôi giận mệnh lệnh xong chuẩn bị đứng dậy rời đi thì tôi muốn hợp tác cùng họ giọng nói của mạch khê từ sau hắn vang lên ngữ điệu cũng không cao lắm nhưng lại lộ ra hàm ý kiên định phòng hợp nhất thời yên tĩnh thân mình cao lớn của lôi giận quay lại sườn mặt anh tuấn như chạm khắc từ đá cẩm thạch lạnh băng trong con ngươi xanh lục ánh lên tia sắc nhọn, ngữ khí rất không vui, cô nói cái gì, tôi muốn hợp tác cùng Ri Mạch Khê đứng lên, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của hắn, một bên ánh mắt trong suốt kiên định, lại vẫn mang nét nhẹ nhàng như gió thổi ngang rừng, một bên ánh mắt sắc nhọn lạnh băng, như thể đang ngâm trong hầm băng giá, hai người đối diện rất lâu, sắc mặt lôi giận rõ ràng phủ đầy hàng khí, như ác quỷ Satan trong bóng đêm, không giận nhưng đầy uy lực hai tay nhỏ bé đặt bên sườn của mạch khê siết chặt lại, bắt buộc bản thân không lùi bước, ngàn vạn lần không thể lùi bước, cô thực không rõ cơ hội tốt như vậy vì sao cha nuôi lại muốn ngăn cản. Hắn cho phép cô gia nhập giới ca sĩ, nhưng ba lần bốn lượt cản trở sự phát triển của cô, hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Lôi giận nhìn cô chầm chầm, thật lâu thật lâu sau đó, mới lạnh giọng nói, cô, tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của John. Mạch Khê, cô yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp tốt cho cô, lôi tiên sinh. Mạch khê ngoảnh mặt làm ngơ, lễ phép xưng hô gọi lôi giận một tiếng, cũng là thái độ xa cách, tôi biết nhóm nhạc này, thực sự rất ổn. Tôi cũng rất đồng ý với lời của người đại diện và thầy đàm, làng giải trí vốn là nơi sản sinh nhiều đề tài nóng hổi. Nhưng tôi không cần điều này, thái độ cùng ngôn ngữ của mạch khê thực sự làm lôi giận bất mãn, hắn bước đến, bàn tay lớn nhất cái cầm nhỏ của cô lên, giọng nói trầm thấp giống hệt như sấm sét cuồn cuộn phía chân trời cô nhất định phải cãi lời tôi mới được sao ông chủ lôi tôi chỉ là muốn đảm bảo quyền lợi của bản thân mà thôi giọng nói mạch khê không kiêu ngạo cũng không xiển nịnh tuy rằng tình cảm mới dịu nhẹ kia khiến cô hoảng hốt như đang trong mộng nhưng tính cách cưỡng chế cùng quyết sách đó khiến cô khó có thể chấp nhận được đáy mắt lôi giận vẫn bình tĩnh như cũ giọng nói lạnh lùng không cần thử thay đổi quyết định của tôi tôi là ca sĩ đầy hứa hẹn phải có quyền lợi của bản thân Mạch Khê hơi hơi cao giọng một chút, ánh mắt như cũ, tự như không vì sự lạnh lùng của hắn mà thay đổi. Lôi giận cười lạnh, nếu không. Mạch Khê hít sâu một hơi, như là được ăn cả ngã về không, cuộc cường đối đầu với hắn. Bằng không, anh cứ việc lệnh cho công ty Gio sa thải tôi đi. Đôi mắt lôi giận đột nhiên rét lạnh, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. giọng hoảng hốt, người đại diện Ron cũng ngồi không yên, không khỏi khuyên can nói, Mạch Khê, cô có biết mình đang nói gì không? Tôi biết. Mạch Khê trả lời, tầm mắt lại như cũ nhìn về phía lôi giận, tôi rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Nếu tôi không có quyền tham gia ý kiến thì có khác gì con rối gỗ, chẳng thà rời khỏi giới nghệ sĩ, mạch khê. Đàm trữ bách kinh ngạc kêu lên, đàm trữ quân nhíu nhíu mày, ánh mắt vẻ nghiêm trọng nhìn mạch khê, sắc mặt lôi giận hiển nhiên càng thêm khó coi, mỗi đường nét anh Tuấn đều lộ ra sức mạnh cùng sự sắc lạnh. Con ngươi tựa mảnh thú nhìn chằm chằm mạch khê như thể muốn ăn thịt người, từng tiếng gằn rơi xuống cô uy hiếp tôi. Mạch Khê to gan, ngẩng đầu nhìn, cũng giống lôi giận gằn từng tiếng trả lời, hoặc là, cho tôi quyền lựa chọn, hoặc là, cấm sa thải đi. Mạch Khê. Trợ lý nghệ sĩ Apple đã muốn điên lên rồi, thấp giọng kêu lên, em điên rồi sao? Không khí trong phòng họp đều hết sức căng thẳng, mỗi người trong lòng đều hoảng sợ vô cùng. Lôi giận không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhìn cô chầm chầm, không hề chớp mắt, như một con sói hoang dã toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta hãi sợ. Ron ở một bên nhíu muốn đứt chân mày. Mạch khê này thế nào sao lại dám chủ động uy hiếp ông chủ? Kết cục của mia cô nàng cũng không phải không thấy được, thế nào lại cố tình vuốt trâu hùng? Thật lâu sau, John. Lôi giận lạnh băng mở miệng, tầm mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của mạch khê. John lập tức bước đến, dè dặt cẩn trọng hỏi, ông chủ, có gì phân phó? Tất cả mọi người đều khẩn trương đứng lên. Đôi mắt sắc bén của lôi giận co lại, vẻ nguy hiểm cũng thu lại một chút, trở lại bình tĩnh như trước. Sắp xếp cho cô ấy hợp tác cùng Riti, hả? À, vâng, tôi sẽ. Dòng đầu tiên là sửng sốt, lại lập tức phản ứng lại, vội vàng lên tiếng trả lời. Cả văn phòng giấy lên vẻ kinh sợ, tảng đá nặng trong lòng mạch khê rốt cuộc cũng rơi xuống. Cô thực sự không nắm chắc chuyện này, không ngờ, hắn lại đồng ý, nắm tay hơi lỏng ra, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, lôi giận tự như nhìn thấy sự thoải mái vừa hiện lên trong đáy mắt cô, đôi môi mỏng gợi lên một đường cong chăm chọc, lại nâng lên bàn tay lớn khẽ vuốt đỉnh đầu cô, đêm nay, phí già sẽ đến đón em, thân mình mạch khê run lên, quay đầu tránh đi theo bản năng. Bàn tay lôi giận thế này vô cùng ám mùi, mi tâm cũng nhíu lại. Cha nuôi đây là thế nào? Hắn là loại người nói chuyện luôn tính toán có mục đích rõ ràng, như vậy là muốn nói cho tất cả, cô cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên, lôi giận nói xong câu đó, toàn bộ phòng họp đều như hít phải hơi lạnh. Nếu bọn họ không nghe nhầm, là ông chủ bảo để phí dạ tới đón mạch khê. Phí dạ là vệ sĩ quan trọng bên người lôi giận, nhưng lại có thể để phí dạ tự mình đến đưa đón phụ nữ. Ánh mắt tất cả đều dừng hết trên người mạch khê. Mạch khê xấu hổ không thôi, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng. Khóe môi lôi giận hơi hơi nhếch lên, thu được hiệu quả như ý, sải bước rời khỏi phong hợp cực kỳ yên tĩnh. Quá trình cùng nhóm nhạc tri ti hợp tác rất nhanh đã được sắp xếp ổn thỏa. Thông báo thứ nhất mạch khê nhận được chính là tiết mục biểu diễn cùng nhóm nhạc này. Ngay sau đó là trở thành khách quý của chuyến lưu diễn, cùng bọn họ diễn trên sân khấu. Mạch khê ngoại lệ có thể biểu diễn chính ca khúc của mình. Đây cũng coi như cơ hội quảng bá ca khúc mới. Từ trong phòng luyện vũ đạo đi ra thì sắc trời đã nhá nhem tối. Đàm trữ bách không giống với anh trai Đàm trữ quân, tính cách anh rất phóng khoáng lại có diện mạo tuấn tú đương nhiên khiến không ít phụ nữ si mê điên cuồng anh vừa luyện vũ đạo cho mạch khê xong liền đi thẳng ra ngoài ngồi lên chiếc xe thể thao khỏe khoắn hành lang công ty rất yên tĩnh mạch khê nhìn nhìn đồng hồ thời gian còn rất sớm phí dạ không thể đến đón cô ngày lại trùng hợp từ phía sau vang lên thanh âm của đàn dương cầm là đàm trữ quân xuyên qua cửa sổ ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào sườn mặt anh tuấn của anh ta có vẻ chuyên chú cùng ổn trọng có lẽ anh ta đang vì cô mà sáng tác bài hát mới. Trong lòng mạch khê thoáng thấy ấm áp, nhẹ nhàng gõ cửa một chút, bước vào. Đàm trữ quân này nổi tiếng là người khó tính cầu toàn, mạch khê không khó nhìn thấy trên bản thảo sáng tác đã sớm kín bút tích, công sức của anh ta đổ ra rất nghiêm túc cùng cẩn trọng. Thấy cô bước vào, đàm trữ quân chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống, chờ đàm trữ quân sửa chữa xong một đoạn ca khúc, mạch khê mới mở miệng, thầy đàm, lần biểu diễn này anh muốn tôi hát hai bài hát mới, đảm trữ quân để bản nhạc sang một bên, nhìn cô, sắc mặt lãnh đạm, chẳng lẽ cô chỉ muốn hát một bài. Lần này là cơ hội tốt, nhân đó mà quảng bá luôn ca khúc thứ hai, vậy vất vả cho thầy đàm rồi. Mạch Khê thấy trễ như vậy mà anh ta vẫn ở lại sáng tác vì cô, trong lòng thực cảm động cùng ấy nấy, đây là trách nhiệm của tôi, mà trách nhiệm của cô là hát cho tốt. Đàm trữ quân không chút động tĩnh gì vì lời của cô, giọng nói bình tĩnh mạch khê gật gật đầu đối với thái độ của đàm trữ quân cô đã sớm quen anh ta có tiếng là vua khó tính nhiều nữ nghệ sĩ trong công ty đều cực kỳ sợ anh ta cô nghe hai đoạn nhạc này thử xem có khác biệt một chút đàm trữ quân bất ngờ nói tiếp phần điệp khúc cô nghĩ rằng đoạn nào hợp với cô hơn từ dương cầm phát ra hai đoạn nhạc khác nhau ở phần điệp khúc xong anh ta nhìn về phía cô đoạn thứ hai mạch khê im lặng đàm trữ quân nhà chế tác âm nhạc lừng lẫy này muốn nghe ý kiến của cô cô có tư cách phát biểu ý kiến bài hát này cô cũng sẽ hát dù sao ngữ khí đàm trữ quân không rõ là mang theo ý tứ hàm xúc gì lãnh đạm nói tiếp ca sĩ công khai chống đối ông chủ chỉ có thể có hai kết cục một là hoàn toàn bị loại trừ một là vận sẽ rất đỏ thật rõ ràng cô thuộc loại thứ hai tôi mạch khê hết đường chối cãi tôi nói rồi mặc kệ quan hệ giữa cô và lôi giận có là gì đều phải hát tốt ca khúc này đây là yêu cầu duy nhất của tôi đối với cô đàm trữ quân nói tôi sẽ mạch khê gật đầu bộ mặt dương cung bạc kiếm trước lôi giận được thay bằng dáng vẻ ngoan ngoãn tôi cho rằng đoạn thứ hai tương đối thích hợp nhưng thay đổi một chút thì tốt hơn nhiều nói nhiều cũng chẳng ích gì cô chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh hết thảy vả lại cô căn bản cũng không có nhiều thời gian để giải thích cái gì ô đàm trữ quân hiển nhiên không nghĩ rằng cô gái này sẽ nói như vậy, cô nghĩ nên sửa chỗ nào. Nhạc sĩ như anh ta luôn luôn có quyền uy, chưa từng có ca sĩ nào dám sửa chữa ca khúc của anh ta mà Mạch Khê lại đánh vỡ quy củ này. Mạch Khê đương nhiên không biết điều đó. Cô nghĩ nghĩ, đi tới đàn dương cầm ngồi xuống, nâng tay đánh một đoạn nhạc, tôi cho rằng nên thêm nốt cao hơn ở đoạn đầu, như vậy sẽ phù hợp hơn, nhạc cũng sẽ dày lên nhiều, thích hợp cho tôi biểu diễn. Đàm trữ quân nghe xong, như có chút đâm chiêu. Chính xác là, sau khi mạch khê sửa chữa chút ít, khúc nhạc đã êm tai hơn rất nhiều, thì ra cô cũng biết đánh đàn, cũng không phải chuyên nghiệp. Mạch khê cười nhẹ, mới phát hiện khoảng cách cùng đàm trữ quân rất gần, tự như là vai kề vai vậy, vì thế vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói, cái này chỉ là tôi đề nghị thôi, đương nhiên thầy đàm là người chuyên nghiệp, tôi sẽ nghe theo ý kiến của anh, kỳ thực. Mạch Khê tinh thông nhiều loại nhạc cụ, không chỉ có đàn dương cầm, nhạc cụ phương Tây mà cả nhạc cụ truyền thống cũng biết. Từ nhỏ đến lớn cô thích nhiều thứ, lần đầu tiên được thực sự chạm vào saxophone thì ngay ngày hôm sau, bác hàng Á đã sắp xếp một phòng trong tòa thành làm một phòng toàn các loại nhạc cụ cao cấp, cho đến bây giờ cô mới hiểu được, tất cả đều do cha nuôi sắp xếp. Trừ âm nhạc, cô từ bé đến giờ học ít nhất 6 thứ tiếng, đáng tiếc là, cô chỉ tinh thông 4 ngôn ngữ, nhưng mà theo cô biết, cha nuôi, người đàn ông tàn nhẫn kia, lại thông thạo đến tám thứ tiếng đàm trữ quân đàn lại một lần nữa lần đầu vừa lòng cười cười không sai cứ dựa theo lời cô nói mà sửa rồi lại nhìn về phía cô như có chút đâm chiêu cô rất thông minh mạch khê không chút né tránh ánh mắt anh ta nếu đây là lời thầy đàm khích lệ tôi xin nhận cô biết tôi đang nói gì mà đàm trữ quân khép bản thảo soạn nhạc lại không thể không nói một người phụ nữ nếu xinh đẹp thành công sẽ khác mà một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa thông minh một khi thành công lại khiến đàn ông có cảm giác bị uy hiếp tôi thực không rõ ý tứ của thầy đàm sắc mặt mạch khê bình tĩnh như trăng sáng ở chân trời đàm trữ quân nhìn cô không hề chớp mắt chuyện mia cô nói dối ánh mắt mạch khê hơi trùng xuống đối diện với đôi mắt đàm trữ quân đúng tôi nói dối sự thật là cô ta đánh tôi một bạt tai còn tôi đổ nước rửa tay vào miệng cô ta vì sao lại nói dối đàm trữ quân lạnh nhạt hỏi bởi vì tôi không thích cô ta mạch khê trả lời rất trực tiếp cho nên tôi mới làm vậy ồ đàm trữ quân nhìn cô như thể vừa phát hiện một con người chân thật nào khác ở đây thật lâu sau mới tiếp tục nói cô không thích cô ta vì vậy lợi dụng ông chủ để quét sạch chướng ngại vòng xoáy giải trí luôn kẻ lừa người gạt tôi làm như vậy chính là nhượng cho bản thân một đường lui giọng mạch khê thật mềm mại nhưng lại lộ ra sự kiên định cực độ đàm trữ quân hơi nhướng mày một ngày kia cô ta sẽ có cơ hội gây chuyện với cô trên đời này luôn luôn không có sự công bằng nhất là trong giới giải trí tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đừng quên hình tượng của cô trước công chúng là thanh thuần đàm trữ quân cường điệu một câu mạch khê hít sâu một hơi điều này không sai là thanh thuần nhưng không phải là đơn thuần tôi cho rằng đây là hai khái niệm khác nhau nếu như vừa mới bắt đầu đã bị người ta coi khinh cho dù trở thành ca hậu cũng sẽ bị người ta nói này nói nọ. Vị trí của phỉ tì mạng là một ví dụ chính xác, tôi không muốn giống như cô ấy. Cô có quan điểm của cô, tuy rằng, cô rất thông minh, nhưng mà tôi cũng không tán đồng. Đàm trữ quân cũng không có dấu hiệu tức giận. Mạch Khê cười cười, cảm ơn thầy Đàm đã có lời, không biết là tôi có thể hỏi anh một chuyện hay không? Đôi mắt Mạch Khê như phát ra tia sáng, nhìn về phía đàm trữ quân, nhả ra từng chữ rõ ràng, cấm khúc kia, là do ai sáng tác? đàm trữ quân hơi hơi sửng sốt, như là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cấm khúc. Cấm khúc nào? Mạch Khê có chút kỳ quái với phản ứng của anh ta, hơi chần chờ một chút, lập tức nói, chính là ca khúc tôi hát ở buổi diễn của phỉ tì mạng, sau lại bị cấm hát, à. Đàm trữ quân nhớ lại, lại nói ra một câu cảm thán, làm Mạch Khê càng thêm khó hiểu, thay đàm, anh sẽ không quên chứ. Là chính anh nói, người sáng tác ca khúc này đã không còn trên đời nữa chuyện tình là thế nào? Là ai đã sáng tác ca khúc đó? Cô nóng nảy, đôi mắt lưu ly lại lóe lên một chấm sáng nhỏ. Đàm trữ quân hiển nhiên không dự đoán được Mạch Khê sẽ hỏi vấn đề này, mi tâm nhất thời nhíu lại một chút, vì sao cô đột nhiên hỏi chuyện này? Tôi chỉ muốn biết điều mình chưa nắm rõ. Mạch Khê trả lời rất kiên quyết, không có chút giấu dến. Khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc cũng lộ ra vẻ kiên định, đàm trữ quân không trả lời ngay, chỉ xoay người, nâng tay chạm đến những phím đàn dương cầm. Âm thanh réo rắc của ca khúc Mạch Khê từng hát vang lên. Mạch Khê cũng không khiếp sợ, người làm âm nhạc có thể trong một thời gian rất ngắn ghi nhớ được nhạc của một ca khúc nào đấy là chuyện bình thường, nhất là với đàm trữ quân, một thiên tài âm nhạc. Cấm khúc vang lên dưới những ngón tay anh lại mang một nét phong tình, cô nghe như có chút ai oán, lại nồng đậm ấm áp, giống như muốn nói cho người nghe một điều gì đó, một điều đáng giá để cùng người chia sẻ tại sao có thể như vậy cô phạm sai lầm lớn nhất là đã phá hỏng khúc ca này đàm trữ quân kết thúc bản nhạc nhìn về phía mạch khê ánh mắt mơ hồ giọng nói cũng bình tĩnh như lúc ban đầu ngữ điệu đã có chút nghiêm túc mạch khê sửng sốt cô phá hỏng ca khúc này có ý gì hiểu rõ nghi hoặc của cô đàm trữ quân đứng lên hướng về phía cửa sổ từ trên cao nhìn xuống dòng người xô bồ phía bên dưới giọng nói trở nên trầm thấp mà sâu thẳm kỳ thực tôi cũng không biết tác giả đã sáng tác ra ca khúc này một câu nói khiến mạch khê vẫn chưa hiểu được hả đàm trữ quân xoay người nhìn cô lãnh đạm nói rất kỳ quái phải không thật ra tôi cũng chỉ là trong một lần ngẫu nhiên biết đến bài hát này chỉ biết rằng tác giả là một người phụ nữ phụ nữ trong đầu mạch khê thoáng hiện ra một thân hình người ấy cao gầy xinh đẹp khuôn mặt chan chứa tình cảm như nước mùa xuân chính là bức ảnh chụp người phụ nữ trong thư phòng cha nuôi chẳng lẽ thật là nhất là phản ứng của cha nuôi. Đàm trữ quân thầm thở dài một hơi, tôi đã gặp cô ấy, đó thực sự là tài nữ. Tuy chỉ một lần nhưng cũng đủ rồi, mỗi lần nghĩ lại vẫn như mới đây, cô ấy là người phụ nữ như thế nào? Tim mạch khê dần đập mạnh hơn, cảm giác cổ họng nghẹn ứ. Một người phụ nữ rất đẹp, đàm trữ quân thông thả nói, khi đó tôi chẳng phải là nhạc sĩ gì cả, chỉ chơi dương cầm kim thêm công việc nhạc công. Một hôm, có một người phụ nữ đến, hình như cô ấy đang muốn tìm một cây đàn dương cầm chất lượng tốt. Cô ấy nhấn thử vài phím sau đó chơi nửa bản nhạc, ông chủ của tôi hình như cũng quen cô ấy, vì cô ấy giới thiệu mình xuất thân từ danh gia. Một nửa bản nhạc. Mạch Khê kinh ngạc, vì sao lại chỉ có một nửa? Mà đó là ca khúc nào? Chính là cấm khúc cô nói, đàm trữ quân kiên định nói, lúc ấy ca khúc này cũng chỉ có một nửa. Người phụ nữ ấy khi đàn đến một nửa thì dừng lại ông chủ còn khen ngợi ca khúc này rất êm tai tôi nghe thấy cô ấy nói khúc ca này tôi viết cho cục cưng trong bụng chờ đứa nhỏ ra đời tôi sẽ hoàn thành xong ca khúc này bởi vì với âm nhạc tôi luôn rất nhạy cảm thế nên liền nhớ rất rõ bài hát này cô ấy cuối cùng chọn được một cây dương cầm mấy tháng sau tôi vẫn không nhận được danh sách điều âm vì thế khi nói chuyện với ông chủ về chuyện người phụ nữ ấy không ngờ ông chủ lại nói cô ấy đã chết trong ngày sinh vì sinh khó mà qua đời lòng mạch khê dường như nghẹn lại trong cổ họng như thể toàn vị máu mơ hồ chuyển động trong không khí làm cô không thể thở được khó sinh mà qua đời chuyện cụ thể ra sao tôi cũng không rõ ràng được bao nhiêu chỉ cảm thấy tiếc hận quá mức bài hát này cảm giác thực sự rất tuyệt là ca khúc hoàng mỹ nhất tôi từng nghe qua đáng tiếc lúc ấy chỉ nghe được một nửa tôi nghĩ nửa còn lại là do những người khác tiếp tục bằng không cũng chẳng thể xuất hiện một bài nhạc tuyệt như vậy nữa đàm trữ quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng không khó nhìn ra tình cảm thương tiếc của anh ta mạch khê nhíu chặt đôi mày đẹp ngực có cảm giác đau xót không biết vì sao cô cảm thấy rất không thoải mái nhất là nghe được chuyện tác giả bài hát này vì khó sinh mà mất cô rất hoài nghi chuyện của người phụ nữ này nếu quả thực là người phụ nữ trong bức ảnh ấy sao lại có thêm một đứa trẻ đứa trẻ kia hiện là ai cha ruột của nó là ai đứa trẻ đó hiện tại ở đâu đàm trữ quân không rõ ràng được đầu óc của cô đang là một mớ bồng bông chậm rãi nói tiếp sở dĩ tôi nói cô phá hỏng ca khúc này là vì cô căn bản không biết lúc cô biểu diễn đều tràn ngập ai oán cùng đau xót kỳ thực không phải người phụ nữ ấy khi đàn ca khúc này vẻ mặt rất hạnh phúc ngẫm lại cũng đúng viết bài hát cho con mình đương nhiên sẽ ngập tràn hương vị của ấm áp làm sao có thể ai oán được mạch khê hoàn toàn mụ mị vốn là cho rằng thực đã tiếp cận được chân tướng cho rằng đàm trữ quân biết tác giả của bài hát này không ngờ sự tình lại xa cách không hề đơn giản lại càng thêm phức tạp cũng không có đầu mối giống như tơ vò mạch khê hiện tại tôi rất muốn biết cô làm sao biết được bài hát này đàm trữ quân trái lại hỏi một câu hả mạch khê sửng sốt theo bản năng nói là vô tình tìm được trên mạng không thể nào đàm trữ quân một tiếng phủ quyết lời nói của cô những lời này nếu nói cho người ngoại đạo nghe đương nhiên không thể nghi ngờ gì nữa nhưng ca khúc này tôi luôn luôn có ấn tượng sâu đậm nếu thực sự có ở trên mạng như cô nói tôi nhất định sẽ biết ca khúc này khẳng định là không thể tìm thấy ở trên mạng việc này mạch khê biết căn bản không thể gạt được đàm trữ quân như lời anh ta nói anh ta là một nhà chế tác âm nhạc chuyên nghiệp nếu thực sự xuất hiện một bài hát xuất sắc như vậy anh ta làm sao có thể không biết nhất là một bài hát đã lấy đi rất nhiều sự chú ý của anh là một người bạn cho tôi về phần cô ấy làm sao có được tôi thực cũng không rõ đàm trữ quân sau khi nghe vậy mày hơi nhíu nhanh lại gật gật đầu thực sự rất kỳ lạ ca khúc này rõ ràng có hai phiên bản khác nhau xem ra chân tướng của chuyện này chỉ có anh ta mới biết được anh ta ông chủ chúng ta lôi giận đàm trữ quân lãnh đạm nói chắc chắn là anh ta biết được chân tướng của ca khúc này nếu không sao lại cấm ca khúc này truyền ra ngoài mạch khê giật mình bóng đêm dần dần lan tỏa khắp nơi. Đèn hai bên đổ ánh sáng xuống làn đường đầy xe cộ, tô rõ một thế giới nhộn nhịp, khi Mạch Khê từ công ty Gio bước ra, cô suýt chút nữa đã ngất xỉu vì không thể thở được, buổi nói chuyện cùng đàm trữ quân rõ ràng làm cô càng thêm lo lắng, sự tin tự như lâm vào một cục diện vô cùng bế tắc, người có thể phá bỏ được cục diện này cũng chỉ có một mình cha nuôi hay sao, cứ cho là cô có thể hỏi, nhưng dựa theo tính cách của cha nuôi, cô cũng không có khả năng được nghe giải thích nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần đến 9 giờ, cuộc sống về đêm còn chưa thực sự bắt đầu. Cho tới lúc này Mạch Khê vẫn chưa thấy bóng dáng phí dạ đâu, những nhân viên bắt đầu lục tục rời công ty không nén được tò mò liếc nhìn Mạch Khê một cái, xem ra, thậm chí cả bảo vệ cũng đang thì thầm nói nhỏ, vậy là chuyện của Mia trong công ty sớm đã có người tuồn ra ngoài. Chắc chắn hiện tất cả đang đoán nhỏ đoán to quan hệ của cô cùng cha nuôi, đang suy nghĩ, một chiếc sẽ dài xuất hiện trong bóng đêm ánh đèn nơi ông sáng bóng ẩn hiện trên thân xe cao nhã. Ngay sau đó, chiếc xe dừng trước mặt Mạch Khê. Mạch Khê giật mình sửng sốt một chút, chiếc xe này không phải là của cha nuôi, cũng không phải là của phí dạ. Một chiếc xe xa lạ, cửa xe mở ra, một người đàn ông toàn thân mặc trang phục màu đồng đen đi xuống, có vẻ như là lái xe tư nhân của gia đình nào đó, nhìn thấy Mạch Khê, ngữ khí cung kính nói, xin hỏi, cô chính là tiểu thư Mạch Khê. Mạch Khê nhẹ nhàng gật đầu một cái, đôi mi xinh đẹp hơi hơi chớp ông là người đàn ông mỉm cười trên mặt không hề có thái độ nguy hiểm thái độ cùng giọng nói nhẹ nhàng mạch khê tiểu thư để cho thuận tiện lão gia nhà chúng tôi muốn gặp mặt cô một lần lão gia nhà ông mạch khê càng lúc càng không hiểu ra sao lão gia ông là ai tôi có quen không người đàn ông mỉm cười đi đến cửa trước của chiếc xe lễ phép mở cửa nhẹ giọng nói lão gia họ lôi lôi tiên sinh là con của lão gia nhà chúng tôi Mạch Khê bừng tỉnh đại ngộ. Lão gia của nhà họ lôi, cũng chính là cha của cha nuôi cô, là người trên danh nghĩa cô phải gọi là. Ông nội. Sưng hô này có chút không quen, không biết tiểu thư Mạch Khê có tiện để gặp mặt. Người đàn ông này đương tỏ vẻ hỏi ý kiến của cô, nhưng cách mở cửa xe như thế lại biểu lộ vẻ không thể cự tuyệt được. Muốn tôi đi đâu? Mạch Khê trấn tĩnh hỏi, biệt thự lôi gia. Người đàn ông nhẹ nhàng nói bốn chữ. Đêm càng thêm khuya, nhóm bảo vệ công ty đều đã ngáp lên ngáp xuống, những văn phòng làm việc trong công ty đều đã đóng cửa. Phía trước cửa công ty, một chiếc xe xa hoa ngừng lại, ánh trăng như nước, chiếu vào trên thân xe, tản ra ánh sáng sắc nhọn lạnh lẽo, chỉ trong chốc lát, phí dạ từ công ty Gio đi ra, sắc mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc cùng ngưng trọng, lái xe thấy thế lập tức mở cửa xe, hắn chui vào trong xe, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi phía sau, lôi tiên sinh có người đã đưa tiểu thư mạch khê đi sau lớp kính bộ mặt cương nghị của lôi giận đột nhiên trở nên lạnh ngắt giống như điêu khắc từ hàng băng khiến người ta phải hoảng sợ ai đưa cô ấy đi phí dạ dừng một chút ngữ khí trầm thấp nói là lão gia đôi mắt sắc nhọn như loại ưng của lôi giận đột ngột co rụt lại hơi thở nguy hiểm giận lan tràn toàn thân lạnh giọng quát đến biệt thự vâng lôi tiên sinh xe giống như con báo đen dưới bóng đêm xuyên qua làng đường vắng ngự hoàng uyển Tòa lạc tại phía nam của nước Mỹ, khu vực nổi tiếng thần bí này dành riêng cho những người có tiền. Nơi này giá cao đến nỗi liếu lưỡi, sở dĩ thần bí là bởi vì cả tòa sơn giả đều được nhà giàu chiếm giữ, bốn phía ngoại trừ hồ nước xinh đẹp còn có thực vật xanh ung tươi tốt, chim hót, hoa thơm, còn hơn cả tiên cảnh, lại thêm việc cấm người ngoài vào càng khiến nơi đây trở nên thần bí. Đây là lần đầu tiên Mạch Khê tiếp xúc với định viện xa hoa này một cách gần như vậy có sự cổ điển phong tình và uy nghiêm của Trung Hoa, lại kết hợp với nét văn hóa của châu Âu, hai loại kiến trúc dung hợp một chỗ không khó chịu, ngược lại càng thêm đại khí hùng vĩ. Nơi này là biệt thự của Lô Gia, cơ hồ cũng là một khu vực riêng biệt, bước vào đại sảnh của tòa hoàng thất, Mạch Khê còn chưa hoàn toàn quen được với khung cảnh đã được mời đến thư phòng ở lầu ba. Thư phòng nơi này không giống với thư phòng của cha nuôi ở tỏa thành. Nó được thiết kế cách điệu sắc ám trầm lạnh lẽo, Trầm một hồng nhạt lại có chút trám nắng điểm trang toàn bộ thư phòng, tạo nên một cảm giác trầm ổn. Trong không khí còn tỏa ra hương đàn hương nhàn nhạt, không khó nhìn ra đây là thư phòng của một người già. Trên bàn trà thủy tinh đã đặt sẵn một bộ trà cụ, cho thấy chủ nhân thư phòng này rất thích trà đạo. Tuy rằng Mạch Khê không tinh thông trà đạo, nhưng lại có thể nhìn ra đây là bộ trà cụ xa xỉ vô cùng. Lá trà ngon nhất tỏa ra hương thơm ngát, cùng hương đàn hương nhàn nhạt hòa quyện một chỗ, thật có cảm giác phong tình. Không như trong tưởng tượng của Mạch Khê, ngược lại là một ông già đứng tuổi hiền từ vui vẻ, mang lại cảm giác ôn hòa. Loại yên tĩnh cùng ấm áp này khiến cô cảm thấy dễ chịu, như có một dòng nước ấm đang chảy qua nội tâm. Nhất là ông lão đang ngồi cách cô không xa, trên gương mặt mỉm cười nhìn cô, chưa có nói một câu nào, chỉ đơn giản là nhìn. Mạch Khê không nhìn thấy trên mặt ông có đến nửa điểm địch ý, có điều, cô thật sự không rõ mục đích lần gặp mặt này là vì cái gì. Một lúc sau, ông lão mới chậm rãi mở miệng giọng nói trầm ổn Còn, chính là mạch khê mạch khê nhìn thẳng đôi mắt như ôn tuyền lẳng lặng cô gật đầu một cái đây là ông nội trên danh nghĩa của cô lôi lão gia tuy rằng nhìn qua thực ôn hòa nhưng cô vẫn luôn không rõ mục đích của ông ta là gì bởi vậy mới sinh ra một tia cảnh giác đây là thói quen đã được giữ lại lúc nhỏ ông lão lộ nét hiền từ ôn hòa tươi cười dường như cảm thấy được sự cảnh giác của mạch khê ông đưa tay ngâm lá trà, động tác liền mạch lưu loát không khó nhìn ra ông lão rất tinh thông trà đạo, dần dần, hương trà tràn ngập khoang mũi mạch khê. Ông lão cười sang sảng, đem một chén trà nhỏ đặt trước mặt cô. Mạch khê nhìn chăm chú lá trà màu xanh đang xoay trong dòng nước nóng, bình thường hẳn là rất ít uống trà. Lôi lão gia ôn nhuận nói, mấy đứa thanh niên này chỉ uống cà phê, cột tay thôi, chúng ta già rồi không uống quen được mấy cái kia. Mạch khê không rõ ràng lắm, nhìn ông lão thật ra mà nói cha nuôi một chút cũng không giống với lôi lão gia chỉ qua vài câu ngắn như thế này cô có thể cảm nhận được vị lão gia này là người hay nói tính cách cũng thực ôn hòa còn cha nuôi thì giống như một thanh kiếm sắc bén tuy rằng nội liễm trầm ổn lại lộ vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám thân cận thấy cô không nói lời nào ý cười bên môi lôi lão gia càng đậm nhưng mà mạch khê xem ra lần này ông cười có chút cứng ngắc chỉ nghe ông nhẹ nhàng nói giận nhi lúc tiếp quản lôi thị cũng không thích uống trà, đứa nhỏ này tính tình ám cường ngạnh, nhưng từ sau khi tiếp quản công ty thì trở nên trầm ổn hơn. Con người, có đôi khi cũng giống trà, cần lắng động lại mới có thể thấy được bên trong. Ông lão như vừa nói cho Mạch Khê nghe, hoặc như lầm bầm một mình khiến Mạch Khê càng lúc càng không hiểu ra sao. Gọi cô tới đây, vì phẩm trà, lôi lão tiên sinh, xin hỏi, người gọi cháu tới đây có chuyện gì? Cô không nhìn được mà đem mối nghi vấn trong lòng ra hỏi lôi lão gia cầm lấy chén trà nhấp một ngụm sau đó buông xuống nhìn cô theo như lễ giáo con hẳn phải gọi ta một tiếng ông nội giọng nói khiêm tốn nghe không ra một chút ép buộc nào lại lộ ra uy quyền giống hệt như lôi giận mạch khê hơi chớp mắt nhẹ nhàng đáp lời dựa theo tuổi của con trai người còn không thể sinh ra con gái lớn như cháu nói xong câu đó cô vốn cho rằng ông lão sẽ tức giận nhưng không ngờ được lôi lão gia đầu tiên là hơi hơi sửng sốt ngay sau đó cười phá lên cô nhỏ này thật đúng là miệng lưỡi lanh lợi vô cùng nói như vậy hẳn là thỉnh thoảng giận nhi phải tức chết mất mạch khê thật sự đoán không được suy nghĩ trong lòng lôi lão gia cô đâu có nói sai gì sao nếu không phải có gì quá đáng thì cháu cũng không chọc giận ông ta ông ta ông lão hưng trí dạt dào nhìn cô mẫn cảm bắt giữ lúc giọng nói của cô thay đổi ông ta trong lời nói của con là cha nuôi con nhắc tới nó hình như con không vui Lôi lão tiên sinh, nếu trong lúc cháu nói chuyện, thái độ hoặc là ngữ khí bất kính làm người không vui thì cháu rất xin lỗi, nhưng mà, cháu thực sự đang không có tâm trạng gì. Mạch Khê không muốn giấu dến mà ăn ngay nói thật, ông ấy hắn là không vui mới đúng, dù sao nhiều năm như vậy chính là lôi gia nuôi lớn cô, ăn uống, đồ dùng, tất cả đều là của lôi gia, kể cả cô không muốn thừa nhận nhưng lôi giận là cha nuôi của cô, đây là sự thật không thể thay đổi. Lôi lão da lắc đầu, không có chút dấu hiệu tức giận, chỉ nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài, giận nhi đích xác không thích hợp để làm một người cha. Thực ra ngay từ lúc con vừa được nhận vào tòa thành, ta vốn tính đưa con đến một gia đình đại phú khác để người ta nuôi dưỡng, nhưng mà, giận nhi một mực phản đối. Mạch khê ngẩn ra, cho tới bây giờ cô không biết còn có chuyện này. Cha nuôi, vì sao lại phản đối đem cô cho người khác nuôi? Dường như nhìn thấy nghi vấn của cô, lôi lão gia tự rót một chén trà, lại kiên định nói, nó làm như vậy chỉ có một mục đích. Mục đích gì? mạch khê cảnh giác hỏi lôi lão gia nhìn cô đấy mắt hình như thoáng lướt qua vẻ nghiêm trọng lãnh đạm khiến người ta không thể nào nắm bắt được con trên danh nghĩa là con gái nó nhưng mà nó lại muốn con trở thành người phụ nữ của nó ngón tay mạch khê run lên chạm tới tách trà khiến cô khẽ rên lên một tiếng may mắn nước trà nóng không chạm đến tay cô cháu cháu không rõ ý tứ của người cô ngập ngừng nói cái cảm giác bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu một lần nữa lan tràn khiến cô thực sự không một chút thoải mái không con hiểu lôi lão gia nhẹ nhàng cười cô gái không cần khẩn trương ta hiểu tính cách của con mình nó muốn như thế nào ta thực rất rõ ràng ông muốn nói điều gì tâm tư mạch khê đã có chút lộn xộn vô lực hỏi lôi lão gia thở dài một hơi đừng hiểu lầm kỳ thực hôm nay ta gọi con đến chính là muốn nhìn con một lần hôm nay nhìn được mới phát hiện, vẻ ngoài của con chẳng những rất giống mẹ con mà ngay cả tính cách cũng đều rất giống. "Mẹ cháu?" Mạch Khê chấn động, giọng nói cũng cao hơn một chút. Ngay sau đó, ánh mắt đều trở nên cực kỳ kích động, "Ông đã gặp mẹ của cháu rồi." "Bà là ai?" "Mẹ của cháu là ai?" Lôi lão gia nhìn cô, đối với cảm xúc kích động của Mạch Khê hoàn toàn đối lập, nhẹ giọng nói câu, "Mẹ con là Bạch Tuyết." Một câu nói ra như một tia sét đánh ngang qua bầu trời. Mạch Khê đột ngột đứng dậy, đôi mắt đẹp mở lớn, hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập. Trong đầu, hàng loạt tiếng nói chèn ác lên nhau, lại như bay đến từ bốn phương tám hướng nghiền nát cô, cho đến khi ra thành từng mảnh nhỏ. Trong bạc tuyết bảo chỉ gieo trồng một loài hoa, chính là ngọc sơn bạc tuyết, tất cả đều do lôi tiên sinh tự tay trồng. Nghe nói cha nuôi của em đã tự tay giết chết người phụ nữ ông ta yêu nhất cùng mẹ của mình, từng có một vị tiểu thư cũng muốn rời bạc tuyết bảo, kết quả, đã chết sao, mất tích. Người phụ nữ ấy tên gì? Bà Tuyết, Tuyết, đừng khóc, hãy để anh yêu em. Mười năm cách biệt muôn trùng dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên, diện toàn lạc hoa phong đảng dạng, liễu trùng yên thâm, bạc Tuyết phi lai vãng, vũ hậu khinh hàng do vị phóng, xuân sầu tử bệnh thành trù trướng, tôi chỉ nhớ rõ đó là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy nói đến khi con mình chào đời bài hát này sẽ hoàn thành. Nhưng sau đó lại qua đời vì khó sinh, mạch khê bịt chặt hai tay lại theo bản năng, hàng lông mi dài run run ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết dường như mỗi một lần hít thở đều như bị dao cắt xuyên qua yết hầu và rồi một phát xuyên thẳng đến trái tim hơi lạnh dần dần tràn khắp cơ thể ngay cả cánh môi mình bây giờ mạch khê cũng cảm thấy buốt giá chết lặng lôi lão da thấy thế đôi mắt ôn hòa trầm lặng ánh lên một chút suy xét thân thiết hỏi mạch khê còn đối với chuyện của mẹ ruột mình không có chút xúc động nào hay sao trong giọng nói phản phất sự quan tâm hơn là dò xét cảm giác đau đớn vẫn tiếp tục giày vào thân thể mạch khê buông hai tay trong mắt toàn là vẻ khó hiểu khiếp sợ cùng với chân tay lúng cuống cô lắc đầu lập tức hỏi lôi lão tiên sinh mẹ của con thực sự là bạc tuyết ư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chuyện khiến cô khiếp sợ vẫn còn nhiều lắm mẹ của cô là bạc tuyết vậy bạc tuyết này rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào dựa theo lời kể của bác hàng á cô ấy đã từng sống tại bạc tuyết bảo sau này vì muốn rời khỏi mà mất tích ảnh chụp ở ngăn kéo trong thư phòng của cha nuôi hẳn là người phụ nữ này nói như vậy trong lòng cha nuôi luôn khắc sâu hình ảnh một người chính là bạc tuyết nếu bạc tuyết thực sự là mẹ của cô như vậy cha nuôi cô rất yêu mẹ của cô mọi thứ tại sao lại có thể như vậy còn bạc cơ người phụ nữ trong tấm ảnh chụp và bạc cơ có dung mạo rất giống nhau cô ấy có quan hệ gì với bạc tuyết cô bé ánh mắt lôi lão gia lóe lên một tia thương hại kéo cô ngồi xuống hít sâu một chút trong mắt đã lẫn chút tiêu tụy ông lão nhìn về phía cô nói ngày giận nhi đem con về nuôi ta chỉ biết chuyện này sớm muộn gì con cũng sẽ biết được mẹ của con chính là bạc tuyết một người phụ nữ rất đẹp lòng ngực mạch khê dường như bị vật gì đó đập mạnh giọng nói ông lão vẫn trầm ổn như nước nhưng lại khiến cô kinh hãi không thôi làm sao có thể tại sao có thể như vậy người ấy, bây giờ ở nơi đâu, giọng nói của cô có chút run rẩy. Hàng loạt suy nghĩ trong trí não đang cuốn vào nhau, cô lại không biết nên hỏi như thế nào. Tất cả chỉ có thể tóm gọn trong một chữ, loạn, sắc mặt lôi lão gia có chút chần chừ, ngưng trọng nói tiếp, cô ấy, đã qua đời, đã qua đời, tim mạch khê dường như ngừng lại trong giây lát, người ấy, mất như thế nào, vì sao đã mất. Thực sự đã không còn trên cõi đời này nữa nhưng bác hàng á rõ ràng đã nói là mất tích làm sao có thể lôi lão gia nghe vậy buông chén trà xuống gương mặt hằng lên những nét trầm trọng ngay cả sự ôn hòa trên khuôn mặt chợt phủ bởi một chút ấy nấy dường như không còn sức lực nào ông lão nói mẹ của con kỳ thực là ta hại chết ông mạch khê không thể đoán được phải nghe một câu trả lời như vậy cả kinh nhìn về phía ông lão trong nhất thời không thể nói được điều gì lôi lão gia nhìn cô kỳ thực mục đích ta gặp con hôm nay chính là nhìn con một chút rồi tự nói tiếng xin lỗi hai chữ này ta không thể nói nên lời với giận nhi con người chính là như vậy chỉ khi tất cả mọi thứ đã trôi qua mới có thể nhận ra sai lầm của bản thân trong lòng mạch khê quặn lên từng cơn đau đớn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cô chưa từng gặp mẹ lần nào thậm chí ngay cả một chút ấn tượng nào đó cũng không hề có mẹ viện trưởng ở cô nhi viện nói ngay lúc cô vừa mới sinh ra đã bị người ta vứt ngay cửa cô nhi viện lúc còn nhỏ cô được một gia đình có tiền nhận nuôi gia đình ấy chỉ có một mẹ nuôi người đàn ông chủ nhân của căn nhà đã sớm qua đời mẹ nuôi đối với cô rất tốt thậm chí dạy cô học chữ đáng tiếc hạnh phúc không kéo dài mẹ nuôi đã qua đời vì có vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn cô lại bị đưa trở về cô nhi viện rất nhanh cô bị một gia đình cầm thú khác nhận nuôi ngay lúc nước sôi lửa bỏng Tám tuổi năm ấy, cô rốt cuộc được đưa vào bạc tuyết bảo, được lô gia nuôi dưỡng. Hôm nay cô mới biết, cô đang sống ở một nơi mà mẹ của cô đã từng ở. Có những lúc, cô cũng đã tưởng tượng mình có một người mẹ giống như những đứa trẻ khác. Trải qua nhiều năm như vậy thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ về vấn đề này: mẹ là ai, cha là ai, họ là những người như thế nào? Vì sao không chút thương tiếc mà vứt bỏ cô? Có điều mỗi khi cô nghĩ đến thì lại dâng lên một nỗi khát khao có cha có mẹ đến cuối cùng cô rốt cục cũng thấy hận hận họ thật tàn nhẫn hận họ vô tình nhưng đè nén không được dù họ vô tình nhưng cô vẫn muốn biết họ lôi lão da thở dài khuôn mặt già nua trong nháy mắt hiện lên vẻ ủ dột nụ cười trên mặt cũng ẩn đi tất cả là do ta quá nặng tư tưởng môn đăng hộ đối theo truyền thống mọi chuyện có vẻ như sẽ được hé lộ từ đây tự như mọi bí mật đang từ từ được mở ra từ một chiếc hầm phủ đầy bụi. Trong lòng mạch khê đang dần dâng lên con sóng dữ dội, câu lôi lão gia vừa nói, đã đạp đổ mọi nỗ lực để bình tĩnh của cô. Bà Tuyết, chính là mẹ của con, cũng là người phụ nữ giận nhi yêu sâu đậm, những lời này gây cho cô sự khiếp sợ không kém khi biết mẹ ruột mình là bạc Tuyết. Quả nhiên như cô phán đoán, cha nuôi cô yêu mẹ ruột cô, cô không thể chấp nhận. Một chút cũng không thể chấp nhận sự thật này, thậm chí, cô không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Mẹ ruột cô, cùng với cha nuôi đã từng yêu nhau, không những thế lại còn phát sinh quan hệ, thậm chí là loại quan hệ chênh lệch đến 10 tuổi như vậy. Năm đó, giận nhi mới 15 tuổi, lôi lão gia nghiêm nghị nói, một thiếu niên 15 tuổi yêu một người phụ nữ 25 tuổi, đây là điều mà gia tộc không thể nào chấp nhận được. Mạch khê bàn hoàng, thì ra, mắt lôi lão gia hơi hơi nhắm lại, rồi mở ra, giận nhi từ nhỏ tính tính kỳ lạ, bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, năm giận nhi 15 tuổi mới trở lại Lô gia. Trong giọng nói của ông lão có chút âm u, ban đầu, ta cũng không biết nó yêu một người phụ nữ hơn nó tận 10 tuổi, sau này, khi nó cùng mẹ con bắt đầu quan hệ thân mật hơn, ta mới phát hiện được. Nó là người thừa kế tương lai của Lô gia, làm cha của nó, ta không thể nhìn con mình và mẹ con cùng với nhau, vì thế ta nhiều lần cản trở, thậm chí đưa một chi phiếu lớn yêu cầu mẹ con rời khỏi giận nhi rốt cuộc giận nhi cũng biết được chuyện này nó giận dữ dùng súng chĩa vào thái dương ta rồi mang mẹ con đi nói tới đây lôi lão gia cười khổ lắc đầu sự chua xót cố hữu của một ông lão thể hiện vô cùng sau này thế nào mạch khê hữu khí vô lực hỏi cô nghĩ mình sẽ thống hận ông lão trước mắt này nhưng phải làm thế nào để hận đây năm ấy ông cũng chỉ lấy tình cảm của một người cha ngăn cản chuyện này từ xưa đến giờ môn đăng hộ đối là chuyện bình thường huống chi mẹ lại lớn hơn cha nuôi đến 10 tuổi. Gia tộc nhà họ lôi hào môn như vậy, làm cách nào chấp nhận được người con dâu này? Nhưng, cô muốn biết, mẹ cô đã mất như thế nào? Lôi lão gia lắc đầu, năm đó thái độ của ta rất kiên quyết, ra lệnh cưỡng ép giận nhi phải rời khỏi mẹ con. Hơn nữa ta rất rõ ràng rằng lôi gia sẽ không nhận người con dâu như vậy. Nếu giận nhi khư khư cố chấp, thì vĩnh viễn không được bước vào cửa nhà họ lôi nữa. Nhưng ta thực sự không nghĩ đến chuyện, Giận nhi lại mang mẹ con rời đi, từ đó không trở về. Sau này ta nghe nói mẹ con mang thai, rồi qua đời đột ngột, không bà ấy làm sao có thể đột nhiên chết được. Rốt cuộc bà ấy chết như thế nào? Mạch Khê kích động hỏi, về chuyện mẹ con mất ta thực sự không biết nhiều. Điều ta ấy nấy là, nếu năm đó ta không cố chấp, Giận nhi cùng mẹ con cũng sẽ ở lại Lôi gia và bây giờ cũng hòa thuận vui vẻ, ngữ khí Lôi lão gia cũng có chút kích động, hơn 10 tuổi thì sao chứ? Người ta già đi cũng chỉ muốn một nhà đoàn tụ, nhưng hiện tại thì sao? Giận nhi cho tới ngày hôm nay cũng không tha thứ cho người cha này, lòng mạch khê trống rỗng, như thể bị người ta dùng dao sắc khắc lên, cô không biết bản thân mình làm sao nữa. Khi nghe được hết thảy chuyện liên quan đến mẹ, cô rất đau lòng, nghe được chuyện tình cảm của mẹ và cha nuôi, cô cũng đau lòng nhưng càng đau lòng hơn khi cô biết cha nuôi yêu sâu đậm mẹ đến như vậy, ngón tay cô đang run rẩy không khí đè nén khiến cô cảm thấy không thở được cô nghĩ nên rời đi lập tức cứ xem như cái gì cũng chưa từng nghe thấy nhưng mà sự thật chính là sự thật chân tướng chính là chân tướng bất kể như thế nào đi chăng nữa cô thực sự đã đứng trên con đường đi tới sự thật không thể trốn tránh được cô có một dự cảm đáng sợ hẳn là còn không chờ bầu không khí bên trong hoàn toàn yên tĩnh xuống ngoài thư phòng liền truyền tới những tiếng bước chân ồn ào vội vã nóng nảy như thể có rất nhiều người dường như ngay sau đó, cửa phòng bị một sức mạnh thô bạo đẩy ra, khí lạnh đột ngột bao trùm. Mạch Khê sửng sốt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, là cha nuôi, hắn vẫn lạnh ngắt như trước, chẳng qua trọng mắt gần như đã kết thành băng. Phía sau là phí dạ đang tái mặt, và còn một số vệ sĩ bảo vệ tòa nhà này. Trong lòng Mạch Khê đột nhiên trào lên một cảm giác khác thường, mỏng manh, cô không thể ngăn cản được, còn không chờ cô có phản ứng, lôi giận sải bước đến trước mặt cô, siết chặt bàn tay nhỏ bé, một lời cũng chưa nói xoay người hướng ra ngoài rời đi. Giận nhi, giọng nói thâm trầm của lôi lão gia vang lên từ phía sau, như mang theo một chút đau lòng. Thân mình cao lớn của lôi giận dừng lại, một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn chầm chầm lôi lão gia, khuôn mặt lạnh như băng rõ ràng không chút thân thiện, lại không nói một câu nào. Lôi lão gia thở dài một tiếng, thân mình đứng lên lộ rõ nét già cỗi. Giận nhi, con lâu mới trở về nhà một lần, chỉ ăn một bữa cơm cũng khó như vậy sao? cảm xúc lạnh ngắt vốn có không phải vì những lời này mà dịu xuống, ngược lại, lôi giận gằn từng tiếng, 10 năm trước, tôi đã nói qua, Mạch Khê là người của tôi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. lôi lão gia nhẹ nhàng lắc đầu, con hiểu lầm rồi, giận nhi, cha chỉ muốn nhìn đứa nhỏ của bạc tuyết một chút thôi, được không, lôi giận đột nhiên xoay người, đôi mắt xanh nhìn cha mình chầm chầm, như một thanh kiếm sắc bén, lưỡi kiếm thậm chí vết chóc tàn nhẫn mà không cần thấy máu mạch khê bên người hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh băng đầy nguy hiểm lôi lão gia tựa hồ đã quen với ánh mắt này của hắn bất đắc dĩ nói tiếp nhiều năm như vậy con rốt cuộc vẫn không từ bỏ được phải không cha thực sự muốn biết phải làm thế nào con mới không giữ mãi oán hận trong người nữa không sai năm đó cha đúng là muốn chia rẽ con cùng bạc tuyết nhưng con cũng chớ quên mẹ của con cũng chết trong tay con chẳng lẽ như vậy còn không đủ để xóa tan hận thù của con ư mạch khê rồi đột nhiên rung lên theo bản năng ngẩng đầu kinh hãi nhìn lôi giận. Là thật, hắn thật sự giết hắn mẫu thân. Làm sao có thể, lôi giận bên cạnh nghe những lời này xong, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, chỉ là, ý lạnh trong mắt ngày càng sâu, tự như chỉ cần rời vào trong đó vạn kiếp bất phục, hắn cười lạnh, cha yêu quý, ông phải nói rõ ràng một chút, bà ta, chính là người đàn bà đã thông đồng với ông, thân mình lôi lão gia trung nhẹ nhẹ, con làm sao có thể xưng hô như thế đối với bà ấy dù sao cũng là mẹ kế của con, không sai, là mẹ kế, giọng lôi giận giống như nước trong hồ lạnh, gương mặt như được phủ một mạng sương lạnh, bà ta là ông khẩn trương cưới vào cửa sau khi mẹ ruột tôi mất, chính là người hầu của mẹ tôi, thế nào lại chạy lên giường của ông rồi, giận nhi, con, làm càng, tôi đã sớm quen làm càng, lôi giận lạnh như băng nhìn ông lão, gằn từng tiếng cảnh cáo, đừng có tiếp tục quấy rầy mạch khê, bằng không cho dù ông là cha tôi, tôi cũng sẽ không khách khí. Nói xong câu đó, hắn dắt mạch khê bước ra khỏi thư phòng lôi lão gia tức giận đến thân mình run lên thả mạnh người xuống sofa bên ngoài thư phòng vệ sĩ của tòa biệt thư vội vàng ngăn lôi giận lại thiếu gia lão gia thực sự rất nhớ ngài bị ngăn lại mi tâm lôi giận hơi nhíu phí dạ bên người hắn lập tức tiến lên lạnh giọng quát cút ngay đám vệ sĩ đều giật mình ào ào lui xuống đương nhiên là không dám cùng với người như lôi giận giao thủ huống chi đối phương là phí dạ tiếng tâm lừng lẫy lại do một tay lôi giận dạy dỗ. Nếu thực sự phải động thủ, thì nhóm vệ sĩ này cũng không phải là đối thủ của hắn. Ba người rời khỏi tòa biệt thự, bóng đêm ngày càng đen đặc. Trong tòa thành, sương lạnh dần dần tản đi, gương mặt lôi giận lạnh nhắc, vừa túng vừa lôi mạch khê về đến tòa thành, gây nên một màn kinh động. Những người làm, quản gia hàng á trong tòa thành vội vàng tiến lên, vừa muốn nói điều gì lại bị lôi giận cắt ngang, không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được phép lên lầu, vâng, lôi tiên sinh, hàng á lo lắng nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của mạch khê, cô không nói một lời nào, chỉ trừng trừng nhìn lôi giận, không hề chớp mắt, đầm, lôi giận dường như chỉ dùng chân đá phăng cửa phòng, quẳng mạch khê vào bên trong, xoay người đóng cửa lại, rồi hai mắt nhìn cô chăm chăm, như một con sói bị chọc giận. Mạch khê hồ như không vì sợ hãi mà e ngại, đôi mắt đẹp như cũ nhìn thẳng hắn, một nỗi bi phẫn đau thương khuất lấp chống đỡ lấy tinh thần của cô. Lôi giận đột nhiên bước tới, hai bàn tay lớn như hai gọng kìm siết chặt vai cô, hương thơm quen thuộc một lần nữa bao phủ lấy, mang theo một áp lực nguy hiểm khiến người ta phải kinh sợ. Tôi nói rồi, ngoan ngoãn chờ phí dạ đến đón em, vì sao lại đi cùng người lạ? Vì sao muốn đến nhà cũ của lôi Gia? Em là người của tôi, chỉ có thể nghe lời tôi, cảm giác đau đớn trên đầu vai ngày một tăng, mạch khê cố nén đau, nhìn về phía lôi giận, đáy mắt dần tỏa ra một làn sương mù, giống như hoa lê đầu xuân một đẹp đến mức khiến người ta đau lòng cô dừng mắt nhìn hắn giọng nói vẫn lạnh băng như trước lúc trước ông mang mẹ từ nhà của họ lôi về đến đây cũng nói như vậy sao ánh mắt lôi giận chấn động đột nhiên nhíu lại bàn tay lớn đang siết hai vai cô theo bản năng buông lỏng ra em nói cái gì mạch khê nhìn hắn thật lâu thật lâu lâu đến nỗi dường như đã không thấy rõ hình dáng của hắn nữa lại đột nhiên đẩy hắn ra không nói hai lời chạy ra khỏi phòng lên lầu lòng ngực lôi giận đột nhiên có một sự đau đớn nào đó dần lan ra, bàn tay lớn của hắn rung nhẹ nhẹ, đặt lên ngực rất lâu. Ánh mắt mạch khê khi nãy khiến hắn không thể hít thở dược, lần đầu tiên muốn ông siết cô thật chặt đến khảm vào tâm can, nhưng lại bất lực, chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân dồn dập của mạch khê một lần nữa vang lên hướng đến căn phòng. Cô nhìn lôi giận, theo bàn tay nhỏ bé, cạch một tiếng trên bàn trà, lôi giận theo âm thanh nhìn lại. Là ảnh chụp. Cô vừa mới vào thư phòng của hắn, đem tấm ảnh chụp này ra. Mạch Khê nhìn hắn, sự ẩm ướt trong mắt đã từ từ lan ra, âm giọng lại cực kỳ kích động. Người phụ nữ trong ảnh chụp, rốt cuộc là ai? Đôi mắt lôi giận dần dần lạnh xuống, nhìn Mạch Khê, không nói gì, không nói. Mạch Khê cười lạnh, đáy mắt dân trào sự tuyệt vọng, được, tôi đây thay ông nói. Bà ấy, chính là bà Tuyết, người phụ nữ ông yêu thương nhất, cũng là mẹ ruột của tôi, đúng chứ, lông mày lôi giận nhíu lại tại sao ông không nói gì ông không dám thừa nhận chính là bởi vì tất cả đều là sự thật sao mạch khê bước tới lần đầu tiên dùng ngữ khí như vậy để truy hỏi hắn ngửa đầu đáy mắt như tràn đầy đau lòng tĩnh mịch như hoa tuyết rơi xuống ông trả lời cho tôi mẹ mất như thế nào rốt cuộc là như thế nào hay là mẹ thật sự là do ông tự tay giết chết lôi giận đột nhiên nhìn thẳng cô đáy mắt hoàn toàn chứa đựng uy lực khiến người ta hoảng sợ mạch khê không chút nào sợ hãi thấy hắn không có chút ý tứ giải thích thì bi thương từ đáy lòng ngày càng mãnh liệt như đã rơi vào một đáy vực sâu nhất khiến cô không trông mong một tia hy vọng nào nữa mẹ là người phụ nữ ông yêu sâu đậm nhất khi ông biết được mẹ bị lôi lão tiên sinh kia mang đi ông trở lại lôi da dùng súng chĩa vào đầu cha ông đưa mẹ đi mất giọng mạch khê có chút run rẩy ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp xen lẫn bi thương thống hận thậm chí tuyệt vọng trong lòng nặng nề bất an bởi sự trầm mặc kéo dài của hắn, ông giữ mẹ bên người. Mẹ yêu ông, nhưng không có cách nào chấp nhận được sự thật lớn hơn ông 10 tuổi, hơn nửa lời của Lôi lão tiên sinh đã khiến mẹ hình thành ý muốn rời khỏi ông, nhưng bất luận thế nào, ông cũng không từ bỏ mẹ, bởi ông yêu mẹ tôi, cho dù chết cũng muốn mẹ bên cạnh ông. Loại yêu này biến thành một gánh nặng, cho đến khi mẹ mang thai con ông, cuối cùng vì khó sinh mà mất, kỳ thực à, ông tự tay hại chết mẹ là mẹ muốn chấm dứt tình yêu không rõ ràng này, mà ông lại ép buộc cưỡng chế mẹ, đúng không? Một, Dương, tớ đoán ở đây chị âm tầm muốn dựa vào câu Lê Hoa Đái Vũ để diễn tả. Lê Hoa Đái Vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái, Pandora, trong thần thoại Hy Lạp. Sự tích về chiếc hộp Pandora kỳ bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn theo truyền thuyết đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi olympus đã tặng cho nàng pandora người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người nàng pandora đã được các vị thần dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra nhưng với sự tò mò của mình pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian thiên tai bệnh tật chiến tranh và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút hy vọng mang tên pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống chiếc hộp Pandora tượng trưng cho những bí mật không thể để lộ ra. Ánh đèn nhu hòa giữa phòng ngủ trên tường dần dần bị bóng đêm ngoài cửa sổ bao phủ, cho dù màu vàng nhạt âm ấm kia vẫn không khiến đáy mắt băng giá của lôi giận dịu xuống. Sương mặt anh Tuấn của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, tự như độ lạnh đã hạ xuống thấp nhất, khiến người ta không khỏi run rẩy. Em, nói bậy bạ chuyện gì vậy? Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, câu hỏi vang lên tràn đầy sự khắc nghiệt, ủ dột tiêu điều. Đáy mắt lưu ly tràn đầy sự u oán thoáng qua, lại sắc bén giống như một thanh kiếm, dùng lưỡi dao sắc bén nhất mở toan một lỗ hổng trong lòng hắn, dần dần, máu lan tràn, lan tràn mãi mãi, cho đến khi hơi thở tinh ngọt từ lòng ngực trào dân, ít hầu đột nhiên động đậy, cô không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Đôi con ngươi hắn băng lạnh đang dần chuyển sang màu đỏ tươi, khuôn mặt anh tuấn phủ một màn sương lạnh, vết thương trong lòng ngực lại đau rát, đau rát tột cùng, đến không thể nào hô hấp nổi. Ông nói cho tôi biết, đây có phải là sự thật hay không, giọng nói yếu ớt xa lạ mang theo nỗi tuyệt vọng đau đớn, tự như vẫn còn mang theo một chút chờ mong nào đó. Lòng ngực lôi giận bị ánh mắt đầy tuyệt vọng của cô đập mạnh vào, máu gần như không thể lưu thông được, ký ức một lần nữa trở về trong trí óc. ánh mắt mạch khê cùng với người phụ nữ trong quá khứ kia, không mưu mà hợp, tuyệt vọng, cuộc cường. Đôi mắt không chấp khiến cho người khác có nỗi xúc động đau lòng. Ông không nói là vì ông không dám nói. Mạch Khê đến gần hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, gần như chạm vào cầm hắn, nỗi đau tự đáy lòng theo đôi mắt tràn ra. Đúng như tôi đoán, là ông ích kỷ giết mẹ tôi, lôi giận nhìn cô chăm chăm, nhưng không muốn giải thích cái gì, đáy mắt cuồng loạn lạnh lẽo dần dần bình tĩnh trở lại, dường như đã bị tính cách ẩn nhẫn mãnh liệt của hắn áp chế, giọng nói trở nên bình tĩnh dị thường. Hôm nay, em đã âm ý đủ rồi. Một câu nói, tuyên bố hắn đối với sự lên án của cô không quan tâm, mệnh lệnh bá đạo không lúc nào là không nhắc đến quyền uy khí thế của hắn không sợ hãi, càng là như thế, trái tim mạch khê càng thêm băng giá. Cô cười lạnh, chậm rãi lui về phía sau, lệ sương trong đáy mắt dần loan ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đột nhiên cô mở cửa phòng ra, rầm, cửa phòng một lần nữa đóng lại, ngay sau đó, thân mình bé nhỏ của cô liền bị một bàn tay lớn của đàn ông kéo lấy, chạm vào lòng ngực hắn, một sức mạnh khuất lấp phủ lấy, muốn đi. Một giọt nước mắt lớn không đè nén nổi sức nặng tích tụ, rơi xuống mu bàn tay lôi giận sức nóng dường như muốn lấy mạng của hắn, nơi đau đớn trong lòng ngực lại một lần nữa tăng thêm. Ông còn muốn như thế nào, rốt cuộc mạch khê không nhịn được, đối diện với hắn hét to, đối lập hoàn toàn với sự bình tĩnh của hắn, nước mắt bắt đầu tràn ra, cảm xúc kích động vô cùng. Tôi hỏi ông, mẹ ruột của tôi là bạc tuyết, như vậy, cha của tôi là ai? Thân mình cao lớn của lôi giận khẽ run một chút, sức mạnh của bàn tay lớn đương siết lấy đột nhiên tăng thêm, đáy mắt mạch khê đã hoàn toàn bị nước mắt che khuất tầm nhìn, sắp không thấy rõ bi thương lướt qua đôi mắt của hắn đôi môi anh đào run rẩy như lá mùa thu sắp rơi rụng hoàn toàn mất đi vẻ sáng bóng thường có ông giữ bạc tuyết ở bên người mẹ mang thai con của ông mà đứa trẻ này chính là tôi cô rốt cuộc cũng nói ra sự phán đoán đáng sợ nhất trong lòng điều phá nát tâm can cô ông làm sao có thể làm vậy đối với tôi ông là cha của tôi tại sao có thể làm như vậy ông còn muốn thế nào nữa tôi không phải là cha em Lôi giận rốt cuộc cũng hét trả một câu, lần đầu tiên lửa giận để lộ rõ ràng trong đáy mắt, mãnh liệt chồng chất, như vũ khí hạt nhân có thể nổ tung bất cứ lúc nào, hết thảy đều có thể hủy diệt trong chốc lát. Sắc mặt mạch khê hoàn toàn tái nhật, ông thừa nhận, thừa nhận bà Tuyết chính là mẹ ruột tôi, cô cười lạnh, nước từ vành mắt không ngừng chảy xuống, như vậy, người đó là ai? Cha ruột của tôi là ai? cảm xúc không ổn định của lôi giận một lần nữa hiện hữu ở đôi mày đang nhíu lại sức lực ở hai bàn tay một lần nữa siết chặt lấy khiến cô trong chớp mắt có thể không thở được mà chết cô chỉ cảm thấy từ trên đỉnh đầu hai tròng mắt sầm xuống sắc bén như kiếm bên tai giọng nói quá mức trầm thấp lại bọc sự nguy hiểm đậm đặc em nghe rõ cho tôi em không có cha bất luận kẻ nào cũng không có tư cách trở thành cha em huyết sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mạch khê dần dần biến mất Cô không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, lại thấy được đáy mắt lạnh ngắt cùng tàn nhẫn như ma quỷ, hệt như một con sói tản ra nét bi thương. Tất cả chỉ là cái cớ của ông, cô tuyệt vọng mở miệng, ông tàn nhẫn giết người phụ nữ mình yêu nhất, lại biết rõ tôi là con gái ông mà vẫn làm ra chuyện cầm thú. Ông không biết mình đang làm cái gì sao? Ngày đêm hưởng thụ thân mình của con gái ruột mình, lôi giận nổi giận, áp mạnh cô trên tường, thân thể to lớn nguy hiểm cùng sự rét lạnh hoàn toàn vây lấy cô không chừa một khe hở nào. Tôi lặp lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, hắn cúi đầu xuống thấp, đôi môi mỏng gần như sát vào cánh môi vì phẫn nộ bi thương của cô mà mím chặt, thoát ra một câu nói lạnh băng. Tôi, không phải là cha ruột em, cho nên, ông từ yêu thành hận, giết mẹ tôi. Mạch khê bị hắn đè sát một chút sức lực cũng không còn, giọng nói yếu ớt vô lực, ngay cả thân mình cũng để mặt hắn kìm trụ, giống như lọc thỏm bên trong nhà giam. Bởi vì ông quá yêu mẹ, cho nên mới không chịu được sự thật mẹ mang thai con của người khác, bởi vì mẹ mang thai con của người khác, ông mới tự tay giết mẹ, bởi vì ông tự tay giết mẹ, nhiều năm như vậy ông mới nhớ mãi không quên được, thậm chí có thống hận và ấy nấy. Ngay lúc nghe tôi hát bài hát đó, ông bắt đầu trở nên bất an, thậm chí cường ngành phong tỏa nó, khuôn mặt lôi giận run rẩy, khóe môi hơi nhếch lên thành một độ công khắc nghiệt. Sau một lúc lâu, hắn mới lạnh lùng nói, không sai, ca khúc kia thực sự là bạc tuyết đàn cho tôi nghe thân mình mạch khê run nhẹ nhẹ như một lá cây vô lực phiêu đãng trong gió đôi mắt cũng mất dần ánh sáng cô tuyệt vọng lắc đầu nhẹ giọng nói ông không có tư cách để nghe ca khúc này bởi vì nó vốn thuộc về tôi lời của cô làm mày lôi giận siết lại ưng mâu đột nhiên nhíu chặt em nói cái gì mạch khê nhìn hắn đôi môi mềm mại vô lực khẽ mở một vẻ đẹp của sự tuyệt mỹ nhưng thê lương ca khúc này không phải là vì ông mà là vì tôi mẹ tôi lúc mang thai tôi vì tôi mà sáng tác bài hát này ở đâu em nghe được chuyện quái quỷ này, lôi giận giật mình, đáy mắt lại lướt qua một tia bi thương, còn lại đều là sự khó hiểu. Ông đang sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của mạch khê đầy ánh sáng lạnh băng, sự sợ hãi đối với hắn đã bị khát vọng tìm ra sự thật thay thế. Cho tới bây giờ, cô ngược lại không hãi sợ người đàn ông này nữa. Lôi giận thấy cô không trả lời, giọng nói đột nhiên cao hơn, mệnh lệnh nói, trả lời cho tôi. Mẹ tôi khi mang thai đã từng đi một cửa hàng nhạc cụ để chọn mua đàn dương cầm trong lúc ấy, mẹ sáng tác ca khúc này, chẳng qua là chưa xong, chính mẹ nói với ông chủ, bài hát này là dành cho đứa trẻ trong bụng, trên gương mặt của Mạch Khê, nước mắt đã khô kiệt, dấp dính loan đầy lệ quan, nhìn người đàn ông phía trước mình, giọng nói cô chăm chọc mà bi thương, vậy nên, ông làm gì có tư cách để nghe ca khúc này, lôi giận nghe vậy, mày nhíu càng nhanh, thân mình cao lớn lui lại mấy bước, bàn tay lớn đặt ở một bên, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ, không có khả năng hắn thế nhưng nói nhẹ một câu, thuận thế kéo mạch khê vào trong lòng mình, ánh sáng nghi hoặc đã được thay thế bởi sự kiên định không gì thay thế được. Điều này, căn bản là không có khả năng, vì sao, mạch khê sẵn giọng hỏi ngược, toàn thân làn ra hơi thở giống như loài báo, lôi giận đột nhiên vung tay lên một cách phiền não, tôi nói không có khả năng tức là không có khả năng. Trong tòa thành vốn không có đàn dương cầm, câu này làm thân mình mạch khê rung lên một chút, cơn đau nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lan tỏa cô thê lương nhìn lôi giận thì ra bạc tuyết đã thực sự ở tòa thành đúng vậy khi cô vừa mới vào tòa thành căn bản là không có thấy qua một cây đàn dương cầm nào nhưng là cô một chút cũng không tin lời lôi giận nói người đàn ông này giống hệt ma quỷ hoàn toàn có khả năng làm biến mất một câu đàn dương cầm đem tất cả những gì liên quan đến bạc tuyết mai táng theo cô chỉ tin lôi giận một chút rằng hắn không phải là bố ruột mình bằng không theo tính cách hắn sẽ không giải thích đơn giản như vậy có điều lôi giận nhìn cô lần thứ hai trong đêm đối diện cô trả lời, không sai, bà Tuyết chính là mẹ ruột em, cô ấy đích xác cũng từng sống tại nơi này. Lời nói ngắn gọn dứt khoát của người đàn ông đầu tiên khiến Mạch Khê có một sự rung động thật sâu, sau đó, đôi mắt đẹp nổi lên sự hoảng sợ, cánh môi run run như một loại bệnh dịch lây lan, tràn khắp cơ thể. Ông, ông thật đáng sợ, cô bắt đầu giãy dụa, muốn thoát ra khỏi gọng kìm của hắn, buông, buông ra. Ông là đồ ma quỷ tự như nhìn thấu suy nghĩ của cô, lôi giận chẳng những không buông tay, ngược lại siết cô càng chặt hơn, cánh tay tráng kiện dường như muốn bẻ gãy cô, giọng nói trầm thấp vững vàng như đá rơi xuống hướng đến cô, đừng mơ tưởng, em là của tôi, chỉ có thể ở bên cạnh tôi, ông làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, mạch khê hoàn toàn bị phá hủy rồi. Cô hét lớn, nước mắt bi thương một lần nữa chảy xuống. Cô nâng lên nắm đấm nhỏ, dùng sức đánh vào trong lòng ngực cứng trắng của hắn ông không phải là bố ruột của tôi thì thế nào? Hành vi hiện tại của ông có khác gì cầm thú? Ông muốn như thế nào? Rốt cuộc là muốn như thế nào? Ông yêu mẹ của tôi, bây giờ lại muốn giữ tôi bên người, ông tính toán điều gì? Ông, thật đáng xấu hổ, em câm miệng lại cho tôi, lôi giận hoàn toàn đã bị ngôn từ của cô chọc giận, bàn tay lớn đột nhiên thu lại, đẩy cô ngã xuống giường, thân mình bé bỏng rơi vào chiếc giường đế vương, càng kích thích hơn nữa sự phản kháng của cô lôi giận, ông thực đáng buồn, Mạch Khê cố nén cảm giác đau đớn đang co rút từng đợt, ánh mắt sắc bén nhìn theo hắn, giọng nói có một chút vô lực, lại như châu ngọc sáng ngời, ông đã sớm biết tôi là con bạc tuyết, cho nên mới mang tôi về tòa thành. Ở trong mắt ông, tôi chẳng qua chỉ là công cụ để ông trả thù mẹ tôi, ông hận mẹ tôi mang thai con của người khác, chẳng những giết mẹ, còn đem cả giận dữ cùng ghen tị đổ hết lên đầu tôi. Ông là ma quỷ cả đời chỉ sống trong sự tàn nhẫn, sắc mặt lôi giận cơ hồ đã trở nên xanh mét, hắn bước nhanh tới, toàn thân tỏa ra hơi lạnh giống như sa tàn đến từ địa ngục, không sai, mẹ em chính là hạ lưu như vậy. Cô ta chết đi như vậy cũng quá tốt, nhưng chẳng có vấn đề gì ở đây cả, hắn lạnh lẽo nhìn chầm chầm mạch khê, một tay kéo lấy cô, ngón tay thon dài giống như kiềm sắt rơi xuống xương quai xanh của cô, sức lực mạnh mẽ bá đạo dường muốn bóp nát cả người cô, cô ta còn có con gái. Như vậy em muốn thay mẹ em bên vực kẻ yếu? Được, tôi sẽ giúp em thực hiện điều đó. Tôi muốn để cô ta tận mắt thấy con gái mình hạ lưu giống mình ở chỗ nào. Nói xong câu đó, lôi giận không chút thương tiếc nào kéo lấy mái tóc dài của Mạch Khê, vừa túng vừa lôi cô ra khỏi phòng. Mạch Khê hoảng sợ kêu to. Nỗi đau thể xác khác xa với nỗi đau trong tâm hồn, cô không biết người đàn ông này muốn đưa mình đi nơi nào, thậm chí thân mình dường như đã bị hắn đập vụn thân hình bé nhỏ của cô chống lại không được sự phẫn nộ bùng nổ của người đàn ông này trên đường thậm chí còn té ngã đầu gối đụng vào cầu thang lại trong giây lát bị người đàn ông đó kéo mạnh lên sức mạnh trời sinh của hắn khiến cô trở nên mất hết khí lực thậm chí muốn ngất đi những người làm nơm nớp lo sợ xem một màn trước mắt nhất là quản gia hàng á vừa lo lắng vừa đau xót mà phí già dạ hiển nhiên cũng bị cơn tức giận chưa từng thấy của lôi giận làm cho kinh sợ phải hơn một lúc lâu sau mới phản ứng được lập tức bước tới, thân hình cao lớn ngăn hướng lôi giận đang đi đến, sắc trời dần dần lan màu ánh sáng, đám mây của ngày mới đang tản ra bên ngoài cửa sổ. Trong sảnh lớn chỉ quanh quẩn âm thanh hoảng sợ và dãy dụ của mạch khê, đường chân trời loáng một tia sáng nhu hòa phá tan bóng tối, chiếu vào bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông, phí dạ vẫn luôn bình tĩnh như trước, nhưng sắc mặt tự như cũng có chút dao động. Đôi mắt cương nghị phản chiếu hình bóng của đám mây nhạt màu càng tăng thêm vẻ đẹp vốn có ngoài dự kiến của tất cả mọi người hắn bước tới trước mặt lôi giận kiên định đưa tay ra ngăn cản thân mình cao lớn của lôi giận dừng lại bàn tay lớn thô bạo vẫn siết chặt lấy mạch khê như cũ khiến cô như một con thú nhỏ bất lực không thể không tựa vào người kia cô gái trong lòng hắn phát ra âm thanh nức nở khiến người khác phải đau lòng như thể không dự đoán được sẽ có người ngăn cản mình đôi mắt vẫn đầy lửa giận của hắn chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước thân mình hắn cứng rắn như vị thần toàn bộ đường nét cơ thể đều đẹp như vậy, tay trang màu đen hoàn toàn phù hợp với vẻ lạnh lùng vốn có của hắn, so với bình thường càng thêm sắc bén bức người, giống như một thần đế phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Đôi mắt hắn lạnh ngắt nhìn phí dạ chăm chăm, hơi thở ngắt quãng của mạch khê vất vả lắm mới bình ổn được, ngẩng đầu lên lại phát hiện là phí dạ tiến lên ngăn cản cha nuôi, cô cố, cố hết sức dương mắt, cảm giác bất an lại bắt đầu lan tỏa. Quản gia hàng Á nâm nớp lo sợ một màn trước mắt, nhìn hai người vẫn đứng nguyên tại đó dằn co vội vàng lớn gan bước lên nói tiểu thư mạch khê thực sự rất yếu cô cô ấy tuổi còn nhỏ tránh ra lôi giận không hề nghe thấy một lời nào của hàng á hai từ lạnh như băng đều hướng đến người đàn ông trước mắt người mà đối với quyết định của hắn luôn luôn không có phản đối gì đôi mắt mạch khê phủ một tầng hơi nước như muốn được cứu lại sợ vì thế mà liên lụy đến người không liên quan phí già thu hết sắc thái biểu cảm trong mắt của mạch khê vào đáy mắt khóe môi trầm mặc như trước chợt có chút giật giật hắn giống lôi giận ở tính cách bình tĩnh nhưng ở giờ khắc này cũng hệt như người đàn ông kia bản tính trầm ổn cố hữu đang dần dần mất sạch lôi tiên sinh tiểu thư mạch khê còn nhỏ làm như vậy sẽ dọa đến cô ấy ánh mắt lôi giận trở nên khắc nghiệt khuôn mặt anh tuấn dường như được phủ thêm một tầng sương mù lại càng thêm vẻ không chân thực bóng lưng thẳng lạnh băng chiếc cầm kiêu ngạo cũng trở nên cứng ngắc ngay tại đây lại như lần nữa lộ ra cảnh như một buổi sáng mùa xuân ấy hắn so với ngày xưa càng thêm cao lớn khôi ngô, hơi thở tàn nhẫn lạnh khốc xuyên qua tay trang tuyệt đẹp chậm rãi lan tràn. Phí dạ, tôi cho là cậu chỉ đang nói lung tung, lôi tiên sinh, tiểu thư mạch khê chỉ là không hiểu chuyện, xin ngài buông tha cho cô ấy. Sau khi nghe thấy lôi giận chỉ cười lạnh, nhìn về phía mạch khê trong lòng mình, những ngón tay thon dài ngay sau đó đột nhiên siết lại, cứng trắng bao lấy toàn bộ gáy cô, lại nhìn thấy trong mắt người con gái này vẫn ánh lên nét cuộc cường, lửa giận của hắn càng bùng lên phí già thấy thế trong lòng hoảng sợ lập tức nói bằng giọng trầm thấp tiểu thư mạch khê hãy giải thích với lôi tiên sinh đi ngữ khí thân thiết trực tiếp ẩn chứa một mệnh lệnh ở bên trong hắn biết rõ tính cách của lôi giận cho dù năm đó lúc huyết tẩy tổ chức cũng chưa từng thấy mày của hắn nhíu dù chỉ là một chút trong ấn tượng của phí già lôi giận là một kẻ luôn bình tĩnh không một chút dao động khuôn mặt trầm ổn không tìm đâu ra hỉ nộ ái ố của nhân loại nhưng mà hôm nay lại có sắc mặt như thế này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mạch Khê cảm thấy da đầu mình như bị tróc ra rồi, toàn bộ phần gáy đều đau đến chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Đôi mắt cô nhìn bàn tay lớn của người đàn ông đang che khuất mình, Giang Nan ngẩng đầu lên, cô chống lại cặp mắt sắc bén lạnh khốc của lôi giận, giọng nói yếu ớt, nhưng hận ý lại để lộ ra hết sức rõ ràng. Tôi, tuyệt đối sẽ không giải thích với cầm thú, tiểu thư mạch khê, sắc mặt phí dạ kinh hải, thân hình cao lớn khẽ run một chút, cảm giác xấu trong lòng nhanh chóng lan đến từng ngóc ngách cơ thể. Quả nhiên, những lời này hoàn toàn đã khiến lôi giận đánh mất tính nhẫn nại, hắn điên cuồng như một con thú dữ, đôi mắt xanh lục như dần trở thành màu đỏ tươi đầy nguy hiểm, không nói bất cứ lời nào nữa. Hắn đẩy phí dạ ra, tóm mạch khê như tóm một con gà con kéo ra khỏi phòng khách, không khí trong đình viện có một chút ẩm ướt, sương lạnh vẫn chưa tán đi, bao phủ hết thảy toàn bộ cảnh vật, tòa kiến trúc ở trong màn sương như có nét xinh đẹp trong cổ tích, nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt này lại rất tàn nhẫn thân hình bé nhỏ của mạch khê làm sao có thể chống lại được sức lực như vậy đầu gối cô đập xuống trúng viên đá cuội đã chảy ra một chút máu mùi máu trong không khí buổi sớm mai rất nhanh lan ra tiểu thư mạch khê phí già đuổi tới đập vào mắt đầu tiên lại là cảnh tượng khiến hắn đau lòng vô cùng không đợi hắn tiến lên bàn tay lớn của lôi giận một lần nữa tóm được tàn nhẫn kéo cô đứng lên không một chút lưu tình lôi tiên sinh ngài muốn cho cô ấy hận ngài cả đời hay sao? Cậu, cút ngay cho tôi, thấy phí dạ lại ngăn cản đằng trước, lửa giận không thể kìm được hoàn toàn bùng lên, hai chữ hạ xuống thì cũng là lúc nắm đấm của lôi giận cũng dơ lên, đấm mạnh vào người phí dạ. Nắm đấm cường ngạnh mang theo sức mạnh kinh hoàng, chỉ cần một quyền, khiến phí dạ liên tục lui về sau gần như té ngã, sự đau đớn ở lòng ngực tràn ra, hắn ho một tiếng, cổ họng hoàn toàn đều là vị máu, sức mạnh của lôi giận trước giờ đều không giống người thường. Một quyền giáng xuống còn hơn 10 quyền công phu của người luyện võ. Tuy nói thân thủ phí dạ cũng rất cao, mười mấy hai mươi sát thủ cũng không đến gần được, nhưng công phu của hắn đều học từ lôi giận, đương nhiên không thể trở thành đối thủ của lôi giận. Phí dạ tiên sinh, quản gia hàng Á Kinh Hải, vội vàng tiến lên định nâng hắn dậy. Ông ở lôi gia phục vụ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua lôi tiên sinh mất khống chế mà ra tay đánh phí dạ. Thân hình cao lớn của lôi giận từ trên cao nhìn xuống phí dạ, đôi mắt lạnh lẽo như của loài sói khát máu. Không có sự cho phép của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào hoa viên, bao gồm cả cậu, phí dạ. Bằng không, dết không cần hỏi, Ồ, ờ, ngữ khí hắn tàn nhẫn giống như một vị vua cao cao tại thượng nắm trong tay quyền sinh sát, một tay che trời. Tất cả mọi người ở đây đều biết hắn chưa bao giờ nói đùa, phí dạ miễn cưỡng đứng lên, lòng ngực đau muốn vỡ ra, nhưng hắn biết phải cố nén đau, có điều, hắn biết cảm giác đau này không phải đến từ một quyền của lôi giận mà là từ đôi mắt bi thương khiến người ta xót xa kia hắn siết chặt nắm tay muốn ngăn cản nhưng lại bất lực trong hoa viên bao trùm một bầu không khí yên lặng ngọc sơn bạc tuyết như được đặt mình trong tuyết trắng vào một buổi sáng có phần khủng khiếp dáng vẻ khẽ lay động khiến người ta phải bất an nơi này nếu không được lôi giận cho phép bất cứ kẻ nào cũng không thể bước vào nói cách khác cho dù mạch khê có kêu la như thế nào cũng sẽ không có ai đến giúp đỡ cô. Phí giả thực đã bị lệnh cưỡng chế để phần lớn vệ sĩ trông coi mình, hơn nữa vừa lúc nãy, một quyền kia của lôi giận cũng không hề nhẹ. Mạch Khê hoàn toàn mất đi hy vọng, nhưng với tính cách cuộc cường, cô không có một chút ý muốn giải thích với hắn. Người đàn ông đã giết mẹ cô, dù thế nào đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ cúi đầu trước hắn. Nơi này là vườn hoa ngọc sơn bạc tuyết, là lôi giận tự tay mình trồng thân hình nho nhỏ của cô sau khi bị lực tác động lớn từ lôi giận đẩy ngã xuống, bóng dáng xinh đẹp như cánh bướm nhỏ đã mất hết sức lực. Cô nhìn chầm chầm người đàn ông ở phía trước đang tiến lại gần mình, thân thể không ngừng lui về phía sau. Cô không hiểu được, tên ma quỷ này vì sao đưa cô đến nơi đây. Sương sớm vẫn chưa tan đi bao phủ khắp hoa viên. Từng đường nét kiên cường của người đàn ông lộ rõ nét anh Tuấn, hắn cho tới bây giờ cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu sức quyến rũ mê hoặc tâm người khác cho dù đang trong thời điểm điên cuồng thế này mà vẫn anh tuấn và lạnh lẽo như thế, khiến phụ nữ phải say mê. Nhưng, người đàn ông trước mắt này đang từng bước một tới gần mạch khê, từ trên cao nhìn xuống thân mình đang cố hết sức lui về phía sau của cô, đôi môi mỏng lạnh băng mím lại, hình thành một độ công tàn khốc, cô hoảng sợ lui về phía sau, hắn từng bước tiến lên phía trước, như một con báo đen mạnh mẽ nhưng cũng đầy tao nhã, không nhanh cũng không chậm nhìn chăm chú vào cô gái phía trước đang hoảng loạn muốn chạy trốn hắn vẫn không hề nóng lòng bước nhanh đến, bước đi thông thả trọng ổn, âm thanh từng bước chân như đập vào lòng mạch khê, bà tuyết viên lớn như vậy, lại tràn ngập không khí nguy hiểm, sương tan. Người đàn ông cao lớn đang từng bước tới gần cô gái bé nhỏ, một cảnh như thế này, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sinh ra suy nghĩ quỷ dị, rốt cuộc, mạch khê nỗ lực tự mình đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn thì đã thấy thân mình nhanh nhẹn của người đàn ông. Bàn tay lớn của hắn vươn lên từ phía sau, tự như đang bắt một con thỏ nhỏ không thể phản kháng, kéo lấy cô. Sức lực hắn như muốn khảm nhập cô vào người mình, buông ra, đồ ma quỷ, một cơn đau đớn đánh úp lại, mạch khê xém chút nữa muốn ngất đi. Cô chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị người đàn ông này bóp nát, cô dùng sức muốn đẩy hắn ra nhưng không thể chọi lại sức mạnh của hắn, cuối cùng im lặng không làm gì cả, nỗi tuyệt vọng lại bắt đầu dâng lên, giống như phí dạ, thân thủ như vậy mà hắn chỉ cần một quyền, thì cô làm sao có thể trốn thoát? Nói chính xác hơn, hắn chỉ cần dùng sức, một bàn tay liền có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào, chết rồi cũng tốt, nếu không oán hận trong cô sẽ không bao giờ có thể mất đi. Bởi vì cô sẽ không tha thứ cho hắn. Vĩnh viễn sẽ không tha thứ, buông em ra. Như vậy em sẽ rời khỏi tôi sao? Ngữ khí lôi giận rất nhẹ, rất nhẹ, tràn đầy cảm giác mềm mại nhu hòa nhưng lại lộ ra hơi thở quỷ dị đáng sợ, một cảm giác đẩy con người ta vào chỗ chết. Hắn siết chặt mạch khê vào lòng, mỗi lần siết đều khiến thần kinh cô trở nên đau đớn. "Em rời đi, rồi tìm mẹ ruột của em bằng cách nào?" Một câu nói khiến mạch khê hoàn toàn dừng lại động tác giãy dụa. Trong đôi mắt như ánh lên một chấm sáng mơ hồ. Cô nhìn hắn, như đang nhìn một ác ma, cánh môi run rẩy, không muốn biết nguyên nhân bạc tuyết chết sao, lôi giận cúi đầu cắn nhẹ đôi môi mềm mại mê người của mạch khê, giọng nói lạnh như băng thoát ra khỏi vòng hồng hắn bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy thân thể cô trong tay, như nắm giữ sinh mệnh của chính cô. Là ông giết mẹ tôi, giọng nói mạch khê đầy đau thương mất mát, mặc dù có chút nghi vấn, nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi tàn khốc của hắn thì lại càng kiên định hơn. Không sai, là tôi tự tay giết cô ta. Là bởi vì cô ta hạ lưu, bởi vì cô ta không hơn không kém một con đàn bà dâm đảng, không đúng. Mẹ không phải. Ông nói dối, mạch khê phản bác lại lời của hắn, phá vỡ lời nói sắc bén lạnh tanh đó, phẫn nộ nhìn hắn chầm chầm, ông có tư cách gì nói mẹ tôi như vậy? Ông là hung thủ giết hại mẹ tôi, tôi chỉ hận ngay lúc này không thể giết chết ông, ánh mắt u ám sắc bén của lôi giận chợt lóe lên. Hắn khéo léo nâng khuôn cầm của cô lên, tôi lúc nào cũng có thể đón tiếp em, nếu em có khả năng. Nói xong, hắn kéo mái tóc dài của cô, đem toàn bộ thân mình của cô hướng về phía biển hoa tuyệt đẹp như vườn ngọc sơn bạc tuyết. Nơi đó cô chỉ đi qua có một lần, biết đó là chỗ nào không? Hai tay lôi giận bao trọn lấy thắt lưng của cô, tiếng nói cực nóng bỗng dừng lại bên tai cô, nhả từng tiếng một, lạnh lẽo và tuyệt tình vô cùng. Nơi đó, chính là nơi chôn mẹ em, nỗi khiếp sợ khủng khiếp nổ tung trong lòng ngực mạch khê. Biển hoa xanh thẳm kia đẹp đến không chân thực, đẹp như nơi ở của nàng tiên cá trong truyện cổ tích, mê hoặc lòng người. Đây là hơi mai tán mẹ cô, không, thân hình bé nhỏ bắt đầu rung lên, âm thanh bi thương mà cũng mang theo sự kinh hoàng phát ra từ đôi môi xinh xắn, lôi giận giữ chặt lấy tóc cô, khiến cô phải đối mặt với hắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, là tự tay tôi chôn xác cô ta tại nơi này, giọng nói hắn rất lạnh lùng, nhưng đôi môi lạnh băng của hắn lại càng thêm dịu dàng cúi xuống giữ lấy đôi môi run run của cô, ồ ồ, động tác của hắn khiến cả người mạch khê sợ đến phát run. Cô nghiêng đầu muốn tránh né nhưng hắn lại bắt nhanh lấy tóc của cô, ép cô hôn hắn nước mắt chảy qua hai gò má, dọc xuống nơi hai đôi môi đang chạm vào nhau. ư, ừ, ngay khi cô để thoát một tiếng trên rỉ như nước nở ma mị, lôi giận bỗng dưng buông cô ra. Đầu mất đi sự chống đỡ, cô gần như khuỵu xuống, ngay sau đó, cô như trở nên điên cuồng, lao đến biển hoa xanh thẳm một màu, té ngã rồi lại đứng lên, cho đến khi hoàn toàn ngã xuống trong biển nước xanh lam ấy. Sắc mặt người đàn ông phía sau vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt đều là nét sắc nhọn kiên quyết đầu gối mạch khê chạm ngay vào đóa hoa màu lam mềm mại như thịt da của phụ nữ khiến máu tươi dây dính ngay trên đóa hoa ấy màu lam quyến rũ lòng người cùng màu máu đỏ tươi dung hợp cùng một nơi đẹp đến kinh tâm động phách cô bắt đầu lấy tay chạm vào đóa hoa đương chớm nở mới chỉ trong chốc lát cảm giác mềm mại trước đây giờ khắc này lại đổi thành nỗi bi thương thống hận cùng run rẩy không ngừng mẹ đang ở đây mười năm mẹ đã được chôn ở đây thì ra cô cách mẹ mình gần đến như vậy mà tên ma quỷ ở phía sau lại cười lạnh lùng nhìn chuyện đang xảy ra trong 10 năm qua, ngón tay mảnh khảnh chạm đến bùn đất lạnh ngắt. lún hoa thẳm xanh bị té ra, người đàn ông phía sau đột ngột áp lên cô bằng thân hình cao lớn của hắn, tôi giết ông. Tôi muốn giết ông, cảm giác đột ngột như vậy khiến mạch khê kêu lên sợ hãi, đôi con ngươi tràn đầy hận ý sắc bén đến nỗi có thể giết người. Cô muốn dùng tất cả sức lực của mình tránh hắn thật xa, lôi giận cười lạnh. Khóa lấy thân hình nhỏ bé của cô. Hắn siết chặt lấy hai cánh tay của cô bằng cà vạt, để cô lâm vào thế bế tắc, không thể giải dụ được. Ngay sau đó, đoạt, một tiếng, bàn tay lớn của hắn dơ lên, quần áo trên cơ thể người con gái bị chia làm hai nửa. Ông làm gì? Không thể, ông không thể làm vậy với tôi, hai chân thon dài lộ ra ngay tức khắc. Liêu mạng đánh hắn, đã đá hắn, khiến mạch khê khi nhìn đến đáy mắt của người đàn ông kia lại lộ ra tia sáng quen thuộc bỗng nhiên thực rõ ràng mục đích của hắn. Cô tuyệt vọng mà thét lớn, hắn là cầm thú không hề có nhân tính, hắn muốn, lôi giận rốt cuộc cũng có một chút phản ứng. Màn sương lạnh trên khuôn mặt hắn như lộ ra bản tính trả thù của loài giả thú, cô kinh hãi nhìn hắn kéo dây lưng xuống, mỗi một động tác kinh khủng như vậy lại tao nhã khiến người ta không thể thở được, cũng khiến trời đất không thể dung thứ. Tôi muốn người đàn bà hạ tiện chôn ở nơi này biết, con gái của cô ta cũng giống cô ta, hạ lưu dâm đảng lôi giận gằn từng tiếng chậm rãi nhả ra từng chữ giọng nói trầm thấp dịu dàng vô cùng hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ánh mắt lại tuyệt nhiên lạnh lùng cùng tàn nhẫn súc sinh cầm thú buông ra ông không thể làm như vậy mạch khê đá đánh vào thân thể tráng kiện mạnh mẽ không một chút sức mẻ nào của hắn trước kia cô có thể chịu được đủ mọi chuyện hắn làm với mình nhưng duy nhất lần này không thể bởi vì nơi này là nơi mai táng mẹ dù hắn có mang bản chất của ma quỷ cũng không thể làm như vậy một chút nhân tính cũng không có cô không thể cô không thể như vậy được buông em ra vĩnh viễn không có chuyện này đôi mắt người đàn ông gần như trở nên lạnh lẽo độc đoán một cảnh tượng trong quá khứ lại ùa về bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc cùng tiếng thét tuyệt vọng của mạch khê cùng với người phụ nữ mắc một căn bệnh về thần kinh đang cầu xin tha thứ Tất cả trộn lẫn với nhau siết lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến nó trở nên vặn vẹo, sức lực càng trở nên kinh hoàng, không hề báo trước, không hề có khúc dạo đầu, hắn vọt vào trong thân thể cô. A, à, Mạch Khê ngẩng đầu lên, nước mắt tràn nhanh xuống, dừng trên đầu vai cô, dần dần chảy xuống, biến mất trên đóa hoa xanh thẳm. Khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của cô siết lại, thân mình bị người đàn ông giày vò, khuôn ngực trắng mềm đầy đặn phập phồng như thủy triều hướng tới hắn. Dục vọng của lôi giận lại một lần nữa tràn đầy căng chặt trong cơ thể cô, cho đến khi vào đến nơi sâu nhất. Mạch Khê kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể cô lúc này bị đầy đọa là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, nó đã bị người đàn ông này gây ra nỗi đau đớn không gì so sánh được, thân thể mềm mại không ngừng giãy dụa, lại không biết làm như vậy càng kích thích cơn giận dữ cùng dục vọng của hắn. Miệng nói không cần, nhưng thân thể sao lại siết tôi nhanh đến như vậy, đáy mặt lôi giận thoáng qua một cơn đau thật sâu, lời nói lạnh như băng lại không làm gì cả hắn dùng thắt lưng mạnh mẽ thậm chí là lỗ mãn ở vùng ấm áp của cô mà giày vò điên cuồng chiếm hữu tra tấn cô chết đi sống lại khuôn bụng trắng nõn của mạch khê phập phồng kịch liệt từ hạ thân lại truyền đến một cơn đau run rẩy thật sự rất giống mẹ em cúi người xuống lôi giận bên tai cô nhẹ nhàng nói hắn xoay khuôn mặt mạch khê lại rồi nhanh chóng phủ lên môi cô khoảng lưng tinh tráng trắng chắc thẳng ra thân thể lại va chạm vào người cô nước mắt chảy đến nơi môi họ đang dây dưa mang theo vị mặn chát từng đợt va chạm lại đưa đến những âm thanh ám muội tiếng rên của cô gái cùng với thanh âm gầm nhẹ trong cổ họng của người đàn ông như một bản hòa âm hắn buông cô ra thân thể mềm mại vô lực bên dưới người hắn đang run rẩy kịch liệt cổ họng mạch khê như muốn rách ra sức lực để dãy dùa cũng dần dần bị bào mòn lôi giận vẫn như cũ không chịu buông tha cô liên tục từng đợt va chạm mãnh liệt đánh vào điểm mẫn cảm sâu bên trong cô thậm chí hắn thúc mạnh khiến con rồng lớn hoàn toàn nhập vào nơi sâu nhất trong cô. Nỗi đau đớn khiến ý thức của cô dần mất đi, cầm thú, tôi, nhất định sẽ giết ông, nước mắt cô rơi xuống, cõi lòng đều trở nên trống rỗng hoang tàn. Sức mạnh to lớn của lôi giận một lần nữa đánh sâu vào thân thể cô, bàn tay lớn của hắn kìm chặt ở phần eo nhỏ, không để cho cô một cơ hội trốn tránh, cô thế mà đã quên, hắn căn bản không phải người trong thế giới của hắn căn bản không hề tồn tại luân lý cùng đạo đức của loài người thậm chí hắn còn cho rằng đây là chuyện buồn cười nào đó hắn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào luôn dùng hành vi cùng suy nghĩ mà con người hoàn toàn không thể tha thứ để trả thù thật tàn khốc chỉ vì mối thù của mình hắn không thể như vậy ít nhất mạch khê còn nhớ rõ đêm trong thư phòng ấy hắn vì cô mà băng bó vết thương một khung cảnh dịu dàng đến ấm áp chạm vào lòng cô thậm chí không thể khống chế được bản thân, cô còn lầm tưởng cho rằng hắn vẫn còn có một ánh mắt dịu nhẹ đến thế, bắt đầu từ đêm hôm đó, cho dù là hắn chiếm đoạt thân thể cô. Mạch Khê đều không phản ứng mạnh mẽ nữa, nhưng mà, ngày hôm nay, ngay trên những đóa hoa xanh thẳm một màu, tâm cô đã hoàn toàn bị giết chết, bị sự tàn nhẫn của hắn đốt thành từng mảnh nhỏ, bụi tan khói diệt, lôi giận trong giờ khắc này, thô bạo điên cuồng như loài mảnh thú hoang dã, khiến cô có cảm giác bản thân trở nên hèn mọn, đê tiện như chính lời hắn nói, cô là một món đồ chơi, là món đồ chơi mà hắn đã tỉ mỉ nuôi dưỡng 10 năm trời. Kết quả đáng buồn là, chẳng những chỉ đơn thuần là đồ chơi, mà còn là công cụ để hắn trả thù mẹ. Điều này, thật tuyệt vọng. 18 năm rồi, cô lần đầu tiên mới cảm giác được tuyệt vọng tàn khốc đến như vậy, cô cảm thấy thân thể mình trở nên dơ bẩn, dơ bẩn vô cùng. Nhưng bị hắn dạy dỗ, thân thể lại trở nên nhạy cảm cảm giác xấu hổ đến tột độ đã thay bằng sự thích ứng với sức lực to lớn mạnh mẽ của hắn, bên dưới dần dần loan một khoảng ướt ác, dịch thể trong suốt dần dần chảy ra khiến cả hai người không còn đau đớn, trái lại sinh ra một cảm giác khoái cảm mãnh liệt, không phải không muốn sao? Đây là cái gì, hả? Đôi môi mỏng tàn nhẫn lạnh lùng của lôi giận gận lên, đầu ngón tay chạm đến một tia mật dịch của cô, ông buông, buông ra, không bao giờ, hắn lạnh khóc siết lấy cái cầm nhỏ của cô dưới thân liên tục lượt động cùng va chạm đừng mơ tưởng em là của tôi chỉ cần ngày nào tôi còn chưa chết em là để tôi đùa giỡn phát tiết lửa giận đến hủy thiên diệt địa cùng khoái cảm của dục tình bao chặt lấy hai cơ thể đang quấn quyết tiếng thở dốc của nam nữ đang xen vào nhau mạch khê gần như muốn ngất đi sự va chạm mạnh mẽ như vậy khiến cô không chịu nổi nữa phần đùi nhỏ vô lực buông lỏng trên bờ vai dày rộng của hắn da thịt trắng mềm cùng làn da màu lúa mạch tạo nên sự đối lập hoàn toàn lôi giận chuyển động thân mình, ngay sau đó rời khỏi cơ thể cô. Hai mắt cô đều nhòa lệ, hắn bóp chặt khuôn cầm tinh tế của cô bóp chặt, dùng sức mạnh to lớn ép cô phải quỳ gối giữa hai chân của hắn, ngay khắc đó, con thú lớn để sát cánh môi đang run rẩy của cô cho đến khi nỗi tuyệt vọng hoàn toàn cuột ngã cô, mở ra. Ngón tay đầy mờ ám của người đàn ông chà sát trên cánh môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ. Không, Mạch Khê kêu lên sợ hãi, mở to hai mắt nhìn hắn cô khóc thét muốn giãy dụa, lại để người đàn ông thừa dịp đôi môi đỏ mọng hé mở, ngón cái cùng ngón trỏ mạnh mẽ siết chặt lấy hai gò má cô, giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn kia không thể khép lại. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa con thú kia vào, ừ, sự to lớn của người đàn ông này chỉ có tiếng vào một nửa liền lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Một chút nước bọt không thể nuốt xuống mà chảy ra làm nên một hình ảnh yêu mị vô cùng. Trong hoa viên xanh thẳm, một thiếu nữ tuyệt mỹ với đôi mắt đẫm lệ, khuôn miệng giữ lấy phần cứng trắng của người đàn ông, hô hấp ngày một khó khăn hơn, gáy cô muốn thoát ra, nhưng sức lực lại không đủ. Cô muốn thét lên, lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, thừa nhận lấy dục vọng đáng sợ đến dọa người của hắn. Nếu có thể, cô muốn cắn mạnh xuống, nhưng cũng phát hiện, hắn đang giữ lấy khớp hàm của cô khiến sức lực cứ như vậy mà mất đi. Từng giọt nước mắt lại nặng nề rơi xuống, cho tới bây giờ hắn không có đối xử với cô tàn nhẫn như vậy cho dù là trước đây có chiếm đoạt thân thể cô, cũng không giống như ngày hôm nay, cầm thú tàn nhẫn. Hình ảnh kích thích như vậy càng khiến cho hạ thân của lôi giận thêm cứng rắn và to lớn hơn. Phần đầu cứng rắn của biểu tượng nam tính trong miệng mạch khê thăm dò đầy ác ý, tới tới lui lui quấy nhiễu trong khuôn miệng nhỏ của cô, bàn tay to lớn vươn đến, đặt lên đỉnh đầu của cô, hướng sự to lớn của bản thân vào đến cổ họng cô, khiến cô ngay cả muốn nuốt xuôi cũng khó khăn. Hắn cử động vừa nhanh lại sâu, giống như loài giả thú đang cuồng bạo mà tàn phá, khiến cho người chỉ mới biết đến mùi vị của dục tình như mạch khê khó có thể chống đỡ được. Gã đàn ông cứ ít kỷ đoạt lấy một cách tàn bạo, khiến cô không thể thở được, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến dị thường, hô hấp không nổi. Mạch khê biết, người đàn ông này chính là muốn dùng phương pháp phẫn nộ như thế để phát tiết, dùng thân thể của cô mà trả thù mẹ ruột bạc tuyết của cô, bỗng nhiên hắn rời khỏi, ép cô quỳ rạp xuống trên mặt đất, tách ra phần mông trắng tròn đầy đặn, ngón tay thon dài thậm chí bắt đầu quấy nhiễu nơi hồng nhạt ấy, ở nơi chưa từng được chạm qua, không một chút lưu tình nào đẩy ngón giữa vào. À, đồng tử mạch khê đột nhiên mở lớn. Ở ngay nơi khô ráo phía sau, sao hắn có thể làm vậy? Sự hoang ái cùng giả như thế sao cô có thể chịu đựng nổi, cô để thoát một tiếng kêu đau. Hắn muốn làm cái gì? Làm sao có thể, không thích, nỗi đau trong đáy mắt lôi giận một lần nữa tràn ra, trong lời nói lạnh như băng ấy có điều gì đó không thể lý giải nổi, hắn lại nhập thêm một ngón tay để khuếch trương phần non mềm kia, vì sao còn siết lấy tôi nhanh như vậy? Hắn cúi người, cắn lấy vành tai khéo léo của cô, giọng nói ôn nhu đến vô bờ, nhưng lại phun ra lời nói đê tiện không cùng. Cô đã không còn phân biệt được nữa, rốt cuộc là thân thể đau hay vẫn là đau quá, thân thể bị hắn đè ép thành một tư thế cực kỳ khó chịu, như một dâm nô đầy đê tiện, thừa nhận chủ nhân làm hết thảy mọi thứ trên người đâu yên tâm không chỉ có em đâu giọng hắn trầm xuống hắn đặt vật nam tính của mình để ở nơi nhạy cảm của cô ngay khi nhận thấy sự rung rẩy của cô hắn dùng sức a à, cơn đau xuyên tim kịch liệt thẳng đến đại não mạch khê lập tức ngất đi lôi dần vẫn không buông cô ra mà tăng cường luật động mạnh mẽ lý trí hắn cũng trở nên điên loạn khóa cô vào lòng ngực mình thay đổi các loại tư thế ngay trên hoa cỏ của vườn hoa rộng lớn o o phía chân trời vang lên âm thanh âm y, mặt trời đang mọc nhưng đến lúc này lại có sự thay đổi bất ngờ, mang theo mùi ngai ngái nhẹ nhẹ của những cơn mưa. Mạch khê ngất xỉu nằm cùng mình trong lòng lôi giận. Hàng mi thanh, thật dài, hát bóng xuống như hình rẽ quạt tạo thành một hình ảnh đầy ám ảnh. Trải qua cơn kích tình, đôi má hồng hào đầy đặn ứng lên một tầng đỏ nhàn nhạt, cái mũi khéo léo tinh xảo, cái miệng nhỏ hơi hé mở nhẹ nhàng hô hấp trước lòng ngực của hắn ngón tay thon dài của hắn lần theo từng đường nét ngũ quan tinh xảo của cô hàng mi này đôi mắt này luôn có một sức hút ma mị khiến nội tâm của hắn tràn ra một cảm giác đau lòng đầy xa lạ nhất là tại biển hoa xanh thăm thẳm như thế này trong lòng hắn lại càng thêm đau đớn giống như cả thân xác đều bị ngủ mã phanh thay hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô trong hoa viên đó là vào một buổi đêm ngay cả một chấm nhỏ ánh sáng đều ánh lên nét mê hoặc đến cực độ toàn bộ hoa viên yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu vang tạo nên một khoảng tĩnh mịch. Lúc đó, cô giống hệt một nàng tiên nhỏ dưới ánh trăng. Cô ngửa đầu ngắm bầu trời đêm, ánh mắt đầy thu hút lại ngắm những cánh hoa, khuôn mặt hoa trắng xinh như ngọc, tự như tinh linh giữa đêm đen. Khi ấy cô còn nhỏ như vậy nhưng đáy mắt lại phản phất nét cô quạng không giống những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng của hắn, khi cô quay đầu, ánh sáng yếu ớt chợt ánh lên, thoáng như thứ ánh sáng chưa từng tồn tại cô giống như một tinh linh nhỏ dựng lên một bức tường phòng vệ chỉ là trong khoảnh khắc yếu ớt cùng cô đơn ấy thẳng trong tim hắn chợt ban một tiếng lòng ngực trái cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại đều mang một cơn đau mơ hồ thân thể của cả hai hòa hợp đến nỗi giống hệt như chỉ vì người kia mà sinh ra thân hình cường tráng bọc lấy cơ thể quyến rũ mê người của cô màu đồng cùng màu tuyết trắng của da thịt tôn nhau hình thành nên một bức tranh đầy ám muội mà hoàng mỹ Cơn mưa nhẹ từ bầu trời rốt cuộc cũng rơi xuống, những hạt mưa nhỏ làm ướt mái tóc ngắn của hắn, gương mặt như được điêu khắc từ cẩm thạch, tuấn Mỹ không một chút khuyết điểm đã từ từ rút đi cơn quẩn chí, hai tròng mắt đen ánh lên vần sáng mơ hồ, hạt mưa lạnh như băng rơi xuống trên gương mặt mạch khê liền đánh thức cô dậy, cô giật mình mở to mắt, trong một khoảnh khắc không biết đây là mơ hay là thực, bản thân còn sống hay đã chết. Một bàn tay giữ lấy cầm của cô, cô ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp ngay một đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng hắn đứng trước mặt cô thân thể cao lớn hơn cô gấp nhiều lần hệt như đang nhìn một nữ nô hèn mọn so với trang phục vẫn còn chỉnh tề của hắn thì cô hệt như một đứa trẻ nhếch nhác hai chân thon dài cuộn lại trong bụi hoa hô hấp của cô tràn đầy hơi thở nam tính của người đàn ông tàn nhẫn kia mưa dần dần trở nên lớn hơn hắn không tránh cũng không trốn thậm chí động tác che mưa cho cô cũng không có cứ như vậy lạnh lẽo mà nhìn cô không hề chớp mắt mạch khê tuyệt vọng nở nụ cười nụ cười ấy giống như hoa quỳnh nở rộ trong một đêm mưa, trong thời khắc cuối cùng lại để lộ nét đẹp tuyệt mỹ nhất của mình. Nụ cười ấy, đập vào trái tim lôi giận thật mạnh. Cơn đau từ lòng ngực lại một lần nữa lan tràn. Mạch khê cố hết sức để đứng dậy, nhưng đôi chân đã mất hết sức lực trung rẩy. Người đàn ông tàn nhẫn chiếm đoạt khiến cõi lòng cô vỡ nát không còn một mảnh. Mưa sát trên từng dấu vết trên cơ thể, mớ áo quần hỗn độn cũng đã ướt đẫm. Cô bước từng bước một vào giữa vườn hoa màu lam, gian nan, vô lực, nhưng vẫn chấp nhất hướng về phía trước bước đi, một chút lại một chút. Nước mưa lạnh ngắt khiến thân thể cô càng thêm đau đớn, người đàn ông đứng trong màn mưa không hề rời đi, cũng không bước đến giữ lấy cô, thân hình cao lớn chỉ đứng lặng lặng ở đó, đường nét khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng nếu nhìn kỹ, hai bàn tay của hắn đang siết lại thành một nắm đấm, đau đớn trên đôi mày của hắn lan tràn, từng chút một từng chút một, bùn đất dây dính trên người mạch khê trước cái nhìn chăm chăm lạnh lẽo của người đàn ông kia, nước mắt cùng nước mưa chảy xuống nơi ngón tay mảnh khảnh bị đất đá chà đến sức da, đổ máu. Màu đỏ hồng của máu hòa lẫn với bùn đất, ngón tay cũng rất đau đớn, xót buốt, nhưng chẳng bằng một chút cơn đau tự đáy lòng cô. Mưa Cơn mưa xối xả như muốn nghiêng trời lệch đất, phô thiên cái địa trải khắp trời đất, ngụ ý cái thế lớn mạnh, tự như đang khóc vì cô, thân mình bé nhỏ hoàn toàn bị mưa bao phủ, cách người đàn ông kia một khoảng cô đang khóc, thanh âm đã mất đi từ lâu, chỉ đơn giản nước mắt cứ liên tục chảy xuống, ngón tay đầy máu bắt đầu cào lấy lớp bùn đất, là một sự kiên định không gì phá nổi trong niềm tin của mạch khê mang theo sự cuộc cường nhưng đáy lòng cô thì lại hoàn toàn trống, rỗng, cô không có sức mạnh, hèn mọn. 18 năm nay số phận của cô cho tới bây giờ đều không có gì thay đổi. Ngay cả để mẹ ngủ yên, cô cũng không làm được, cô là một đứa con gái bất hiếu, trời mưa không biết bao lâu, Mạch Khê không biết đã đào bao lâu, ngón tay thực sự đã đầy máu, đau đến chết lặng. Người đàn ông phía sau cũng không rời đi, không rõ đang nhìn cô chăm chú như vậy bao lâu, cho đến khi, ngón tay Mạch Khê chạm đến một vật cứng trắng, cô chợt dừng lại động tác, lộ ra một phần của khối gỗ được chạm rỗng đầy công phu điêu luyện hoa trầm. Cô thở gấp hơn, động tác của đôi tay cũng nhanh hơn, hơi nước đều đã bao phủ toàn bộ đôi mắt của cô. Lôi giận đứng ở trong mưa đã nhìn thấy một phần khối gỗ ấy thân hình cao lớn vẫn không che khuất được nỗi đau từ chân mày của hắn nỗi đau nặng nề lấp đầy đáy mắt nước mưa đã làm âu phục của hắn ướt nhẹp ngày đó cũng trong một ngày đầy sương một ngày mưa lớn như vậy trong hoa viên mênh mông cũng chỉ có một mình hắn nước mắt dọc theo gò má rơi xuống quan tài tất cả đã được chôn xuống tại đây từ ngày đó hắn rốt cuộc đã mất toàn bộ tình cảm của loài người không vui không lo hết thảy đều trả lại cho người phụ nữ đã từng dạy hắn mọi thứ sự thâm trầm bình tĩnh này có được bởi vì hắn đã chôn tất cả mọi tình cảm xuống không tiếng khóc của mạch khê phá tan suy nghĩ của hắn nước mưa cọ rửa hoa văn trên phiến gỗ trầm khiến dấu hiệu chữ thập giá của quan tài rốt cuộc cũng lộ ra tình cảm tại đây một khoảnh khắc này đã hoàn toàn tan vỡ lôi giận nhìn thấy cảnh tượng này trong ánh mắt cuồng tuấn lạnh như băng hiện lên chút đau lòng không phải vì bất kỳ ai khác chỉ vì người con gái trước mắt này đây ư ừ, mái tóc dài rơi xuống đầu vai mạch khê thanh âm thê lương đau khổ vang vọng toàn bộ hoa viên mang theo nỗi xót xa đến tận cùng. Hết chương 60, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.